không cùng theo một lúc đi du lịch. La Quân cười cười, nói nói cũng nên cho bọn hắn một điểm thế giới hai người đi. Hắn nói chuyện thì bắt chuyện Tống Linh San ngồi xuống, sau đó lại dùng chính mình chén nước rót một ly nóng nước sôi cho Tống Linh San, nói nói không chê ta cái chén a. À. Không chê, Tống Linh San hoan hỉ tiếp nhận. Thế nhưng là ta muốn trở về, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Tống Linh San nói ra. La Quân nói nói ta không quay về, trong nhà lại không người trở về trống rỗng. Tống Linh San nói nói có thể đến nhà ta a, à. nàng nói xong mặt thì đỏ. La Quân cười nói ta sợ ngươi ba ba đem ta giết, người mới 19 a. Tống Linh San khuôn mặt ửng đỏ, nói nói mới sẽ không đâu, cha ta thích ngươi đều còn đến không kịp. La Quân chỉ là cười một tiếng, không hề nói tiếp. Tống Linh San uống một ngụm nước nóng, còn nói thêm ta tới là có thứ gì muốn tặng cho ngươi. "Hả? Thứ gì?" La Quân cảm thấy hiếu kỳ. Là cái này, Tống Linh San cầm trong tay bình đưa cho La Quân. La Quân nghi hoặc tiếp nhận, hắn nói nói ta có thể mở ra sao? Đương nhiên có thể, Tống Linh San nói ra. La Quân mở ra bình, ở trong đó lại là rất nhiều trang giấy, mỗi một mảnh giấy đều cắt thành hoa hồng hình dáng. Trang giấy phía trên còn có chữ. La Quân theo tay cầm lên một tấm màu hồng hoa hồng trang giấy, mặt sau có xinh đẹp chữ nhỏ. Ngày 15 tháng 6 khí trời trời trong xanh, khoảng cách thi đại học còn có thời gian một năm, ta phải cố gắng lên, không thể bị la quân cái này thối nhà vượt qua quá nhiều. Ngày 19 tháng 8, khí trời mưa to, mưa to thật đáng ghét, chúng ta vừa mới đến Quế Lâm đây. Có điều cũng thật vui vẻ, bởi vì hôm nay xú ra hỏa đánh cho ta dù, hắn cái dù toàn bộ đều nhường cho ta, không cho ta gặp mưa, có thể chính hắn đều ướt nhẹp. Ngày 14 tháng 2, hôm nay lạnh quá, lại là phía tây lễ tình nhân thật hy vọng có thể thu đến cái kia xú Gia hỏa lễ vật, thế nhưng là... Hắn là cái đại mộc đầu đâu, mới sẽ không, ta đến cùng muốn hay không đem sô-cô-la đi đưa cho hắn đâu. Tính toán, vẫn là không muốn, nhiều như vậy mất mặt. Ngày 25 tháng 5, khoảng cách thi đại học chỉ có một tháng, xú gia hỏa cùng Linh Nhi đều muốn thi nam đại, ta nhất định muốn cùng xú gia hỏa cùng một chỗ. Các loại lên đại học, ta muốn trở thành hắn bạn gái, hừ hừ phương diện này trang giấy có chừng chừng một ngàn tấm, mỗi một tấm đều là dùng cây kéo cắt bỏ đi ra. Mỗi một mảnh giấy đều có tống linh san tâm tình, có bao nhiêu trang giấy mảng, thì đại biểu tống linh san ưa thích La Quân bao lâu. Đây là một phần vô cùng chịu nặng tình ý. La Quân có chút ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng cảm động vô cùng. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, mà lại hắn đối tống linh san còn có như thế đặc thù tình cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tống linh san, Tống Linh San nhìn ra phía ngoài, nàng đựng rất nhẹ nhàng, nhưng run rẩy tay lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Linh San, là quần khép lại cái nắp, hô một tiếng. Tống Linh San hốc mắt đỏ lên, nói nói ngươi không nên cự tuyệt ta, được không? Ta không có cái gì yêu cầu ngươi. La Quân nói nói thật xin lỗi. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Ngươi không có cái gì có lỗi với ta, đây đều là chính ta phạm tiện, thấp hèn muốn làm, có quan hệ gì tới ngươi? Tống Linh San lau một thanh nước mắt, có chút táo bạo nói ra. La Quân quất khăn giấy, sau đó trở về Tống Linh San trước mặt, hắn nhẹ nhàng vì Tống Linh San lau nước mắt. Tống Linh San tiếp nhận khăn giấy, nàng đem nước mắt lau khô về sau, đứng dậy hướng La Quân rực rỡ cười một tiếng, nói nói ta biết, người không thích nữ sinh khóc đâu, ta hội khống chế chính ta, giảm bớt thúc thiết. La Quân không hề đi xem Tống Linh San, hắn nói nói ta hy vọng người có thể thật vui vẻ thế nhưng là ta cho không ngươi rất muốn nhất đồ vật tống linh san nói nói không quan trọng chỉ cần ta có thể nhìn lấy ngươi theo ngươi nói một chút liền đầy đủ chỉ cần ngươi không đuổi ta đi ta liền sẽ rất vui vẻ ngươi là rất lợi hại ưu tú cô nương không nên dạng này hèn mọn không ai đáng giá ta cũng không đáng la quân nói ra tống linh san nói nói có đáng giá hay không đến ngươi nói không tính ta nói mới tính la quân hơi hơi thở dài Nói nói ngươi là lúc nào về nhà, đến lúc đó ta đưa ngươi đi nhà ga." Tống Linh San nói nói ba ngày sau đó, mấy ngày nay ta đều tại trong phòng ngủ cùng ngươi có được hay không?" La Quân nói nói đương nhiên không tốt, ngươi là nữ hài tử, truyền sau khi ra ngoài, đối ngươi danh tiếng nhiều không tốt." Ta mới không quan tâm đây." Tống Linh San nói ra. La Quân muốn kể một ít ngoan thoại, nhưng nghĩ tới Tống Linh San vì chính mình làm hết thảy, hắn làm sao cũng hung ác không quyết tâm ruột tới ta sẽ chờ ngươi ba năm, nếu như trong ba năm này, ta còn không thể làm được để ngươi yêu mến ta, vậy ta liền từ bỏ. Nhưng ở trong ba năm này, ngươi không nên đuổi ta đi, được hay không? Tống Linh san kéo lại la quân cánh tay, có chút cầu khẩn ý vị nói ra. Nàng phát dục sung mãn trước ngực cũng liền cùng la quân cánh tay sát bên, đó là một loại rất lợi hại dị dạng xúc cảm. La quân nói nói nếu như ta biết rõ không có khả năng cùng với ngươi, vẫn còn phải đáp ứng ngươi dạng này thỉnh cầu, cái kia ta chính là một cái mười phần hỗn đản. Ta tình nguyện ngươi là hỗn đản, chúng ta là người trẻ tuổi, ta không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được. Tống Linh San nói nói chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem thân thể cho ngươi. Nàng nói xong thế mà liền bắt đầu cởi quần áo ra. Linh San, La Quân giật mình, hắn liền vội vàng nắm được nàng, ngươi không muốn ngốc như vậy được hay không? Ta chính là ngốc như vậy, La Quân, ta cũng muốn quên ngươi nhưng ta không thể quên được. Ta muốn buông xuống ngươi, ta thử qua thật lâu, có thể ta vẫn là làm không được. Ta cũng không muốn như thế phạm tiện, ngươi biết không? Thế nhưng là, Tống Linh San lại khóc lên, nàng sau đó lập tức lại lau khô nước mắt, nói nói thật xin lỗi, ta không muốn khóc, ta biết, ngươi không thích ta khóc. La quân triệt để bất đắc dĩ, trong lòng của hắn đã cảm động, lại do dự. Rơi vào đường cùng, là quân chuyển đổi đề tài, nói nói đi thôi, ta cái bụng có chút đói, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tống Linh San lập tức nín khóc mỉm cười, nói nói tốt. La Quân nhịn không được nói nói người cái tên này, làm sao như thế không cần mặt mũi, một hồi khóc một hồi cười. Tống Linh San lập tức hồn nhiên nói nói ai cần ngươi lo, không cho phép ngươi cười ta. Sau đó ba ngày, La Quân đều bồi tiếp Tống Linh San đi dạo hết thượng hải rất nhiều nơi. Mỗi lần La Quân muốn cho Tống Linh San mua quần áo thời điểm. Tống Linh San nói cái gì đều không cho. Mẹ ta nói qua, nữ sinh nhất định muốn tự ái. Trước khi kết hôn, không thể dùng linh tinh nam sinh tiền, không phải vậy sẽ bị xem nhẹ. Ta mới không cần bị ngươi xem nhẹ, Tống Linh San nói như vậy. La Quân không khỏi cười khổ. Bất quá, Tống Linh San cuối cùng vẫn là đối với một đầu tiện nghi dây truyền vật phẩm trang sức nói nói La Quân, ngươi có thể hay không đưa cái này cho ta. Đương nhiên có thể, La Quân cười một tiếng, nói ra. Sau đó, La Quân đem đầu này vật phẩm trang sức mua lại. Tống Linh San còn nói thêm người giúp ta đeo lên a. La Quân nói nói tốt, hắn cầm lấy dây chuyền, sau đó thì đẩy ra Tống Linh San mái tóc, nàng sau cái cổ rất là trắng như tuyết, tiếp xúc đến sau khiến người ta có loại run sợ rung động. La Quân rất nhanh liền cho Tống Linh San mang tốt dây chuyền, nàng hì hì cười một tiếng, nói nói ta hội chân tảng đến vĩnh viễn. La Quân cười nhạt một tiếng lại không nói thêm gì. Tại La Quân trên thân, có loại nói không nên lời khí chất cùng mị lực. Hắn mãi mãi cũng là như thế trầm ổn, bình tĩnh, nho nhã, cho dù là thiên băng địa liệt, hắn cũng giống vậy có thể đủ chấn định đối mặt. Loại này nhân cách mị lực là nữ nhân xuân dược. Buổi tối thời điểm, Tống Linh San muốn đi xem phim. Đáng tiếc a, à, hiện tại Titanic không có chiếu lên, không thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy Titanic, đây là ta tiếc nuối. Tống Linh San nói ra. La Quân nói nói này cũng rất tốt xử lý a. À. Tống Linh San trợn mắt chừng một cái, nói nói nơi đó dễ làm a. À. Chẳng lẽ người có thể để cho dạp chiếu phim một lần nữa chiếu lên hay sao? La Quân nói nói ta thật không có bản sự này, bất quá ta biết hiện tại Thượng Hải đã có tư nhân dạp chiếu phim. Tại tư nhân dạp chiếu phim bên trong muốn nhìn màn hình lớn là có thể làm được. Thật sao? Tống Linh San cao hứng vô cùng. La Quân nói nói đi thôi. Ta dẫn người đi. Rất nhanh, là Quân tìm đến một nhà cũng không tệ lắm tư nhân dạp chiếu phim. Đồng thời cũng để cho Tống Linh San đã được như nguyện coi trọng Titanic. Đang nhìn thời điểm, Tống Linh San vô ý thức giúp vào La Quân trong ngực. La Quân thân thể rõ ràng cứng một chút, hắn muốn tách rời khỏi, nhưng cũng biết dạng này quá đau đớn Tống Linh San. Cũng may là, Tống Linh San cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng thực là cái rất lợi hại thông minh cô nương. Tống Linh San tại Thượng Hải vui sướng đợi ba ngày, ba ngày sau đó là Quân đưa Tống Linh San đi chạm xe lửa. Vào lúc ly biệt trước đó, Tống Linh San lôi kéo La Quân tay, khẩn cầu nói: nói ngươi muốn không hãy cùng ta cùng một chỗ trở về đi. La Quân nói: nói hiện tại cũng mua không được vé xe lửa a. À. Vậy ta có thể đợi ngươi. Tống Linh San nói ra. Lên xe đi, đừng làm rộn. La Quân từ tốn nói. Tống Linh San ngay sau đó cũng không dám nói thêm gì nữa nàng thật tâm bên trong biết la quân đợi tại thượng hải đại khái là cùng linh nhi có quan hệ có thể nàng yêu cũng là như thế hèn mọn nàng cũng tin tưởng vững chắc cuối cùng có một ngày la quân sẽ bị nàng cảm động cho nên nàng muốn làm liền là không nháo cũng là gần nhau tống linh san tại lên xe lửa về sau nàng cho tư đồ linh nhi phát một cái tin nhắn ngắn linh nhi nhìn thấy ngươi cũng tình yêu tình báo trong lòng ta cứ yên tâm ta đã chính thức bắt đầu truy cầu la quân Ai nói nữ nhân thì nhất định muốn bị động đâu. La Quân không quá hội cửa tuyệt người, ta hội một mực quấn lấy hắn. Coi như hắn là một khối đá, ta cũng muốn đem hắn che nóng. Tin nhắn phát ra số lượng từ là có hạn chế. Tống Linh San phát mấy điều. Nàng tiếp tục nói người còn nhớ rõ ta cái kia hoa hồng trang giấy sao. Ta đưa nó toàn bộ lấy ra cho La Quân. Ta làm hơn 3 năm, chính là vì có một ngày có thể đưa cho hắn. Hắn thật rất lợi hại cảm động ta nỗ lực liền cũng coi như không có uổng phí. Linh Nhi, thật xin lỗi, thực ta biết trong lòng ngươi cũng ưa thích hắn, ta nói để ngươi không muốn cùng ta đoạt, là bởi vì ta biết ta căn bản đoạt không qua ngươi. Trong lòng ta, hắn thứ nhất, ngươi thứ hai, ta không muốn mất đi hắn, cũng không muốn mất đi ngươi, cho nên, ta thật rất lợi hại tự tư. Ta rất muốn đi bận tâm ngươi cảm thụ, nhưng ta không biết như thế nào mới có thể làm được tốt nhất. Cái này trong vòng hơn một tháng, ta một mực không dám có hành động. Chính là sợ ngươi sẽ thương tâm, làm ta biết, ngươi cùng với Âu Dương về sau, ta thật rất lợi hại thay ngươi vui vẻ. Nhưng cùng lúc, ta cũng rất lo lắng, nếu như ngươi là thật ưa thích Âu Dương, đó là tốt nhất. Ta sợ hơn, ngươi chỉ là vì trở thành toàn ta. Trong ba ngày này, ta vẫn luôn cùng với La Quân, hắn mang ta đi ăn rất nhiều quả vặt, mang ta đi tư nhân dạp chiếu phim bên trong nhìn Titanic. Đây là ta một cái mơ ước, ta mơ ước có thể cùng mình âu yếm người cùng một chỗ nhìn bộ phim này. Linh Nhi, người hội hận ta sao? Tống Linh San một hơi phát mấy cái tin nhắn ngắn đi qua. Sau đó, nàng bắt đầu tâm thần bất định chờ đợi tư đồ Linh Nhi hồi âm. Đáng tiếc là, tư đồ Linh Nhi không biết là không có chú ý tới, vẫn là thật tức giận, lại là không có cho Tống Linh San về tin tức. Tống Linh San là ngủ ở giường nằm phía trên, xe lửa loảng xoảng loảng xoảng tiến lên, dần dần, một trận buồn ngủ đánh tới. Nàng ngủ, nhưng trong tay một mực ôm điện thoại di động. Không biết ngủ bao lâu, đến tin nhắn âm thanh vang lên. Tống Linh san một cái giật mình, nàng lập tức tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên cũng là mở ra điện thoại di động đến xem, để cho nàng thất vọng là, lại là một đầu liên thông phát tới tin nhắn. Theo chính mình gửi tin tức đến bây giờ đã qua 2 giờ, từ đồ Linh Nhi từ đầu đến cuối không có về tin tức. Tống Linh San tâm lý tâm thần bất định tới cực điểm, đối với Tống Linh San tới nói, là một loại giày vò. Đúng lúc này, tin nhắn lại tới một đầu. Là từ đồ Linh Nhi phát tới. Tống Linh San ngón tay run nhẹ nhẹ đem tin nhắn ấn mở. Thật xin lỗi, Linh San, lâu như vậy mới cho ngươi về tin tức. Thật tại thu đến ngươi tin tức thời điểm, trong lòng ta là có sinh khí. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngươi không có có lỗi với ta địa phương. Chẳng qua là, ta không có người dũng cảm mà thôi. Chúng ta mỗi người đều có tranh thủ yêu quyền lợi, nhưng cùng lúc cũng có từ bỏ quyền lực. Khác biệt là, người lựa chọn tranh thủ, ta lựa chọn từ bỏ. Chúng ta trước kia không phải ước định qua à, tuyệt không muốn vì một người nam nhân mà để tỉ muội bất hòa. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, thực ta rất lợi hại cảm tạ người tại ta không có từ bỏ thời điểm, cũng không có theo đuổi la quân. Đây là người đối với ta lớn nhất tình nghĩa, mà bây giờ, ta lựa chọn Âu Dương hắn là cái rất không tệ nam hài tử, ta sẽ cố gắng đi ưa thích hắn. Cũng chúc người cùng La Quân có thể sớm ngày tu thành chính quả. Tết 28 ngày ấy, tư đồ Linh Nhi cùng phụ mẫu về Yến Kinh. Bọn họ phải bồi lão gia tử sang năm, kinh lịch sự kiện kia về sau, lẫn nhau ở giữa ngăn cách đã tiêu tan, cũng để cho tư đồ tín nghĩa hai vợ chồng càng thêm chân quý thân tình. Tại đi trên máy bay, Dương Khiết cùng Linh Nhi ngồi tại công vụ trong khoang thuyền tư đồ tín nghĩa bị ngăn cách đến địa phương khác. Dù sao sang năm vé máy bay cũng không có tốt như vậy đặt trước. Linh Nhi, người tình yêu tình báo. Dương khiết hỏi tư đồ Linh Nhi. Tư đồ Linh Nhi nao nao, nàng lại là lộ ra bình tĩnh, chỉ là có chút kỳ quái nói nói, nói mẹ làm sao người biết. Dương Khiết nói nói Linh San nói với ta. Lúc nào nói, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Dương Khiết nói nói nửa tháng trước đi, Linh San rất lợi hại lo lắng ngươi nàng sợ ngươi không phải thật tâm ưa thích nam hài kia tử mà chính là có chủ tâm muốn khí la quân vì sao lại nghĩ như vậy tư đồ linh nhi nói ra dương khiết nói nói linh nhi chúng ta nghĩ như thế nào đều không trọng yếu trọng yếu là mỗi người đều là có lòng người cũng có tâm người nào chân tâm cũng không thể bị lừa gạt nếu như ngươi chỉ là vì xuất khí cái kia mụ mụ sẽ đối với ngươi rất thất vọng tư đồ linh nhi nói nói mẹ ta không có vì xuất khí Ta chỉ là muốn bắt đầu tân sinh hoạt, ta không có khả năng mãi mãi cũng sống ở hắn trong bóng tối. Ta nói với Âu Dương qua, ta chỉ là đối với hắn có hảo cảm, có thể thử chỗ bằng hữu. Ta cũng sẽ cố gắng yêu mến hắn, nhưng khi ta phát hiện làm chưa đến thời điểm, ta hội nói rõ với hắn. Nếu như là dạng này, cái kia mụ mụ cứ yên tâm. Dương khiết khe khẽ thở dài, nói nói có thể ngươi thật thả xuống được hắn. Tư đồ Linh Nhi nói nói không bỏ xuống được cũng không phải buông xuống sao. Ta có thể như thế nào đây? Dương Khiết hơi hơi thở dài, nàng nói nói là Quân là cái hảo hài tử, hắn đối đãi ngươi là thành tâm thành ý. Nếu là thành tâm thành ý, vậy tại sao? Tư đồ Linh Nhi nói đến đây thì nói không được. Dương Khiết nói nói ngốc nữ nhi, người còn nhỏ, còn không hiểu cái gì là ái tình. Ưa thích một nhân tài sẽ thả tứ theo đuổi cùng hưởng thụ. Nhưng lại yêu một người, mới có thể khắc chế chính mình. Hắn có bao nhiêu nhẫn nại cùng khắc chế thì có bao nhiêu quan tâm. Tư Đồ Linh nhi hốc mắt lần nữa đỏ, nàng nhào vào Dương Khiết trong ngực, khóc nói nói nhưng ta thật không hiểu, hắn đến cùng là thế nào nghĩ, hắn lại tại khắc chế cái gì. Nhìn thấy nữ nhi rốt cục khóc lên, Dương Khiết ngược lại buông lỏng một hơi. Đêm 30 Tết, Tư Đồ Linh nhi rời đi huyên náo đại gia đình. Nàng đi một mình đến phòng đằng sau. Nơi xa là bãi cỏ trong sáng đèn ánh sáng chiếu rọi ở trên người nàng. Tĩnh mịch, an lành. Nàng lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn đánh tới, sau đó cúp máy. Nàng nghĩ, hắn có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện. Có thể nghĩ lại, xuất hiện lại như thế nào đâu. Tư đồ linh nhi cuối cùng vẫn không có phát đánh đi ra. Tết xuân qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại đến khai giảng quý. Là quân bọn họ là bình thường khai giảng, mà Trần Thiên Nhai tại Yến Kinh lại là sắp không tiếp tục chờ được nữa. Trần Lăng chụp lấy Trần Thiên Nhai không thả, Trần Thiên Nhai cũng không thể tránh được. Rất nhiều chuyện đều cần kiên nhẫn. Trần Thiên Nhai kiên nhẫn hiển nhiên không có la quân cùng Trần Lăng đến tốt. Cũng may Trần Lăng cũng thường xuyên hội bồi tiếp Trần Thiên Nhai, cái này khiến Trần Thiên Nhai không đến mức nhàm chán như vậy. Tăng thêm Trần Diệu Dài cùng Hứa Đồng cũng sẽ nghĩ đến biện pháp hống phía dưới Trần Thiên Nhai. Bởi vì trùng hoàng thời gian, hứa đồng cũng rời đi Cambridge đại học. Dù sao, việc học trọng yếu đến đâu cũng không kịp tánh mạng trọng yếu a. À. Tống Linh San theo trong nhà mang rất nhiều ăn ngon, La Quân đi chạm xe lửa tiếp Tống Linh San. Làm Tống Linh San xuất hiện tại La Quân trong phòng ngủ lúc, hắn mấy cái túc xá bạn cùng phòng đều một mảnh sói chu, cảm khái La Quân thủ đoạn cao siêu, thần không biết, quỷ không hay thế mà cua được xinh đẹp như vậy muội tử la quân trong âm thầm theo mấy cái bạn cùng phòng giải thích đây không phải là hắn bạn gái có điều lời giải thích này hiển nhiên là không có dùng mà tại ba ngày sau lệnh la quân có chút không thoải mái là âu dương lại muốn mời la quân ăn cơm đương nhiên cũng không phải là đơn độc mời la quân âu dương cũng không biết la quân cùng tư đồ linh nhi tầng kia đặc thù quan hệ hắn chỉ là biết tống linh san cùng tư đồ linh nhi là bạn tốt âu dương muốn mời tống linh san ăn cơm Tống Linh San thì thuận mồm nói một câu mang lên La Quân đi. Nàng là vô ý nhưng Âu Dương lại lập tức liền hỏi La Quân là ai. Tống Linh San cũng không tiện lại tư đồ Linh Nhi trước mặt nói La Quân là bạn trai nàng liền nói là bằng hiếu. Âu Dương nhìn Tống Linh San xấu hổ liền lập tức thì một bộ hiểu tư thái. Đến lúc này, cho dù Tống Linh San cùng Tư đồ Linh Nhi không quá nghĩ nhưng Âu Dương cũng là kiên trì hiếu khách đến cùng. Âu Dương vẫn thật là chỉ là đơn thuần hiếu khách âu dương là muốn dung nhập vào tư đồ linh nhi vòng tròn bên trong tới mà tư đồ linh nhi hảo bằng hữu cũng không nhiều tựa hồ chỉ có tống linh san cho nên âu dương liền nghĩ đem tống linh san bằng hữu cũng kéo vào được la quân đang nghe âu dương muốn cùng tư đồ linh nhi đến mời khách cái này khiến hắn sững sờ thật lâu sau đó hắn đáp ứng la quân không có trốn tránh bất cứ chuyện gì thói quen đã âu dương đều muốn mời khách hắn không có lùi bước đạo lý La quân cũng muốn nhìn một chút âu dương người này đến cùng phẩm tính như thế nào có phải hay không một cái linh nhi có thể phó thác phu quân cứ việc tại hiện ở thời đại này nói một trận yêu đương liền nghĩ tư thủ cả đời cái này tựa hồ là đã tụt hậu nhưng la quân biết linh nhi cũng không phải là loại kia có khả năng nữ sinh cũng sẽ không tới đùa bấn cảm tình như thế thoải mái phi chủ lưu lưu luyến hộp đêm phá thai chờ một chút đều không phải là thuộc về tống linh san cùng tư đồ linh nhi dạng này nữ sinh đây cũng là La Quân một mực bảo vệ các nàng, sẽ không dễ dàng nỗ lực cảm tình nguyên nhân. Có ít người cảm tình, người không thương nổi, cũng không thể thương tổn. Bởi vì các nàng chỉ có cái này một khỏa chân tâm. Thời gian ăn cơm ước tại 6 giờ tối, Âu Dương mời khách, đương nhiên sẽ không tại bình thường địa phương. Hắn tuyển địa phương một nhà không tệ khách sạn, cũng tuyển một cái gian phòng. Ở trường học dưới cây đa mặt tập hợp. Sắc trời đã ảm đạm đi. Cái này đầu mùa xuân ban đêm vẫn là đến rất nhanh. Tư Đồ Linh nhi mặc lấy màu trắng mỏng áo lông, nàng thân dưới mặc quần bò cùng giày thể thao. Âu Dương thì là vận động áo khoác, thân hình hắn rất cao, anh tuấn mà đẹp trai, ánh sáng mặt trời mà khỏe mạnh. Quả thực cũng là phiên bản hiện đại nam thần. Hai người tay nắm tại dưới cây đa chờ đợi. Không lâu sau, La Quân cùng Tống Linh San đi tới. Tống Linh San kéo La Quân cánh tay, La Quân không có đẩy ra hắn thật không có muốn cùng tư đồ linh nhi phân cao thấp ý tứ. Chỉ là không tốt lắm ý tứ cự tuyệt tống linh san loại này nhu tình. Thì mạnh như vậy được rút về cánh tay, hắn làm sao cũng làm không được. Nếu như người thử qua bị nữ sinh kéo lại cánh tay, liền sẽ biết, loại kia cự tuyệt là rất khó làm được. Tống linh san mặc lấy màu trắng áo khoác, tóc dài phất phới, đồng dạng là trong trường học một đạo tịnh lệ phong cảnh. Là quân mặc lấy áo khoác màu đen, Quần bò lộ ra rất đơn giản. Hắn lớn nhất đặc chất cũng là trầm ổn, thậm chí có chút một ngạt. Cái này khiến hắn cùng trường học đại học sinh có vẻ hơi không hợp nhau. Làm tống linh san kéo la quần cánh tay đâm đầu đi tới thời điểm cái kia một cái chớp mắt, tư đổ linh nhi thấy rất rõ ràng. Cái kia một cái chớp mắt, cả người nàng đều là cứng đờ, sau đó thì nhẹ nhàng run rẩy lên. Tư đổ linh nhi lập tức cởi ra âu dương tay, nàng không muốn để cho âu dương phát hiện nhưng là Âu Dương vẫn là phát hiện loại này dị dạng. Tư đồ Linh Nhi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định. Trên thực tế, giờ khắc này nàng muốn nhất cũng là quay người thoát đi, xa xa thoát đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng nàng cũng biết, nàng không thể đi. Tống Linh San cũng đang chú ý từ đồ Linh Nhi, nàng chỗ lấy muốn kéo la quân cánh tay, cũng là muốn nhìn Tư đồ Linh Nhi là có hay không buông xuống la quân. Kết quả này hiển nhiên là chứng minh nàng vẫn chưa buông xuống. Trong lúc nhất thời, Tống Linh San tâm tình cũng phức tạp tới cực điểm. Bốn người rốt cuộc gặp mặt. Tống Linh San buông ra La Quân. Âu Dương vừa cười vừa nói Linh San, ngươi còn dám nói đây không phải bạn trai ngươi, xem các ngươi hai cái này thân mật. Hắn sau khi nói xong thì xông La Quân đưa tay, nói nói ngươi tốt, ta là Âu Dương, tài chính hệ. La Quân cùng Âu Dương nắm tay trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ dị dạng biểu lộ trầm ổn vừa đúng lãnh đạm hệ lịch sử la quân âu dương cùng la quân một nắm liền phân ra sau đó cười một tiếng nói nói la quân đồng học người tốt nghiêm túc a à? la quân cũng liền cười một tiếng nói nói không có ý tứ ta thói quen dạng này âu dương nói nói không có việc gì chúng ta đi thôi hắn nói xong cũng lại đi dắt tư đồ linh nhi tay tư đồ linh nhi không có tránh đi lúc này nàng đã bình phục lại. Tống Linh San cùng La Quân theo ở một bên, Tống Linh San không có tiếp tục đâm kích từ đổ Linh Nhi. Nàng muốn có được đáp án đã được đến. Thẳng đường đi tới, La Quân cũng không nói nhiều. Cơ hồ đều là Âu Dương Tại làm sân nhà nói chuyện, mọi người có một gốc giả không có một gốc giả dựng lấy lời nói. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều có chút không quan tâm. Ra trường học, lấy sĩ tiến về Âu Dương đặt trước khách sạn. Bữa cơm này ăn đến, bầu không khí tổng là có chút quái dị sau khi cơm nước xong âu dương nói nói ta cùng linh nhi còn muốn đi đi dạo phố thì không cùng các ngươi cùng một chỗ la quân gật đầu nói nói tốt hắn thì cùng tống linh san đi trước tại khách sạn trong phòng âu dương đem bao cửa phòng đóng lại về sau hắn đỏ lên hai mắt một phát bắt được tư đồ linh nhi tay nói nói hắn cũng là trong lòng ngươi nam sinh kia đúng hay không tư đồ linh nhi ngẩng đầu nhìn về phía âu dương Nàng không e rè, nói nói đúng. Âu Dương sướng sờ một chút, hắn không nghĩ tới tư đồ Linh Nhi hội luôn như vậy thẳng thắn. Ta trước đó cũng đã nói, ta cũng không thương ngươi, chỉ là đối ngươi có hảo cảm. Ta cũng đã nói, ta sẽ thử đến yêu mến ngươi. Nếu như ta phát hiện ta làm chưa đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tư đồ Linh Nhi nói nói chúng ta chia tay đi. Không được, Âu Dương trong nháy mắt thì bối rối, hắn nói nói thật xin lỗi, Linh Nhi, ta sai ta chỉ là quá quan tâm ngươi, thật xin lỗi, ta lại không dạng này, ngươi tin tưởng ta. Âu Dương khẩn cầu cuối cùng vẫn để tư đồ Linh Nhi không có hạ quyết tâm nói tiếp chia tay, nàng cảm thấy mình cũng muốn thử đi mở ra một cánh cửa khác. La Quân cùng Tống Linh san rời đi về sau. Hai người cũng không có lập tức hội trường học, mà chính là dạo bước tại đầu đường phía trên. Người đi đem Linh Nhi trở về đi, Tống Linh san bỗng nhiên nói ra. La Quân xứng sở, hắn nhìn một chút tống linh san nói nói đừng nói lung tung tống linh san hốc mắt hơi đỏ lên nàng nói nói ta càng không hiểu rõ người cùng hắn ta không phải người mù ta nhìn thấy rõ ràng các ngươi hai cái đều ưa thích đối phương tại sao muốn làm thành cái dạng này ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ là quần nói nói ta đã sớm nói ta đường cùng các ngươi khác biệt ta đối với các ngươi đều vẻn vẹn bằng hữu tình nghĩa lời này có lẽ là trước liền đã rõ ràng nói Ta nghĩ ta về sau không có làm cái gì có thể cho các ngươi hiểu lầm sự tình a. À. Linh Nhi tìm bạn trai, ta mừng thay cho nàng, ta càng hy vọng ngươi cũng có thể sớm một chút tìm tới bạn trai, như thế, ta cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Ngươi chính là tên hỗn đản, Tống Linh San khóc chạy đi. La Quân cũng không có đi truy, mà để La Quân hơi hơi ngoài ý muốn là ngày thứ hai Âu Dương Ước La Quân gặp mặt. La Quân không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng Địa điểm gặp mặt là ở trường học một rừng cây đằng sau, nơi đó sáng sớm không có người nào. Âu Dương là đơn độc tới gặp La Quân, cũng không có gì cầu huyết mang một đám người đến đánh La Quân. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào rừng cây phía trên, trên mặt đất. La Quân đến đến thời điểm, Âu Dương đã tới trước. La Quân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, hắn nhìn Âu Dương liếc một chút, nói nói người tìm ta có chuyện gì không. Âu Dương nhìn về phía La Quân, hắn nói nói ta có một vài vấn đề không hiểu rõ muốn hướng ngươi thỉnh giáo hắn ngữ khí không tính là khách khí nhưng cũng không tính được ác liệt rất là đạm mạc là quần ngữ khí càng nhạt nói nói có vấn đề không hiểu rõ cần phải đến hỏi đạo sư của ngươi ngươi âu dương hỏa khí nhất thời tới nhưng hắn rất nhanh lại áp lực đi xuống linh nhi là ta quan tâm nhất người ta cho ngươi biết ta không cho phép ngươi thương hại nàng càng không cho phép ngươi lại đến quấy rối nàng la quân gật gật đầu nói nói người yên tâm đi ta sẽ không quấy rối nàng âu dương xứng sờ hiển nhiên không nghĩ tới la quân tốt như vậy nói chuyện ngươi muốn là không có khác sự tình ta liền đi la quân nói ra âu dương nói nói không ta còn có một vấn đề la quân nói 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 a à. ta biết linh nhi tâm lý có ngươi mà lại ngươi vị trí rất trọng yếu chỉ cần ngươi nguyện ý nàng nhất định sẽ liều lĩnh trở lại bên cạnh ngươi nhưng ta không hiểu rõ, ưu tú như vậy nữ hài tử, ngươi làm sao bỏ được Từ Bỏ?" Âu Dương nói ra. La Quân ngây người một hồi, hắn theo rồi nói ra trên đời này ngươi làm không hiểu chuyện quá nhiều, cố mà chân quý nàng đi. Hắn nói xong cũng đi. Đó là một loại như thế nào tâm tình đâu? La Quân không cách nào hình dung, hắn làm sao bỏ được Từ Bỏ Linh Nhi a? Thế nhưng là, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn ở trong lòng nói với tự mình. Nếu như ta có thể, nếu như ta có thể vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này, cái kia thì tốt biết bao. Ta không lại dùng lo lắng thiên mệnh, thiên đạo, ta có thể giống như Linh Nhi chỗ chờ đợi như thế vĩnh viễn bồi thiếp nàng. Ta sẽ không lại trêu hoa gẹo nguyệt, hội một đời một kiếp một đôi người. Thế nhưng là, Linh Nhi a, à. ta không thể không rời đi a. À. Làm tử y ta không thể cô phụ, nàng đem mệnh ép ở nơi đó. Lạc Ninh thù ta không thể không báo, nhiều người như vậy cùng sự tình Ta cắt không bỏ được, cũng không thể dứt bỏ a. À. Cứu thực tới nói, một thế này bên trong là quân đối phụ mẫu là quan tâm, kính yêu, nhưng là quân tâm lý vô cùng rõ ràng, một đời kia ma đế cùng một thế này là khác biệt. Chính mình tránh thức mẫu thân vẫn là bị ma đế cho giết. Một thế này cùng một đời kia, hắn phân rõ ràng. duy nhất để hắn không phân biệt được cũng chỉ có linh nhi. Đối linh nhi tất cả yêu cùng ái nấy. La Quân đều chút xuống tại một thế này Linh Nhi trên thân Tống Linh San có đi tìm Tư đồ Linh Nhi. Đồng dạng là trường học sáng sớm tại thư viện trên nóc nhà bên kia còn có học sinh đang khổ luyện tiếng Anh khẩu ngữ phát ra tiếng Tống Linh San nói nói Linh Nhi chỉ cần ngươi nguyện ý cùng với La Quân ta có thể từ bỏ cũng có thể chúc phúc ta không hy vọng ngươi dạng này tra tấn chính ngươi Tư đồ Linh Nhi nao nao nàng sau đó nhẹ nói nói Linh San cảm ơn ngươi một mực dạng này bao dung lấy ta nhưng ta cũng không có tra tấn chính mình bởi vì không phải ta không có tranh thủ cùng cố ý từ bỏ mà chính là hắn vấn đề ta không có cách nào đi cưỡng cầu hắn đến cùng ta ở chung một chỗ chuyện tình cảm thủy trung không thể cưỡng cầu ta hiện tại là muốn thử mở ra một cánh cửa khác dù sao vĩnh viễn đắm chìm trong hắn thế giới bên trong cái này rất lợi hại khiến người ta thống khổ ngươi cứ nói đi tống linh san ngây người chuyện tình cảm mạnh cầu không được. Tống Linh San đắng chát nói nói có lẽ người nói đúng đi, có thể ta hết lần này tới lần khác muốn còn cưỡng cầu hơn. Nếu như là ngươi, ta nguyện ý chúc phúc, nhưng người khác không được. Tư đồ Linh Nhi chính muốn nói điều gì, bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Yên tĩnh sáng sớm bị dạng này đột một thanh âm đạp nát, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị kích thích to lớn gợn sóng. Tư đồ Linh Nhi còn không thấy rõ ràng, sau đó, một người nữ sinh bỗng nhiên nhào tới bắt lấy nàng một giây sau, sắc bén lưỡi dao thì chống đỡ tại nàng trắng như tuyết trên cổ. Thư viện trên nóc nhà một màn kinh người rất nhanh liền kinh động rất nhiều người. Chuyện đã xảy ra là, một tên Âu Dương người ái mộ, tên là Từ Lệ Lệ. Từ Lệ Lệ bắt giữ từ đồ Linh Nhi. Từ Lệ Lệ là cái rất lợi hại cố chấp người, nàng rất lợi hại ưa thích Âu Dương, thậm chí có thể nói là điên cuồng mê luyến. Bây giờ từ đồ Linh Nhi cùng Âu Dương nói chuyện yêu đương nàng không chịu nhận, sau đó thì bắt giữ Tư Đồ Linh Nhi. Nàng muốn bức Âu Dương Cùng Tư Đồ Linh Nhi chia tay. Từ Lệ Lệ tướng mạo xem như phổ thông, gia cảnh cũng không tệ lắm, là từ nhỏ bị làm hư loại hình. Ngươi đừng làm loạn, tống linh san dọa sợ. Từ Lệ Lệ bắt giữ lấy Tư Đồ Linh Nhi, đao kia mảng tại Tư Đồ Linh Nhi trên cổ đã cắt ra một đầu nhỏ bé hồng tuyến. Cũng may lưỡi dao không có tiếp tục thâm nhập sâu, không phải vậy Tư Đồ Linh Nhi thật sự là một con đường chết rất nhiều học sinh, còn có lão sư đều chạy tới. An ninh trường học cũng tới. Âu Dương cũng cấp tốc chạy tới. Trên nóc nhà, từ lệ lệ giữa lưng vào ban công, ánh mắt đỏ như máu. Tư đồ linh nhi cũng tựa hồ bị dọa sợ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi điên đúng hay không? Tống Linh San khóc hô. Âu Dương sắc mặt đại biến, nói nói vị bạn học này, chúng ta có chuyện thật tốt nói, ngươi thả Linh Nhi. Âu Dương, từ lệ lệ sắc mặt dữ tợn, nói nói ta muốn ngươi cùng hắn chia tay nữ nhân này có cái gì tốt nàng như thế không bị kiềm chế ngươi âu dương sửng sốt hắn sau đó lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nói nói ngươi là ai a à? ta cùng linh nhi phân không biệt ly có quan hệ gì tới ngươi a à. ngươi ngươi thế mà không biết ta là ai từ lệ lệ ánh mắt càng thêm điên cuồng lần kia ta đi căn tin quên mang túi tiền cùng phiếu ăn là ngươi giúp ta tính tiền ngươi còn đối với ta cười hơn nửa năm này bên trong ta vẫn luôn thích ngươi Ngươi sao có thể không biết ta là ai? lý do này làm cho tất cả mọi người đều sụp đổ. Âu Dương thậm chí có chút giở khóc giở cười. thật xin lỗi, thật xin lỗi, Âu Dương nói nói là ta không đúng. có thể ngươi có thể hay không trước thả Linh Nhi? ngươi làm cái gì vậy a? À? ngươi vẫn là học sinh đang học, ngươi còn muốn hay không tiền đồ? ta mặc kệ. Từ lệ lệ nói nói hôm nay ta muốn ngươi cùng với nàng chia tay. tốt, ta đáp ứng ngươi. Âu Dương nói ra. Từ lệ lệ nói nói người muốn thề. Âu Dương lập tức thề. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, chỉ cần có thể để từ lệ lệ thả tư đồ linh nhi, liền để cho hắn làm cái gì đều nguyện ý. Từ lệ lệ bỗng nhiên cười lên ha hả, nàng nói nói ta biết ngươi là gạt ta, ta dù sao hôm nay mặt cũng toàn bộ ném, ta cũng không có ý định sống sót. Ta muốn cùng với nàng chết chung. Sự thật hoang đường thường thường khiến người ta trở tay không kịp, tác giả bút là khó có thể miêu tả xuất hiện thực hoang đường. Dạng này tai nạn đối với từ đồ Linh Nhi tới nói, thật sự là quá hoang đường. Căn bản là vô pháp tưởng tượng đến. Nhưng sự thật lại chính là như vậy phát sinh. Không muốn, Âu Dương gấp, các lão sư cũng gấp, đều đang kêu từ lệ lệ không nên vọng động. Âu Dương cũng đã biết nàng gọi từ lệ lệ. Lệ lệ, người khác làm chuyện điên rồ. Âu Dương nói nói người thả Linh Nhi, sự kiện này, chúng ta cũng làm làm chưa từng xảy ra. Đúng vậy a, à, từ lệ lệ đồng học, sự kiện này chúng ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Các lão sư cũng phụ họa. Từ lệ lệ lại là không ngốc, có thể thi đậu nam đại người, làm sao có thể là đứa ngốc. Từ lệ lệ nói nói các ngươi không cần gạt ta ta, ta là trốn không thoát. Lệ lệ, mắt thấy từ lệ lệ thật muốn làm cực đoan sự tình, Âu Dương lập tức nói ngươi cùng hắn chết, nhiều không có lời. Nếu không ngươi thả nàng ta và ngươi cùng chết. Tốt, ngươi trước nhảy, nhảy còn về sau, ta thả nàng, thì cùng ngươi cùng một chỗ nhảy. Từ lệ lệ cực cực đoan nói ra. Nhanh lên, Âu Dương vừa có trần chờ, từ lệ lệ thì lớn tiếng thúc giục. Tai nàng một tăng sức mạnh, từ đồ linh nhi chính là bị đau, cổ nàng bên trên có đỏ thẫm máu tươi tràn ra tới. Tốt, ta nhảy, ta nhảy, Âu Dương thấy thế liền cái gì đều không để ý, bước nhanh đến ban công trước. Ngươi thả người, ta nhảy. Âu Dương hướng từ lệ lệ lớn tiếng nói, trên mặt hắn lo lắng cùng lo lắng là nửa điểm không giả. Từ lệ lệ mang theo điên cuồng ánh mắt nói nói ngươi trước nhảy. Bên cạnh biên lão sư hoảng sợ không nhẹ, lập tức để đồng học đi kéo Âu Dương. Âu Dương hét lớn một tiếng, nói đều mẹ hắn đừng tới đây. Hắn là thật sốt ruột, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Âu Dương sau đó hướng từ lệ lệ nói nói vạn nhất ta nhảy, người không thả người làm sao bây giờ. Dạng này, ta và ngươi đều cắt cổ tay, chúng ta cứ như vậy rằng có đổ máu chảy chết ở chỗ này. Ngươi không phải liền là muốn cùng ta cùng chết sao, chỉ cần ngươi thả Linh Nhi, ta nguyện ý. Hắn nói xong xuất ra cái móc chìa khóa phía trên một cây tiểu đao, tiếp lấy ngay tại tay mình trên cổ tay hung hăng cắt một đao. Âu Dương trên mặt tránh qua bị đau biểu lộ, đỏ thẫm máu tươi từ chỗ cổ tay ảo ảo hạ lưu. Ta đã cắt, ngươi thì sao? Âu Dương nói ra. Từ lệ lệ nói nói tốt nàng một thanh lấy tay bóp chặt tư đồ linh nhi cổ đồng thời một đao đem tay mình cổ tay cũng cho cắt máu tươi nhất thời chảy cuồn cuộn đây thật là hoang đường cùng cực một màn sau đó tư lệ lệ lại bắt giữ ở tư đồ linh nhi hôm nay tình cảnh này truyền đi về sau âu dương đại khái sẽ trở thành cảm động nam đại nhân vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là âu dương có thể không chết nhưng là nếu như hôm nay tư lệ lệ cùng âu dương chết thật cái kia đối với nam đại danh tiếng cũng là một loại cực đả kích nghiêm trọng. Cũng đã báo động, nhưng cảnh sát đến còn cần thời gian. Việc này, chỉ kém không muốn kinh động chống khủng bố đặc công, vận dụng súng bắn tỉa. Nhưng trường học lãnh đạo ngay từ đầu cũng không có ý định đem từ lệ lệ coi như phần tử khủng bố đến xử trí A. Tư đồ linh nhi hốc mắt ướt át. Nữ nhân là dễ dàng bị cảm động sinh vật, làm âu dương dạng này liều lĩnh, nguyện ý dùng chết đi cứu nàng thời điểm, nàng thật bị cảm động cái này không thể so với la quân cứu, la quân mỗi lần cứu nàng đều là thành thạo. Mà Âu Dương là dựng vào tánh mạng cứu. Cũng là vào lúc này, la quân xuất hiện. Hắn vốn là không rảnh xem náo nhiệt, nhưng nghe đến có chút học sinh nghị luận bên trong có Linh Nhi còn có Âu Dương, hắn mới lập tức chạy tới. Hắn thoáng qua một cái tới gặp đến từ đổ Linh Nhi bị người bắt giữ, ngay sau đó la quân thì giận. Cơ hồ là tất cả học sinh cũng còn không thấy rõ ràng, hắn liền đã vọt đến từ lệ trước mặt lệ. La Quân một tay nắm từ lệ lệ cổ tay, đao kia mảng lập tức ứng thanh mà rơi. Đồng thời, La Quân một bàn tay đem từ lệ lệ phiến tới đất phía trên, hắn lo lắng hỏi Tư Đổ Linh Nhi ngươi không sao chứ? Không sai mà lần này, Tư Đổ Linh Nhi không hề dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía La Quân. Nàng cơ hồ là không có mắt nhìn thẳng La Quân, mà chính là bước nhanh đến Âu Dương bên người. Âu Dương rất nhanh liền được đưa đến trường học bác sĩ chỗ cầm máu. Từ lệ lệ cũng được cứu đến, nàng sau khi thương thế lành, liền sẽ bị mang đến sở cảnh sát. Còn chờ đợi từ lệ lệ là kết cục gì, này lại chờ đợi pháp luật phán quyết. Từ lệ lệ đã không phải là vị thành niên, cho nên cũng sẽ không có vị thành niên bảo hộ đến bảo hộ nàng. Đi qua sau chuyện này, từ đồ linh nhi đối Âu Dương thái độ không hề lạnh lùng như vậy. Nàng sẽ xuất hiện tại Âu Dương bằng hiếu vòng tròn bên trong, cứ việc, nàng vẫn là không quen Âu Dương đến hôn nàng. Nhiều nhất là để Âu Dương hôn một cái gương mặt nhưng Âu Dương cũng không nóng nảy, trong lòng của hắn rất lợi hại cảm tạ từ lệ lệ có thể cho như thế theo cơ hội để hắn hướng từ đồ linh nhi chứng minh. Chứng minh hắn đối nàng yêu là tuyệt không giữ lại. Tống Linh San cùng La Quân cũng tại nhàn nhạt kết giao lấy. Nhiều khi, La Quân không muốn nghe đến liên quan tới tư đồ Linh Nhi sự tình. Nếu như nàng mạnh khỏe, liền rất tốt. Tư đồ Linh Nhi cũng đang tiếp thụ lấy La Quân theo nàng sinh mệnh bên trong phai nhạt ra khỏi, đây là La Quân muốn nhưng làm hắn thật đang phát hiện tư đồ linh nhi có thể buông hắn xuống thời điểm trong lòng của hắn lại là khó chịu như vậy nếu như hết thảy đều luôn như vậy bình thản trải qua có lẽ một ngày nào đó tư đồ linh nhi thật có thể đem la quân quên mất dù sao một thế này tư đồ linh nhi cũng là đơn độc cá thể nàng không có cùng la quân thành làm phu thê không có tránh thức như thế sống chết có nhau cho nên nàng cảm tình vĩnh viễn không có la quân sâu như vậy thúy nhưng ngay tại tháng năm thời điểm những cái kia ngoài ý muốn biến cố rốt cuộc vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đến ngày đó tống linh san cùng tư đồ linh nhi còn có âu dương cùng đi ăn lẩu trong mấy ngày này tống linh san cũng bắt đầu đối âu dương tán thành âu dương là cái nhẹ nhàng quân tử đối linh nhi tốt tự nhiên là không lời nói mà lại liền xem như đối tống linh san cũng là vô cùng tốt loại này tốt chỉ là một loại yêu ai yêu cả đường đi cũng không một chút mập mờ âu dương cũng hỏi qua tống linh san liên quan tới la quân sự tình tống linh san không có nói la quân công phu rất cao nhưng nàng lại nói tại toàn bộ cao trung thời kỳ rất nhiều các nàng cùng một chỗ cố sự tại các nàng sinh mệnh bên trong la quân là nhất định xóa không mất nổi bật âu dương nhịn không được nói nói la quân hắn có cái gì xuất sắc chỗ có thể để cho các ngươi đều như thế ưa thích hắn cũng bởi vì hắn thành tích học tập cũng không tệ lắm sao tống linh san nhắc lên la quân trên mặt nàng hội kìm lòng không được lộ ra tự hào cùng sùng bái chi tình. La quân là cái rất lợi hại không tầm thường người, người sẽ không hiểu. Tống Linh San nói nói cùng tuổi đoạn, không ai có thể so ra mà vượt hắn. Khoa trương như vậy, Âu Dương không phục lắm, nói nói ta đây. Người cũng không được, Tống Linh San không chút khách khí nói ra. Vì cái gì, dựa vào cái gì, Âu Dương truy nguyên hỏi. Tống Linh San nói nói cùng ngươi nói không rõ ràng, nàng biết, những cấm kỵ đó đồ, vật không thể tùy tiện nói. Trên thực tế, Tống Linh San sùng bái La Quân, không chỉ là La Quân công phu. Càng nhiều là hắn đối mặt những người bề trên kia vận may độ cùng phong độ. Lại nói cái này là buổi tối thời gian, ăn xong nồi lẩu về sau, Tống Linh San đi trước cướp tính tiền. Nàng cũng không phải là loại kia sẽ chiếm Âu Dương Tiện nghi người, có qua có lại đạo lý này nàng là tuyệt đối hiểu. Lặng lẽ mua xong đơn về sau, bọn họ thì đi ra ngoài vừa ra môn, cửa một chiếc van ẩm vang dừng lại. Đón lấy, hai tên đại hán xông tới. Bọn họ rất mau đem tống linh san cùng tư đồ linh nhi gõ ngất đi, Âu Dương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Những người này tốc độ rất nhanh, thủ pháp lưu loát. Trong nháy mắt liền đem ba người mang lên xe, sau đó xe liền nhanh chóng lái đi. Tựa hồ tại vô hình ở giữa, quay chung quanh tại tư đồ linh nhi bên người thật có thật nhiều nguy hiểm. Tư Đồ Linh Nhi một đoàn người chậm rãi tỉnh lại tới thời điểm là tại một gian bốn phía đen nhánh trong kho hàng. Đây là ở đâu bên trong? Tống Linh San vô cùng hoảng sợ. Tư Đồ Linh Nhi một bên dò xét bốn phía, vừa nói ta cũng không rõ lắm. Nàng vô ý thức đi mò điện thoại di động. Audio điện tử võ tấn bền. Có điều không có chút nào ngoài ý muốn là Tư Đồ Linh Nhi cũng không có mò tới điện thoại di động âu dương cùng tống linh san điện thoại di động cũng bị lục xoát đi ngoài ý muốn là ba người cũng không có bị trói gô lên bọn họ đứng dậy bốn chỗ đi tuần tra rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này nhà kho là làm bằng sắt chỉ có một đại môn bây giờ đại môn đóng chặt âu dương ba người tìm kiếm khắp nơi đường ra nhưng là bọn họ chỉ chốc lát liền biết tuyệt không đường ra có thể trốn đây là một loại không biết hoảng sợ không biết trong bóng đêm còn sẽ có nhiều gặp nguy hiểm cùng tàn nhẫn đang đợi các nàng riêng là tư đồ linh nhi cùng tống linh san vẫn là như vậy nữ sinh xinh đẹp tại sao muốn bắt chúng ta bắt cóc sao nhưng chúng ta cũng không có lộ ra giàu cái gì a à? làm sao lại sẽ bị vô duyên vô cớ để mắt tới đâu âu dương trăm bề không được giải tư đồ linh nhi cũng không biết là vì cái gì mà tống linh san thì lại càng không cần phải nói có điều lập tức Âu Dương thì nắm chặt tư đồ Linh Nhi tay an ủi nói nói đừng sợ, ta hội bảo hộ ngươi. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi, trừ phi ta chết. Tư đồ Linh Nhi hốc mắt đỏ lên, nàng trọng trọng gật đầu. Âu Dương một mực là nói như vậy, cũng một mực là làm như thế. Đây là để tư đồ Linh Nhi cảm động nhất địa phương. Tống Linh San ở một bên cũng không có công phu đến trải nghiệm tư đồ Linh Nhi cùng Âu Dương ở giữa chân thành tha thiết cảm tình nàng không tự chủ được nói một câu muốn là la quân ở chỗ này liền tốt tư đồ linh nhi nao nao la quân hai chữ này đối với nàng mà nói tựa như là một loại nào đó mang theo ma chú chữ mỗi lần nghe được hai chữ này trong nội tâm nàng thì không cách nào không tầm thường gợn sóng còn tốt trong kho hàng rất hắc cho nên âu dương cũng không nhìn thấy tư đồ linh nhi biểu lộ đúng lúc này nhà kho cửa bị mở ra ánh trăng trong ngần theo chiếu vào hai tên to như cột điện đại hán đi tới, tại cửa còn đứng hai tên áo mũ chỉnh tề thanh niên. Bọn họ sắc mặt đạm mạc, tựa hồ là nơi đây sự kiện quan chỉ huy. Bên trái thanh niên gọi là Dương Hồng, bên phải gọi là Dương Phi. Dương Hồng khẽ nhíu mày, nói nói bên kia máy bay tư nhân đã an bài tốt, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian, trong lúc này tuyến không thể có nửa điểm trì hoãn. Các người động tác nhanh lên. Vâng, tiên sinh, cái kia hai tên đại hán cung cung kính kính sau đó bọn họ liền muốn đến bắt tống linh san cùng tư đồ linh nhi bọn người những người này đối thoại khiến người ta không rét mà run vì cái gì còn muốn an bài máy bay tư nhân không phải bắt cóc sao điệu bộ này hoàn toàn không giống như là bắt cóc a một loại nói không nên lời hoảng sợ tại ba trong lòng người bay lên âu dương cho dù rất lợi hại sợ hãi nhưng lúc này vẫn là bảo trì làm nam nhân tôn nghiêm hắn ngăn ở tư đồ linh nhi cùng tống linh san trước mặt sau đó thần sắc nghiêm nghị xông cái kia hai tên đại hán nói nói đừng tới đây các ngươi rốt cuộc là ai muốn làm gì nếu như là đòi tiền chúng ta có thể thương lượng thiểu năng trí tuệ bên trái đại hán chẳng thèm ngó tới âu dương nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên ngay tại hai đại hán chuẩn bị động thủ thời điểm bên ngoài trên xe lại xuống tới một nữ tử nữ tử này bước đi yêu nhiêu nàng vừa tiến đến thì mang theo một làn gió thơm Nữ tử chính là hôm đó cùng La quân động thủ đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti sau khi đi vào, nàng trực tiếp thì nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi, sau đó dùng tay bấm ở Tư Đồ Linh Nhi trắng như tuyết cái cổ. Buông nàng ra, Âu Dương giận dữ, lập tức hướng đại Khỉ Ti đánh tới. Cái kia hai tên đại hán lập tức bắt lấy Âu Dương, sau đó ba ba hai cái bạt tai đập tới đi. Âu Dương bị tát đến thất điên bát đảo, trước mắt sao vàng loạn vũ. Sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại dương hồng cùng dương phi cũng tiến vào đại tỷ làm sao dương hồng kỳ quái hỏi hừ đại khỉ ti lạnh hừ một tiếng nói nói không biết chuyện gì xảy ra chúng ta hành sự bí ẩn như vậy vẫn là bị tiểu tử kia biết tiểu tử kia đến như vậy nhanh xem ra là cùng tư đồ linh nhi có một loại nào đó kỳ diệu liên hệ dương phi biến sắc nói nói đại tỷ người nói là la quân không sai đại khỉ ti nói ra Dương Hồng cùng Dương Phi nhất thời sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Nửa năm trước sự tình, đối đại khỉ ti đám người này tới nói tuyệt đối là to lớn đả kích. Bọn họ ẩn núp đã lâu, đồng thời có sự mưu xuất thủ. Sau cùng lại bị một thiếu niên phá đi. Sau đó thiếu niên này tại nội bộ bọn họ đã truyền ra. Bị truyền đi thần kỳ thần. Đại khỉ ti gặp hai người thần sắc như thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nói vội cái gì, chúng ta nghiên cứu nửa năm, còn có cái gì phải sợ âu dương tỉnh tỉnh hắn đối mặt dạng này tình huống có chút khó có thể lý giải được nhưng hắn biết một vấn đề quan trọng cái kia chính là việc này cùng la quân có quan hệ la quân cũng là hắn trong lòng một khối bóng mờ tống linh san lại là có chút chờ đợi bởi vì nàng nghe được cái kia chính là la quân tới la quân đến rất nhanh hắn mặc lấy màu đen mỏng áo khoác cứ như vậy xuất hiện tại cửa ánh trăng vẩy chiếu vào la quân trên thân giống như khoác một tầng hoa dâm La Quân sắc mặt vẫn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm, dường như trời sập xuống cũng sẽ không có chỗ quấy nhiễu. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy La Quân, nàng run lên trong lòng. Nàng liền biết, nguyên lai hắn một mực vẫn là tại yên lặng bảo hộ lấy chính mình. Nói tâm lý không cảm động, đó là giả. Có thể trừ cảm động, nàng còn có hận. Hắn không kiêng nể gì cả xông vào trong nội tâm nàng, có thể nhưng xưa nay không cho một cái vì sao lý do cự tuyệt. Tiểu đệ đệ. Đại khỉ ti trông thấy La Quân về sau, lập tức khách khách cười một tiếng, nàng nói nói chúng ta rất lâu không gặp mặt đây. La Quân, Tống Linh San gieo hò một tiếng, nàng liền muốn hướng La Quân chạy đi, nhưng Dương Hồng lập tức liền giữ lại Tống Linh San. La Quân lãnh đạm nhìn một chút đại khỉ ti, sau đó nói các người hiện tại thả người, sau đó rời đi. Không phải vậy lời nói, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hắn lời nói băng băng lạnh lùng, để đại khỉ ti bọn người có dày đặc cảm giác đại khỉ ti đập vỗ ngực nói ai nha nha người ta rất sợ đó nha nàng sau khi nói xong sắc mặt thì lãnh đạm đi xuống ta còn cũng là không thả đến nha tới giết ta a à. hôm nay người nếu là không giết ta Người chính là cầu tử la quân trong mắt lóe lên một sợi rét lạnh chi ý tới người muốn chết một cỗ vô cùng uy áp từ trên người la quân phát ra Dương Hồng cùng Dương Phi còn có cái kia hai tên đại hán nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đại khỉ ti lại là không sợ chút nào, nói nói đến nha, tới giết ta a, à, tạp trùng. Là quân hít sâu một hơi, hắn cũng đã biết, hôm nay việc này tuyệt đối khó có thể thiện. Đại khỉ ti tu vi rất cao, chính mình muốn giết nàng cũng còn muốn phí chút tay chân. Mà muốn trên tay nàng lông tóc không tổn hao gì cứu ra Linh Nhi, cái này rất khó khăn. Người muốn muốn như thế nào? Là quân nói ra, đại khỉ ti liền lại khách khách cười một tiếng nói nói thế nào không đùa nghịch ngươi uy phong la quân trầm mặc không nói đại khỉ ti nói nói ta hiện tại muốn thế nào còn chưa nghĩ ra nhưng là ta nhìn ngươi rất khó chịu đến cho ta dập đầu ba cái không phải vậy lời nói ta ngay tại cái này tiểu mỹ nhân gương mặt bên trên vẽ lên một đường vết rách la quân y nguyên không nói lời nào đại khỉ ti nói nói ta tính nhẫn nại cũng không nhiều a à ta đếm một đến 3 tháng 1, hai. Là quân không nhúc nhích, hắn thần sắc vĩnh hằng mà chấn tĩnh. Nhưng lúc này, Âu Dương lại là hoảng. Không muốn, không muốn. Âu Dương nói nói người muốn dập đầu, hắn không đập ta thay hắn đập. Hắn sau khi nói xong thì quỳ đi xuống, phanh 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 dập đầu ba cái. Hắn trên chán, máu me đầm đìa. Âu Dương, tư đồ linh nhi nhất thời hai mắt đẫm lệ. Làm sao có thể không cảm động đâu ở thời điểm này nàng tựa hồ minh bạch một ít gì đó âu dương ái tài là không có bao phục mới là không giữ lại chút nào ha ha đại khỉ ti cười ha hả nàng theo rồi nói ra la quân a à, la quân ngươi nhìn ngươi còn chưa đủ yêu cô gái nhỏ này a à. không phải vậy lời nói ngươi làm sao lại liền đầu đều không đập đâu ngươi nhìn tiểu huynh đệ này thì so ngươi chân thành nhiều hắn mới là chân ái a à, nếu không ta nhìn ngươi hay là đi thôi đã ngươi không thích nàng làm gì còn quan tâm nàng chết sống đâu la quân dĩ nhiên không phải mặc kệ tư đồ linh nhi mà chính là hắn không thể dập đầu hắn một khi dập đầu cũng là mềm yếu liền sẽ để đại khỉ ti biết trong tay thẻ đánh bạc nặng bao nhiêu các loại đại khỉ ti ý thức được tư đồ linh nhi trọng yếu như vậy về sau nàng hành sự liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả đây là la quân cân nhắc hắn bố cục cũng không phải là âu dương có thể so với hắn không phải phim điện ảnh và truyền hình trong kia loại nam chính, làm nhân vật phản diện dùng nữ chính uy nam chính thời điểm, nam chính thì không có điểm mấu chốt phục tùng, nhận hết ngược đãi, sau cùng ôm mỹ nhân về. Người nói, thực cũng có chút đạo lý, là quân bỗng nhiên mỉm cười. Hắn sau đó còn nói thêm nhưng ta lo lắng hơn ngươi tình cảnh, lần trước ngươi chạy. Lần này, ta không biết ngươi còn có thể chạy hay không rơi. Đúng, tiểu cô nương này, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, ta là thật thích, nhưng cũng vẻn vẹn ưa thích mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, chỉ bằng cái này một cái tiểu cô nương liền có thể để cho ta hướng ngươi khuất phục, thụ ngươi bài bố. Đến cùng là ta quá ngây thơ, vẫn là ngươi quá ngây thơ. Là quần nói tiếp đại khỉ ti, ta biết ngươi có ngươi một bộ lý luận. Các ngươi nửa năm mới ra tay, chắc là cũng đối với ta làm nghiên cứu. Ngươi biết ta còn tính là quan tâm tiểu cô nương này, cho nên ngươi cho rằng ngươi không có sợ hãi. Nhưng đầu óc ngươi, không thế nào tốt, đừng nói là tiểu cô nương này, cho dù là người cầm ta phụ mẫu đến lại như thế nào. Ta tu vi đến nước này, điểm ấy bá lực cùng quyết đoán vẫn là có. Người muốn giết, người thì giết tốt, người muốn tra tấn, nhục nhã, người thì tra tấn cùng nhục nhã tốt. Nhưng là đại khỉ ti, người tin tưởng ta, ta hội gấp trăm lần thường trả lại cho ngươi. Nơi này là hoa hạ, bằng hữu của ta không coi là nhiều, nhưng là cùng quân thần Trần Lăng, cùng vô vi đại sư bọn họ còn có chút giao tình nếu như ngươi thật muốn đi đến một bước này, ta còn có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, mặc kệ ngươi giấu ở chỗ nào, chân trời góc biển, ta nhất định phải đưa ngươi tìm tới. Giết người, bất quá là tầm thường chi đạo, cha tấn nhân pháp tử, ta ngược lại có rất nhiều. Là quân nói nói bên trong lớn nhất thú một cái biện pháp, ta nghĩ ta có thể nói cho ngươi nghe nghe, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không nghe. Đương nhiên, ngươi như sốt ruột giết người, người động thủ trước ta chờ. Còn có các ngươi, là quân không đợi đại khỉ ti mở miệng, thì đối Dương Hồng cùng Dương Phi còn có cái kia hai đại hán nói nói các ngươi loại người này, ta không có hứng thú quá lớn tra tấn. Nếu như hôm nay người ở đây có việc, ta chỉ sẽ giết ngươi nhóm. Bất quá, có lẽ các ngươi rất lợi hại, có thể đào tẩu cũng khó nói. Đây đều là không chừng sự tình. Là quân trạng thái càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng cũng để đại khỉ ti bọn người càng ngày càng hoảng hốt cái này giống như là một trận cự đại đánh bạc, song phương đều tại đánh cược. Tất cả mọi người không rõ lắm chính mình át chủ bài đến cùng có bao nhiêu lợi hại. La quân cầm là đại khỉ ti các loại tính mạng người làm nền bài, mà đại khỉ ti bọn người chỉ là cầm tư đồ linh nhi tại la quân trong lòng tầm quan trọng làm át chủ bài. Nhưng lá bài tẩy này, người nào cũng không biết la quân đối tư đồ linh nhi đến cùng dùng tình bao sâu. Cho tới nay, la quân cũng không có cùng với tư đồ linh nhi. Mà lại, lại không người biết la quân cùng tư đồ linh nhi tại một đời kia quan hệ cho nên theo bên ngoài bài đến xem đại khỉ ti bọn người là ở vào yếu thế một cái giống la quân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ mặc dù hội yêu một người nhưng cũng sẽ có tuyệt đối quả dám đảm đương loại này kiêu hùng phụ mẫu đều có thể bỏ qua huống hồ một nữ tử đại khỉ ti cười lạnh một tiếng nói nói la quân người không dùng đựng người mặt ngoài đựng càng nhẹ nhõm vậy liền chứng minh ngươi nội tâm càng để ý cô gái nhỏ này. Là quân nói nói ta đương nhiên quan tâm, cho nên nàng sau khi chết, ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Hắn đón đến, tiếp tục nói đại khỉ ti, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn ta gãy tay gãy chân sao? Sau đó để ngươi mang đi nàng, ta cũng cho ngươi giết chết. Vẫn là nói ta nhìn ngươi đem nàng mang đi, sau đó đem nàng giết chết. Cái này mấy loại lựa chọn xuống tới, là ngươi, ngươi sẽ chọn sao? ta nhìn đã dù sao muốn nàng chết, chỉ ít ta giết người vẫn còn tương đối giải hật. Đại khỉ ti sững sờ. La quân một câu nói xảy ra vấn đề bản chất, tựa hồ mình muốn bằng vào áp chế từ đồ linh nhi để đạt tới mục đích, cái này có chút không quá sự thật. Đối phương cũng không phải là hành động theo cảm tính, xử trí theo cảm tính ngu ngốc. Nếu như đối phương là Âu Dương loại người này, nàng tự nhiên có thể không có sợ hãi. Nhưng La Quân quá tỉnh táo. Ta không tin, ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy nàng chết đại khỉ ti nói ra la quân nói nói ta cũng không tin ngươi chọn cùng với nàng cùng chết đại khỉ ti ngây người sau một hồi lâu nàng nói nói tốt hôm nay xem như ngươi lợi hại ta có thể thả các nàng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi đợi đến chúng ta an toàn xuất ngoại về sau ta mới có thể thả các nàng la quân nói nói đều được chỉ cần ngươi yên tâm để cho ta theo ta còn thực sự sợ ngươi cho ta cơ hội, ta thuận tiện đem các ngươi đều giải quyết. Ngươi, đại khỉ ti ngẫm lại lại cảm thấy giống như mẹ nó không đáng tin cậy. Theo con hàng này cùng một chỗ, nếu là hắn đột nhiên làm khó dễ, vậy đơn giản cũng là một chàng tai nạn a. À. Cho nên ngươi cái chủ ý này không ra thế nào, là quần nói nói ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi thấy thế nào. Ngươi nói, đại khỉ ti nói ra, là quần nói nói các ngươi thả người, rời đi ta lần này không truy tra, không truy cứu, có thể phát thệ, như làm trái gánh, nguyện ta đạo tâm không thông, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại khỉ ti nói nói ngươi, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi vài câu lời thề. Là quân nói nói người không tín mà không lập, ta trong vòng một ngày không truy tra các ngươi, một ngày sau đó, lập tức truy tra. Nếu là tra được, không chết không thôi, như thế nào? Đại khỉ ti hít sâu một hơi, nói nói tốt, ngươi phát thệ. La Quân ngay sau đó phát thệ. Chúng ta đi, đại khỉ ti ngược lại là có quyết đoán người. Sau đó, đám người bọn họ nối đuôi nhau mà đi. Thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh. Một chàng tai nạn, liền cứ như vậy tiêu trừ. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn một chút tư đổ Linh Nhi. Tư đổ Linh Nhi lại là không có nhìn La Quân, mà chính là lập tức đi quan tâm Âu Dương đi. Rất lợi hại hiển nhiên, hôm nay La Quân tuy nhiên cứu tư đổ Linh Nhi nhưng là nữ nhân là cảm tính động vật nàng kiến thức la quân lãnh khốc lại lại kiến thức đến âu dương phấn đấu quên mình cho nên trong nội tâm nàng thiên bình khẳng định là tại âu dương bên này la quân tâm lý nỗi khổ riêng nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc la quân cũng nhìn tống linh san liếc một chút sau đó hắn quay người rời đi tống linh san lập tức đuổi theo ra tới la quân nàng hô một tiếng la quân trở lại hắn xông tống linh san cười một tiếng nói nói làm sao rồi. Tống Linh San luôn cảm thấy là quân tâm nhất định rất đau, nàng nhịn không được nói nói ta biết ngươi, ta hiểu ngươi. Là quân nào nào, hắn trầm mặc sau khi, nói nói cảm ơn. Sau đó, là quân rời đi. Lúc này, là quân biết mình nếu như muốn truy kích đại khỉ ti bọn người, cái kia là có thể thành công. Nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc lật tung các nàng phía sau xào huyệt. Nhưng đại khỉ ti đều có cái này quyết đoán tin tưởng La Quân lời thề, La Quân cũng không trở thành như thế không có phẩm, lật lọng. La Quân không dám nói mình là anh hùng, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu nhân vô sỉ. Âu Dương thương tổn cũng không có nặng bao nhiêu, đi bệnh viện bên trong chuẩn bị, băng bó một chút cái chán vết thương, cũng liền không sao. Vào lúc ban đêm, Tống Linh San đã trở về phòng ngủ trước. Âu Dương không nỡ cùng tư đồ Linh Nhi tách ra, hắn không có ở phòng ngủ, mà là tại bên ngoài thuê phòng. Tư Đồ Linh Nhi đưa Âu Dương về nhà, Âu Dương còn nói muốn đưa Tư Đồ Linh Nhi về nhà. Tư Đồ Linh Nhi mỉm cười, nói nói chúng ta dạng này đưa tới đưa đi, hôm nay cái gì đều không cần làm. Nếu không ngươi đêm nay liền ở tại trong nhà của ta. Ta chỗ này có bao nhiêu phòng trọ? Âu Dương hai mắt nóng bỏng lên. Tư Đồ Linh Nhi lập tức cự tuyệt, nói nói tuyệt đối không được. Vì cái gì? Âu Dương nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói nói không được là không được, ta sẽ không đối ngươi như thế nào, mà lại dù cho chúng ta như thế nào, đây cũng là rất bình thường sự tình a. À. Âu Dương Thâm Tình vô hạn nói nói ta sẽ đối với người phụ trách. Tư Đồ Linh Nhi không có trả lời, chỉ là bối rối đẩy ra Âu Dương, sau đó đi. Nàng không nghĩ tới Âu Dương sẽ nói ra như thế tới nói. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới mụ mụ lời nói, ưa thích một nhân tài sẽ thả tứ hưởng thụ. Mà yêu một người, thường thường đều sẽ khắc chế nhẫn nại. Có lẽ, hắn cũng là yêu ta, chỉ là hắn quá tự phụ đi." Tư Đồ Linh Nhi nghĩ như vậy. Tư Đồ Linh Nhi điện thoại di động đã ném, vậy liền giống như là nàng và La Quân ở giữa duy nhất liên hệ, liền cứ như vậy ném. Tư Đồ Linh Nhi tâm tư phức tạp tới cực điểm, về sau, nàng nhịn không được đi tìm điện thoại công cộng cho La Quân gọi điện thoại. Dưới cây đa gặp, đây là Tư Đồ Linh Nhi nói với La Quân bốn chữ bốn chữ về sau liền là cúc máy nàng biết hắn nhất định sẽ tới trong sân trường dưới cây đa nơi này tính mịch mạo u ám tư đồ linh nhi đến thời điểm la quân đã tới trước hôm nay cảm ơn ngươi tư đồ linh nhi nói ra la quân cùng tư đồ linh nhi bốn mắt nhìn nhau tư đồ linh nhi tránh đi la quân ánh mắt nàng theo rồi nói ra ngươi biết những người làm đó cái gì muốn bắt ta sao la quân nói nói không rõ lắm nhưng có lẽ là cùng ngươi thể chất có quan hệ. Ngươi là trời sinh linh thể, ngươi cơ thể sống máu tươi đối võ đạo cao thủ tu vi rất có ích lợi. Ta muốn hẳn là nguyên nhân này đi. Tư đồ linh nhi không khỏi ảm đạm, nói nói đây chẳng phải là, về sau ta vẫn luôn sẽ có phiền phức. Là quân nói nói ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Tư đồ Linh Nhi đột nhiên thì oán hận nói nói nhưng ngươi không thể thủ hộ ta cả một đời. Dù cho ngươi có thể, Tương lai Trượng Phu ta cũng không thể tiếp nhận. Là quân nào nào, hắn theo rồi nói ra cho nên, là ta sai. Tư Đồ Linh Nhi thê lương cười một tiếng, nói không, ngươi không sai. Ta cần phải mang ơn, nếu như ta còn trách ngươi, chẳng phải là không bằng heo chó. Là Quân trong lòng giật mình, đồng thời cũng có chút đau lòng, ngươi làm gì nói như vậy chính ngươi. Cho dù là Âu Dương đối với ta làm nhiều như vậy, liền mệnh đều có thể lấy ra. Từ Đồ Linh Nhi nói nói nhưng ta chính là không có cách nào yêu mến hắn, bởi vì trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều không có đi ra khỏi đi. Nàng tức giận ngẩng đầu chất vấn La Quân, nếu như ngươi cho tới bây giờ cũng không tính đi cùng với ta, ngươi những năm này làm nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy đối với ta thực cũng là một loại tàn nhẫn sao? Ta vốn cho rằng, lên đại học về sau, mỗi một ngày đều lại là hạnh phúc. Nhưng từ lên đại học bắt đầu, ta không có vui vẻ qua một ngày, đều là bởi vì ngươi. Nàng đem tất cả thống khổ đều phát tiết ra ngoài. "Thật xin lỗi." La Quân nhạt vừa nói nói. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên thì ôm chặt lấy La Quân, nàng ôm thật chặt thật chặt, giống như là buông lỏng tay, La Quân liền sẽ biến mất một dạng. "Ta đừng nghe ngươi nói xin lỗi, La Quân, ngươi không muốn lại cha tấn ta có được hay không, ta cầu ngươi." Tư Đồ Linh Nhi nức nở nói ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tình cảm phun trào. Hắn đột nhiên thì rất lợi hại suy nghĩ gì đều không để ý, cứ như vậy cùng Linh Nhi gần nhau cùng một chỗ. Nhưng lý trí rất nhanh liền vượt trên loại tình cảm này. Không phải là quân già mồm, mà chính là hắn quá giải tư đồ Linh Nhi. Nếu như hai người cùng một chỗ, tình cảm lẫn nhau liền sẽ càng ra thân hơn về sau, kiên cố. Càng là như thế, đợi đến chính mình rời đi ngày đó, nàng thì càng không thể thừa nhận. Lúc này nàng đều thủy chung đi không ra, càng đừng nói về sau hắn không thể bởi vì tám năm vui thích thì bị mất linh nhi cả một đời hạnh phúc a à. để hắn tự tư đối đãi linh nhi cái này so giết hắn chả khó linh nhi la quân nhẹ nhàng hô một tiếng hai người tách ra tư đồ linh nhi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía la quân la quân nói nói người trở về đi âu dương mới là cái kia làm bạn ngươi đi cả một đời người tư đồ linh nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch nàng vốn cho rằng nàng đã mềm mại la quân tâm nhưng lúc này nàng mới phát hiện cũng không có tốt tốt tư đồ linh nhi xoay người rời đi nàng oán hận chính mình vì cái gì còn muốn xâm phạm tiện người yêu cũng chỉ có chính ngươi tư đồ linh nhi đi ra mấy bước quay lại thân thể lớn tiếng sông la quân nói nói la quân ngươi là một cái tự tư người ta hôm nay rốt cuộc minh bạch ngươi thủ hộ ta là bởi vì ngươi cảm thấy ta cũng không tệ lắm là một cái tinh xảo đồ chơi ngươi không chịu đi cùng với ta là bởi vì ngươi không bỏ xuống được ngươi truy cầu. Ngươi có cao hơn truy cầu, cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng ta ở chung một chỗ. Ngươi tuyệt không có khả năng bởi vì ta mà buông xuống ngươi tiền đồ tương lai. Ngươi cứu ta, bất quá là phú hào đối khất cái một loại tặng cho, là ai đều làm ra được. Chỉ có Âu Dương, hắn mới là đem toàn bộ đồ vật cho ta. Nhưng ta khờ, đến bây giờ mới nhìn rõ ràng điểm này. Hôm nay ngươi cứu ta, cho dù ngươi có người kế sách cùng trí tuệ nhưng ta cũng thấy rõ ràng ta giá trị cùng ngươi lạnh lùng, càng làm cho ta thấy rõ ràng Âu Dương đợi ta chân tâm. Hắn có thể không muốn tôn nghiêm quỳ xuống, nhưng đổi lại ngươi La Quân, ngươi vĩnh viễn không thể là vì một nữ nhân đi hướng hạ nhân quỳ. Vĩnh viễn vĩnh viễn, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nữ nhân trong mắt ngươi tính được cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nói xong cũng đi, nhưng nàng nói tới lời nói này lại tại La Quân tâm lý thật lâu không tản đi hết. Trong lòng của hắn âm thầm nói nói Linh Nhi, ngươi sai, bất luận cái gì tiền đồ tương lai, trong lòng ta đều không kịp ngươi hạnh phúc trọng yếu. Nếu như không phải người bên kia cùng sự tình chính là ta trách nhiệm, không thể thả hạ, ta đoạn sẽ không rời bỏ ngươi. Mà lại, một đời kia Linh Nhi mới là ta tránh thức kết tóc thê tử, nàng vẫn chờ ta đi cứu. Tư đồ Linh Nhi tại trở về phòng ngủ rừng rậm trên đường nhỏ gặp được Âu Dương. Nguyên lai like Âu Dương Thủy chung không yên lòng, một đường theo tới vừa mới hết thảy, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Tư đồ Linh Nhi nhìn thấy Âu Dương, nàng sững sờ sững sờ, sau đó thì cúi đầu. Nàng cuộc đời làm cái gì đều là lẽ thẳng khí hùng, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy Âu Dương, lại là có chút tâm hỏng. Âu Dương hai mắt đỏ bừng, hắn chất nhìn về phía tư đồ Linh Nhi, nói nói có phải hay không mặc kệ ta làm cái gì, đều cảm động không ngươi, đều che nóng không ngươi tâm. Trong lòng ngươi, mãi mãi cũng chỉ có hắn có phải hay không coi như ta vì ngươi chết, trong lòng ngươi đều chỉ có hắn. Sau cùng hắn nhịn không được hô lên tới. Tư đồ linh nhi trong mắt nước mắt trong suốt, nàng nói nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đừng nghe ngươi nói xin lỗi. Âu dương táo bạo vô cùng, hắn đến cùng có cái gì tốt, liền để ngươi như thế mê luyến, khang khăng một mực. Ngươi nói cho ta biết, hắn đột nhiên hung hăng bắt lấy tư đồ linh nhi tay. Ngươi buông ra, ngươi làm đau ta. Tư đồ Linh Nhi bị đau. Ta thì không thả, ta hôm nay muốn người đem lời nói nói cho ta rõ. Âu Dương nói nói chỗ của hắn so với ta tốt, cũng bởi vì hắn công phu lợi hại sao. Có thể chẳng lẽ ngươi thì không thấy được, hắn căn bản không có đem ngươi chết sống để vào mắt. Quan tâm ngươi, yêu ngươi, đem ngươi trở thành làm mệnh cũng chỉ có ta. Chỉ có ta mới ngu như vậy, bị hai người các ngươi đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Đã các ngươi như thế yêu nhau, các ngươi thì yêu đi, đến đùa nghịch ta rất vui vẻ sao. Người thả ta ra, tư đồ linh nhi bị đau vô cùng nói ra. Lúc này Âu Dương, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn khí lực quá lớn. Lớn đến tư đồ linh nhi không chịu nổi. Buông nàng ra, đúng lúc này, là quân thanh âm truyền đến. Là quân lãnh đạm xuất hiện tại phía sau. Âu Dương đối là quân cửu hận tới cực điểm, hắn nhìn thấy là quân, đó chính là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Không chỉ là không buông tay, ngược lại một tay lấy từ đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực, ta tại sao muốn buông ra, nàng là bạn gái của ta, ta muốn thế nào được thế nấy. Liên quan gì đến ngươi? Là quần ánh mắt phát lạnh, hắn đột nhiên bóng người lóe lên, đi vào Âu Dương trước mặt. Tay trái kéo về từ đồ Linh Nhi, tay phải bóp lấy Âu Dương cổ. Là quần lạnh giọng nói nói xem ở ngươi mấy lần đối Linh Nhi chân tâm phân thượng, ta hôm nay sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngươi, ngươi buông hắn ra tư đồ linh nhi đột nhiên hung hăng đẩy la quân một thanh la quân hơi hơi ngạc nhiên đây là ta cùng bạn trai ta ở giữa sự tình không có quan hệ gì với ngươi tư đồ linh nhi nhìn chằm chằm la quân la quân sửng sốt khóe miệng của hắn nổi lên một tia đắng chát hắn biết hắn không có tư cách đến quái linh nhi sau đó la quân thì nói với âu dương ngươi không cần đối với ta có thành kiến mà ta càng không phải là ngươi tình địch nếu như ta là người tình địch, nơi này không có người chuyện gì. Quên một người là cần một chút thời gian, người chỉ ít cần phải kiên nhẫn một chút. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Âu Dương tâm tình cũng liền tỉnh táo lại, tư đồ Linh Nhi nhìn Âu Dương liếc một chút, nàng cũng chuẩn bị rời đi. Linh Nhi, Âu Dương tiến lên bắt lấy tư đồ Linh Nhi tay, nói nói thật xin lỗi, thật, ta cũng chỉ là một người phàm phu tục tử. Nhìn thấy ta yêu dấu người như thế nhớ nhung lấy một nam nhân khác, ta cũng sẽ thủ không tư đồ linh nhi nói nói ngươi không dùng nói xin lỗi với ta ta không phải có ý nếu như vậy tử càng không có nghĩ qua muốn đùa nghịch ngươi ta nghĩ tại ta còn không có quên lúc trước hắn ta thật là không nên cùng ngươi bắt đầu âu dương nhất thời biến sắc nói nói ngươi không muốn nói với ta hai chữ kia ta ta không cho phép ngươi nói âu dương quay người hốt hoảng mà chạy tư đồ linh nhi đứng chết chân tại chỗ đại khái chính là thâm tình khổ cả đời khổ si tình chỉ vì vô tình khổ đi. Tại ái tình thế giới bên trong, không có có thần tiên, có chỉ là phàm phu tục tử. Âu Dương tại sáng ngày thứ hai thì mua rất nhiều hoa hồng đứng tại nữ sinh phòng ngủ cửa. Những hoa hồng đó tạo thành biển hoa hồng dương. Cái này khiến rất nhiều nữ sinh theo hâm mộ, quan trọng hơn là, cái này mua hoa hồng người vẫn là nam thần Âu Dương. Trường học mưa gió giáo thảo cấp bậc nhân vật. Có điều Âu Dương hôm nay tạo hình có chút khác loại, trên đầu còn có miệng vết thương, khuôn mặt cũng có chút sưng. Có thật nhiều nữ sinh nghị luận ẩm ý, nói từ đồ linh nhi thật sự là hồng nhan họa thủy. Chúng ta Âu Dương ca ca trước kia là nhiều đẹp trai nhiều tiêu sái người. Nhưng bây giờ từ khi cùng với tư đồ linh nhi về sau, toàn bộ đều biến ngu ngốc. Tư đồ linh nhi rất nhanh liền xuống tới, nàng thực rất lợi hại không thích Âu Dương làm như thế, quá rêu dao, Mà lại nàng cũng không biết làm như thế nào đến đối mặt Âu Dương nhưng tống linh san vẫn là khuyên tư đồ linh nhi mặc kệ như thế nào lúc này nếu như ngươi không đi xuống cái kia âu dương hội xuống đài không được ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy hắn khó chịu sao tư đồ linh nhi vừa nghĩ đến đây cũng mới xuống lầu xuống lầu về sau tư đồ linh nhi lôi kéo âu dương nhanh nhanh rời đi hiện trường âu dương hướng tư đồ linh nhi hứa hẹn hắn sẽ không bao giờ lại bức bách nàng như thế tư đồ linh nhi cũng mới không có nói tiếp muốn chia tay dạng này yêu, quả thực là hèn mọn đến hạt bụi bên trong. Sự tình đến ngày thứ ba thời điểm, lần nữa phát sinh biến cố. Là quân mấy ngày nay đối tư đồ Linh Nhi bảo hộ càng thêm để tâm, cơ hồ vẫn luôn là xa xa theo. Nhưng tư đồ Linh Nhi bọn họ là quyết định phát hiện không là quân tồn tại. Tư đồ Linh Nhi không quá ưa thích cùng Âu Dương đơn độc ở chung, nàng cảm thấy cái kia rất lợi hại xấu hổ. Cho nên phần lớn thời gian, nàng đều là cùng với Tống Linh San nhưng rất lợi hại có khéo hay không là, lần này Âu Dương cũng theo. Tại trở về trường vườn lúc, đi qua một chỗ yên lặng trúc lâm lúc, nguy hiểm lần nữa buông xuống. Ngược lại không phải là mỗi lần nguy hiểm đều vừa vặn tại yên lặng địa phương, mà là địch nhân sẽ không ở náo nhiệt địa phương động thủ A. Đại khỉ ti xuất hiện tại tư đồ linh nhi ba người trước mặt. Tư đồ linh nhi ba người nhìn thấy đại khỉ ti lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Các người đi mau, ta chỉ hoãn nàng. Âu Dương phấn đấu quên mình phóng tới Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti khách khách cười một tiếng, nói nói thật là khờ đến đáng yêu a. À. Nàng một phát bắt được Âu Dương gáy cổ áo tử, sau đó lại một nhấn, Âu Dương liền uể oải trên mặt đất, không thể động đậy. Đó là nhấn chung Âu Dương xương cột sống, như điện lưu một dạng kinh lực thấm vào, nhất thời để toàn thân hắn tê liệt. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng lần này, là Quân xuất hiện đến càng nhanh đại khỉ ti người thật đúng là không nhớ lâu ha à. la quân thân hình lóe lên thì xuất hiện tại tư đồ linh nhi cùng tống linh san trước mặt lần này ta nhìn ngươi cũng không cần đi âu dương trông thấy la quân xuất hiện lúc khóe miệng của hắn tràn đầy đắng chát hắn luôn luôn tự xưng là phong lưu tiêu sái nhưng giờ phút này lại cảm thấy mình là như thế ảm đạm vô quang là như thế không còn dùng được hắn chỉ có thể nhìn la quân quang mang vạn trượng hừ Đại khỉ ti cười lạnh một tiếng, nói nói là quân, ta biết ngươi một mực đi theo các nàng bên người. Ngươi cho rằng, lần này ta còn không đến có chuẩn bị sao. Nàng vừa dứt lời âm về sau, một thanh niên thanh âm nam tử thì truyền đến. Đã sớm nghe đại khỉ ti nói qua, hoa hạ ra cái thiên phú dị bẩm thiếu niên. Hôm nay ta ngược lại muốn kiến thức một chút, một tên dị thường tuấn Mỹ thanh niên áo trắng đi tới. Cùng lúc đó, bốn phía lại đi ra tám tên lão giả. La Quân không khỏi biến sắc. Bởi vì những người này, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Riêng là thanh niên mặc áo trắng kia, ánh mắt mượt mà, toàn thân cao thấp đều đã đạt đến tại lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Thế mà còn có cái này các cao thủ, La Quân thầm giật mình. Thiếu chủ, đại khỉ ti bọn người lập tức hướng cái nào thanh niên áo trắng hành lễ. Thanh niên áo trắng mỉm cười, hắn tiếp lấy liền đến La Quân trước mặt. Không thể không nói, Thanh niên áo trắng này quả nhiên là Tuấn Mỹ a. Tựa như là nhật bản manga trong kia loại anh đào thụ phía dưới nhu mỹ thiếu niên. Nhìn lấy thì làm cho đau lòng người cùng yêu thương. Như hắn đi làng giải trí, không biết muốn mê chết bao nhiêu tiểu muội muội. Thanh niên áo trắng này mặc lấy màu trắng áo choàng, có chút cùng loại dậy bào, hắn mặc lấy dạng này một bộ quần áo, tuyệt không không hài hòa. Giống như hắn vốn nên cũng là như vậy bộ dáng. Là quần tự nhiên cũng liền minh bạch đây là bởi vì thanh niên này đã cùng vạn vật hòa làm một thể. Đây mới thực là vô ngã chi cảnh. Thiên tức là ta, ta tức là thiên. Người này tu vi, đã không tại đại bá cùng độn thiên thủ lĩnh phía dưới. Đương nhiên, tu vi là một mặt, đọ sức đấu, lại là một mặt. Thanh niên mặc áo trắng kia hướng là quân cười nhạt một tiếng, nói nói ta gọi phương bạch, kính đã lâu ngươi danh tiếng. Là quân thản nhiên nói dễ nói. Vốn là, là quân xuất hiện thời điểm, là cho khủng hoảng tư đồ linh nhi cùng tống linh san vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Nhưng giờ phút này, bởi vì thanh niên áo trắng xuất hiện, loại an toàn này cảm giác lập tức liền biến mất. Phương Bạch nói nói ta hôm nay đến, là muốn mang đi tư đồ linh nhi. Nàng là trời sinh linh thể, mang về, tự có diệu dụng. Cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Là quân tử tốn nói cái này hy vọng chỉ sợ sẽ không thành lập. Phương Bạch cười cười, nói nói thực cũng không quan trọng, người ngăn cản không ngăn trở đều cải biến không kết quả hắn sau đó vung tay lên nói nói đem hai cái này nữ oa bắt lại sau đó hai tên áo đen lão giả lập tức động thủ liền muốn đến bắt tống linh san cùng tư đổ linh nhi la quân ánh mắt phát lạnh chỉ là hắn mới vừa ra tay phương bạch cũng liền thân hình lóe lên ngăn lại la quân đường đi cút la quân chìm quát một tiếng tiếp lấy nhất quyền tuôn ra xuất quyền vô ảnh nhìn như vô tung lại như điện chấp, đột nhiên thì xuất hiện tại phương bạch nơi cổ họng. Phương bạch cười lạnh một tiếng, hư lui một bước, đồng thời trở tay một ô. Là quân xuất thủ bắt, phương bạch lập tức phản bắt. Là quân cấp tốc nhất trưởng lại đánh ra. Phương bạch cổ tay khẽ đảo, cánh tay đón đỡ. Âm, uhm, là quân cùng phương bạch đều thối lui một bước. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, biến chiêu càng là vô cùng nhanh chóng. Giao thủ ngắn ngủi, đã là lôi đình bí hiểm, nhưng lại hung hiểm tuyệt luân nhưng cuối cùng lẫn nhau ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Là quần ánh mắt càng lạnh, hắn đã nhìn ra, hôm nay đại khỉ ti bọn người quả nhiên đến có chuẩn bị, mình muốn cứu ra Linh Nhi, cũng không đơn giản. Như vậy chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước. Là quần mục tiêu lập tức liền tiếp cận Phương Bạch, mà lúc này, từ đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng rơi vào đến đám người này trong tay. Là quần động thủ rất nhanh, dưới chân hắn di hình hoán ảnh vừa ra, liên tục ra chiêu trong chốc lát, chiêu thức liên miên, rời núi lấp biển công sát mà đi. Phương này bạch cũng làm thực sự, chiêu chiêu đón đỡ, không chút nào lui. Hai người chỗ chiến đấu qua mặt đất đã là mấp mô, vết nứt vô số. Lúc này, Âu Dương cũng mới ý thức tới là quân vị trí thế giới đến cùng là cái gì thế giới. Đó là một loại không phải người thế giới. Là quân lấy nhanh đánh nhanh, hắn chiêu thức thiên biến vạn hóa, tiện tay nhặt ra. Ngoan độc bên trong mang theo cẩn trọng, cẩn trọng bên trong mang theo xảo trá dày đặc như mưa phương bạch lúc này thần sắc không hề nhẹ nhóm hắn biết mình gặp gỡ kình địch đồng dạng hết sức chăm chú ứng đối hai người người tới ta đi trong nháy mắt đối đầu hơn trăm đến chiêu trăm chiêu về sau hai cái bóng người tách ra đồng dạng hai người đều là hơi thở không gấp thần còn định phương bạch cười ha ha một tiếng nói nói thống khoái thống khoái ta từ suốt đạo đến nay chưa chắc gặp được đối thủ như độn thiên, trần lăng những người kia, liền đều là thành danh đã lâu. Nhưng như người loại này tuổi tác cùng ta tương tự, thế mà có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu, thật đúng là đầu một cái. Là quân lông mày nhướn lên, nói nói cho ta 10 phút đồng hồ, chỉ cần ngươi không chạy, định đưa ngươi bắt. Ngươi tin hay không? Phương Bạch nói nói thật sao? Hắn cười lạnh một tiếng nói nói ngươi muốn khích tướng ta. Lần trước ngươi cái kia 10 giây cành, ta thế nhưng là nghe nói. La Quân nói nói ngươi không dám. Phương Bạch nói nói không có bản thiếu gia không dám sự tình, chỉ bất quá hôm nay không phải lúc. Hắn sau đó thì đối hai tên lão giả kia nói nói trước đem bọn hắn mang đi, bên này chúng ta giết tên này, lập tức cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, thiếu chủ, hai tên lão giả đáp xong, lập tức liền đem Tống Linh San, còn có Từ đồ Linh Nhi cùng Âu Dương toàn bộ bắt đi. La Quân nhíu mày, nói nói bắt Từ đồ Linh Nhi cũng liền thôi, hai người kia lại vì sao muốn bắt? Hừ, bọn họ nhìn thấy chúng ta, cũng là đáng chết. Có điều xem bọn hắn cùng cái kia tư đồ linh nhi quan hệ, ngược lại là có thể có chút giá trị lợi dụng. Phương Bạch nói ra. Toàn lực chu sát, Phương Bạch sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Vâng, thiếu chủ, mọi người ầm vang hẳn là, đón lấy, sáu tên lão giả, cùng đại khỉ ti bọn người đồng loạt ra tay. Phương Bạch cũng xuất thủ. Bát đại tuyệt đỉnh cao thủ vây giết la quân, La quân trong nháy mắt ở vào kinh thiên nguy cơ oai hao đao bên trong. Cái này tám tên trong cao thủ, có phương pháp bạch, đã là mưa gió hóa long. Là quân thân hình lắc lư, bay thẳng đến phương bạch đánh tới. Hắn bắp thịt toàn thân cổ động, khí huyết sôi trào, cả người trở nên thô to vô cùng. Hô! Là quân mau ra tàn ảnh, trong một chớp mắt, giống như giữ dằn bom, như sơn băng hải tiếu hướng phương bạch đánh giết mà đi. Dạng này uy thế để phương bạch cũng bị kinh ngạc như la quân dạng này cao thủ trước khi chết phản công uy lực cái kia tuyệt đối không phải nói đùa nhưng phương bạch cũng không phải thường nhân cái kia một cái chớp mắt hắn cấp tốc lui lại một cái chớp mắt lui ra mấy bước nhưng đây cũng là xúc thế đón lấy dương cung xạ hổ oanh phương bạch toàn lực nhất kích lại giống như là đánh bên trong một trái bóng ra la quân bạo lui ra ngoài hắn mượn nhờ phương bạch kình lực lại thêm chính mình kình lực trong nháy mắt liền đem phía sau mấy tên lão giả đem phá ra tiếp qua một cái trước mắt la quân đã ở ngoài trăm thước trốn phương bạch lạnh hừ một tiếng hắn đã cảm giác được la quân thụ rất lợi hại nội thương nghiêm trọng bởi vì hắn là cậy mạnh phá tan hắn mấy tên thủ hạ mấy tên thủ hạ kia đồng thời xuất trưởng vẫn là đánh chúng la quân phương bạch lập tức đuổi theo hắn liệu định la quân là trốn không xa loại thương thế này đổi lại cao thủ bình thường sớm đã bị mất mạng tại chỗ. Cho dù là La Quân dạng này cao thủ, Phương Bạch tin tưởng La Quân là trốn không xa. La Quân nếu như ổn định lại tâm thần vận công, khẳng định là có thể khôi phục. Nhưng như vậy kịch liệt vận công, sẽ chỉ làm khí huyết lao nhanh, thương thế tăng thêm. Phương Bạch biết La Quân là cái tuyệt đối kình địch, ở trong nước quan hệ cũng là phức tạp. Cho nên tuyệt không thể cho La Quân thở dốc cơ hội. Nhất định muốn nhất kích tất sát. La Quân thật là thụ thương, từ khi đi vào cái thế giới này về sau hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này thụ thương tư vị cũng đã rất không có bị người đuổi giết qua là quân mất mạng phi nước đại rất nhanh liền đến đông đúc thành thị phương bạch chăm chú đi theo ở phía sau giống như như giỏi trong xương một dạng lúc này chính là lúc trạng vạng tối trời chiều ánh chiều tà vẩy chiếu vào cái này phồn hoa đại đô thị bên trong là quân rất nhanh liền đến đến tàu điện ngầm bên trong hắn tự nhiên không có thời gian mua vé mà chính là nhẹ nhàng nhảy lên, thì qua cửa xét vé. Hắn động tác rất nhanh, di hình hoán ảnh. Phương Bạch Thủy chung theo ở phía sau. Hắn đồng dạng nhẹ nhóm tiến vào trạm xe lửa, lại nhiều người cũng ngăn cản không thân hình hắn. La Quân bốn chỗ đi tuần tra, chờ đợi cái kia tàu điện ngầm nhóm sắp đóng lại thời điểm. Hắn đột nhiên thì lách vào tàu điện ngầm bên trong. Phương Bạch ngờ tới La Quân sẽ làm như vậy, thân hình hắn phi nước đại, đột nhiên liền đem tàu điện ngầm môn cưỡng ép gỡ ra sau đó phía trên tàu điện ngầm la quân thừa dịp lúc này cũng cưỡng ép gỡ ra tàu điện ngầm môn xuống xe sau đó tàu điện ngầm đã chui vào thông đạo bên trong la quân thành công hất ra phương bạch phương bạch cũng lập tức phát giác được điểm này không khỏi tức giận dị thường bất quá phương bạch đã đem la quân khóa chặt chết tại trạm tiếp theo hắn lập tức xuống xe một lần nữa tìm kiếm la quân la quân hô hấp thô trọng thương thế hắn càng ngày càng nặng cho nên, hắn dù cho biết Phương Bạch đã khóa chặt hắn. Nhưng hắn cũng không có cách nào đem Phương Bạch loại này khóa chặt cho che đậy lại. Để La Quân hơi cảm giác nhẹ nhõm một điểm là, đại khỉ ti đám người kia cũng không có Phương Bạch bản sự, cho nên cũng một mực không có đuổi theo. La Quân thương thế không phải trong thời gian ngắn có thể tính dưỡng tốt, hắn ngẫm lại, lên trước đối diện tàu điện ngầm. Sau đó tàu điện ngầm liền hướng tướng chạy ngược phương hướng. Lấy Phương Bạch tốc độ, cho dù là dạng này, sớm muộn cũng là có thể đuổi theo la quân ở trên tàu điện ngầm hơi chút nghỉ ngơi một bên vận chuyển khí thức khôi phục thương thế một bên khẩn cấp gọi đại bá la quân điện thoại điện thoại rất nhanh liền thông đại bá la quân hô một tiếng bên kia trần lăng lập tức nghe ra la quân thụ nội thương hắn bị kinh ngạc nói nói chuyện gì xảy ra la quân ngươi làm sao lại thụ thương la quân thụ thương đây cũng không phải là việc nhỏ trong thiên hạ có thể làm bị thương la quân người, quá ít. La quân trầm giọng nói nói đại khỉ ti đám người kia xuất hiện, mà lại có cái thiếu chủ, tu vi không dưới ta. Ta tại bọn họ vây công phía dưới bị thương nặng, hiện tại người thiếu chủ kia khóa chặt ta, ngay tại đối với ta tiến hành truy sát. Trần Lăng nói nói người chịu đựng, ta lập tức lấy máy bay tư nhân qua tới cứu ngươi. La quân nói nói chuyến đi này vừa đến, đại bá ngươi chỉ ít cần 2 giờ rưỡi ta sợ là chống đỡ không nổi thời gian dài như vậy, đại bá, Thượng Hải bên này có người có thể điều động tư nguyên sao? Trần Lăng nói nói nhìn ta, hồ đồ, người ở đâu, ta lập tức phái người đến cùng ngươi chắp đầu. La Quân vừa nói chuyện, một bên xuống đất thiết, ra chạm xe lửa. Hắn nhìn một chút bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một cái công viên. Ngay sau đó, La Quân sắp bước vào công viên. Huệ Đông công viên, đầu kia trong hồ. La Quân nói nói đại bá, Ta không nói cho ngươi." Hắn cấp tốc cúp điện thoại. Phương Bạch đã xuất hiện. La Quân không khỏi thở dài trong lòng, đồ chó này tới vẫn là thật nhanh a. À. Sau đó, La Quân nhảy vào trong công viên trong hồ nước. Phương Bạch truy ở đây, hắn lập tức cảm giác được La Quân nhảy đến trong hồ đi. Sau đó cũng thả người theo nhảy một cái. La Quân ở trong nước cực lực hướng xuống mặt trầm hàng mà đi, hắn nín thở công phu cái kia là tuyệt đối. Tại một đời kia bên trong, hắn bị lão gia tử huấn luyện qua. Đây là phương bạch không có cách nào bằng được. Hồ nước tràn đầy hơn 10 mét, là quân thuận lợi chìm đến đáy hồ. Lúc này, phương bạch đuổi theo, là quân cùng phương bạch tại đáy hồ bốn mắt nhìn nhau, hai người sau đó liền thì xuất thủ. Phương bạch lực lớn vô cùng, chiêu chiêu tấn mãnh, nhưng là đáy hồ lực cản nhất định để hắn chiêu thức hơi hơi biến chậm. Chính là nương tựa theo hắn cái này dừng một chút, la quân chỉ bằng mượn tự thân cao siêu đọ sức kinh nghiệm tiến hành né tránh tuy nhiên la quân bị thương nhưng phương bạch muốn trong thời gian ngắn đánh giết la quân cũng là không thể nào hai người cái này thoáng qua một cái chiêu lập tức lòng buồn bực lên phương bạch hô hấp dần dần to khỏe sau đó phương bạch quay người lại thì hướng nổi lên mặt nước la quân theo hướng nơi xa bơi đi phương bạch hít một hơi không khí mới mẻ lập tức đuổi bắt la quân la quân cũng nổi lên mặt nước miệng lớn hô hấp tiếp lấy lần nữa lặn xuống nước hai người liền tại nước này bên trong quấn đấu chỉ một lúc sau trên bờ bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang la quân lập tức liền minh bạch viện quân đến cái này viện quân tự nhiên là thông minh hạng người đến về sau tìm tìm không được la quân linh cơ nhất động liền nã một phát súng hấp dẫn la quân chú ý lực la quân một mực hướng bên bờ bơi đi hắn dưới đáy nước sức chịu đựng mạnh hơn phương bạch cho nên chờ đến bờ một bên, thì thừa dịp Phương Bạch sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, lúc này mới thừa cơ lên bờ. Lên bờ về sau, là quân lập tức hướng về tiếng súng nơi phát ra bỏ chạy. Cái kia lại là một cỗ Ferrari đứng ở chỗ cũ, mặt trên còn có một tên mỹ nữ cùng một thanh niên. Thanh niên lái xe, mỹ nữ cầm thương, ánh mắt bốn chỗ đi tuần tra. Mỹ nữ kia mặc lấy áo ra, mười phần gợi cảm nóng bỏng. Là quân bước nhanh chạy đi. Lúc này, Phương Bạch cũng đuổi tới, hướng La Quân hỏa tốc chạy đến. Lần này, La Quân quả nhiên là rất chật vật, giống như chó mất chủ. Phương Bạch tốc độ rất nhanh, lúc này là tại trên bờ, nếu như hắn đem La Quân bắt lấy, cái kia La Quân sinh tử cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Tránh thức sinh tử một đường. La Quân đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này tử vong tới gần cảm giác, cứ việc loại cảm giác này với hắn mà nói, không có chút nào lạ lẫm ngay tại phương bạch nhanh phải bắt được la quân thất thủ cái kia áo da mỹ nữ cấp tốc nổ súng áo da mỹ nữ thương pháp lạ thường tốt muốn đến lần này là quân thần khẩn cấp ra lệnh thượng hải bên này quốc an chỗ tự nhiên là muốn phái tinh nhuệ tới cái này ferrari ra tuyệt đối không phải giả vờ bức mà chính là loại xe này nhỏ nhắn lực lượng mãnh liệt có thể chịu đựng các loại qua lại cho nên mới sẽ được an bài tới áo da mỹ nữ vừa nổ súng phương bạch bất đắc dĩ liền muốn tránh né hắn hơi hơi né tránh, La Quân thì thừa cơ đi vào Ferrari trước xe. Thân thể nhảy một cái, lập tức tiến Ferrari tay lái phụ phía trên. La Quân cùng áo da mỹ nữ thì nhét chung một chỗ. Cái kia áo da mỹ nữ cấp tốc nói nói lái xe. Thanh niên lập tức nhấn ga, một tội oanh minh một tiếng, xe như mũi tên bão tố ra ngoài. Đến Ferrari, cũng là muốn thuận tiện La Quân tốt nhảy tới A. Bởi vì Ferrari là mui trần A. Phương Bạch tốc độ tăng tốc, hắn lại là theo bên cạnh đột tiến, cũng không có chính diện truy Ferrari. Hắn tu vi tuyệt đỉnh, hơn nữa còn có thể rẽ đường nhỏ. Cho nên cho dù là Ferrari trong nháy mắt ra tốc, cũng rất khó hất ra Phương Bạch. Là quần đối cái kia áo da mỹ nữ nói nói thương cho ta. Áo da mỹ nữ sững sờ, sau đó nói tại sao phải cho ngươi. Nàng đối với mình thương pháp tự phụ cực kỳ. Thanh niên kia lập tức nói dùng ta nói xong cũng ném một khẩu súng cho La Quân. La Quân một tay tiếp được, đồng thời một cái tay khác trực tiếp đem áo ra mỹ nữ trong tay thương đoạt lại. Như thế về sau, La Quân xong thương tể phát. Phương này bạch nhất thời kinh hãi, hắn cảm nhận được không giống nhau công kích. La Quân nổ súng, tuyệt đối là thần quỷ khó phòng. Phương Bạch liên tục né tránh, tốc độ liền thì hạ. Ferrari nhanh như chấp liền chạy. Còn tốt lúc này, trong công viên đám người chấn kinh, phần lớn đều không ngăn được đường đi. Công viên này bên trong vốn là là không cho phép xe tiến đến, nhưng bởi vì Huệ Đông công viên thuộc về khu sinh hoạt công viên, bên trong còn có nghề ẩm thực phục vụ. Liền thì cho xe lưu một con đường. Thanh niên cùng áo da mỹ nữ cũng là như thế một đường sông tới đến, lúc đi vào cũng liền đối quần chúng có chỗ sơ tán. Xe ra công viên, lại một đường phi nhanh. Tìm lộ tuyến đều không phải là loại kia rất lợi hại hỗn loạn, lúc này cũng mặc kệ là cái gì đèn đỏ đèn xanh một đường chạy gấp phương bạch ở phía sau rất nhanh lại đuổi theo la quân sắc mặt trầm tính hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương bạch phương bạch càng đuổi càng gần áo da mỹ nữ cũng ý thức được chính mình thương pháp cùng la quân tựa hồ có khoảng cách nàng lần thứ nhất gặp được giống phương bạch biến thái như vậy nhân vật mắt thấy phương bạch càng đuổi càng gần nàng trái tim đều muốn nhảy cổ họng bên trong nhưng lúc này là quân lại là tỉnh táo tới cực điểm, mặc kệ xe làm sao rẽ ngoặt, làm sao qua lại, làm sao làm, hắn thân thể đều là không nhúc nhích. phanh phanh, ngay tại Phương Bạch nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, là quân lần nữa nổ súng, hai phát về sau, Phương Bạch lại bị quăng đến đằng sau, mà xe lúc này cũng rốt cuộc chạy đến một chỗ trống trải địa phương, sau đó thanh niên kia liền đem Ferrari ưu thế phát huy đến cực hạn, xe bão tố một tiếng, phi nhanh ra ngoài. Mặc cho Phương Bạch tu vi kinh thiên, nhưng tốc độ của hắn cùng Ferrari so ra vẫn là kém một chút. Ferrari phía trên là quần cái chán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi. Quá mạo hiểm. Vừa mới mặc dù chỉ là mở mới phát, nhưng lại hao phí hắn cực lớn tâm lực. Mà lại lúc này, là quân y nguyên không dám buông lỏng. Bởi vì Phương Bạch sẽ còn tiếp tục đuổi theo. Chính mình nhất định phải kiên trì hết cái này 2 giờ rưỡi, chỉ cần đại bá đến, Phương Bạch đem không phải là cái uy gì. Hiện tại các người muốn đi đâu? La Quân hỏi. Áo da mỹ nữ nói nói trở lại chúng ta an toàn phòng, nơi đó rất lợi hại kiên cố, cũng có chúng ta kho quân dụng. La Quân nói nói tốt. Phương Bạch một đường truy sát đến cái kia an toàn phòng, nhưng là, hắn tại an toàn phòng trước chỉ ngừng chân 10 phút đồng hồ, về sau, hắn liền liền rời đi. Bởi vì hắn biết, chính mình không có khả năng lại giết đến La Quân cái kia an toàn trong phòng có không ít đạn thương hỏa sen lẫn hắn cũng mạnh không đánh vào được mà la quân đạt được thở dốc chỉ cần một đêm công phu liền có thể thương thế khỏi hẳn đã giết không vậy thì đi thôi phương bạch là rất có quyết đoán người sẽ không lề mề chậm chạp có thể giết ngay lập tức quả quyết giết không thể giết thì lập tức rời đi tuyệt không dây dưa dài dòng an toàn trong phòng nhưng nói là tường đồng vách sắt có thể ngăn cản đồng dạng đạn hỏa tiến công kích phương diện này cũng có giải trí công trình, sửa sang càng là không tệ, là tam phòng hai sảnh bố cục. Có chuyên môn kho quân dụng, an toàn phòng thiết lập, chính là vì quốc an cục nhân viên khẩn cấp thiết lập. Là quân tại an toàn trong phòng đợi, phương này bạch vừa rời đi, trong lòng của hắn cũng liền rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn mới thở phào một hơi. Trần Lăng rất nhanh liền chạy tới, cùng la quân tại an toàn trong phòng gặp nhau. Lúc này đã là 8 giờ tối. Trần Lăng tiến an toàn phòng về sau, những quốc an đó thành viên đều lập tức đứng dậy, chào quân lễ, hô thủ trưởng. La quân hơi hơi gật đầu, sau đó liền đến đến trong phòng. La quân ngay tại khoanh chân vận công. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ mà trắng như tuyết. Đại bá, La quân mở mắt. Trần Lăng lấy uy nghiêm quân phục, hắn lo lắng hỏi nói người thương đến thế nào. La quân nói nói trốn thời điểm bị đánh hai trường, còn tốt bị ta lấy thái cực kính để lộ mở không ít, không phải vậy lời nói cái này hai trường đủ để vỡ nát ta ngũ tạng lục phủ trần lăng nói nói ta xem một chút hắn nói xong cũng nắm lên la quân thủ mạch bắt mạch sau khi trần lăng nói nói ta đi tìm chút dược vật đến cấp ngươi mát xa mát xa la quân nói nói tạ tạ đại bá trần lăng mỉm cười nói nói tiểu tử ngốc theo đại bá còn khách khí như vậy chỉ chốc lát về sau trần lăng tìm đến sơn trà cao cùng rượu thuốc còn có người tham những vật này La Quân thoát áo mặc, nằm lì ở trên giường. Trần Lăng đã nhập vi hóa kinh kinh lực đem những dược lực này toàn bộ trấn vào đến La Quân trong ngũ tạng lục phủ. La Quân hấp thu năng lực cũng là khủng bố, kể từ đó, liền cũng coi là làm ít công to. Một bên bồi thuốc đồng thời, La Quân nghĩ đến cái gì, lại là có chút cảm xúc, đại bá, ngài biết không? Ừm, Trần Lăng nao nao, nói ra. La Quân nói nói tại ta một đời kia bên trong ngài là Trung Hoa đại đế, là ta nhìn lên tiền bối. Nhưng ta trong huyết mạch chảy cũng là ngài máu, bởi vì ta phụ thân cùng ngài vốn là một thể. Ta đã nghe ngươi nói, Trần Lăng nói nói kỳ diệu như vậy sự tình, nếu không phải nhìn thấy ngươi thành tựu, ta thật không thể tin được. Vũ trụ này ảo diệu, thật đúng là ta tham cũng không thấu. La Quân nói nói ta từng làm qua mộng, mộng thấy qua ngài là phụ thân ta. Ta cũng rất nhiều lần nghĩ tới, nếu như ngài là phụ thân ta, thì tốt biết bao. Trần Lăng nghe La Quân nói qua hắn một đời kia thê thảm, cho nên hắn cũng hiểu La Quân loại cảm tình này. số tiểu tử, một thế này bên trong, người theo nhi tử ta cũng là không có gì khác biệt. Tốt tại một thế này bên trong, phụ thân ngươi không phải cái kia ma đế, ngươi cũng có thể hưởng thụ được người bình thường luân chi tình. La Quân cười một tiếng, nói nói đúng vậy a, à, cha ta hắn tại ngài nơi đó khẳng định qua đều không kiên nhẫn a. À. Trần Lăng cũng cười một tiếng nói nói đó cũng không phải là nếu như không phải có người bác gái đẻ lấy hắn có thể cùng ta náo lên hắn sau đó còn nói thêm có điều a à, cha ngươi cũng là biết mức độ hắn biết đây là vì muốn tốt cho ngươi cho nên hắn lại không nguyện ý cũng phải nhịn lấy bất kể nói thế nào một thế này bên trong cha ngươi đối ngươi cảm tình đó là không cần hoài nghi la quân nói nói ta biết đại bá trần lăng rất nhanh liền vì la quân đem rượu thuốc lau cái đều đều la quân chỉ cảm thấy trong thân thể nhiệt lực bốc hơi vô cùng thư sướng hắn sau đó ngồi xuống cảm giác thế nào trần lăng hỏi la quân nói nói qua hai canh giờ nữa liền có thể khỏi hẳn trần lăng nói nói vậy là tốt rồi la quân trong mắt lóe lên hàn quang nói nói đại bá ta hiện tại cần ngài toàn lực giúp ta trần lăng cũng không hay lời nói nói ngươi nói la quân nói nói linh nhi bị bọn họ bắt đi ta muốn đem bọn hắn xào huyệt toàn bộ sốc hết lên. Trần Lăng nao nao, nói tiếp người định làm gì, muốn ta làm sao phối hợp. La Quân nói nói ta tại Linh Nhi trên thân ấn ký đã có 4 năm lâu, loại này ấn ký, không có bất kỳ người nào có thể đem tiêu trừ. Muốn đến, bọn họ cũng không phát hiện được tầng này. Cho nên lần này, chúng ta phản cũng có thể thông qua Linh Nhi bị chảo, sau đó một đường tìm đi qua. Trần Lăng nói nói nếu là lần này có thể thuận lợi tìm tới Trùng Hoàng, đó mới là vừa vặn. La Quân nói nói bọn họ cao thủ nhiều đến thật không thể tin, cho nên lần này có thể hay không tìm tới trùng hoàng, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng là đám người này, nhiều lần làm khó dễ, tuyệt không có khả năng đơn thuần vì Linh Nhi. Cũng nên tiến đến làm cái rõ ràng mới được, hắn đón đến, nói nói thời gian rất gấp gấp, ta cần ngài lần nữa triệu tập độn thiên thủ lĩnh, trầm mặc nhiên, còn có vô vi đại sư, ta bên này hội liên lạc tư đổ ra lão gia tử ngài lại phân phối một nhóm cao thủ, chúng ta lập tức giết đi qua. Trần Lăng hơi lúng túng một chút, nói nói tìm sư phụ ta ngược lại là dễ tìm. Nhưng muốn độn thiên thủ lĩnh xuất thủ lần nữa, ta lại không có niềm tin chắc chắn gì. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói nói nếu không ta đến cùng hắn trò chuyện, nhìn có thể hay không thuyết phục hắn. Trần Lăng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói cũng tốt. La Quân ngẫm lại, còn nói thêm đại bá, hiện tại xem ra, lâm dương đường tuyến kia đã không cần thiết lại ẩn tàng trần lăng khe khẽ thở dài nói nói xác thực không nhiều lắm ý nghĩa cái này mấy lần ngươi hành động náo quá lớn tin tưởng trùng hoàng từ đó suy đoán cũng có thể đẩy ra lâm dương cũng là ngươi chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi bắt đến trùng hoàng đây cũng là tránh khỏi cái này rất nhiều phiền phức la quân nói nói hy vọng đi sau đó trần lăng thì cho la quân một cái mã số la quân lập tức đả thông bên kia độn thiên thủ lĩnh hình như có cảm ứng, cũng liền trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thủ lĩnh, ta là ngài trước đó gặp qua Lâm Dương. La Quân nói như vậy. Bên kia trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói nói có việc. La Quân nói nói trên thực tế, ta là quân thần cháu trai, ta gọi La Quân. Trước đó vì mỗ một số chuyện, che giấu tung tích. Độn thiên thủ lĩnh cũng không có quá kinh hãi kỳ, nói nói nha. Là quân tự nhiên cũng biết, độn thiên thủ lĩnh chắc chắn sẽ không có quá lớn biểu lộ. Nếu là độn thiên thủ lĩnh biểu hiện kinh ngạc, thế thì sẽ để cho la quân kỳ quái. Ta năm nay 19 tuổi, 15 tuổi trước đó, ta không có chút nào tu vi. Thời gian 4 năm, tiến triển như vậy, tin tưởng thủ lĩnh ngài cần phải có chút hứng thú giải ta. La quân tiếp tục nói. Độn thiên thủ lĩnh nói nói cho nên, người muốn ta làm cái gì? Rất lợi hại hiển nhiên, thủ lĩnh là cái tâm tư thấu triệt mà trong suốt người. La Quân Nhạt vừa nói nói ta cần thủ lĩnh ngài cùng ngài đệ tử cùng ta cùng đi làm một việc, đối thủ là cường địch, ta cùng đại bá ta khó có thể ứng phó. Sau khi chuyện thành công, một bầu rượu, kiếp trước kiếp này, vì ngài trốn thoát nghi hoặc, như thế nào? Độn thiên thủ lĩnh không chút do so dự, nói nói tốt. La Quân liền nói nói vậy thì tốt, xin ngài lúc trước hướng đắp linh. Độn thiên thủ lĩnh nói nói tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân lập tức không ngừng nghỉ, Nói nói đại bá, ta chỉ có thể cảm ứng được Linh Nhi hiện tại tựa như là đến Island cái kia một mảnh. Vị trí cụ thể còn phải đợi chút thời gian mới có thể biết. Nhưng ta phải nhanh một chút toàn thể xuất phát, tiến về Island Dublin. Trần Lăng nói nói cái này không có vấn đề, ta lập tức đến liên hệ chuyện này. Lần này hành động, hỏa tốc lôi đình. Vô Vi đại sư cũng rất nhanh liền tới. Trần Lăng cũng không có điều động người khác tiến đến, hành động lần này chính là lôi đình hành động nhiều người ngược lại phiền phức dù sao dublin nơi này không phải tại hoa hạ cảnh nội nếu như động tác lớn sẽ chọc cho đến dublin bên kia hiểu lầm trần lăng lần này đi qua cũng là lấy che giấu tung tích đi qua đây là tinh anh hành động chỗ đi người toàn bộ đều là nhân trung long phượng tuyệt đỉnh cao thủ tự nhiên cũng không có cách nào đeo súng chi đi qua có điều phương diện này có thể từ quốc an bên này phối hợp theo dublin bên kia một số bí mật tổ chức liên hệ với thương tuy nhiên đối với võ giả tu vi có chỗ trở ngại, nhưng là đồng cấp đừng với chiến lên. Cầm súng người vẫn là muốn chiếm ưu thế. Một ngày sau đó, là quân một đoàn người đã ngồi đi máy bay, trần chọc đến Dublin. Độn thiên thủ lĩnh cùng trầm mặc nhiên từ lâu đến, trực tiếp đến đây cùng la quân bọn họ tụ hợp. Ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, tề tụ Dublin. Dublin chính là Ireland thủ đô, nơi này lời nói là tiếng Anh. Dublin tới gần Ireland biển, khí hậu ấm áp, nơi này cũng là du lịch nghỉ dưỡng tốt tràng sở. Rất nhiều kiến trúc đều là điển hình Âu thức phong cách. Cùng New York, London, Zurich những thành thị này ngược lại có dị khúc đồng công chỗ. Đến Dublin thời gian là 10 giờ sáng, nơi này ánh nắng tươi sáng, trong không khí đều lộ ra tươi mát, còn có một loại nước biển dâm đáng vị đạo. Là quân một đoàn người tụ hợp về sau, trước tiên ở một quán rượu bên trong vào ở luôn không khả năng này một đám lão đại ngay tại đường cái lề đường phía trên thương lượng đại sự. Mặt khác Trần Lăng bên này cũng đã theo đắp tổ chức bí mật liên hệ với, bên kia nói địa điểm để Trần Lăng đi lấy súng ống đạn dược. Trần Lăng lập tức đi. Là quân bên này thì cùng trầm mặc nhiên, độn thiên thủ lĩnh còn có vô vi đại sư những đại lão này cùng một chỗ. Tuy nhiên ở đây đều là tiền bối cao thủ, nhưng là quân tại một thế này bên trong cũng không chút nào luống cuống. Hắn đầu tiên cúc không người, nói nói chưa vị tiền bối ở đây, hôm nay bởi vì Vãn bối việc tư, đem chư vị tiền bối huy động nhân lực mời ở đây, Vãn bối thật tại băn khoăn, cũng thâm biểu cảm tạ. Vô Vi đại sư mỉm cười, hắn nói nói Bần tăng cũng không nghĩ tới, Lâm Dương chính là La Quân, La Quân chính là Lâm Dương. Thì ra là thế, thì ra là thế a. À. Xem ra, La Quân thân phận tránh thức vạch trần, nhưng cũng vì Vô Vi đại sư trốn thoát không ít nghi hoặc. Trầm mặc nhiên ánh mắt nhàn nhạt Ngược lại chưa có bao nhiêu lời muốn nói. Độn Thiên thủ lĩnh làm theo nói nói bất quá là đôi bên cùng có lợi, Người không cần phải khách khí. La Quân Kiên chỉ nói nói mặc kệ như thế nào, chư vị tiền bối đều là giúp Vãn Bối đại ân. Ngày khác như có cần Vãn Bối chỗ, chỉ cần không vi phạm lương tâm, núi đao biển lửa, Vãn Bối đều không chối từ. La Quân thái độ khiêm tốn, đây là thắng được mấy vị lão đại hảo cảm. Bởi vì bọn hắn cũng là trải qua sành đời người gặp nhiều tuổi trẻ khinh cuồng hạng người. Nếu là La Quân là người bình thường, vậy hắn khiêm tốn, các đại lão cũng sẽ không có cảm giác gì. Mấu chốt là, La Quân Tu Vi đã không thua bọn họ a, à. Cho nên lúc này phần này khiêm tốn, thì càng là đáng quý. Đối với hành động lần này, La Quân cũng không có quá nhiều dự định cùng kế hoạch. Cũng là xông vào. Mấy người kia cùng một chỗ, không thể nói được, cung điện Bắc Kinh Ham cũng xông được. Huống chi, đối thủ nơi đó phòng thủ, vậy cũng không có khả năng cùng cung biện Bắc Kinh Ham so sánh. Trần Lăng tại sau một tiếng trở về, mang bốn chi súng lục ổ quay. Là quân một người liền muốn hai chi, mặt khác hai chi là Trần Lăng đang dùng. Độn thiên thủ lĩnh bọn họ những người này là căn bản sẽ không dùng thương, phải nói cũng khinh thường dùng thương. Đại bá, cái này đáng tiếc không phải loại kia thủy ngân cao bạo viên đạn, không phải vậy lời nói, chúng ta nắm chắc càng lớn hơn. Là quân nói như vậy. Trần Lăng nhất cười, nói có thể có loại này chất lượng hàng, đã rất là không tệ. La Quân nói tiếp đã như vậy, chúng ta liền hành động đi. Cũng không chọn thời cơ, nhưng vào lúc này bắt đầu hành động. Địa điểm là Bác Sa Cổ Bảo. Bác Sa Cổ Bảo tại Dublin rất có nổi danh, chỉ vì Bác Sa Cổ Bảo chính là Phạm Nhĩ Thánh Giáo Đình vị trí. Phạm Nhĩ Thánh Giáo Đình bên trong, lập giáo phái người chính là Phạm Đế. Phạm Nhĩ, Phạm Đế, Phạm Nhĩ sinh ra ở 300 năm trước, chính là thế kỷ 19 một cái chứ danh nhân vật. Phạm Nhĩ sinh ra ở nghèo khó nông hộ gia đình, phụ mẫu đều là nô lệ. Hắn tại trong chuồng ngựa xuất sinh, mẫu thân khó sinh mà chết, từ nhỏ là uống ngựa mẹ cùng sữa dê lớn lên. Phạm Nhĩ sớm nhất nổi danh là bởi vì hắn y thuật, hắn đã từng đem sắp chết thất ngựa cứu sống. Về sau lại cứu sống công chúa Điện Hạ, về sau liền du lịch châu Âu, khắp nơi cứu chữa. Hắn cùng giê một dạng, thu 12 tên đệ tử. Phạm nhĩ bản sự bị truyền đi thần kỳ thần, hắn giải cứu nô lệ, trừng trị chủ nô, chỉ huy nông dân thu hoạch lớn các loại. Dân gia, Phạm nhĩ tại Bắc Âu kéo một cái bị truyền thành thần linh. Phạm nhĩ sau khi chết, đệ tử kiến tạo Phạm nhĩ thánh giáo đình. Mà chỗ lấy Phạm nhĩ thánh giáo đình nổi danh lan xa, lại là tại ở chỗ đó phát sinh ôn dịch về sau, Phạm nhĩ hiển linh, thi pháp phù thánh nước. Sau thánh thủy cung cấp ôn dịch người uống, từ đó khỏi hẳn. Từ đó, Phạm nhĩ thánh giáo đình cũng liền có một nhóm cố định tín ngưỡng giả. Những năm gần đây, theo Ireland thành lập, phàm nhĩ thánh giáo đình cũng vẫn cắm dễ tại Dublin. Hàng năm qua lễ Giáng sinh, hoặc là phục sinh thiết chờ một chút thời điểm, phàm nhĩ thánh giáo đình cũng là hương hỏa cường thịnh. Căn cứ là quân cảm ứng, từ đồ linh nhi cũng là bị giấu kín tại phàm nhĩ thánh giáo đình bên trong. Phàm nhĩ thánh giáo đình trừ ngày nghỉ lễ sẽ đối với bên ngoài mở ra, còn lại thời điểm, đều là đóng chặt đại môn. Nơi này bình thường cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Cái này bác xa cổ bảo bốn phía chính là một mảnh lâm viên, bãi cỏ có mấy ngàn bình, lại có các loại hoa cỏ cây cối. Cái này khiến bác xa cổ bảo lộ ra phá lệ mỹ lệ. Mà lại bên trong còn có một đầu rất không tệ hồ nhân tạo. Là quân một đoàn người tại 12 giờ trưa thời điểm, rốt cục đi vào bác xa cổ bảo phía trước. Cái này bác xa của bảo thành lập đã có hơn trăm năm, trung gian đổi mới qua vài lần. Bây giờ lại nhìn bác xa cổ bảo, bên trong tự có một cỗ lịch sử để lại uy nghiêm cùng thần thánh. Cái kia cổ bảo đại môn toàn thân màu đen, cẩn trọng bên trong mang theo một loại nói không nên lời ngưng trọng cảm giác. Là quần đám người cũng không mạo phạm phàm nhĩ thánh giáo đình ý nghĩ, càng không có mạo phạm đắp linh tín đổ tín ngương y tứ. Nhưng theo lúc này tình báo đến xem, phàm nhĩ thánh giáo đình cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy chính nghĩa thần thánh, người vô hại và vật vô hại. Cổ bảo đại môn đóng chặt lấy, tại cổ bảo sau cửa lớn, cũng là phàm nhĩ thánh giáo đình lâm viên. Lúc này ánh sáng mặt trời mãnh liệt, nhưng trong pháo đài cổ lại là tĩnh mịch cực kỳ. Đây là có chút không bình thường. Coi như cổ bảo không mở ra cho người ngoài, nhưng bên trong cần phải có một ít thanh âm. Là quân hít sâu một hơi, hắn cứu Linh Nhi sốt ruột, sau đó nhất trưởng liền đem cái kia cổ bảo đại môn bổ ra. Một đoàn người, tiến quân thần tốc, đi qua lâm viên. Vườn trong rừng, chỉ có mấy cái người hầu đang xử lý, bọn họ trông thấy đoàn người này tiến vào, lại là cũng không để ý tới. Hết thảy đều lộ ra cổ quái. Cổ quái như vậy cùng yên tĩnh, để la quân bọn họ dạng này cao thủ đều có chút cảm thấy lẩm bẩm. Sự tình ra tầm thường tất có yêu a. À. Nhưng đến giờ này khắc này, tự nhiên không có khả năng lùi bước, càng không khả năng tách ra hành động. Rất nhanh, một đoàn người liền theo la quân đến trong pháo đài cổ. Đi qua cổ bảo đại sảnh, chuyển tiến một đầu cổ lão hành lang, về sau phía trên liền có mái vòm, ánh sáng theo trở nên ảm đạm. Sau cùng, một đoàn người đi vào trong một gian phòng mặt. Cái kia phòng rất lớn, mái vòm cao có chừng 30 mét. Mà tư đồ linh nhi cũng là bị trói tại khung trên đỉnh, dùng một sợi dây thừng ghim. Tư Đồ Linh Nhi ở vào trạng thái hôn mê. Này gian phòng ốc rất là quỷ dị, tựa như đại hùng bảo điện đồng dạng cao lớn chống trải. Bốn phía chiều rộng trọn vẹn hơn 300 bình, liếc một chút nhìn qua, căn bản nhìn không rõ ràng. Cái kia mái vòm kiến tạo từ một vài bức bích họa tầng tầng lớp lớp chế tạo ra đến, nhìn lấy khiến người ta hoa mắt. Những họa đó sinh động như thật, giống như phiên bản hiện đại vốn thanh minh thượng hà đồ. Người bề trên kia cũng là có chút kỳ quái bọn họ nhìn tựa như là ở trên đất bằng bước đi. Vốn là bọn họ hẳn là chạy đến, nhưng những bức họa này tại phản đạo mà đi chi. Thời gian lâu dài, khiến người ta sinh ra ảo giác. Cảm thấy mái vòm phía trên là chính thế giới. Chính mình đoàn người này là tại trên nóc nhà. Tại Linh Nhi phía dưới, có 30 mét vuông đao trận. Cái này thiết kế quá xảo diệu. Xảo diệu đến là quân dù cho đến trong gian phòng này, lại không có cách nào đem tư đổ Linh Nhi cứu được cao 30 mét độ, nhảy không đi lên. Nếu như dùng thương đem dây thường đánh gãy, tư đồ Linh Nhi liền sẽ rơi vào đến đao trong trận. Đao kia trận phương viên 30 bình, ai cũng không có bản sự này trên không trung tiếp được tư đồ Linh Nhi, hơn nữa còn có thể nhảy ra đao trận. Nếu có một sợi dây thường tại, cũng có thể trói chặt một người, sau đó tại đối diện người bắt lấy dây thừng, bỗng nhiên kéo một phát. Như thế có thể nhân cơ hội nhảy ra đao trận. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chuẩn bị đao, thương, lại không chuẩn bị dây thừng. Dù sao lần này tới, không phải phi hổ đội xuất động. Bọn họ không có làm chuyên nghiệp như vậy, mấy cái này lão đại cao thủ là chuẩn bị đến dùng nắm đấm đánh ra một cái đạo lý đi ra. Đương nhiên, cái này đều không phải là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao, mái vòm lại cao hơn, những người này vẫn là có bản lĩnh leo đi lên. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, địch nhân đến cùng có cái gì mục đích, bọn họ đem tư đồ linh nhi buộc ở chỗ này là vì cái gì a à, di đà phật phô vi đại sư nói nói xem ra lần này là không sai là trùng hoàng mưu đồ đã lâu đem ta toàn bộ dẫn tới chắc hẳn nơi này là trùng hoàng vì bọn ta chế tạo một cái tu la địa ngục la quân bọn người âm thầm run lên la quân mắt nhìn hôn mê linh nhi hắn biết linh nhi còn sống nhưng linh nhi đến cùng bị trùng hoàng thế nào hắn cũng không hiểu biết là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh hết thảy đủ loại nguyên lai like đều là hư huyễn trùng hoàng đã sớm biết ta hắn muốn bắt linh nhi là giả dẫn ta tụ tập đại bá bọn họ ở đây đến một mẻ hốt gọn mới là thật la quân không khỏi dùng mình cái này trùng hoàng bố cục xuân phong tế vũ nhuận vật im ắng quả nhiên là cực kỳ kinh khủng linh nhi bất quá là cái ngụy trang nguyên lai like linh nhi chỗ thủ tai nạn cuối cùng còn là bởi vì chính mình cho nàng mang đến như thế nói đến, chính mình phí hết tâm tư bảo hộ, lại tính được cái gì? Nếu là không có chính mình, nàng mới nên khoái lạc không lo. Là quân hít sâu một hơi, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nhưng khó chịu chỉ là một cái chớp mắt, lập tức, hắn thì khôi phục lại trạng thái bình thường. Trung hoàng đến cùng đùa nghịch cái gì quỷ kế, hắn có bản lãnh gì đem chính mình cái này một đám người một mẻ hốt gọn. Là quân đầu óc chuyển rất nhanh, Chẳng lẽ là dùng cao bạo đạn hủy diệt cái nhà này? Bởi vì hắn đã có thể che đậy chúng ta những người này dự báo nguy hiểm năng lực. La Quân trong lòng chấn kinh, hắn cảm thấy loại khả năng này không phải là không có. "Chư vị tiền bối, nơi đây quỷ dị, chúng ta trước tạm rời đi." La Quân lập tức nói ra. Độn Thiên bọn thủ lĩnh hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, sau đó đều không nói lời nào, quay người liền muốn rời khỏi này quỷ dị phòng. Chỉ là rất nhanh càng chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia chính là cái này đại môn đóng chặt ở, vẫn bằng la quân bọn người thần lực vô cùng, lại không lay động được đại môn này mảy may. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, này môn chính là song khai môn, bên trong có khóa. Lấy những cao thủ này thực lực, như thế nào không lay động được này môn? Chúng ta hợp lực thử một lần, Trần Lăng nói ra, mọi người gật đầu, oanh, cơ hồ là mấy vạn cân lực lượng đánh tung mà ra đại môn vẫn không nhúc nhích chẳng lẽ nơi đây là ảo giác trầm mặc nhiên nhịn không được nói ra người nào có dạng này bản lĩnh có thể đồng thời đem chúng ta mấy người kia mê hoặc trần lăng nói ra đại môn khép kín mấy người hợp lực mở không ra chính là là chuyện không có thể mà trước mắt nếu là huyễn cảnh lại tựa hồ không có khả năng mấy người kia tâm trí kiên định căn bản không phải cái gì mưu mẹo nham hiểm có thể mê hoặc mọi người ở đây âm thầm phỏng đoán thời điểm lại một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia chính là cả phòng bắt đầu nghiêng lên, tựa như là thuyền ở trên biển, bị sóng lớn nổi lên. Cái này nhấc lên sau tàu thuyền bị nhấc lên còn kinh khủng hơn. Đến sau cùng, cả phòng lấy thẳng đứng 90 độ dựng thẳng lên tới. Là quân bọn người công lực lại cao hơn, lúc này cũng là cầm giữ không được thân thể, hướng trên vách tường đi vòng quanh. Trong phòng các loại đồ vật cũng theo người đang di động, tại hạ rơi quá trình bên trong, mấy cái đại cao thủ sắc mặt trầm ổn, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía tình huống. Bọn họ cơ hồ không có phát ra một điểm thanh âm tới. La Quân chú ý từ đồ linh nhi, từ đồ linh nhi bởi vì bị dây thường buộc chặt, thật không có quá lớn lắc lư, sau cùng dứt khoát ngủ ở trên nóc nhà. La Quân bọn người dưới chân chỗ đứng cũng là vách tường. Bọn họ còn không có đứng vững, cái kia phòng lại bắt đầu nghiêng. Lần này đổi thành mọi người đứng tại trên nóc nhà, cái kia vốn là mặt đất địa phương thành nóc nhà. Đao kia trận cũng ở trên không hiển hiện. Là quân không kịp nghĩ hắn, bước nhanh đến tư đổ Linh Nhi trước mặt. Hắn khẽ vươn tay liền đem cái kia buộc chặt tư đổ Linh Nhi dây thừng kéo đứt, sau đó đem Linh Nhi ôm lấy. Đồng thời, là quân dò xét Linh Nhi hơi thở. Cái này tìm tòi phía dưới, liền cũng liền hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì Linh Nhi hay là còn sống, khí tức rất lợi hại vững vàng. Cẩn thận. Trần Lăng nhắc nhở La Quân, hắn sợ Tư Đồ Linh Nhi đã bị làm trò gì. Nếu như lúc này, Tư Đồ Linh Nhi hướng La Quân công kích, hiển nhiên La Quân hội vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ngại sự tình, đại bá, La Quân nói nói Linh Nhi khí huyết rất yếu, nàng coi như bị làm tay chân, đánh lén ta cũng không có bản sự này. Trần Lăng Văn nói hơi hơi thở phào. Phô Vi Đại Sư chấp tay hành lễ, nói A-di-đà Phật, thí chủ như là đã đến, vì sao còn không hiện thân mọi người liền hướng nhìn bốn phía, nhưng không thấy tung tích. Nếu là có người giấu kín nơi đây, lẽ ra lấy mọi người tu vi, không có khả năng không cảm ứng được. Bất quá dưới mắt sự tình đến nước này, chính là cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, đều cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta lúc đi vào, là làm ra làm chơi ra chơi. Độn thiên thủ lĩnh trầm giọng nói nói theo cổ bảo, đến lâm viên, sau cùng đến trong gian phòng này. Cái dạng gì trang bị có thể làm cho cái nhà này tùy ý xoay tròn đâu. Điều này hiển nhiên lại là một cái không cách nào trả lời vấn đề. Là quân trông coi tư đồ Linh Nhi, Linh Nhi không có việc gì, hắn đã lỏng một khẩu đại khí. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì tư đồ Linh Nhi rõ ràng thân thể không có việc gì, lại một mực không cách nào hồi tỉnh lại. Nhưng lúc này đã không phải là lo lắng tư đồ Linh Nhi thời điểm, mà chính là phải suy nghĩ một chút làm sao phá giải trước mắt cục diện. Cũng là tại lúc này, phía trước đồ họa bên trong, chui từ dưới đất lên tuôn ra một đóa hắc sắc liên hoa. Mọi người chỗ đứng cũng là tại đồ họa phía trên. Cái kia đóa hắc sắc liên hoa mọc ra, rất nhanh liền dài đến cao đến một người. Sau đó, hắc sắc liên hoa biến thành liên tỏa, phía trên xuất hiện một người. Cái kia liên tỏa từ phía trên bay xuống, trên xuống người kia ngồi xếp bằng, mười phần an tường. Người kia toàn thân áo trắng, sạch bóng đầu, nhìn đã nho nhã, lại mặt mũi hiền lành. Áo trắng tăng nhân tuổi tác nhìn có điều 20 tuổi, hắn giống như là trang nghiêm Phật trong đất thánh tăng. Không hề nghi ngờ, người này liền cũng là trùng hoàng. Áo trắng tăng nhân thanh âm tràn ngập từ tính, hắn hướng mọi người mỉm cười, nói nói chắc hẳn các vị nhất định rất kỳ quái, lúc này tràng cảnh đến cùng là thuộc tại cái gì? Là ảo giác, vẫn là chân thực, là ảo giác, giải thích không thông, là chân thật, không thể tin. Vô vi đại sư nói nói A-di-đà Phật, Thí chủ cần phải liền chính là chúng ta một mực tận sức tìm kiếm Trùng Hoàng a. Áo trắng tăng người nói Trùng Hoàng, hắn đón đến, nói nói nên tính là đi, có điều Trùng Hoàng là các ngươi cho bản tôn xưng hô. Bản tôn Hào, Thế Tôn. Thế Tôn, Phô Vi đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, nói thí chủ thật là cuồng vọng. Thế Tôn chính là thế nhân đối thực hiện Mưu Ni Phật xưng hô, xưng hô thế này tại trong Phật giáo, chính là lớn lao tôn vinh. Cho nên Vô Vi đại sư lúc này sẽ nói cái này trùng hoàng quá mức cuồng vọng. Trùng hoàng cười nhạt một tiếng, nói ngươi không hiểu bản tôn lúc, nói bản tôn cuồng vọng. Chờ ngươi giải bản tôn về sau mới sẽ biết, thế tôn một xưng, không đủ biểu đạt bản tôn thần thông chi vạn nhất. Độn Thiên thủ lĩnh nói nói thần thông cũng tốt, trang thần cũng được. Ngươi đã đi ra muốn hỏi, chính là có lòng nói ra đáp án. Nơi đây đủ loại, ta quả thực hiếu kỳ, còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm sai lầm. Trung Hoàng nói nói độn thiên thủ lĩnh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bản tôn rất là thưởng thức. Hắn sau đó cười một tiếng, nói nói bản tôn biết, tại trong lòng các ngươi, thật nhiều nghi vấn. Có đối bản tôn nghi vấn, có với cái thế giới này nghi vấn. Mà cái nghi vấn này, trên thực tế thiếu niên trước mắt là rõ ràng nhất. Nhưng hắn chỉ đem bí mật này nói cho hắn biết đại bá. Các ngươi những người này, làm theo còn bị mơ mơ màng màng, trầm mặc nhiên cùng độn thiên thủ lĩnh còn có vô vi đại sư đều nhìn về La Quân. La Quân trầm giọng nói nói không sai, bí mật này ta biết. Nhưng ta chưa từng có muốn sử dụng bất luận kẻ nào tâm tư, ta tới mục đích là vì cái gì, chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là rõ ràng. Trung Hoàng cười nhạt một tiếng, nói nói bản tôn tự nhiên biết ngươi mục đích, theo bản tôn diệt thế kế hoạch thất bại về sau, bản tôn thì ý thức được quy tắc đang thay đổi. Nguyên bản, cái thế giới này đã hủy diệt hơn 10 năm, toàn bộ thế giới quy tắc đều tại đổ sụp. Liền ngay lúc này, bản tôn đột nhiên cảm giác được hết thảy đều là hư huyễn, hơn 10 năm chỗ chuyện phát sinh dường như hoàng lương nhất mộng. Lúc này, bản tôn liền biết, thiên đạo đã phái nó thiên mệnh vương tới. Chúng đều là giật mình. Độn thiên bọn thủ lĩnh không nghĩ tới la quân lại có này lai lịch, nhưng bọn hắn cũng là cái hiểu cái không. Trung hoàng lời nói để bọn hắn không thể nào hiểu được thấu triệt. Bao quát vô vi đại sư cũng không rõ ràng lắm. Ngươi lời nói là có ý gì? Độn thiên thủ lĩnh hỏi. Trung Hoàng nói nói có ý tứ gì? Bản tôn không nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không cách nào biết được. Thế gian này, giống như hoang tưởng thật, có rất nhiều thứ là các ngươi không biết, nhưng các ngươi có thể đi tưởng tượng một ít sự vật thật giống. Tỷ như, chúng ta là đứng ở trong phòng này, phía ngoài phòng là cổ bảo, cổ bảo bên ngoài là Dublin. Dublin là trên địa cầu, địa cầu là tại trong vũ trụ, vũ trụ bên ngoài là cái gì? Vũ trụ bên ngoài bên ngoài là cái gì? Bất luận cái gì đều có cuối cùng, như vậy, tận cùng vũ trụ ở đâu? Người thọ mệnh, động vật thọ mệnh cũng có cuối cùng. Một con chó có thể sống 15 năm, liền đi tới cuối cùng. Người sống 70 là cuối cùng, cái này cuối cùng là một cái luân hồi, cái này luân hồi là ai định ra quy tắc? Còn có, làm người vì chó, vì chim biết bay, vì cá nước chung du, quy tắc này là ai định ra? Chúng ta xác thực nghĩ mãi mà không rõ độn thiên thủ lĩnh nói nói cho nên, người cần phải minh bạch đi. Trung Hoàng nói nói tận cùng vũ trụ, không có người biết. Nhưng không có nghĩa là không có cuối cùng. Các người nghĩ mãi mà không rõ quy tắc, bản tôn hiểu một chút, nhưng cũng không phải toàn hiểu. Nói đến, độn thiên ngươi là thật đáng buồn. Thật đáng buồn, độn thiên thủ lĩnh nói nói ta lần thứ nhất nghe thấy có người nói ta thật đáng buồn. Sao không đáng thương, ngươi bất quá là thiên đạo chế ước bản tôn một cái dấu hiệu mà thôi. Từ các ngươi cái này rất nhiều dấu hiệu tạo thành một cái thế giới quy tắc, như thế mới đưa bản tôn khốn trong cái thế giới này. Trung Hoàng nói ra, dấu hiệu, độn thiên thủ lĩnh nói ra. Trung Hoàng nói nói thế giới chân thật bên trong, người độn thiên sớm đã đột phá võ học cảnh giới tối cao, tiến vào thần minh giai đoạn. Người tại thế giới chân thật bên trong, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngang dọc tinh không vũ trụ, tư tưởng chỗ đến, chính là người nguyên thần chỗ đến. Ngươi nhưng nói là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, nhưng là trong cái thế giới này, ngươi lại lưu lạc đến tận đây, lại sao không đáng thương. Nói hay lắm, là quần bỗng nhiên cười lên ha hả. Ngươi càng lớn cười, càng là tại che giấu ngươi tâm hỏng. Trung Hoàng nói ra, là quần nói nói dấu hiệu, ngươi nói độn thiên thủ lĩnh là một cái dấu hiệu, ngươi tự cho là ngươi xem thấu quy tắc, bao trùm quy tắc phía trên. Ngươi cho rằng, chúng sinh đều say ngươi độc tình. Nhưng ngươi có thể siêu thoát vũ trụ sao? Ngươi không thể, nói như vậy lên, thực ngươi cũng bất quá là một cái dấu hiệu, là trong máy vi tính một cái ngoan cố virus. Ngươi có thể tại trong máy vi tính để máy tính đau đầu, nhưng ngươi rời đi không máy vi tính này. Cho nên bản tôn mới chịu đánh nát máy vi tính này, chỉ có phá toái hư không mới có thể siêu thoát. Trung Hoàng nghiêm nghị nói ra. Là quân nói nói đánh nát cái thế giới này, còn có địa cầu. Ngươi đánh nát địa cầu, còn có vũ trụ, ngươi có thể đánh nát vũ trụ sao thực ngươi làm ra hết thảy cũng bất quá là tốn công vô ích ngươi cho rằng ngươi là vận mệnh nhân vật chính sai tại trong vũ trụ ngươi cũng bất quá là nhất lạp trần ai mạo xưng ngươi là so với chúng ta đại hạt bụi trung hoàng nói nói ngươi không thử làm sao biết nói là không đánh tan được bản tôn không đánh tan được còn có người đến sau chân tướng cần vạch trần la quân nói nói cái này một cái chớp mắt là quần đạo tâm giao động. Hắn không nhịn được nghĩ, có lẽ trùng hoàng là nói đúng. Chính hắn lý niệm cũng là truy cầu chân lý, chính mình chỗ nói đạo lý, ngay cả mình đều không thể thuyết phục, chớ nói chi đến đi thuyết phục trùng hoàng đâu. Độn thiên thủ lĩnh nhìn về phía trùng hoàng. Trùng hoàng nói nói độn thiên, cái này trong mọi người, bản tôn coi trọng nhất ngươi, ngươi biết tại sao không? Độn thiên thủ lĩnh nói nói ta không biết. Trung Hoàng nói nói bởi vì ngươi cùng bổn tọa là một dạng người, tại thế giới chân thật bên trong, ngươi lấy một thân một người truy cầu tiên đạo. Ngươi là một cái truy cầu chân lý người, làm tất cả con tin nghi ngươi, hoài nghi ngươi thời điểm, ngươi y nguyên kiên trì chính mình đạo. Độn thiên thủ lĩnh thân thể chấn động. Là quân hít sâu một hơi, nói nói Trung Hoàng, ngươi sai. Thủ lĩnh cùng ngươi, tuyệt đối không phải một dạng người. Thủ lĩnh đang theo đuổi chân lý trên đường, ban ơn cho rất nhiều người hắn không sợ người, mà ngươi, ngươi vì truy cầu ngươi chân lý, ngươi ý đổ đem cái thế giới này hủy diệt. Hôm nay để ngươi đánh vỡ cái thế giới này quy tắc, ngày khác ngươi liền sẽ đem địa cầu hủy diệt. Các ngươi có bản chất khác nhau. Trung Hoàng nói nói tại bản tôn trong mắt, đều là một ít quy tắc cùng dấu hiệu, cho nên, hủy diệt không hủy diệt, cùng thương sinh thương hại căn bản không quan hệ. La Quân nói nói như vậy, đoạn tay ngươi, đâm mù ngươi mắt cùng ngươi là có hay không có quan hệ trong mắt ngươi, chúng ta là dấu hiệu, đó là bởi vì, chúng ta chết, chúng ta sống, ngươi cũng sẽ không đau nhức. Nhưng làm đau đến đạt trên người ngươi thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi là dấu hiệu sao? Trung hoàng nao nao, la quân cười lạnh một tiếng, nói 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 cho cùng, vẫn là ngươi tự tư lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính, không sai, ngươi là ngươi nhân sinh tuyệt đối nhân vật chính. Như vậy, chúng ta đây, chúng ta đồng dạng là của mình nhân sinh tuyệt đối nhân vật chính người nào cũng không có tư cách cùng nghĩa vụ đến mặc cho ngươi giết hại. Ngươi muốn hủy diệt chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn hủy diệt ngươi. Giữa chúng ta, không có nhiều như vậy đạo lý dễ nói. Trung Hoàng nói nói tốt a, à, có lẽ ngươi nói là có đạo lý. Như vậy hôm nay, chúng ta ai cũng cũng đừng ý đổ tới nói phục người nào tốt. Là quân nói nói liền nên như thế, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển tốt. Vô vi đại sư nói nói chậm đã. Trùng Hoàng nói nói hôm nay đã đến đây, cũng không vội mà giết người. Đại sư ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Vô Vi đại sư nói nói thế giới chân thật, khó nói chúng ta vị trí thế giới là hư vô mờ mịt, là hư huyễn. Chúng ta chỉ là cái gọi là dấu hiệu trình tự, là trình tự thiết lập chúng ta tồn tại. Trùng Hoàng nói nói có thể nói như vậy. Vô Vi đại sư thân thể dung mạnh. Hắn sau đó thì thảo nói nói nhưng bần tăng có chính mình tư tưởng, có thể cảm thụ chính mình tồn tại có chính mình tự chủ ý thức như thế nào chỉ là dấu hiệu. Trung hoàng nói nói đại sư ngược lại là không cần ảo não, cái này dấu hiệu cùng máy tính trình tự dấu hiệu bất quá là hữu tướng tự do ý, nhưng các người dù sao không phải thật sự dấu hiệu, mà chính như la quân nói, bản tôn cũng bất quá là dấu hiệu. thế giới chân thật hư huyễn thế giới giống như hoang tưởng thật, đây là nói không rõ ràng. thế giới chân thật bên trong đồng dạng là từng chuỗi dấu hiệu dấu hiệu trình tự bên trong viết lưu bang muốn làm hoàng đế, cho nên liền khả phong vân hóa long, nhiều lần đại nạn không chết. Dấu hiệu trình tự bên trong viết Chu Nguyên Trương muốn làm hoàng đế, cho nên Chu Nguyên Trương làm hoàng đế. Dấu hiệu bên trong viết ai muốn chết sớm, cho nên ngồi trong nhà cũng sẽ bị xe đụng chết. Nhân sinh vốn là như thế, làm gì ảo não. Phô Vi Đại Sư trong mắt lóe lên một loại minh mộ tâm tình, hắn nói nói A-di-đà Phật, bần tăng rõ ràng, nhiều tả thí chủ vì bần tăng giải hoặc, Trung Hoàng cười nhạt một tiếng. Trầm mặc nhiên bỗng nhiên nói nói ta ngược lại không hiểu, Trung Hoàng ngươi dẫn chúng ta tới, tổng không phải là muốn nói chuyện phiếm đi. Nếu là muốn giết chúng ta, làm gì phế nhiều như vậy môi lưỡi. Vẫn là nói ngươi còn có âm mưu gì không có đem ra công khai. Trung Hoàng nhìn Trầm mặc nhiên liếc một chút, nói nói thực đó là cái rất thú vị sự tình. Mỗi người đều là một chiếc gương, vô vi đại sư gặp bản tôn, hỏi kiếp trước kiếp này. Đó là bởi vì đại sư trong lòng có Phật, Độn Thiên thủ lĩnh hỏi bản tôn đại đạo, đó là bởi vì thủ lĩnh trong lòng hướng tới đại đạo. Mà Trầm Mặc Nhiên ngươi hỏi bản tôn là âm mưu quỷ kế, đó là bởi vì trong lòng ngươi âm u mặt quá lớn. Trầm Mặc Nhiên nói nói tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ở đây không phải đàm đạo luận Phật. Ngươi nếu là mời ta các loại tới uống trà nói chuyện phiếm, tự nhiên không vội. Nhưng ngươi hiển nhiên không phải, cũng không thể tất cả mọi người nói phong nguyệt sau cùng lại muốn ngươi đạo. Trung Hoàng nói nói cũng được cũng được, vậy chúng ta thì động thủ đi. Trầm mặc nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chẳng sợ hãi, người đầu tiên xuất thủ. Trầm mặc nhiên thân hình lóe lên, nhanh như lôi đình. Ừm, trầm mặc nhiên nhất thời giật mình, hắn nhanh như vậy tốc độ, liên tục vọt ra, dưới chân lướt nhanh như gió. Vốn là, lấy hắn tu vi, 30 mét cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng là trùng hoàng ngay tại trước mặt 10 mét chỗ, hắn thế mà Thủy Trung không cách nào đến trùng hoàng trước mặt. Cải biến không gian quy tắc, là quân bị kinh ngạc. Làm sao có thể, là quân thất sắc nói nói nơi này sẽ không có pháp lực, vì cái gì ngươi có thể thi triển pháp lực. Trùng hoàng nói nói thiên mệnh vương, cái này cũng coi như khó lường cái gì quá hiếm lạ sự tình. Nhân loại khoa học kỹ thuật tồn tại lúc, có thể dùng xe hơi thay thế lập tức, dùng máy bay bắt trước chim chóc phi hành. Nơi này pháp lực bị quy tắc đã đề ra chế, nhưng bản tôn vì sao liền không thể bắt trước được vốn là quy tắc đâu. Ta hiểu, là quân bừng tỉnh đại ngộ, nói nói gian phòng này bị người cải tạo quy tắc, người pháp lực chỉ tại trong phòng này mới có. Trung Hoàng nói nói không sai, thế nhưng là, trong thân thể ngươi căn bản không tồn tại pháp lực. Cho dù ngươi minh bạch điểm này, cũng là quả quyết khó có thể chạy đi. Trầm mặc nhiên từ bỏ trùng sát, hắn làm sao cũng đến không trùng hoàng bên người. Trung Hoàng đối trầm mặc nhiên cười nhạt một tiếng, nói nói người công kích xong, cũng giờ đến phiên bản tôn đi. Hắn sau khi nói xong, xa xa nhất trưởng bổ đi ra. Trầm mặc nhiên sướng sờ một chút, hắn không có ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn như bị người trọng kích. Đó là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thống khổ, một cỗ đại lực lôi kéo, quấy ngũ tạng lục phủ. Trầm mặc nhiên đau hừ một tiếng, tiếp lấy thì ngã bay ra ngoài, bò cũng không đứng dậy được chúng người thất kinh. Trầm mặc nhiên chống đỡ ngồi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, theo lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Pháp thuật, quả nhiên là pháp thuật, độn thiên thủ lĩnh sắc mặt không hiểu phức tạp. Đối mặt dạng này công kích, vũ lực là căn bản không có khả năng đối phó. Nói cách khác, mọi người chẳng khác gì là một con đường chết. Trung hoàng phí hết tâm tư đem mọi người dẫn tới, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Bắt đầu còn nghĩ không ra, hiện tại các vị lão đại đã trong lòng không sai đây là một trận không công bằng chiến đấu cũng chính là vào lúc này la quân cùng trần lăng đồng thời lấy ra song thương phanh 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 phanh, phanh. la quân cùng trần lăng hai người thương pháp như thần bọn họ đồng thời nổ súng đếm viên đạn bốn phương tám hướng hướng trùng hoàng bắn giết mà đi trùng hoàng liên tỏa cấp tốc khép kín những viên đạn kia liền đánh trúng tại hắc liên phía trên trong chốc lát tia lửa bắn ra bốn phía vẫn là không làm gì được trùng hoàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, các vị lão đại chính là một con đường chết. Trần lăng ánh mắt như điện, hắn nói nói chúng ta làm bốn phương tám hướng, cùng một chỗ tiến công. Hắn pháp lực cũng là có hạn. Các vị lão đại cấp tốc phân tán ra tới. Mười mét khoảng cách đối mọi người mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Nếu như trùng hoàng đối bên trong một người thi triển pháp thuật, như vậy ba người khác liền muốn lôi đỉnh đánh giết trùng hoàng có thể rõ ràng như vậy sơ hở, trùng hoàng hội không tưởng tượng nổi sao. Trùng hoàng hắc liên tản ra, hắn khí định thần nhàn. Là quần đem linh nhi buông xuống, các vị lão đại cấp tốc hành động. Đúng lúc này, trùng hoàng hắc liên bỗng nhiên hóa thành sáu miệng màu đen lợi kiếm. Xoát, sáu miệng lợi kiếm như thiểm điện tiêu xạ, hướng về bốn người phân biệt đánh tới, kiếm quang mãnh liệt, nhanh như thiểm điện. Là quân bọn người cấp tốc né tránh, thanh kiếm bén kia vừa đi vừa về chém giết giống như kiếm thuật cao thủ đang thi triển lợi kiếm đáng tiếc là mọi người chỉ có thể tránh né căn bản không có cách nào đánh trả tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ la quân hãi hùng khiếp vía hắn cấp tốc bôn tẩu tránh né đằng sau đuổi giết hắn lợi kiếm trung hoàng phá lệ chiếu cố la quân phân hai miệng lợi kiếm đến chém giết la quân la quân tìm đúng cơ hội liền mở hai phát trực tiếp đem bên trong một miệng lợi kiếm thân kiếm đánh xuyên. Thanh kiếm bén kia trực tiếp hóa thành phấn vụn. La Quân lập tức biết một việc, cái kia chính là trùng hoàng pháp lực có hạn. Đây là trận pháp, lấy trận pháp cải biến quy tắc, chế tạo ra lâm thời pháp lực. Nói cách khác, trùng hoàng tự thân cũng không có khả năng tu luyện ra pháp lực tới. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh lại phát hiện chính hắn vận hành không pháp lực. Này bằng với là lĩnh vực, chỉ chịu hắn khí tức khống chế ta có thể nghĩ đến, cái này trùng hoàng đều nghĩ đến. Là quân bốn chỗ đi tuần tra, tâm nói là trận pháp thì có trận pháp hạch tâm, cái này hạch tâm ở đâu? Nếu là la quân có thể ổn định lại tâm thần, liền sẽ rất nhanh phát hiện bên trong ảo diệu. Nhưng bây giờ hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, lại là khó có thể phát hiện đại trận này chỗ cốt lõi. Nếu là hạch tâm, chắc hẳn liền sợ bị người ta biết. La quân ánh mắt trước tiên ở cái kia phía dưới đao trận phía trên nhìn một chút, lại tại trùng hoàng ngồi xuống liên hoa phía trên nhìn một chút. Trần Lăng cũng đem một miệng lợi kiếm dùng viên đạn phá hủy. Cái kia trùng hoàng đang không ngừng thi triển những thứ này tinh diệu kiếm thuật, lúc này lại là không tỉ vết để ý tới Trần Lăng. Trần Lăng lập tức tia chấp vô giết về phía trùng hoàng. Trùng hoàng bỗng nhiên há mồm, một miệng bạch khí hóa thành lợi kiếm thì hướng Trần Lăng đánh giết mà đi. Trần Lăng cấp tốc mau né tới, vừa mới tránh ra, Trần Lăng nhất tay đập, thân thể nhảy lên. Hắn lần nữa hướng trùng hoàng đánh giết mà đi. Trùng hoàng đột nhiên một cái miệng, sau đó một đầu huyết sắc lưỡi dài như thần tiên một dạng, đột nhiên liền đem Trần Lăng chỉnh thân thể quấn chặt lấy. Đầu lưỡi kia co vào cực nhanh, cấp tốc liền đem Trần vượt lên siết càng chặt. May là Trần Lăng tu vi kinh thiên, lúc này cũng hoàn toàn dẫy dụa không ra. Hắn càng ngày càng khó thụ, cảm giác ngô tạng lục phủ đều muốn bị đầu lưỡi này siết thành phấn vụn. Là quân thấy thế kinh hãi, Hô một tiếng đại bá, cấp tốc hướng trùng hoàng đầu nổ súng. Trùng hoàng đầu lưỡi hất lên, lập tức liền dùng trần lăng thân thể ngăn trở viên đạn. Phốc phốc, trần lăng bả vai chúng liền hai phát. Vốn là, đạn này là muốn bắn thủng trần lăng đầu. Nhưng thời khắc nguy cơ, trần lăng mạnh mẽ rụt đầu nhún vai, như thế mới may mắn nhặt về một cái mạng. Là quân thấy thế, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Quá nguy hiểm chính mình kém chút thân thủ đem đại bá cho giết chết. Lúc này, là quân cũng không dám nữa đối trùng hoàng nổ súng bậy. Độn thiên thủ lính cùng vô vi đại sư không nghịch súng, lúc này đối đầu chiếc kia lợi kiếm, có chút chật vật. Thân thể máu thịt, như thế nào cũng bù không được lợi kiếm phong mang. Là quân sau đó tìm đúng cơ hội, rốt cục đem truy sát chính mình chiếc kia lợi kiếm cũng dùng thương đánh thành phấn vụn. Lúc này, là quân cấp tốc đứng dậy thân hình hắn lóe lên hướng về trùng hoàng bức giết đi qua. Trùng hoàng trở tay một trưởng vỗ ra, lúc này trùng hoàng chỉ dùng thi triển hai cái lợi kiếm, sau đó cũng rảnh tay đối phó La Quân. Trùng hoàng thủ thế cùng một chỗ, La Quân liền có phát giác. Hắn thuận thế lăn một vòng, liền tránh đi trùng hoàng công kích. Trầm mặc nhiên chỗ lấy sẽ trúng chiêu, không phải hắn so La Quân kém. Mà chính là tại một thế này bên trong trầm mặc nhiên cho tới bây giờ không tiếp xúc qua pháp thuật, la quân đối pháp thuật lại là nghe nhiều nên thuộc cho nên trùng hoàng cùng một chỗ tay hắn trước hết được mau né la quân theo về sau đứng dậy hắn mắt thấy đại bá tình huống càng phát ra nguy hiểm không khỏi trong lòng càng thêm nôn nóng nhưng càng nôn nóng la quân thì càng bình tĩnh hơn trận pháp hạch tâm ở đâu la quân trước nhìn một chút trùng hoàng ngồi xuống hắc liên sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên nóc nhà đao trận la quân trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm lúc đi vào đợi phòng là bình thường. Nhưng trùng hoàng phát động pháp lực để phòng sau cùng đảo ngược lại. Vì cái gì phải làm như vậy, triển lãm thần thông, vẫn là pháp lực quá nhiều, không chỗ phát tiết, đều không phải là. Là bởi vì, trận pháp hạch tâm ngay tại đao trong trận. Đao trận che người tai mắt, thoạt nhìn là phòng ngừa có người cứu Linh Nhi, thực là ẩn tàng trận pháp hạch tâm. Là quân thầm nghĩ trong lòng có thể đao này trận cao như thế, ta muốn làm sao đi phá giải đâu. Vâng, La Quân bỗng nhiên cầm lấy súng đối với đao kia trận phanh 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 liền bắn mấy phát. Oanh! Lập tức, nhà chấn động kịch liệt lên. Loại chấn động này cũng không phải là Inception bên trong mộng tràng cảnh vỡ vụn, mà chính là toàn bộ phòng ở bắt đầu đổ sụp. Phòng này kiến tạo dùng nguy nga để hình dung đều không quá phật, một khi đổ sụp, bao nhiêu cao thủ cũng phải chết ở bên trong. La Quân cũng lập tức minh bạch, chính mình đánh chúng hạch tâm trận pháp, sau đó trùng hoàng chế tạo quy tắc bắt đầu bị phá hư. Bởi vì nhà là bị pháp lực trèo chống đảo ngược lại, như vậy giờ phút này, pháp lực đã bắt đầu yếu kém. Sau đó, nhà liền muốn đổ sụp. Trung Hoàng đột nhiên liền buông ra Trần Lăng, sau đó trốn vào liên hoa bên trong. Hoa sen kia tiếp lấy chậm rãi thu nhỏ, sau cùng trực tiếp không thấy. Chúng ta đi, là quân một thanh ôm ở tư đồ linh nhi, đối mọi người quát nói. Độn thiên thủ lĩnh một tay đi sách trầm mặc nhiên, vô vi đại sư bắt lấy Trần Lăng. Mọi người hành động cấp tốc, lập tức phá tan đại môn, chạy ra này quỷ dị phòng. Đám người đi ra hơn trăm mét về sau, cái kia căn phòng lớn ẩm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Về sau, một đoàn người liền phát hiện toàn bộ bác xa trong pháo đài cổ đã không có một ai. Còn Tống Linh San cùng Âu Dương thì bị quan tại trong tầng hầm ngầm. Bọn họ cũng bị la quân thuận lợi giải cứu. Làm cho lòng người đau nhức một điểm thì là Âu Dương hai chân. Đoạn căn cứ Tống Linh San nói, Âu Dương là vì bảo vệ Tư Đồ Linh Nhi. Lúc ấy Tư Đồ Linh Nhi muốn bị phương Bạch thủ hạ một lão giả khi nhục, Âu Dương liều chết bảo hộ. Lão giả kia tức giận phía dưới, đem Âu Dương hai chân sinh sinh bẻ gãy. Bất quá về sau, việc này kinh động Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti đem lão giả kia cũng nghiêm khắc giáo huấn, đồng thời đối Tư Đồ Linh Nhi bọn người chặt chẽ bảo hộ, lúc này mới miễn bị khi nhục. Nhưng Âu Dương hai chân lại là mãi mãi đoạn một ngày sau đó, mọi người thuận lợi về nước. Trung Hoàng cùng Trung Hoàng thủ hạ cũng liền toàn bộ biến mất không còn tâm tích. Đối với Phạm Nhĩ Thánh giáo đình sự tình, quốc an hội tiếp tục điều tra. Nhưng việc cấp bách, tất cả mọi người có tổn thương bệnh, vẫn là muốn về trước nước cho thỏa đáng. Tư đồ viêm lão gia tử, còn có tư đồ tín nghĩa phu phụ cũng ngay đầu tiên bên trong nhìn thấy tư đồ Linh Nhi. Mà để bọn hắn lo lắng là, tư đồ Linh Nhi một mực không tỉnh lại nữa. Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương đều bị cấp tốc đưa đến yến kinh tốt nhất trong bệnh viện tiến hành trị liệu. Về phần Trần Lăng, Trần Lăng thương tổn cũng không nặng, tính dưỡng mấy giờ cũng đã khỏi hẳn, Trầm Mặc Nhiên bị thương nặng một chút, đại khái tính dưỡng 3 ngày tầm đó cũng có thể khỏi hẳn. Là Quân coi là Tư Đồ Linh Nhi cũng không lo ngại, hắn đã kiểm tra Tư Đồ Linh Nhi sinh mệnh thể trinh, cho nên cũng cũng không có cái gì lo lắng. Trở lại yến kinh về sau, hắn đi trước gặp phụ mẫu còn có bác gái cùng Trần Diệu Giai cùng hứa đồng. Trần Lăng cùng theo một lúc tới, đây cũng là tránh thức một nhà đoàn tụ. Trần Thiên Nhai hòa lâm xinh đẹp nhìn thấy La Quân, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Lâm Thiến hốc mắt ướt át, nàng cảm giác con trai của đến có chút lạ lắm, nhưng nàng biết, cái này con trai của là đã lớn lên. Một ngày này, đối với phụ mẫu tới nói là phức tạp mà tàn khốc. Cho tới nay, bọn họ đều là nhi tử thiên, nhưng bây giờ, nhi tử đã không cần bọn họ. Là quân tại trong biệt thự bồi tiếp phụ mẫu đợi hơn nửa ngày. Ăn xong cơm tối về sau, hắn cùng đại bá Trần Lăng cùng đi gặp độn thiên thủ lĩnh cùng trầm mặc nhiên cùng vô vi đại sư. Độn thiên thủ lĩnh cùng trầm mặc nhiên còn có vô vi đại sư liền ở tại khu thứ bốn bên trong. Đến thời điểm, trên trời có một vòng trong sáng hạo nguyệt. Khu thứ bốn bên trong tràn ngập yên tĩnh cùng nghiêm túc. Ngay tại phía ngoài phòng, thịt rượu đã chuẩn bị kỹ càng vô vi đại sư làm theo uống trà xanh. Thịt rượu cũng là đậu phộng, còn có rau trộn dưa leo, rau trộn rong biển tia, trứng muối trộn lẫn đậu hũ. Rất lợi hại mộc mạc mấy món nhắm. Mà tử thì là thượng hạng bay trên trời mau đài. Rượu kia dịch rót vào trong chén, màu vàng óng, dùng đũa chọc, như mật ong một dạng có thể kéo ra sợi tơ tới. La quân cùng Trần Lăng đến về sau, liền đi theo ngồi xuống. Đây là La Quân đã đáp ứng độn thiên thủ lĩnh sự tình, cho nên hiện tại, hắn bữa này tử là nhất định phải uống. La Quân nâng chén, nói nói lần này làm phiền chư vị tiền bối tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Một chén rượu này, vãn bối uống trước rồi nói. Hắn nói xong cũng hơi ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén. Độn thiên bọn thủ lĩnh cũng cho La Quân mặt mũi này, uống một hớp sạch sẽ. La Quân sau đó liền nói ta biết, chư vị tiền bối đối vãn bối lai lịch rất ngạc nhiên, tại trùng hoàng nơi đó cũng chỉ nghe cái kiến thức nửa vời. Trước đó đến, không nói cũng là có vãn bối chính mình nỗi khổ tâm. Đón lấy, là quân liền đem tại một đời kia bên trong, đủ loại tiền căn hậu quả nói ra. Từ đế uy danh, còn có vô vi đại sư đột tử chờ một chút, toàn bộ nói hết ra. Một thế này quỹ tích vận hành, bởi vì vì thiên đạo quy tắc chế ước, bởi vậy có rất lớn cải biến. Sự vật phát triển vẫn luôn là hướng về một cái tự nhiên mà vậy phương hướng phát triển hiệu ứng hồ điệp cũng tại một thế này bên trong bị biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế bởi vì vì thiên đạo quy tắc chế ước pháp lực bị khống chế lại như vậy thần ma yêu quỷ liền không lại có sau đó cũng không có năm đó đại khí vận buông xuống thảm liệt đại khí vận bên trong trần lăng là thiên kết thúc hoàng giả trầm mặc nhiên vì thiên ma tinh vận mệnh bố cục đều đã khác biệt phô vi đại sư bởi vì trầm mặc nhiên thiên ma tinh bố cục vì sợ trầm mặc nhiên di hỏa thế nhân đem trầm mặc nhiên đẩy vào vạn quỷ quật. Sau cùng trầm mặc nhiên chẳng những không chết, ngược lại công lực đại tăng. Từ đó về sau, liền trôn xuống ngày khác trầm mặc nhiên đánh giết vô vi đại sư thừa số. Mà tại một thế này bên trong, những chuyện này hết thảy đều chưa từng xảy ra. La quân sau khi nói xong, hắn nói nói chuyện đã xảy ra đã là như thế. Vô vi đại sư bùi ngùi thở dài, nói nói kể từ đó, xem ra bần tăng còn cần phải may mắn là tại một thế này bên trong không phải vậy lời nói, nên sớm đã đạo tiêu thân tử. Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói nói nhưng là tựa hồ thủ lĩnh cùng Trầm Huynh cũng sẽ không như thế nghĩ. Tại một đời kia bên trong, bọn họ là phiên vân phúc phú thần thông nhân vật. Trầm mặc nhiên nói nói ngươi sao lại không phải. Là Quân liền nói nói nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện sống tại một thế này bên trong. Tại một đời kia bên trong, tuy nhiên chưa vị tiền bối nắm giữ đại thần thông. Nhưng là thời khắc nếu ứng nghiệm giao lớn nhỏ kiếp nạn, khó có thanh nhàn thời khắc. Phô Vi đại sư nói nói có chỗ đến thì có điều mất, thế gian này là công bằng, thăng bằng, nhưng cũng sẽ không là tuyệt đối công bình, thăng bằng. Cái gọi là công bình, thực là bởi vì tất cả sự vật bên trong đều tồn tại không công bằng. Đại sư trong lời nói bao hàm thiên cơ, lại là cần phải có trí tuệ người đến lĩnh ngộ. Cho nên, trùng hoàng trước đó muốn hủy diệt thế giới là bởi vì hắn muốn đánh phá thế gian này bình chướng. Độn thiên thủ lĩnh nói ra. La quân gật đầu, nói nói không sai. Trần Lăng nói nói thế gian bình chướng ở đâu, chúng ta là căn bản không nhìn thấy. Trung Hoàng muốn đem sinh thái tai nạn phát huy đến cực hạn, phát huy đến cái thế giới này đều hủy diệt đi, như thế quy tắc cũng mới sụp đổ. Nhưng là, nó có thể trải qua chịu được đồ, vật, chúng ta lại là chịu đựng không được. Cho nên, chúng ta cùng nó là vĩnh viễn thù địch, không có hợp tác khả năng. Đạo lý này, Trần Lăng nhất định phải nói ra. Hắn là sợ vạn nhất độn thiên thủ lính cùng trầm mặc nhiên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngược lại dính vào trùng hoàng phía bên kia đi. Đó cũng không phải nói độn thiên thủ lính cùng trầm mặc nhiên tu vi không đủ, đạo tâm bất định. Hoàn toàn là bởi vì, hai vị này chủ đạo tâm kiên định, đúng người cùng thế giới cũng không có quá cảm thấy tình. Bọn họ là muốn đột phá tầng bình chướng này. Đạo lý này, ta hiểu. Độn thiên thủ lĩnh nhìn một chút la quân, sau đó nói. Trang tử mộng điệp, điệp mộng trang tử. Phô vi đại sư nói nói lấy trần tiểu thí chủ ánh mắt đến xem, chúng ta đều trong mộng, chỗ hắn tại thế giới chân thật. Mà ở trong mắt chúng ta thế giới này mới là chân thực thế giới. Những thần ma đó quỷ quái, ngược lại càng giống là một trận hoang đường hoang tưởng. Trần Lăng nói sư phụ một câu điểm tỉnh người trong mộng. Phô vi đại sư mỉm cười, Nói nói những năm gần đây, Bần tăng vẫn luôn có truy cầu. Trên thực tế, chư vị đang ngồi cũng là có truy cầu. Chúng ta đều tự nhận tài trí hơn người, nhưng tại thiên đạo trong mắt, cùng người thường không khác nhiều. Người bình thường truy cầu tiền tài, quyền lực, dục vọng. Tiền tài cùng quyền lực cũng là dục vọng, mà chúng ta truy cầu đại thần thông cũng là dục vọng chỗ thúc đẩy. Nói cho cùng, chúng ta đều là bị dục vọng chỗ nô dịch, nơi đó lại có cái gì tài trí hơn người đây? chính như trùng hoàng nói tới. Trần Lăng nói tiếp nói nói chúng ta nhìn thế nhân là tại một cái bẫy bên trong, nhưng tự có cao nhân xem chúng ta cũng tại trong cục. Địa cầu bên ngoài có vũ trụ, vũ trụ bên ngoài có vô cùng thiên. Cho nên, không ai có thể nhảy ra cục này. Chúng ta không được, trùng hoàng cũng không được. Là quân tiếp miệng nói nói cho dù là một đời kia thần đế trở thành dưới trời sao đệ nhất nhân, một dạng cũng nhảy không ra cục này. A-di-đà Phật, vô vi đại sư sau cùng giống như tổng kết, ngâm một tiếng niệm Phật. Đã đều đã có biết, chúng ta liền như vậy cáo từ. Độn Thiên thủ lĩnh đứng lên, Trầm Mặc Nhiên đi theo. Hai vị này tuyệt không phải chân thực nhiệt tình hạng người, cho nên cũng sẽ không tiếp tục thương lượng như thế nào đối phó trùng hoàng sự tình. Trần Lăng cũng liền không thật nhiều lưu, liền nói nói ta đưa các ngươi. Độn Thiên thủ lĩnh khoát khoát tay, nói nói không dùng. Về sau, Độn Thiên thủ lĩnh thì cùng Trầm Mặc Nhiên rời đi. Trần Lăng biết độn thiên thủ lĩnh không thích khách sáo, cũng liền không lại kiên trì. Các loại hai người này sau khi rời đi, Trần Lăng hít sâu một hơi, hắn cùng La Quân tiếp tục ngồi xuống. Sư phụ, Trần Lăng hô một tiếng. Phô Vi Đại Sư nhìn về phía Trần Lăng, mỉm cười, nói nói người còn có nghi hoặc. Trần Lăng nhất cười, nói người hoài nghi nghi ngờ là không, nhưng lần này trùng hoàng sự kiện, đệ tử cảm thấy vẫn là điểm đáng ngờ bụi bụi. Vô vi đại sư nói không chỉ là ngươi cảm thấy có điểm đáng ngờ, độn thiên cùng trầm mặc nhiên chắc hẳn cũng tâm lý biết, chỉ là bọn hắn lười nhắc quản những chuyện này mà thôi. Đây là người thông minh ở giữa trò chuyện. Là quân trong lòng cũng là rõ ràng những thứ này điểm đáng ngờ. Trần Lăng nói nói trùng hoàng hao tổn tâm cơ đem chúng ta dẫn đi qua, ngay tại nhà kia bên trong, nếu là lại tăng thêm hắn thủ hạ, hắn phần thắng liền sẽ rất đủ. Hắn thủ hạ một nhóm kia cao thủ, cũng không tốt ứng phó hắn đón đến, còn nói thêm còn có, cho dù là chúng ta phá hắn trận pháp. Hắn còn không có thụ thương, hắn vũ lực giá trị hẳn là sẽ không tại chúng ta phía dưới. Hắn chả có như vậy một nhóm thủ hạ, lúc ấy ta cùng trầm mặc nhiên đều đã bị thương nặng. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, chúng ta y nguyên rất khó lấy được phần thắng. Vô vi đại sư nói nói có lẽ đều là điểm đáng ngờ, có lẽ thực trùng hoàng thế giới không có chúng ta muốn phức tạp như vậy. Không an bài thủ hạ đi vào, có lẽ là bởi vì hắn lòng tin 10 phần. Trận pháp bị phá về sau, hắn chỗ lấy mang theo thủ hạ xuất thủ, là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Sau đó, hắn dứt khoát toàn bộ bỏ chạy, bảo trì thần bí, lấy chỉ lần sau tụ lực xuất thủ. Trần Lăng nao nao, nói nói sư phụ ngài nói cũng là có đạo lý. Vô vi đại sư nói nói thực chúng ta lại thế nào phỏng đoán cũng là vô dụng, lần này giao phong, tổng tới nói vẫn là đáng giá. Trùng hoàng bộ mặt chân thật cũng đã hiển lộ ra, lần sau lại muốn truy tra, liền tốt tìm rất nhiều. Trần Lăng nói nói không sai, hắn nói tiếp trùng hoàng ỉ vào cũng là thần bí, hắn vũ lực tuy cao, nhưng bây giờ đã cho hấp thụ ánh sáng, liền rất khó nhấc lên mưa gió. Cái thế giới này, bằng vào vũ lực căn bản không có khả năng dao động căn bản. Phô Vi Đại Sư nói nói không sai, ngươi nhìn cái này trùng hoàng mấy lần xuất thủ, đều là thần bí khó lường lần thứ nhất nếu không phải có tiểu la thí chủ đột nhiên đến, trùng hoàng kế hoạch liền sẽ đạt được. Hậu quả kia là không thể tưởng tượng, chúng ta mặc dù có thần thông tại thân, nhưng nếu là đợi đến các nước mở ra Pandora ma hộp, khi đó chúng ta cũng bất quá là bên trong con kiến hôi. Hắn cái này lần thứ hai xuất thủ, lại là vô thanh vô tức, vui sướng nhuận vũ, nhuận vật im ắng. Bây giờ nhìn lại, chúng ta là hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu là người cùng Trần Tiểu Thí Chủ không có dùng thương thói quen, như vậy lần này chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Lăng âm thầm run lên, hắn nói nói sư phụ ngài nói không sai, đến chúng ta cái này tu vi, dùng thương thật là rất ít gặp. Không dùng thương mới là thái độ bình thường. Vô vi đại sư nói nói còn có, hắn cái kia trận pháp huyền diệu vô song, bần tăng rất kỳ quái, trần tiểu thí chủ ngươi như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn, tìm tới phá trận chi pháp. Là quân thẹn thùng cười một tiếng, nói nói về đại sư lời nói, vãn bối đối với trận pháp nghiên cứu còn hơi có chút tạo nghệ. Phô Vi Đại Sư cười ha ha, nói nói người cái này nào chỉ là có chút tạo nghệ, bần tăng tuy nhiên đối với trận pháp không hiểu, nhưng muốn đến trùng hoàng trận pháp không kém đi nơi nào. Người tại loại này nguy hiểm tình huống dưới, thế mà nhanh như vậy phá giải hắn trận pháp. Đại khái đây mới là trùng hoàng lần thất bại này nguyên nhân chủ yếu. Trần Lăng liền cũng theo cười cười, hắn vì có dạng này cháu trai mà tự hào. Đang khi nói chuyện, Lúc này là quân điện thoại di động kêu. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại là Tống Linh San đánh tới. Là quân kết nối. Là quân, Tống Linh San khóc hô một tiếng. Là quân cảm thấy siết chặt, nói Linh San, làm sao? Người mau đến xem nhìn Linh Nhi, Tống Linh San nức nở nói nói thầy thuốc nói Linh Nhi khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Là quân thân thể rung mạnh. Ta lập tức tới ngay, là quân tắt điện thoại trần lăng thấy thế hỏi nói thế nào tiểu dương la quân sắc mặt nặng nề nói nói bệnh viện bên kia nói linh nhi khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại ta muốn lập tức đi một chuyến trần lăng nói nói ta đưa ngươi đi phô vi đại sư làm theo nói nói bần tăng cũng đi xem một chút cũng có thể giúp được một tay đây la quân gật đầu về sau chính là trần lăng lái xe ba người tại nửa giờ sau liền đạt tới bệnh viện hiệp hòa tư đồ Linh Nhi đã bị chuyển tới cao cấp trong phòng bệnh. Lấy tư đồ ra tài lực cùng quan hệ, tư đồ Linh Nhi tại bệnh viện đãi ngộ sẽ không kém. Là quân bọn người đuổi tới cao cấp trong phòng bệnh lúc, tư đồ viêm còn có tư đồ tín nghĩa, dương khiết đều tại. Về phần tư đồ ra người khác, tư đồ viêm cũng không có thông báo, hắn cảm thấy đến quá làm ẩm ý. Tống Linh San, Dương Khiết đều là hốc mắt hồng hồng. Tư đồ viêm cùng tư đồ tín nghĩa sắc mặt cũng khó nhìn. Tống Linh San gặp La Quân, tựa như nhìn thấy người đáng tin cậy một dạng, nàng liền vội vàng tiến lên, bị thiết hô nói La Quân. La Quân gật đầu, hắn nói nói đừng sợ, có ta ở đây. Tống Linh San cũng liền trong lòng an tâm một chút. Quân thần Trần Lăng đến để tư đồ viêm thụ sủng nhược kinh. Hắn cho tới hôm nay biết, nguyên lai La Quân là quân thần Trần Lăng cháu trai. Cứ như vậy, La Quân xuất sắc như thế, tư đồ viêm cũng liền tìm tới nguyên nhân. Lão gia tử, Trần Lăng đối tư đồ viêm rất lợi hại khách khí. Tư đồ viêm hơi hơi kích động, hắn nói nói là tiên sinh, không nghĩ tới người sẽ tới. Lão Phu, Lão Phu, càng về sau lại là có chút nói năng lộn xộn. Chỉ có tư đồ viêm dạng này người mới biết quân thần Trần Lăng đến cùng ý vị như thế nào. Dương Khiết cùng tư đồ tín nghĩa đều là có chút lờ mờ. Về quốc quân thần, Tô này quân thần tại Yến Kinh cũng là một miệng đa mơ cổ khác chi kiếm, trấn nhiếp thế gian hết thảy kẻ xấu. Không người nào dám tại Yến Kinh làm loạn, Yến Kinh tình báo phòng thủ, còn có Trần Lăng vũ lực, bất luận cái gì tiểu động tác đều sẽ bị lôi đình nghiền sát. La Quân không để ý đến đây hết thảy, hắn cũng không có cùng Dương Khiết còn có tư đồ tín nghĩa chào hỏi. Hắn đi vào trước giường bệnh. Trên giường bệnh, tư đồ Linh Nhi hai mắt nhắm nghiền. Bên kia nhịp tim điện đồ biểu hiện hết thảy bình thường, lúc này tư đồ Linh Nhi ngay tại truyền dịch, cái kia truyền dịch là phổ thông nước đường. La Quân nắm lên tư đồ Linh Nhi tay, hắn bắt đầu lần nữa vì tư đồ Linh Nhi bắt mạch. Vẫn là hết thảy bình thường, ngũ tạng lục phủ còn có mạch đập, không hề có một chút vấn đề. La Quân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đến cùng Linh Nhi là xảy ra vấn đề gì, vì cái gì không thể tỉnh lại. Trần Lăng tiến lên, nói nói ta đến xem. La Quân gật đầu, sau đó tránh ra thân thể. Trần Lăng vì tư đồ Linh Nhi bắt mạch hắn bắt mạch kết quả cùng La Quân là một dạng. Sau cùng, Vô Vi Đại Sư nói nói bẩn tăng đến xem đi. Mọi người vì Vô Vi Đại Sư tránh ra một lối. Nhưng là về sau, Vô Vi Đại Sư trần bệnh kết quả cùng mọi người đều là giống nhau. Vô Vi Đại Sư không khỏi cười khổ, nói nói xem ra chúng ta vẫn là muốn nghe một chút thầy thuốc nói thế nào. Sau đó, La quân bọn người liền đi gặp tư đồ linh nhi chủ trị bác sĩ. Tư Đồ Linh Nhi chủ trị bác sĩ là bệnh viện quyền uy chuyên gia, cũng là nội khoa chủ nhiệm. Gọi là Điền Văn. Điền chủ nhiệm khoảng 40 tuổi, dài một thân thể chính khí. Hắn tuy nhiên bình thường có chút khoan dung, nhưng lần này tại đối mặt la quân đoàn người này thời điểm, tư thái lại là rất thấp. Tại Điền chủ nhiệm trong văn phòng, mọi người thấy đối tư Đồ Linh Nhi làm ra các loại kiểm tra phim. Kiểm tra lần cuối kết quả là tới từ người bệnh trong máu, Điền văn dùng phim đèn chiếu biểu hiện phim, người bệnh thân thể, hết thảy đều không có vấn đề. Duy nhất vấn đề là tới từ người bệnh não bộ. Não bộ, là quân thất sắc não bộ có vấn đề gì? Điền văn trầm giọng nói nói não bộ bên trong có trùng. Trùng, Trần Lăng cũng là giật mình chẳng lẽ là ký sinh thú. Điền văn nói nói hẳn không phải là ký sinh thú, người bệnh là tiêm vào qua ký sinh thú vaccine phòng bệnh. Ký sinh thú tại người bệnh trong thân thể là không thể sinh trường mà lại nàng trong đầu trùng không phải một cái hai cái cụ thể nói cũng không giống trùng giống là một loại vi khuẩn thể giống như là từng cây tiểu lông tơ những thứ này lông tơ vi khuẩn đến cùng là cái gì kiểu mới vi khuẩn chúng ta còn cần cụ thể quan sát lúc này những thứ này vi khuẩn trùng thể tại ăn mòn người bệnh não bộ đây cũng là dẫn đến người bệnh một mực không thể tỉnh lại nguyên lai bởi vì làm chủ đạo giấc ngủ thần kinh nguyên phía trên cũng có loại này vi khuẩn trùng thể không thể làm phẫu thuật thanh trừ sao?" Trần Lăng hỏi. Điền Văn cười khổ, nói nói thủ trưởng, bình thường u não, còn có ung thư não chờ một chút, chúng ta đều có nắm chắc tới làm cái này phẫu thuật. Nhưng là người bệnh não bộ vi khuẩn quá nhiều, mà lại phân tán. Cái này phẫu thuật, không ai có thể làm được." La là Quân hít sâu một hơi, nói nói cho nên, nếu như người bệnh tình huống một mực tiếp tục như thế, thì sẽ như thế nào?" Điền Văn cảm thấy được La Quân sát khí, hắn có chút kiêng kỵ do dự sau một lúc lâu nói nói cái này không tốt lắm nói nhưng khả năng rất lớn là bại não từ đó trở thành người vô dụng còn tiếp xuống hội làm sao phát triển chúng ta còn phải xem những vi khuẩn đó hội làm sao phát triển bởi vì chúng nó là sống thể vi khuẩn từ đồ linh nhi tình huống dương khiết bọn họ đều đã có biết chỉnh cái phòng bệnh bên trong đều là sầu vân thảm vụ dương khiết vẫn luôn tại rơi nước mắt tống linh san hết sức an ủi dương khiết về phần âu dương âu dương tại tính tâm tính dưỡng hắn còn không biết từ đồ linh nhi tình huống cụ thể âu dương người nhà cũng đến bệnh viện tới chiếu cố âu dương trước đó âu dương người nhà phẫn nộ tới tìm dương khiết bọn họ bọn họ xác thực là có lý do phẫn nộ nhi tử nhất biểu nhân tài chính là thanh xuân niên hoa bây giờ lại vì dương khiết nữ nhi thành bộ dáng như vậy nhưng là về sau bọn họ nhìn thấy từ đồ linh nhi cũng một mực ở vào trong hôn mê nhưng cũng là không tốt náo cái gì Tư đồ viêm cũng rất ngôn ngữ, nói nói việc đã đến nước này, chúng ta lại thế nào hật, náo, đều không làm nên chuyện gì. Các ngươi muốn muốn chúng ta làm cái gì, bồi thường cái gì, hoặc là thế nào giải hận, đều có thể sách. Chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Nói đến nước này, Âu Dương phụ mẫu thân thích nhóm còn có thể nói cái gì đó. Người ta bên này nữ nhi tình huống còn càng nháo tâm đây. Dương khiết đơn độc tìm La Quân đến nói. Thì ở ngoài phòng bệnh mặt trong hành lang cái này lúc sau đã rất lợi hại yên tĩnh dù sao đêm đã khuya linh nhi đến cùng là thế nào dương khiết nói nói ta vẫn luôn không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào đám người này cũng là lần trước khó xử chúng ta đám người này sao la quân trầm giọng nói nói là cùng một nhóm người hắn sau đó đắng chát nói nói a à di linh nhi chỗ lấy thành cái dạng này đều là bởi vì ta thật xin lỗi dương khiết nhìn một chút la quân nàng nói nói thế nào lại là bởi vì ngươi vẫn luôn là người đang bảo vệ chúng ta, bảo hộ Linh Nhi. Audio điện tử võ tấn bền Tuy nhiên nữ nhi bây giờ tình huống nguy cấp, nhưng Dương Khiết trong lòng vẫn là có tối thiểu thị phi xem. Nhưng là, La quân lại không thể không nói sự thật. Linh Nhi bởi vì hắn mà bị như thế thống khổ tra tấn, hắn không thể ở một bên yên tâm thoải mái, còn để Dương Khiết phu thê đối với mình mang ơn. Đây là La Quân vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Là quân hít sâu một hơi, hắn đứng lên, mặt hướng dương khiết, nói nói a à di có chút tình huống, người không hiểu. Nhưng ta không thể không nói, theo lúc trước từ đồ ra ra bị hồng tú liên các nàng bức bách, cho tới hôm nay loại loại tình huống, bọn họ mặt ngoài là hướng về phía linh nhi trời sinh linh thể mà đến. Trên thực tế là muốn đem ta cùng đại bá ta bọn họ dẫn đi qua, sau đó tốt đem chúng ta toàn bộ giết. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Dương khiết thân thể mềm mại rung mạnh, nàng sắc mặt đại biến. Cái này một cái chớp mắt, nàng đã không hiểu rõ. La Quân nói nói chuyện này, nói đến có mấy lời dài. Ta vẫn luôn không có nói, là bởi vì ta có ta nỗi khổ tâm. Nhưng đến giờ này ngày này, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Sau đó, La Quân liền nói ta vốn là không thuộc về cái thế giới này người, ta thế giới kia là một cái khác bình hành thế giới. Tại ta thế giới bên trong, có tiên cũng có ma. Tại ta thế giới bên trong, cũng có Linh Nhi, cũng có Ngài, cũng có từ đổ ra ra. Thế giới kia người cùng ngươi nhóm lớn lên giống như đúc, nhưng lại có khác biệt mệnh vận quỹ tích. Là quần ánh mắt lóe lên thống khổ dị thường thần sắc. Hắn thống khổ là bởi vì, tại một đời kia bên trong, Linh Nhi vì cứu hắn trở thành người thực vật. Một thế này bên trong, Linh Nhi lại lại bởi vì hắn trở thành người thực vật. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi, đây chính là số mệnh la quân tự trách tới cực điểm hắn còn chưa lên tiếng nước mắt bỗng nhiên thì chảy ra đàn ông không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới lúc đau lòng tại vừa mới biết được linh nhi tình huống về sau hắn vẫn chịu đựng tâm tình nhưng lúc này lại là lại cũng khó có thể nhịn xuống la quân dương khiết nhìn thấy la quân rơi nước mắt trong nội tâm nàng nhất thời mềm mại đi xuống trong nội tâm nàng biết nam hài tử này đối nữ nhi của mình vẫn luôn là chân tâm vô cùng la quân lần nữa hít sâu một hơi hắn lau nước mắt ta lời nói ngài có lẽ sẽ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày nhưng ta không dám có nửa câu lời nói dối lửa gạt la quân tiếp tục nói dương khiết ánh mắt kiên định nói nói mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng ngươi cảm ơn a di la quân nói ra la quân giảng chính mình tới nơi này nguyên nhân giảng tiêu diệt trùng hoàng đối với trước đó ký sinh thú sự kiện đông đảo dân chúng là đều biết một chút bởi vì lúc ấy tất cả mọi người muốn đánh vaccine phòng bệnh, cho nên cũng nhất định phải có cái thuyết pháp. Dương Khiết không nghĩ tới, tại dạng này hòa bình phía dưới, bọn họ kém chút kinh lịch một trận khủng bố thế giới đại chiến. Này hòa bình phía sau, nguyên lai gợn sóng lật qua lật lại là hung mãnh như vậy. Một đời kia bên trong, Linh Nhi từ nhỏ cơ khổ. Nàng hẳn không có gặp qua A-di ngài cùng tư đồ thúc thúc, nàng vẫn luôn cùng lão gia tử sinh hoạt chung một chỗ, cho nên nàng tính cách càng thêm quái gở, về sau ta cùng hắn kết hôn, tại một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng mới bắt đầu có biến hóa. Vì sao lại dạng này? Dương Khiết không khỏi đau lòng một đời kia Linh Nhi, nàng cảm thấy cái kia tựa như là nàng khác một đứa con gái. La Quân nói nói tại lão gia tử lúc lâm chung đợi, hắn đã nói với ta, nói a à di ngài là theo người khác đi. Sau đó từ đồ thúc thúc thụ không đả kích, cũng liền rời đi. Ta theo người khác chạy. Dương Khiết nói nói cái này sao có thể. Nàng chấn kinh không thể tự kiềm chế, nhưng sau đó đột nhiên tỉnh giấc. Ta biết, Dương Khiết nói nói tại vừa sinh hạ Linh Nhi về sau, thật là phát sinh một việc. Lần kia Linh Nhi còn tại trong bệnh viện, người từ đồ thúc thúc đi mua cho ta ăn. Ta ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, có người y tá đem Linh Nhi ôm đi. Ta về sau phát giác không đúng, bởi vì cái kia người y tá rất lợi hại lạ lắm, tuổi tác cũng lớn chút về sau ta mới ý thức tới là có người tại gậy linh nhi ta gấp liền vội vàng đi tìm linh nhi lúc ấy ta mặc dù là thuận sinh nhưng là thân thể vẫn là không lớn lưu loát ta một đường chạy ra bệnh viện người biết khi đó điện thoại di động còn không có thông dụng ta căn bản không có cách nào liên lạc ngươi tư đồ thúc thúc cái kia về sau như thế nào la quân liền vội hỏi dương khiết nói nói vận khí ta rất tốt một vị tiểu thư nhìn ra y tá kia không đúng kịp thời tại bệnh viện bên ngoài đem y tá kia cản lại. cứ như vậy, linh nhi lại hữu kinh vô hiểm trở về. ta nghĩ lần kia nếu như ta tìm không trở về linh nhi, bằng vào ta tính cách, có thể sẽ không chịu nổi, nổi điên đều là có khả năng. vị tiểu thư kia kêu cái gì, a à, gì người biết không? là quân hỏi. tựa như là gọi trầm xuất trần, dương khiết nói ra. là quân nghe xong danh tự, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. tại một đời kia bên trong, trầm xuất trần bị người giết cho nên một đời kia bên trong không có khả năng có người giúp a di ngài tìm về linh nhi dương khiết nói nói có thể linh nhi cuối cùng lại là tại lão gia tử cái kia bên trong lớn lên đó là bởi vì cái kia người y tá là ta an bài đúng lúc này tư đồ viêm lão gia tử đi tới ngài an bài dương khiết giật mình nhìn về phía tư đồ viêm tư đồ viêm thở dài hắn nói nói dương khiết ta khi đó là cái hồ đồ lão đầu tử ngoan cố tự cho là đúng lúc ấy các ngươi cùng ta náo rất lợi hại cứng nhưng là ta cũng muốn nhìn một chút đứa bé này cho nên liền nghĩ đem hải tử ôm tới xem một chút ta khỏi bị mất mặt thì ra cái này hạ sách trong lòng cũng xem như buồn bực hận các ngươi muốn cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem cũng may mắn việc này bị vị kia trầm suốt trần tiểu thư ngăn cản không phải vậy lời nói lấy ngươi cương liệt tử nhất định sẽ làm cho một đời kia bi kịch phát sinh tại một thế này linh nhi trên thân sau đó hết thảy đều tính toán chân tướng rõ ràng một đời kia bên trong dương khiết khẳng định là bị kích thích khắp nơi đi tìm hài tử bởi vì truyền tin không phát đạt liền dẫn đến sau cùng liên tiếp bi kịch phát sinh cũng tạo thành linh nhi từ nhỏ tính cách quái gở dương khiết trầm mặc đi xuống nàng may mắn là một thế này bên trong nàng linh nhi cuối cùng còn tại bên người nàng nàng không dám tưởng tượng là một đời kia bên trong một cái kia dương khiết tại mất đi linh nhi về sau thừa nhận thống khổ nên cỡ nào không thể tưởng tượng mọi chuyện phát sinh đều là có nhân quả chỉ dẫn cái kia linh nhi nàng về sau hạnh phúc sao dương khiết hỏi la quân nàng có không có nói qua nàng nhớ mụ mụ la quân lắc đầu nói nói nàng từ trước tới giờ không đề cập với ta phụ mẫu dương khiết không khỏi ảm đạm nói nói trong nội tâm nàng nhất định rất hận chúng ta đi la quân nói nói tuy nhiên nàng rất lãnh đạm nhưng là nàng giống nhau là cái thiện lương cô nương ta muốn đợi nàng sau khi biết chân tướng nàng sẽ không trách các ngươi dương khiết nói nói nếu ta có thể nhìn thấy nàng thì tốt biết bao la quân nói nói thế nhưng là a di nàng cũng cùng linh nhi hiện tại một dạng vẫn luôn là người thực vật tư đồ viêm cùng dương khiết thân thể dung mạnh vì sao lại dạng này dương khiết hỏi la quân sắc mặt thống khổ tới cực điểm hắn nói nói hay là bởi vì ta có một lần hành động nàng và thần đế tiền bối ở bên trong tu luyện. Ta ở bên ngoài chống cự cường địch, nhưng là về sau, ta tuy nhiên đem cường địch thối lui. Nhưng ta thương thế quá nặng, hấp hối. Chờ ta khi tỉnh dậy, ta mới biết được, Linh Nhi vì cứu ta, đem chính mình não hạch cho ta. Nàng không có não hạch, vẫn luôn tại trong hôn mê. Hắn đón đến, nói nói bất quá A-di, ngài yên tâm, hiện tại chúng ta đã đã tìm được cứu chữa nàng biện pháp, ta nhất định sẽ đem nàng cứu tỉnh lại một thế này, một đời kia, xem ra đây là linh nhi mệnh dương khiết hốc mắt đỏ, nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. tư đồ viêm nhịn không được nói nói linh nhi mệnh không sẽ như thế khổ, một đời kia bên trong có biện pháp trị nàng, một thế này bên trong cũng liền nhất định có biện pháp cứu nàng. la quân nói nói ta hội dốc hết toàn lực tới cứu trị linh nhi, hắn là tại nói với tự mình, cũng là tại hướng dương khiết cam đoan. dương khiết cũng không trách trách la quân nàng thực là biết nữ nhi tâm tư. Nữ nhi mặc dù sau đó tới cùng Âu Dương nói chuyện yêu đương, nhưng nàng biết, nữ nhi tâm lý, vẫn luôn là la quân. Đợi đến tiếp qua 8 năm, ta thì hội rời đi nơi này, trở về ta thế giới. Đến lúc đó, ta thân thể liền sẽ chết, ta biết Linh Nhi tính tình. Nàng là như vậy si, nếu như ta thật cùng với nàng, nàng đến lúc đó hội rất thống khổ. Ta không nguyện ý nàng đời sau đều sầu não uất ức cho nên ta vẫn luôn không có tính toán tới quấy rầy nàng sinh hoạt. Quản chi nàng và Âu Dương yêu đương, ta cũng chỉ có đi trái lương tâm chúc phúc. Ta chỉ là muốn trông coi nàng, nhìn nàng bình an liền tốt. Lại không nghĩ rằng, loại này thủ hộ thế mà rơi xuống trùng hoàng trong mắt, sau cùng trở thành thương tổn linh nhi một loại phương thức. Nói đến đây, là quân tự trách không thôi. Là quân một đêm này không có trở về, mà Trần Lăng không có đối Trần Thiên Nhai hòa lâm xinh đẹp giấu giếm, hắn theo trần thiên nhai còn có lâm thiến nói chuyện một đêm đem la quân chân tướng nói hết ra trần thiên nhai hòa lâm xinh đẹp sau khi nghe xong thật lâu chưa tỉnh hồn lại đang trầm mặc tiếp cận sau một tiếng trần thiên nhai hỏi trần lăng cái kia nhi tử ta đâu hắn đến cùng có tính không nhi tử ta vẫn là chúng ta nhi tử đã không tại đây là một cái rất lợi hại quấn vấn đề khiến người ta cũng khó có thể tại trong lúc nhất thời bên trong nói rõ trần lăng cũng sững sờ Hắn dù sao không phải La quân phụ thân, cho nên không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Trần Thiên Nhai hỏi như vậy, ngược lại thật sự là đem hắn cho hỏi khó. Trần Lăng lớn nhất rồi nói ra hắn bản thân liền là gọi La quân, cha mẹ của hắn cũng là các ngươi. Cái này là bất kể tại một đời kia bên trong đều là giống nhau. Có thể, Trần Thiên Nhai nói nói ta là chân thật ta, một đời kia bên trong cho dù có ta, lại có quan hệ gì tới ta. Hắn suy nghĩ gì, làm cái gì ta cũng không biết trần lăng nói nói mặc kệ như thế nào là hắn đến ngăn cản đất hoang thế giới đến nếu như hắn không đến có lẽ các ngươi có lẽ chúng ta đều đã không tồn tại hắn chỉ có dạng này phương pháp mới có thể đi tới nơi này hắn cũng không phải là một cái tội nhân tại một đời kia bên trong hắn không có hưởng thụ qua phụ mẫu thích một thế này bên trong các ngươi cũng không thể còn đi hận hắn a à. chuyện này với hắn lại công bình sao có thể đây đối với chúng ta lại công bình sao Lâm Thiến nhịn không được khóc lên, chúng ta êm đẹp, nhị tử liền không có. Kết quả này để bọn hắn thật tại vô pháp tiếp nhận. Hắn thì là con trai của các ngươi, Trần Lăng nói ra. Theo trên mặt cảm tình, Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp đều có chút vô pháp tiếp nhận. Trần Lăng không có cách nào đến một mực đối Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp giấu giếm. Bởi vì ngoại nhân bây giờ đều đã biết, lại duy chỉ có đối Trần Thiên Nhai phu thê giấu giếm. Trần Lăng cảm thấy đây là một loại tàn nhẫn. Nhưng chân tướng để lộ, không khỏi không phải một loại khác tàn nhẫn. Sáng ngày thứ hai, Trần Thiên Nhai cho La Quân gọi điện thoại, muốn La Quân trở về một chuyến. La Quân nào nào, hắn có thể nghe ra Trần Thiên Nhai ngữ khí có chút không đúng. La Quân nhìn lấy trên giường bệnh tư đồ linh nhi, nàng bệnh tình tiếp tục tại chuyển biến xấu. Tiếp tục như vậy, não bộ một khi bị những chuyện lặt vặt kia thể vi khuẩn ăn mòn, như vậy tư đồ linh nhi thì sẽ trở thành bại não. Bại não về sau, chính là lại không nghịch chuyển khả năng. Người não bộ là tinh mật nhất, tinh diệu, bên trong tế bào, thần kinh nguyên các thứ cấu thành, ảo diệu như hảo hán vũ trụ. Người tuy nhiên sinh đại não, nhưng chưa bao giờ giải qua não hạch ảo diệu. Thì giống nhân loại cũng không thể minh bạch vũ trụ hạch tâm bí mật một dạng. Là quân lòng nóng như lửa đốt, cho nên lúc này, phụ thân điện thoại để hắn có chút bực bội hắn căn bản không muốn trở về thế nhưng là phụ thân như là đã mở miệng la quân không có cách nào cực tuyệt sau đó cũng thì đáp ứng về sau la quân chạy về đại bá châu ở biệt thự tại trở về trên xe la quân cũng tiếp vào trần lăng điện thoại trần lăng đem tiền căn hậu quả nói la quân trong lòng cũng thì không sai về đến đại bá trong nhà về sau hứa tình bọn người còn không biết phát sinh loại sự tình này cho nên đều không để ý La Quân trên lầu trong phòng ngủ đối Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp. Lâm Thiến mắt đỏ, tức giận hỏi La Quân nhi tử ta đâu? Người đem nhi tử ta như thế nào? Dù cho La Quân cứu vãn thế giới, nhưng đối với Lâm Thiến tới nói, nàng lại là mất con trai của đi. La Quân nhìn một chút Lâm Thiến, hắn tiếp lấy lại nhìn một chút Trần Thiên Nhai. Sau một hồi khá lâu, hắn nói nói tại một đời kia bên trong, ta một mực biết mẫu thân của ta thì kêu Lâm Thiến thế nhưng là nàng sinh hạ ta về sau ta liền nàng liếc một chút cũng không thấy qua một tấm hình đều không có đi tới nơi này cả đời bên trong ta rốt cục nhìn thấy ngài ngươi lâm thiến nói nói thế nhưng là dạng này hỗn loạn quan hệ để lâm thiến mơ hồ la quân theo rồi nói ra phụ thân ta cũng là trần thiên nhai mẫu thân cũng là lâm thiến con trai của các ngươi cũng là la quân nhưng là tại một đời kia bên trong ta là một người khác trần thiên nhai lâm thiến lại là một người khác cho nên đại khái ta là thật làm không chuyện tốt xâm chiếm con trai của các ngươi thân thể thật xin lỗi đối với các ngươi tạo thành thương tổn ta cảm thấy rất xin lỗi làm hai đầu tuyến không có dung hợp lại cùng nhau thời điểm mỗi người đi ra khác biệt giao nhau tuyến về sau chính là nhân cách khác nhau la quân không phản bác được hắn không có nghĩ qua muốn nói cho hai người chuyện này nhưng là ngẫm lại thủy trung không nói loại này giấu diếm chưa chắc không phải một loại tàn nhẫn vậy đại khái cũng là đại bá lựa chọn nói ra nguyên nhân đại bá không muốn sau cùng biết ngược lại là trần thiên nhai phu thê la quân sau khi nói xong liền đi có lẽ giờ khắc này hắn mới hiểu được nguyên lai like trần thiên nhai phu thê thủy trung đều không phải là hắn cha mẹ ruột hắn vẫn là cái này trong tam giới một đứa cô nhi trước đó hết thảy đều là giả tượng liền xem như một thế này linh nhi cũng cùng một đời kia vợ mình là không có quan hệ. La Quân lựa chọn trở lại bệnh viện, mặc kệ như thế nào, Linh Nhi nhất định phải chữa cho tốt. Trần Lăng cũng theo đến bệnh viện, hắn cùng vô vi đại sư còn có La Quân cùng một chỗ thương lượng tư đổ Linh Nhi sự tình. Tại bệnh viện trên sân thượng, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu xuống tới. Trần Lăng trước cùng vô vi đại sư nói La Quân cùng cha mẹ của hắn ở giữa sự tình. Vô vi đại sư nghe về sau, ngâm một tiếng niệm Phật. Hắn nói nói chuyện này, đối với Trần Thiên Nhai phu phụ tới nói, thật là khó có thể tiếp nhận. Mỗi một cái ta đều là đúng như ta, duy nhất ta. Mà một đời kia bình hành thế giới, thực cùng chúng ta mà nói, cũng là một cái khác quốc độ, một cái thế giới khác. Bọn họ đau đớn, ái hận tình cừu, trên thực tế là không liên quan gì đến chúng ta. Trần Lăng khe khẽ thở dài, sau đó, hắn nói nói ta có thể hiểu được bọn họ thống khổ, với ta mà nói, làm sao không là mất đi một người cháu nhưng là trong lòng ta hiện tại tiểu dương vẫn là cháu ta mà lại hắn đến cũng không có làm gì sai thân tình là không có cách nào thảo luận đúng sai Vô vi đại sư chấp tay hành lễ nói ra la quân ở một bên liền nói nói vấn đề này ta cũng cảm thấy có chút ý không rõ ràng trước đó la quân vẫn chưa chết đi chỉ là ta trí nhớ cùng hắn trí nhớ dung hợp lại cùng nhau ta trí nhớ cùng chủ đạo ý thức phải mạnh mẽ quá nhiều cho nên ta hiện tại chủ đạo tôn này thân thể. Như theo đạo lý tới nói, cũng là tại ta nguyên bản trong trí nhớ rót vào một đoạn lớn phong phú trí nhớ. Về sau, đoạn này phong phú trí nhớ hình thành nhân cách chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nhưng là trước kia tất cả trí nhớ ta đều là rõ ràng. Là quân nói nói lớn đến học lên khảo thí, nhỏ đến mẹ ta cho ta làm một chút đồ ăn vị đạo, tại ta trong trí nhớ đều là tồn tại. Phô Vi Đại Sư nói nói Trần Tiểu Thí Chủ, vấn đề này, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Sự tình như là đã phát sinh, ngươi hết sức đi đền bù cha mẹ ngươi chính là. Trần Lăng cũng theo gật đầu. La Quân nói nói ta sẽ. hắn nói tiếp những thứ này đều không nói trước. Việc cấp bách chúng ta là phải nghĩ biện pháp đem Linh Nhi cứu tỉnh. Linh Nhi đã không thể kéo. Theo theo tốc độ này, tiếp qua ba ngày, những chuyện lặt vặt kia thể vi khuẩn liền muốn bắt đầu ấp trứng, ăn mòn Linh Nhi đầu. Trần Lăng cùng vô vi đại sư tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Lấy hiện tại y học thủ đoạn là không thể nào đem nữ thí chủ bệnh cứu chưa tốt. Vô vi đại sư nói nói xem ra phải cứu nữ thí chủ, vẫn là đến theo căn nguyên vào tay. Trần Lăng nói nói sư phụ ngài ý là tìm trùng hoàng. Vô vi đại sư nói nói đây là trùng hoàng trồng trọt cơ thể sống vi khuẩn, chắc hẳn hắn cũng nhất định có biện pháp có thể đem chữa trị. Trần Lăng nói nói trùng hoàng hao tổn tâm cơ, nhưng nói là khổ tâm tích lự hắn làm nhiều như vậy nhất định không phải là muốn đem tư đồ linh nhi giết chết nếu thật là muốn giết chết vậy liền đơn giản nhiều làm như thế nhất định thì có mưu đồ la quân trong lòng run lên hắn nói nói chẳng lẽ là dựa vào những chuyện lặt vặt này thể vi khuẩn đem linh nhi sức miễn dịch phá hư sau đó tốt ký sinh trần lăng nói nói nhưng là miễn dịch thể bị phá hư về sau bộ thân thể này cũng không có dùng Chịu không nổi bất luận cái gì dày vò, tồn tại đều là khó khăn. Người miễn dịch thể là phi thường trọng yếu một vật, một khi bị phá hư, hô hít một hơi khí thải đều có thể muốn sinh bệnh. Cho đến lúc đó, lại cao tu vi đều là vô dụng. Thời gian thật không nhiều, là quân lộ ra rất là nôn nóng. Trần Lăng nói nói ta đã an bài bọn họ đang toàn lực truy tra trùng Hoàng Hạ Lạc, nhưng vẫn luôn là trâu đất xuống biển, không có một chút manh mối muốn tại ngắn ngủi này trong ba ngày tìm tới trùng hoàng, hy vọng cũng không lớn. Vô vi đại sư nói nói bần tăng suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có có biện pháp. Là quân cùng Trần Lăng nhất thời đại hỷ, là quân nói nói đại sư mau nói cho ta biết, có cái biện pháp gì. Vô vi đại sư nói nói nếu là cơ thể sống vi khuẩn, thì đại biểu những thứ này vi khuẩn là có thể di động. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không để cho những chuyện lặt vặt này thể vi khuẩn chính mình rời đi Linh Nhi tiểu thư não hạch. Cái này có biện pháp nào có thể muốn? La Quân nghe vậy, không khỏi hỏi. Đồng thời, hắn vẫn cảm thấy có chút ủ rũ. Vô vi đại sư nói nói bần tăng cũng không biết như thế nào rời ra những chuyện lặt vặt này thể vi khuẩn. Bất quá, bần tăng biết miêu cương luôn luôn am hiểu vô cổ chi thuật. Bọn họ đối với cái này nói rất có nghiên cứu, chúng ta có lẽ có thể đi miêu cương mời thông thiên động phủ đại miêu vương trước đến xem la quân nhãn tình sáng lên chính mình lần này thật sự là loạn trận cước thế mà quên miêu cương vu cổ hắn liền nói nói ta lập tức đi miêu cương một chuyến phô vi đại sư nói nói trần tiểu thí chủ người đối miêu cương quen thuộc sao la quân lắc đầu nói nói chưa quen thuộc phô vi đại sư nói nói đã chưa quen thuộc cái kia trần tiểu thí chủ ngươi thì lưu ở chỗ này đi miêu cương nơi đó bần tăng đi một chuyến bần tăng cùng cái kia đại miêu vương còn có thông thiên động phủ kim bà bà đều có chút giao tình chắc hẳn mặt mũi này bọn họ là muốn cho lên một chút la quân lập tức liền nói nói vậy làm phiền đại sư vô vi đại sư mỉm cười nói nói không sao sự tình khẩn cấp vô vi đại sư lập tức liền lên đường tiến về miêu cương trần lăng bên này an bài quân cơ đưa vô vi đại sư tiến đến thân ở yến kinh các loại tư nguyên đều là tốt điều động. Mà La Quân lúc này trừ chờ đợi, lại thì không còn có cách khác tử. La Quân một mực đang tư đồ Linh Nhi trong phòng bệnh thủ hộ, Tống Linh San cũng theo bồi tiếp. Dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa ở một bên khổ sở cực kỳ, tư đồ viêm mấy lần khuyên các nàng đi nghỉ ngơi một hồi, nhưng cũng không chịu. Tư đồ viêm cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ. La quân nhìn lấy trên giường sắc mặt tái nhật tư đồ linh nhi, hắn ở trong lòng không chỉ một lần nghĩ, nếu như mình không nhiều chuyện như vậy để tới gần nàng, thủ hộ nàng, cái kia thì tốt biết bao. Nếu như nàng có thể mạnh khỏe, chính mình chính là cùng nàng làm một cái người dưng, tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, bất cứ chuyện gì đều là không có nếu như. Tại giữa trưa thời điểm, Âu Dương biết tư đồ Linh Nhi mê man sự tình. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, cha mẹ của hắn dùng xe lăn đẩy hắn đến thăm tư đồ Linh Nhi làm Âu Dương nhìn thấy Từ Đồ Linh Nhi nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh thời điểm Âu Dương khống chế không nổi chính mình khóc lớn lên là quân bọn người đều là là theo chân ảm đạm Âu Dương lại hỏi thầy thuốc hỏi thầy thuốc Từ Đồ Linh Nhi đến cùng là tình huống như thế nào làm thầy thuốc đem chân tướng nói cho Âu Dương lúc Âu Dương lần nữa tiếp cận sụp đổ hắn cố nhiên là thương tâm nhưng Tống Linh San ở một bên lại là có chút chán ghét bởi vì là thứ nhất là hắn quá ổn thứ hai là quá không huyết tính, một cái nam tử hán khóc sướt mướt. Tống Linh San tâm lý tự nhiên vẫn là thiên hướng về La Quân, La Quân một mực rất ít nói, nhưng lại một mực đang nghĩ biện pháp cứu chữa Linh Nhi. Âu Dương rất nhanh liền được đưa về phòng bệnh, hắn phải đi qua một chút trị liệu, sau đó tiến hành cắt chi giải phẫu. Về sau sẽ cho hắn lắp đặt chi giả, về sau dựa vào quải trường vẫn là có thể bước đi. Thế nhưng cái đẹp trai Âu Dương là lại cũng không về được ngày thứ hai thời điểm, vô vi đại sư liền trở về. Hắn mang về đại miêu vương cùng kim bà bà. Đại miêu vương là vị niên trưởng lão người, tu vi cao thâm, một thân vải xám áo. Tuy nhiên hắn ăn mặc mộc mạc, nhưng lại tự có một cỗ nói không nên lời uy nghiêm. Về phần kim bà bà, kim bà bà khắp khuôn mặt là nếp gấp tử, tựa hồ có thể kẹp chết con muỗi. Kim bà bà tuổi già sức yếu đến không còn hình dáng, nàng bước đi đã cần đại miêu vương đến nâng. Kim bà bà tuy nhiên tuổi tác già nua, nhưng là nàng tại miêu cương địa vị cao thượng. Mà lại nàng dưỡng cổ chi thuật nhưng nói là thiên hạ vô song. Đừng nhìn nàng giống như là một giây sau thì phải chết giả bộ dáng, thật muốn giết lên người đến, lại là từ trong vô hình. Đối với đại miêu vương cùng Kim bà bà đến, là quân là tràn đầy chờ mong. Cái này có thể nói là cứu chữa Linh Nhi sau cùng một cọng cỏ. Cũng không có quá nhiều hàn huyên, đại miêu vương cùng Kim bà bà thẳng vào chủ đề. Đầu tiên là Đại Miêu Vương vì tư đồ Linh Nhi bắt mạch. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn lấy Đại Miêu Vương, Dương Khiết Tâm càng là nhắc đến cổ họng. Ước chừng sau 5 phút, Đại Miêu Vương đối kim bà bà nói nói bà bà, cô nương này trong đầu thật có chút vấn đề. Nhưng cũng không phải là cổ trùng, ta nhất thời cũng không nói lên được. Đây là ý gì? Dương Khiết nghe vậy không khỏi tuyệt vọng, nói nói là các ngươi cũng không có cách nào cứu ta Linh Nhi sao? Là quần trái tim cũng hướng xuống trầm xuống. Kim bà bà trầm giọng nói nói ta đến xem đi. Đại miêu vương liền để ra vị trí. Kim bà bà run rẩy ngồi tại cạnh giường, nàng cũng không có vì tư đổ linh nhi bắt mạch, mà chính là trước lật ra tư đổ linh nhi tầm mắt, nhìn xem tư đổ linh nhi trong mắt. Về sau, nàng lại tới gần tư đổ linh nhi, cẩn thận ngửi ngửi. Đón lấy, kim bà bà trong tay không biết làm tại sao thì xuất hiện một cái màu đen tiểu trùng tử. Cái này màu đen tiểu trùng tử thì theo tư Đồ linh nhi trong lỗ mũi chui vào. Dương Khiết, tư đồ tín nghĩa còn có tư đồ viêm thấy thế đều bị kinh ngạc. Tống Linh San cũng thấy ngạc nhiên. Là quân bọn người ngược lại là bình tĩnh một chút. Cái kia màu đen tiểu trùng bò sau khi đi vào, kim bà bà cũng liền nhắm mắt lại. Mọi người thấy thế, càng là không dám đánh nhiễu kim bà bà. Ước chừng sau 10 phút, kim bà bà mở to mắt. Đồng thời, cái kia màu đen tiểu trùng cũng theo tư đồ linh nhi trong lỗ mũi chui ra kim bà bà đưa tay đem màu đen tiểu trùng tóm vào trong tay cái kia màu đen tiểu trùng rất nhanh liền leo đến kim bà bà trong tay áo đi bà bà linh nhi thế nào la quân lập tức hỏi nếu như kim bà bà lại không cứu chữa biện pháp cái kia linh nhi thì la quân không biết mình còn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới mọi người tất cả đều chờ đợi mà khẩn trương nhìn lấy kim bà bà kim bà bà ngược lại không gấp không nóng này nàng nhìn một chút la quân nói nói ngươi là cô nương này người nào la quân nào nào hắn theo rồi nói ra bằng hiếu kim bà bà cười tủm tỉm nói nói bằng hiếu không giống a à. là ngươi tiểu tình nhân đi la quân cũng không có cái tâm tình này đến đùa kiểu này hắn nói nói bà bà ngài có thể trị hết linh nhi sao dương khiết bọn người chăm chú nhìn kim bà bà kim bà bà cũng liền thu liếm nụ cười nàng khe khẽ thở dài nói nói không tốt chị a à câu nói này nói chuyện la quân ngược lại hơi khẽ thở phào một cái bởi vì không tốt chị không có nghĩa là không thể chị a à. la quân lập tức nói bà bà ý tứ cũng là vẫn là có biện pháp chị đúng không kim bà bà gật đầu nàng cái gật đầu này tất cả mọi người thở phào muốn thế nào chị cần chúng ta làm sao phối hợp la quân hỏi kim bà bà nói nói chị liệu nha đầu này biện pháp cái kia chính là chuyển di phương diện này sợi tơ cổ sợi tơ cổ đại miêu vương đầu tiên là bị kinh ngạc bà bà ngài là nói nhà đầu này trong đầu là sợi tơ trùng cổ kim bà bà nói nói không sai đại miêu vương nói nói ta chỉ nghe nói qua sợi tơ trùng cổ không nghĩ tới thật tồn tại kim bà bà nói nói sợi tơ trùng cổ cùng loại vi trùng bình thường tới nói loại này cổ là rất khó tồn tại mà lại cũng rất khó khống chế lại cho nên bởi vì trùng cổ cùng dưỡng cổ độ khó khăn quá lớn cơ bản không ai dây vào loại này cổ có thể cái này cũng không đại biểu loại này cổ là không tồn tại. Vô vi đại sư chấp tay hành lễ, nói nói a di đà Phật, thiện tai, thiện tai. Muốn tới thế gian biết sợi tơ cổ, cũng chỉ có kim bà bà ngươi đi. Kim bà bà đối vô vi đại sư rất là khách khí, nàng cười một tiếng, nói nói đại sư cũng không cần theo lão bà tử ta khách đến thăm bộ. Vô vi đại sư nói nói bất kể như thế nào, còn mời kim bà bà nhất định phải chỉ tốt tiểu nha đầu này kim bà bà nói nói đại sư yên tâm ta nhất định là phải đem hết toàn lực nàng đón đến nói nói chỉ bất quá cái này sợi tơ trùng cổ muốn cấy ghép đi ra độ khó khăn rất lớn ta nhất định phải tìm cơ thể sống đến cấy ghép cơ thể sống mọi người bị kinh ngạc kim bà bà nói nói không sai cái này cơ thể sống nhất định phải là người sợi tơ trùng cổ là vô cùng nhỏ bé vi trùng nhưng tinh diệu nhất là chúng nó có một tia nhanh nhạy chúng nó đã thành thói quen thân thể cho nên lại dùng khác động vật đến dẫn dụ, chúng nó đều sẽ không mắc lừa. Trần Lăng lập tức nói cơ thể sống cũng không thành vấn đề, ta có thể đi tìm một tên tử hình phạm nhân đi ra. Đến lúc đó, ta hội đền bù tổn thất tử hình phạm nhân ra thuộc người nhà. Tin tưởng cái này sinh ý là có thể nói thành. Kim bà bà nhìn một chút Trần Lăng, sau đó nói là tiên sinh, chuyện này là không có đơn giản như vậy. Không phải tất cả mọi người có thể đảm nhiệm, mà lại cơ hội chỉ có một lần nếu như một lần thất bại về sau, như vậy cái này sợi tơ trùng cổ liền sẽ không lại vào bẫy. Nàng nói tiếp cho nên ta mới có thể nói, cái này không tốt chị Dương Khiết lập tức nói nói ta có thể tới làm cái này cơ thể sống. Kim bà bà nhìn về phía Dương Khiết. Dương Khiết nói nói ta là Linh Nhi mẫu thân. Tư đồ tín nghĩa lập tức nói người đừng làm ẩu, muốn tới cũng là ta tới. Kim bà bà nói nói các người trước khác tranh giành, cái này cơ thể sống là muốn có điều kiện không phải ai cũng có thể làm cơ thể sống tư đồ viêm nói nói rốt cuộc muốn điều kiện gì đâu nếu như có thể ta nhìn ta bộ xương già này là thích hợp nhất kim bà bà cười nhạt một tiếng nói nói lão tiên sinh ngươi không được ngươi lớn tuổi sợi tơ trùng cổ sẽ không thích ngươi đầu tiên cái này cơ thể sống nhất định muốn cùng tiểu nha đầu này bằng tuổi nhau một câu nói kia vừa ra tới lập tức liền có thể một đám người là quần nào nào hắn không có do dự chốc lát, nói nói xem ra cái này nhân tuyển vẫn là ta mới phù hợp. Tiểu Dương, người cũng đừng làm ẩu, Trần Lăng bị kinh ngạc, nói ra. Kim bà bà hơi không kiên nhẫn nói nói được rồi được rồi, các người cũng đều khác tranh luận. Lão bà tử ta lời còn chưa nói hết đây. Mọi người lập tức liền an tĩnh lại. Kim bà bà nói nói ta sẽ dùng ta tiểu hôi đi dẫn sợi tơ trùng cổ đi ra, đầu tiên, sợi tơ trùng cổ hội một cái một cái đi ra chúng nó lẫn nhau tâm ý tương thông, nếu có đi ra phát hiện không hợp lý, nói cách khác, nếu có đi ra trùng của phát hiện ở lại hoàn cảnh không bằng nha đầu này não hạch. Chúng nó đằng sau liền sẽ không trở ra. Phương diện này sợi tơ trùng cổ nhiều đến trên trăm cái, làm sợi tơ trùng cổ chui vào trong đầu lúc, hội ngứa là khó nhịn, lại hội sinh ra các loại ảo giác. Cho nên, đi tìm đồng dạng cơ thể sống, từ hình phạm nhân đến, trên cơ bản là rất khó đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cái này trần lăng ngây người la quân mỉm cười nói nói xem ra cái này nhân tuyển thật đúng là trừ ta ra không còn có thể là ai khác bà bà thì ta tới đi ngươi đến kim bà bà nhìn một chút la quân nói nói lấy ngươi tu vi còn có ngươi tuổi tác cái này thật đúng là một cái tuyệt đỉnh nhân tuyển tốt có rất ít người có thể tại ngươi ở độ tuổi này nắm giữ lần này tu vi nàng đón đến nói nói chỉ là ngươi có thể cần nghĩ kỹ sợi tơ trùng cổ lần này dọn nhà về sau lần sau tuyệt sẽ không lại vào bẫy tuy nhiên người tu vi thông huyền nhưng là những sợi tơ này trùng cổ tại ngươi trong đầu ngươi cũng là không thể làm gì một con đường chết tống linh san ở một bên chăm chú nắm quyền đầu nàng móng ngón tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt nàng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải tiểu dương trần lăng cũng là sắc mặt đại biến phô vi đại sư ngâm một tiếng niệm phật dương khiết tư đồ tín nghĩa nói không ra lời từ đồ viêm thanh âm có chút run rẩy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Nếu như có thể lời nói, hắn nguyện ý dùng chính mình đến đổi cháu gái mệnh, thế nhưng là hắn không thể. Hắn cũng không thể nói là quân người khác làm như thế. Là quân ảo ảo cười một tiếng. Hắn nói nói mọi người cũng không cần thay ta lo lắng, đây là ta phải làm. Linh Nhi hôm nay loại tình huống này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lại nói, ta người này luôn luôn phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng như vậy chết ta thể chất cũng mạnh hơn Linh Nhi, tại trên người của ta về sau, mọi người còn có thể nghĩ biện pháp tới cứu ta. Hắn sau khi nói xong, thì đối kim bà bà nói nói bà bà, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Kim bà bà ánh mắt phức tạp, nàng nhìn về phía La Quân, nói nói tiểu hỏa tử, người có thể nghĩ tốt. La Quân nói nói ta nghĩ kỹ. Kim bà bà nói nói người biết đây là cái gì hậu quả sao? La Quân nói nói ta biết, bắt đầu đi. Kim bà bà thở dài, nói nói vậy được rồi. Dương khiết nhịn không được rơi lệ, nói nói là quân, người không có tất muốn làm như thế. Nếu như Linh Nhi biết, nàng, La quân cười một tiếng, nói nói cho nên mọi người cũng không cần phải đem sự kiện này nói cho Linh Nhi. Tống Linh san thân thể mềm mại run rẩy, nàng nước mắt vừa nói nói là quân, người thì thật không có chút nào sợ chết sao. La quân nhìn về phía Tống Linh san, hắn cười cười, nói nói Linh san, cho dù là ngươi nằm ở chỗ này, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chết. Ta lựa chọn sợi tơ trùng cổ, cũng không có nghĩa là ta lựa chọn chết. Mệnh ta cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Trần Lăng nói nói Tiểu Dương, sự kiện này, ta muốn thông chi cha mẹ ngươi tới. La Quân vội vàng ngăn cản, hắn nói nói đại bá, trước đừng cho bọn họ biết. Ta muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn lại chúng ta. Bọn họ đến, chỉ có tăng thêm không tất yếu phiền phức các loại sau đó, ta hội cùng bọn hắn giải thích. Trần Lăng nói nói thế nhưng là, hắn cuối cùng cũng không có tiếp tục kiên trì. Là quân rất thản nhiên, hắn chính thức đối kim bà bà nói nói bắt đầu đi. Kim bà bà cũng thì không nói thêm lời, gật gật đầu, nói tốt. Nàng nói nói người trước đem nàng nâng đỡ ngồi xuống. Sau đó, hai người các ngươi miệng đối miệng. Về sau, ta sẽ để cho tiểu hôi dẫn sợi tơ cổ tiến vào trong thân thể ngươi. Quá trình này sẽ rất lâu, ước chừng phải chừng 10 giờ. Cái này 10 giờ bên trong, không thể có bất kỳ quấy giày nào, muốn tuyệt đối yên tĩnh. Quan trọng hơn là, ở trong quá trình này, tiểu hỏa từ ngươi mặc kệ có trong đầu huyền ảo mọc thành bụi, vẫn là ngứa lạ vô cùng. Ngươi đều không thể dao động bản tâm. La quân gật đầu. Trần Lăng làm theo nói nói trong bệnh viện này không có an tĩnh như vậy, ta nhìn cũng không vội tại nhất thời. Ta an bài một chút, đem mọi người đưa đến khu thứ bốn bên trong lại bắt đầu đi. Kim bà bà nói nói vậy thì càng tốt. Rất nhanh, cả đám ngay tại Trần Lăng chỉ huy xuống đến khu thứ 4. Tư đồ linh nhi tự nhiên là cùng theo một lúc chuyển di. Tại khu thứ 4 cái kia tòa nhà bên trong, là quân cùng tư đồ linh nhi đơn độc đợi trong phòng ngủ, còn lại người đều thủ ở bên ngoài tiến hành dài rằng giặc chờ đợi. Trần Lăng cùng vô vi đại sư làm theo trong phòng ngủ cho La Quân cùng tư Đồ Linh Nhi hộ pháp. Trên giường, là Quân cùng tư Đồ Linh Nhi tương đối ngồi xếp bằng. Tư đồ linh nhi thân thể không có khí lực, vẫn là muốn dựa vào Trần Lăng đến vị. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, chị liệu liền muốn bắt đầu. Kim bà bà lộ ra rất lợi hại trịnh trọng, tiểu hòa tử, sự tình một khi bắt đầu, người thì không quay đầu lại nữa đường. Người có thể cần nghĩ kỹ. Cái này một cái chớp mắt, là quân hoảng hốt một chút. Hắn trải qua quá nhiều sinh tử gian nguy, lần này, đến cùng còn có thể hay không thuận lợi vượt qua đâu la quân tâm lý không có một chút chắc chắn nào nhưng là hắn không còn đường lui lúc trước một đời kia linh nhi không chút do dự vì chính mình dâng ra não hạch mình bây giờ cũng là muốn vì nàng làm một điểm gì đó mặc dù hắn biết một thế này linh nhi cùng một đời kia linh nhi là hai người nhưng là từ trên tình cảm la quân cũng vô pháp đưa các nàng tách đi ra la quân hít sâu một hơi hắn bỗng nhiên đối trần lăng nói nói đại bá thực có kiện sự tình Ta không cùng cha ta bọn họ nói. Trần Lăng nao nao, hắn lúc này tâm tình là trầm thống mà phức tạp. Hắn không tự chủ được hỏi nói sự tình gì. La Quân nói nói ta đến thời điểm, tình chủ nói cho ta biết, một thế này Tiểu La Quân sẽ bị đồng học đâm chết. Thực ta không đến, Tiểu La Quân hẳn là không sống tới hiện tại. Ta sở dĩ không theo cha bọn họ nói, là không muốn để cho bọn họ cảm thấy ta đang giảo biện cái gì. Ta tin tưởng ngươi, Trần Lăng nói ra la quân mỉm cười nói nói đại bá cám ơn ngươi trần lăng hốc mắt hơi đỏ lên nói nói hẳn là đại bá cám ơn ngươi mới đúng la quân cười một tiếng nói nói vậy chúng ta thì đều khác tạ sau đó hắn rất lợi hại khẳng định cùng kim bà bà nói nói bắt đầu đi kim bà bà gật gật đầu phô vi đại sư nói a di đà phật trần tiểu thí chủ người có nhân tâm cùng không biết sợ chịu chết tinh thần bần tăng mặc cảm la quân cười nhạt một tiếng lại không nói thêm cái gì. Đây là một cái dài rằng giặc quá trình trị liệu, chỉ ít đối la quân tới nói, là dài đằng đẵng. Tại sợi tơ cổ trùng chuyển di thời điểm, la quân cần trải qua dài rằng giặc ngứa ngáy, còn cần trải qua trong đầu đủ loại huyền ảo. Đây là một loại không phải người ngược đãi, cũng may mắn la quân tu vi thâm hậu. Mặc kệ bất kỳ cảm giác gì, hắn đều có thể ngồi vững trong mâm, thì như bàn thạch cũng không nhúc nhích. Mười giờ sau đó, sau cùng mấy đầu cổ trùng rời đi tư đổ linh nhi thân thể. La Quân đột nhiên phi một tiếng, đem mấy đầu sợi tơ cổ trùng phun ra. Hắn lấy tay tiếp được, cái này sợi tơ cổ trùng trong tay lại là mắt thường khó có thể nhìn thấy. Cũng may mắn được La Quân ánh mắt rất tốt, mới đưa xem cho rõ ràng. Kim bà bà làm theo nói nói sợi tơ cổ trùng rời đi vật dẫn về sau thì sẽ lập tức tử vong. Nàng đón đến, nói nói đáng tiếc, nếu là có còn sống sợi tơ cổ trùng cho lão bà tử ta nói không chừng có thể nuôi dưỡng được cổ mẫu tới. Có cổ mẫu, có lẽ liền có thể cứu tiểu hỏa tử ngươi. Trần Lăng ở một bên nghe vậy nói gấp bà bà, đầu hắn bên trong không phải có còn sống sợi tơ cổ trùng sao. Kim bà bà nói nói nhưng tại đầu hắn bên trong, lão bà tử ta cũng làm không ra. Làm ra đến về sau, lại sẽ chết mất. Lần này cổ trùng chuyển di về sau, sẽ không bao giờ lại tùy tiện chuyển di. Mà lão bà tử ta trong thời gian ngắn, cũng không có cách nào tìm hiểu được đến cùng cái kia bồi dưỡng ra sợi tơ cổ trùng người, đến cùng dùng biện pháp gì. Nàng đón đến, tiếp tục nói ta nhìn vì kế hoạch hôm nay, phương pháp tốt nhất thì là các ngươi đi tìm tới hạ cổ người, có lẽ người này là có biện pháp. Trần Lăng hít sâu một hơi, hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có lập tức tỉnh lại, đây là bởi vì nàng thương tổn nguyên khí. Nhưng là chỉ phải đi qua thật tốt điều dưỡng thì không có việc gì. Không lâu sau, tư đồ linh nhi cũng liền có thể tỉnh lại. Kim bà bà làm theo hỏi la quân tiểu Hòa tử, người cảm giác thế nào? La quân cầm trong tay sợi tơ cổ trùng chấn vỡ, sau đó vứt bỏ. Hắn lắc đầu, nói nói cảm giác còn tốt, tốt giống không có cái gì dị dạng. Kim bà bà nói nói tạm thời không có cảm giác là đúng. Sợi tơ cổ trùng tại ngươi trong não vực còn sẽ có một đoạn thời kỳ ủ bệnh, đây cũng là bởi vì ngươi khí huyết cường đại gây nên. Ngươi khí huyết càng mạnh, sợi tơ cổ trùng cũng sẽ càng lợi hại. Chờ qua cái ba ngày sau đó, người liền sẽ có cảm giác. La quân không khỏi cười khổ, nói nói cái kia bà bà cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu. Kim bà bà nói nói cái kia nhưng khó mà nói chắc được, có lẽ là một tháng, có lẽ là nửa năm, hoặc một năm. Người thể chất rất mạnh, những sợi tơ này cổ trùng nhất định phải bồi dưỡng đến cường độ nhất định mới có thể triệt để đưa ngươi tiêu diệt hết. Nàng đón đến, tiếp tục nói nhưng ngươi cũng không cần cao hứng, bởi vì theo sợi tơ cổ trùng cường đại, người tự thân sức miễn dịch hội càng ngày càng thấp, thân thể người cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Đây cũng là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. La Quân liền nói nói chỉ mong ta có thể tìm tới vị kia trùng hoàng đi. Hắn thật không có quá mức bi quan. Về sau, Kim bà bà cùng Đại Miêu Vương cũng liền được an bài lấy đi nghỉ ngơi. Tư đồ Linh Nhi dứt khoát liền bị trong đêm mang về tư đồ ra, cực kỳ chăm sóc. La Quân không có đi cùng Dương Khiết phu phụ, còn có từ đồ viêm lão ra tử cùng Tống Linh San gặp mặt, trực tiếp từ cửa sau rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy như thế chàng diện, gặp mặt thì phải làm thế nào đây? Là để bọn hắn khóc suốt mướt, cảm động đến rơi nước mắt sao? Vẫn là đối diện lẫn nhau không nói gì, bi thương khó dừng. Cái này đều không phải là La Quân muốn nhìn đến. Không bằng không thấy. La Quân trong đêm trở lại trần lăng trong biệt thự. Trần Lăng về sau cũng cùng sư phụ vô vi đại sư trở lại trong biệt thự. Trần Lăng hy vọng sư phụ có thể khuyên giải một phen đệ đệ mình cùng đệ muội. Dù sao hiện tại, khổ nhất ngược lại là La Quân. Vô vi đại sư đến, để hứa tình bận biểu xấu. Nàng đối vô vi đại sư là phi thường tôn kính, vô vi đại sư ngược lại là hiền hòa, nhếch miệng mỉm cười, liền để hứa tình không cần phải khách khí. Sau đó, vô vi đại sư cùng Trần Lăng thì cùng đi gặp Trần Thiên Nhai Phu Thê. Diệu dai các nàng đều đã ngủ. Hứa tình là bồi tiếp Trần Lăng bọn họ cùng một chỗ. Đối với nơi này sự tình, nàng bao nhiêu cũng giải một chút. La Quân cảm thấy đầu có chút u ám, hắn trở lại biệt thự về sau, liền đến gian phòng của mình bên trong ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng đập cửa vang lên, La Quân mở to mắt, hắn ngồi xuống, lắc đầu. Đầu có chút ông ông tác hưởng, cái này lúc trước chưa từng có cảm giác. Xem ra cái này sợi tơ cổ trùng quả nhiên lợi hại, đã bắt đầu đối với ta có một ít ảnh hưởng." La Quân âm thầm nói, đồng thời, hắn nói nói người nào? "Là ta." Trần Thiên Nhai thanh âm truyền đến. La Quân liền vội vàng đứng lên, trước đi mở cửa. Trần Thiên Nhai sắc mặt có chút tiểu tụy, hắn mặc lấy áo sơ mi trắng, quần tây dài đen. "Cha," La Quân hô một tiếng. "Bồi ta ra ngoài đi một chút đi." Trần Thiên Nhai nói ra. "Được rồi," Cha, La Quân trong lòng thoáng qua vẻ vui sướng. Đây là bởi vì Trần Thiên Nhai thái độ tựa hồ phát sinh cải biến. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, trời xanh mây trắng. Yến kinh bầu trời, giống như vậy trong vắt thời điểm cũng không nhiều. Tại biệt thự đằng sau là một đầu rừng rậm nói, nơi này rất lợi hại vắng vẻ. "Ngươi," Trần Thiên Nhai đi ra mấy bước, muốn nói lại thôi. "Cha, ngài muốn nói cái gì?" La Quân nói ra. Trần Thiên Nhai trong mắt lóe lên một tia trầm thống, nói chuyện lớn như vậy tình, người cũng không theo ba ba thương lượng. Là quần nào nào, sau đó nói ngài cũng biết rồi. Trần Thiên Nhai nói nói đại bá của ngươi đều nói cho chúng ta biết, mẹ ngươi suốt cả đêm đều tại rơi nước mắt. Thật xin lỗi, cha, ta là bất hiếu nhi tử. Là quần ấy nấy vạn phần. Trần Thiên Nhai lắc đầu, lại thở dài, nói nói tính toán, đã chuyện phát sinh, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa ta tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì. La quân trọng trọng gật đầu, nói nói ừm. Sau đó, hắn có chút tâm thần bất định, nói nói nhưng là cha, ngài cùng mẹ không trách ta sao. Trần Thiên Nhai trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói 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 không khó thụ, là giả. La quân nói nói hắn cũng chưa chết, hắn tất cả trí nhớ, đều tại ta trong đầu. Trần Thiên Nhai nói nói ta nghe vô vi đại sư nói, người muốn theo người thế giới kia tới, chỉ có phương pháp này bởi vì ngươi sóng điện não cùng hắn sóng điện não là một dạng nói theo một ý nghĩa nào đó các ngươi thì là cùng một người vô luận huyết thống vẫn là phụ mẫu đều là cùng một người nhưng là bởi vì khác biệt kinh lịch tạo ra được hai loại tính cách khác nhau luôn như vậy a à. có thể nói như vậy là quân nói ra trần thiên nhai nói nói đại bá của ngươi cũng nói nếu như ngươi không đến tại năm đó trung học thời điểm hắn thì cũng đã chết ta tin tưởng ngươi không sẽ nói láo, đại bá của ngươi tin tưởng ngươi, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Trần Thiên Nhai phu thê tình cảm là rất phi diệu, cũng là khó có thể dùng ngôn ngữ chỗ miêu tả. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều nói phục chính mình tới đón thụ hiện thực này. Thực ta còn rất muốn nghe ngươi nói một chút, liên quan tới ngươi ở bên kia sự tình. Còn có ngươi thân thế, Trần Thiên Nhai nói ra. Là quần nào nào, nói tiếp đó là một cái rất dài cố sự trần thiên nhai nói nói từ từ nói tổng có thể nói xong la quân cười khổ nói nói tại một đời kia bên trong ngài đối với ta cũng không quá hữu hảo mà lại ngài là lừng lẫy có tên ma đế trần thiên nhai ngốc một chút theo rồi nói ra nghe xác thực là có chút hoang đường làm sao nghe đều cảm giác giống như là giả tưởng mộng mà chúng ta chỗ địa phương mới là chân thực ma đế xưng hô thế này quá yêu ma hóa la quân nói nói thật là có một ít ta vừa tới thời điểm, đã từng hoài nghi tới ta chỉ là làm một cái rất dài mộng. Trong mộng tất cả đều là hoang đường thần ma, nhưng là về sau, muốn chuyện phát sinh từng kiện từng kiện ứng nghiệm, ta công lực cũng theo tăng lên. Cho nên đây hết thảy đều đang nhắc nhở ta, ta bên kia cũng không phải là mộng. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói ngươi nói tiếp. Là Quân nói nói ta. Hắn đem chính mình thân thế, còn có theo ma đế ở giữa ái hận tình cửu nói hết ra cùng ma đế yêu chuộng tiểu nhi tử Trần diệt Hàn chờ một chút, là quân nói hết ra. Ta đi qua Hà Bắc, đến mẫu thân trước mộ phần tế bái qua. Ta tại mẫu thân trước mộ phần thề, một ngày kia, nhất định phải làm cho ma đế hướng mẫu thân của ta dập đầu nhận lầm. Là quân oán hận nói ra. Khó trách, Trần Thiên Nhai nhớ tới cái gì, nói nói tại ngươi thi cấp 3 trước ngày đó, ta nhớ được ngươi nhìn ta ánh mắt tràn ngập cừu hận. Thì ra là thế. Là quân nói nói có thời gian, ta cảm thấy rất thống khổ là, ta không biết ta đến cùng làm gì sai. Ta đi vào cái thế giới này, là không có lựa chọn. Nhưng là, ta không có hưởng thụ qua một ngày phụ mẫu luân thường chi ái. Hắn đón đến, nói nói nhiều khi, ta đều đang nghĩ, có lẽ ta đi tới nơi này, nhìn thấy cha cùng mẹ là lão thiên đối với ta một loại ban ơn đi. Trần Thiên Nhai vỗ vỗ là quân bả vai, nói nói hài tử, khổ ngươi. Là quân ảo ảo cười một tiếng, nói nói không biết thời điểm, không cảm thấy khổ. Biết về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem loại khổ này đền bù lên. Trần Thiên Nhai nói nói loại kia ngươi trở lại người thế giới về sau, người sẽ còn như vậy hận hắn sao? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ ma đế. Là quần nói nói chưa nói tới hận, chỉ là ta thân là con của người, mẫu thân của ta sinh ta một trận, ta cũng nên vì nàng làm một ít chuyện. Quản chi nàng vĩnh viễn sẽ không có biết, chỉ cần ma đế chịu đến mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm, ta đương nhiên sẽ không sẽ cùng hắn khó xử. Hắn sau đó lại cười khổ một tiếng, nói nói bất quá vậy đại khái cũng rất khó, mà đế tính cách cao ngạo vô cùng, muốn hắn cúi đầu, so giết hắn chả khó. Huống chi, lần này là muốn hắn hướng hắn nghịch tử cúi đầu. Trần Thiên Nhai trầm mặc đi xuống. Là quân tại một ngày này bên trong, cơ hồ là tại thay nhau nói chuyện cùng bọn họ. Về sau, hắn đi trong phòng ngủ gặp mẫu thân Lâm Thiến. Lâm Thiến cũng nghe Trần Thiên Nhai nói là quân thân thế, nàng không phải không biết chuyện người, cũng theo trong đầu cảm thấy, giống như đứa nhỏ này chính là mình nhi tử. Ta cả đời này, vốn là lớn nhất tiếc núi cũng là chưa bao giờ thấy qua ngài. Bây giờ, ta cũng coi như đền bù trong lòng lớn nhất tiếc núi. La quân quỷ gối Lâm Thiến trước mặt nói. Lâm Thiến ôm lấy La quân, nghẹn ngào khóc giống. La quân giống như là một cái cô độc đấu sĩ, coi là thật tướng rõ ràng về sau, hắn tuy nhiên tại thân nhân quay chung quanh bên trong thế nhưng là mọi người lẫn nhau cảm giác nhưng lại có một tia lạ lắm. về sau la quân cũng cùng trần diệu giai hứa đồng trò chuyện một chút cùng hứa tình cũng trò chuyện một chút ở buổi tối thời điểm dương khiết đến đây gặp la quân ngay tại biệt thự nóc nhà ánh sáng mặt trời trong phòng hai người sau khi ngồi xuống người hầu bưng lên ướp lạnh nước trái cây linh nhi đã tỉnh dương khiết nói nói nàng hiện tại không có việc gì La Quân mí mắt động một cái, theo rồi nói ra vậy là tốt rồi. Dương Khiết nói nói nàng cái thứ nhất hỏi cũng là ngươi, nàng lo lắng hôm đó ngươi bị vây quanh, sợ ngươi. La Quân nói nói không nên nói cho nàng biết, ta cứu nàng sự tình. Ngài cũng cần phải cởi nàng, nếu như nàng biết việc này về sau, nàng về sau sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Dương Khiết trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nói nói nhưng cái này đối ngươi quá không công bằng. La Quân nói nói không có bất kỳ cái gì không công bằng, ta gây nên tai họa, lẽ ra ta đến phụ trách. Dương Khiết đột nhiên kích động nói nói người ngăn cản trùng hoàng, chính là cứu toàn bộ thế giới. Vậy ai cần phải đến đối người phụ trách? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn tiếp lấy cười nhạt một tiếng, nói nói ta không có vĩ đại như vậy, chẳng qua là ta có ta nhiệm vụ mà thôi. Dương Khiết nói nói cái kia, nàng muốn nói lại thôi, theo rồi nói ra thân thể ngươi thế nào. La Quân nói nói ta còn tốt, yên tâm đi, a di Ta không dễ dàng như vậy chết. Dương Khiết nói nói kim bà bà nhất định còn có biện pháp trị ngươi đi. Nàng không chịu hết hy vọng. La Quân nói nói cần phải đi. Dương Khiết cũng đã biết, hy vọng thực không lớn. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói nói nếu như Linh Nhi muốn gặp ngươi, ta làm sao nói với nàng. La Quân nói nói rất đơn giản, liền nói ta đã tạm nghỉ học, vân du tứ hải đi. Dương Khiết lần nữa trầm mặc, sau một hồi khá lâu, nàng nói nói La Quân, người biết không? Đây không chỉ là Linh Nhi cùng ngươi sự tình, cũng là ta và ngươi tư đồ thúc thúc sự tình, chúng ta không có cách nào làm được như vậy yên tâm thoải mái. Ta một khi nghĩ đến ngươi sẽ ở một góc nào đó ngươi sống không bằng chết, mà hết thảy này đều là bởi vì nữ nhi của ta, ta liền sẽ ta cảm giác là một cực ti tiện người. La Quân mỉm cười, nói nói mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, ta tự mình lựa chọn, đương nhiên là chính ta phụ trách trách. Mà lại, thời gian là cái chữa trị bị thương thuốc tốt đồ tốt. Dương Khiết cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy đi. Nàng lại còn có thể nói cái gì đây? La Quân một lần cuối cùng trò chuyện là cùng Trần Lăng tiến hành. Ngươi muốn đi, ngươi muốn đi đi nơi nào? Trần Lăng nghe được La Quân nói muốn rời khỏi tin tức về sau, khiếp sợ không thôi. La Quân nói nói thiên địa to lớn, tứ hải nhưng vì nhà hắn sau đó cười khổ nói đại bá ta kiêu ngạo quen muốn ta đột nhiên trở nên để mọi người thương hại loại ánh mắt này ta quả thực không chịu đựng nổi có lẽ ở bên ngoài ta còn có thể đụng tới chính mình cơ duyên trần lăng nói nói không được hắn quả quyết cự tuyệt la quân yêu cầu tiểu dương ta biết ngươi tính cách nhưng là ngươi có nghĩ tới không trùng hoàng còn sống hắn vẫn luôn muốn đưa ngươi vào chỗ chết ngươi bây giờ cái dạng này nếu như đụng phải trùng hoàng nơi đó còn có năng lực tự vệ. Trần Lăng nói ra, La Quân nào nào, hắn cũng liền nhớ lại cái này một gốc dạ. Nói không chừng, Trùng Hoàng cũng là đoán được chính mình hội cứu Linh Nhi. Cái này sợi tơ cổ trùng vốn là vì chính mình chuẩn bị. Nếu như mình lần đi ra ngoài này, há không phải liền là bên trong Trùng Hoàng cái bẫy? La Quân không nói gì, Trần Lăng lập tức nói người ưa thích thanh tính, có thể, ta đem người an bài tại khu thứ bốn ở đây lấy ngươi thì ở tại nơi này, ta với ai cũng sẽ không nói. Ngươi ở nơi đó thật tốt dưỡng bệnh, trong khoảng thời gian này, ta sẽ mau chóng tìm kiếm ra trùng hoàng đến vì ngươi chữa bệnh. La Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, sau cùng đáp ứng. Sau đó cứ như vậy, La Quân bí mật vào ở khu thứ 4 bên trong. Trần Lăng đối ngoại tuyên bố, La Quân đã rời đi. Tại khu thứ 4 bên trong, có thể bồi tiếp La Quân cũng chỉ có trầm mặc nùng. Sáng ngày thứ hai, trầm mặc nùng mang không tệ bữa sáng tìm đến la quân ánh nắng tươi sáng trong phòng trầm mặc nùng lúc đi vào đợi trông thấy la quân chính trong phòng khách nhìn tom và jerry phát hiện ngươi làm sao đột nhiên như thế có tính trẻ con trầm mặc nùng mỉm cười nói ra la quân cười cười nói nói không dùng động não túi a cái này rất thú vị nếu để cho ta nhìn hắn truyền hình ta dễ dàng suy nghĩ logic vấn đề trầm mặc nùng đem bữa sáng buông xuống bên trong là bánh bao hấp, còn có gà tiêm mặt, cùng sữa đậu nành các loại. Ngươi làm sao lại đến? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng đã biết liên quan tới La Quân tất cả mọi chuyện, bí mật này bây giờ đã không còn là thiên cơ, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng thân là quốc an cục, tự nhiên là có quyền lợi biết. Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân vì cứu từ đồ linh nhi, thân chúng độc cổ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng còn biết, La Quân không thích người khác dị dạng ánh mắt cho nên nàng đến cũng sẽ không tùy tiện đi sách những chuyện này. Trầm mặc nùng trong lòng càng nhiều là một loại phiền muộn thương cảm, như là quân một người như vậy, không nói cái kia nhàn nhạt, nhạt ưa thích, chỉ bằng hắn cao hơn nhân cách thì không nên có dạng này kết cục. Đây là trầm mặc nùng đối một loại thanh niên tài tuấn tiếc hận cùng phiền muộn. Trầm mặc nùng mặt ngoài, bất động thanh sắc, chỉ cười nhạt một tiếng, nói nói nghe đại bá của ngươi nói ngươi ở chỗ này, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu không phải sao la quân nói nói thế thì không sai ăn đi vẫn còn nóng lắm trầm mặc nùng nói ra la quân gật gật đầu lại hỏi ngươi ăn sao trầm mặc nùng nói nói ta ăn rồi tại la quân ăn điểm tâm thời điểm trầm mặc nùng đột nhiên nói nói nghe đại bá của ngươi kể một ít liên quan tới bình hành thế giới sự tình cái kia tại ngươi trong thế giới kia có phải hay không cũng có ta đây la quân ngẩng đầu nhìn trầm mặc nùng liếc một chút nói nói đương nhiên cái gọi là bình hành thế giới, so sánh giống như là hôm qua cùng hôm nay khác nhau. Hôm qua người không có đi nhập hôm nay, mà chính là đi vào một cái thời gian khác điểm bên trong. Sau đó thì tồn tại hai thế giới. Trầm mặc nùng không nguyên do hứng thú, nói nói vậy ta tại người đánh cái kia một cái thế giới bên trong, là dạng gì người? La quân mỉm cười, nói nói người thật muốn biết. Trầm mặc nùng nói nói đương nhiên. La quân nói nói có thời gian, Chúng ta luôn cảm thấy gặp phải là một loại duyên phận, nhưng thực gặp phải cùng không có gặp phải đều là một loại tất nhiên. Tại một đời kia bên trong, chúng ta vốn là là bạn tốt. Người trước giúp ta rất nhiều, về sau ta lại giúp người rất nhiều. Người đã là quốc an sáu sử sử trường, người tu vi cũng đã có thể bao trùm pháp lực. Trầm mặc nùng thì thào đọc nói pháp lực, pháp lực vô biên, thú vị, cái này rất thú vị. Là quần nói nói có cái này thú vị chỗ, cũng liền có buồn giàu thời điểm trầm mặc nùng nói nói khổ gì buồn bực. La Quân nói nói chúng ta pháp lực bắt nguồn từ não vực tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh, pháp lực càng mạnh. Sau đó pháp lực dẫn động ngoại giới từ trường, phần tử. Một cái sơ sẩy, liền có thể gây nên kiếp số. Để từ trường chi lực cùng pháp lực sinh ra nổ tung, sau cùng chết không táng sinh chi địa. Vận chuyển pháp lực, cũng là một cái đùa lửa quá trình. Vận dụng được tốt, uy lực vô biên. Vận dụng không được khá, chết cũng thảm pháp lực càng cao, bên trong chỗ tồn tại mạo hiểm cũng lại càng lớn, bên ngoài có thiên kiếp, địa kiếp, ma kiếp, vô cùng kiếp số. Nghe giống như là một chút tiên hiệp, trầm mặc nùng nói ra. Là quân nói nói tiên hiệp ta không hiểu, nhưng là những thứ này từ trường cùng pháp lực cũng là hai loại hỏa dược tại đụng nhau, bên ngoài tại bầu trời bên trong, là thùng thuốc nổ. Trong đầu, cũng là dẫn bạo hỏa dược đồ, vật. Nói không nguy hiểm, lại sao có thể có thể trầm mặc nùng nói nói ngươi như thế so sánh dụ ta có chút minh bạch nhìn như vậy lên có pháp lực cũng chưa thấy là chuyện gì tốt la quân nói nói vậy cũng không trầm mặc nùng nói nói đúng còn có một vấn đề có phải hay không tại một đời kia bên trong quan hệ vợ chồng cùng một thế này bên trong quan hệ vợ chồng đều là giống nhau la quân không khỏi cười khúc khích nói ra ngươi cũng không phải là muốn hỏi ngươi nhân duyên a trầm mặc nùng khuôn mặt đỏ lên nói nói đi ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. La Quân nói nói thực cái kia cũng không phải là một tầng không thay đổi, tại ta trong thế giới kia, có pháp lực tham gia, cải biến rất nhiều người cùng vận mệnh. Cho nên bên này quỹ tích, có thời gian bởi vì vì một số ngoại lực tham gia, hoặc là bởi vì bên kia có người chết, cuối cùng thì dẫn đến cùng bên này kết quả khác biệt. La Quân tiếp tục nói tỉ như tại ta trong thế giới kia, vô vi đại sư sớm đã sớm chết, đó là bởi vì trong thế giới kia bởi vì có pháp lực, sau đó dẫn phát rất nhiều bố cục cải biến. Như vậy, trong thế giới này, vô vi đại sư bởi vì còn sống, cho nên lại sẽ cải biến một ít chuyện. Hiệu ứng hồ điệp mà, trầm mặc nùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói đạo lý này ta hiểu, một cái tiểu hồ điệp vỗ một cái, có thể dẫn phát một trận biển động. Cái này nhiều như thế hồ điệp cải biến, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thế giới đổi đến hoàn toàn khuôn mặt. Người sai, La quân nói nói đổi đều là ô nhỏ cục, tựa như là vạn lưu quy hải một dạng, tại mệnh biển cả giết gào trào lưu hạ, một chút nhỏ bé cải biến, đều không thể ngăn cản lịch sử đại triều tiến triển. Có thể ngươi lại cải biến chúng ta thế giới. Trầm mặc nùng nói 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 người cứu vãn địa cầu khả năng không chính xác, nhưng người cứu vớt chúng ta thế giới. Là quân xoa ra tay chỉ, nói nói đây là bởi vì, đây là thiên đạo ý tứ. Có lẽ, những đêm đó muốn chuyện phát sinh, thực mới là không nên phát sinh trầm mặc nùng như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu, nàng nói nói chúng ta không kéo xa, ngạch, hỏi lại ngươi cho vấn đề, chẳng lẽ ta tại ngươi thế giới kia, vẫn luôn không có nói chuyện cưới gả sao? Là quân nhất thời mặt mo đỏ ửng nói nói ngươi thật muốn biết ha. Trầm mặc nùng nói 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 nhảm. Là quân liền cười ha ha một tiếng, nói nói tại một đời kia bên trong, ngươi là ta nữ nhân, đối với ta khăng khăng một mực tới đây. Ngươi, trầm mặc nùng nhất thời nổi giận đan sen, Ngươi nói nhăng gì đấy? La Quân cười hắc hắc, nói nói tốt ra, à, ngươi coi như ta là tại nói bậy đi. Ngươi nói là thật, Trầm Mặc Nùng nghiêm túc hỏi. Thật đúng là không có lừa ngươi, La Quân nói nói trong cái thế giới kia, ta và ngươi đã từng sinh tử nghịch cảnh qua rất nhiều lần. Giữa chúng ta cảm tình là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Nhưng là giống như, ngươi trong cái thế giới kia, từ Đồ Linh Nhi mới là thê tử ngươi. Trầm Mặc Nùng sắc mặt có chút cổ quái nói ra la quân nói nói xác thực không sai hắn nói nói bên kia cũng là văn minh thế giới chỉ là ta làm người so sánh hoa tâm tại trên con đường tu đạo ta như áp lực chính mình suy nghĩ không thông suốt này sẽ là rất nguy hiểm cho nên ta không thể quá áp lực tình cảm mình thế giới kia ngươi cũng lý giải chưa bao giờ nhiều lời qua hắn sau đó còn nói thêm ta nói như vậy không biết ngươi có thể hay không lý giải trầm mặc nùng sờ mũi một cái sắc mặt cổ quái nói nói lý giải ngược lại là có thể lý giải chỉ là lấy ta hiện tại tính cách tới nói là không đồng ý là quần nói nói người đây cũng không cần buồn giàu ta cũng không có ý định cùng ngươi có cái gì liên lụy trầm mặc nùng không khỏi nói nói vì cái gì nàng có chút khó chịu nói nói đã từ đồ linh nhi cùng thế giới kia trầm mặc nùng đều là người nữ nhân làm sao đến nơi đây ngươi thì tâm lý chỉ có từ đồ linh nhi người đây có phải hay không là có điểm gì là lạ a à? ta đều thay nàng muốn bênh vực kẻ yếu. La Quân hơi hơi thở dài, hắn để đũa xuống, nằm trên ghế salon, nói nói người không hiểu, Linh Nhi còn một mực trong cái thế giới kia đóng băng lấy. Nàng vì cứu ta, đem não hạch cho ta, nàng đã là ta yêu thê tử, nhưng cũng là ta thua thiệt sâu nhất người. Trầm mặc nùng nói nói cho nên, thế giới kia ta vẫn là thật tốt còn sống, người không có chút nào ái náy. La Quân nói nói chưa nói tới ái náy, ta cùng nàng tâm ý tương thông, Hiểu nhau, cái này không có gì để nói nhiều. Trầm Mặc Nùng nói nói tốt a, à, thực nàng là nàng, ta là ta, đây là không cần nói nhập làm một. La Quân nói nói đúng. Trầm Mặc Nùng bồi La Quân đợi sau 2 giờ, cũng liền đi. Nàng không hỏi La Quân bệnh tình, sợ cho La Quân mang đến áp lực. Mà trên thực tế, La Quân có thể cảm giác được thân thể không thoải mái. Loại này sợi tơ cổ trùng thật sự là quá lợi hại, chúng nó theo trong não vực gặp nuốt phá hư la quân các loại hệ thống miễn dịch. Dù cho la quân thân thể cường tráng như châu, nhưng là loại này theo não bộ mang đến thương tổn, hắn cũng là không có biện pháp nào. Về phần nam đại bên kia đến trường, la quân là không có cách nào tiếp tục nữa. Trần Lăng cho la quân xử lý tạm nghỉ học thủ tục, hắn ở tại khu thứ 4 tin tức, liền xem như Trần Thiên Nhai phu phụ cũng không biết. Trần Thiên Nhai phu thê chỉ biết là la quân rời đi, bọn họ về sau cũng liền theo rời đi yến kinh trở lại đông giang đối ở hiện tại đã phát sinh hết thảy bọn họ đều rất khó tiếp nhận nhưng cũng không thể không tiếp nhận bọn họ không thể ngăn cản la quân rời đi thực cũng sợ hơn nhìn thấy la quân tại trước mặt bọn hắn khô héo mà chết có lẽ không gặp được ngược lại sẽ dễ chịu một chút la quân triệt để rời đi tất cả quen thuộc hắn những người kia trong tầm mắt nhưng hắn nhưng cũng vĩnh viễn lưu trong lòng bọn họ tại tư đồ công quán bên trong tư đồ linh nhi thân thể càng ngày càng nhanh nhẹn trong lúc này tống linh san sớm trở lại trong sân trường đi phải nói nàng không biết nên như thế nào đối mặt tư đồ linh nhi càng sợ nàng hơn chính mình sẽ nói lỡ miệng nửa tháng sau một ngày sáng sớm ánh nắng tươi sáng khí trời là càng ngày càng ấm áp tại tư đồ công quán đằng sau trên bãi cỏ tư đồ linh nhi cùng dương khiết dạo bước mà đi mẹ ta đợi chút nữa còn muốn lại đi xem một chút âu dương tư đồ linh nhi nói ra dương khiết nói nói ân mẹ cùng đi với ngươi. Tư đồ Linh Nhi gật gật đầu. Lúc này tư đồ Linh Nhi, nàng mặc lấy quý tộc hồng liên y váy, tóc dài xóa vai, gió sớm quét mà đến, tựa như mỹ lệ băng tuyết tiên tử. Tư đồ Linh Nhi ngẫm lại, nàng còn nói thêm mẹ, ngài có thể hay không trung thực nói cho ta biết, hắn đến cùng đến đó. Vì cái gì ta đánh hắn điện thoại thủy chung đánh không thông. Còn có, vì cái gì hắn vô duyên vô cớ sẽ rời đi, cũng không trở về trường học. Ta hôn mê lâu như vậy, trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh? Dương khiết ánh mắt có chút lấp lóe, nàng nói nói là quân cũng không phải là người bình thường. Hắn đại khái là cảm thấy bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, cho nên liền rời đi đi. Còn hắn đến đó, ta thật không biết, ngươi là bị những người xấu kia phía dưới đặc thù mê dược, cái này ta đã cùng ngươi đã nói nhiều lần. Thế nhưng là vì cái gì ta luôn cảm thấy, các ngươi có chuyện đang gạt ta đây. Tư Đồ Linh Nhi nói ra dương khiết nói nói có thể có chuyện gì cần muốn giấu giếm ngươi thì sao tư đồ linh nhi lắc đầu nói nói ta không biết trong nội tâm nàng thủy chung là không dễ chịu nàng thực rất muốn rất muốn nhìn đến la quân nàng biết hắn cứu nàng đi ra cũng không dễ dàng nàng muốn biết ngày đó đến cùng phát sinh những chuyện gì thế nhưng là liền xem như linh san cũng là như mẫu thân thuyết pháp đến nói cho nàng tư đồ linh nhi không thể làm gì Ăn sáng xong về sau, Dương Khiết lái xe mang theo Tư Đồ Linh Nhi đi vào trong bệnh viện. Âu Dương đã tiến hành cắt chi giải phẫu, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn đánh điểm. Hiện tại hắn mỗi ngày đều là nằm ở trên giường, ánh mắt ngẩn người. Tư Đồ Linh Nhi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn Âu Dương, không nói ái tình, vẻn vẹn cũng là Âu Dương này đôi chân liền là bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mà mất đi. Cho nên Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy mình khó từ tội trạng Linh Nhi, Âu Dương vốn là sắc mặt ngơ ngác, nhưng là tại tư đồ Linh Nhi sau khi đi vào, trong mắt của hắn bắt đầu có thần thái. Âu Dương mẫu thân gọi là Hoàng Yến, Hoàng Yến mỗi ngày đều tại trong bệnh viện bồi tiếp Âu Dương. Hoàng Yến đối tư đồ Linh Nhi hai mẹ con có chút lãnh đạm, thậm chí có chút oán hận. Con trai mình như không phải là bởi vì nữ nhân này cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Hoàng Yến hận, không cách nào tiêu trừ tư đồ linh nhi mang người hầu nấu xong tổ yến cháo nàng nhẹ cạn cười một tiếng nói nói ta mang cho ngươi tổ yến cháo cái này tổ yến trong cháo còn dùng đại xương cốt nấu canh cảm ơn ngươi linh nhi âu dương nhếch miệng cười một tiếng tư đồ linh nhi giúp âu dương đem giường dựa vào dao động lên dương khiết làm theo giúp tư đồ linh nhi múc cháo có cái gì tốt tạ đây đều là nàng phải làm hoàng yến lạnh lùng nói ra mẹ Âu Dương ánh mắt bên trong dần hiện ra tức giận cùng không kiên nhẫn đến, hắn nói nói ngài muốn là một mực như thế âm dương quái khí nói chuyện, vậy ngài đến lượt ta tra qua tới chiếu cố ta đi. Ngươi, Hoàng Yến khí không nhẹ. Tư Đồ Linh Nhi nói gấp a di, thật xin lỗi, đều là ta sai. Đây không phải một loại cố ý khoe mẽ, cứ việc nàng làm như vậy, ngược lại để Hoàng Yến càng thêm phản cảm. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi là thật cảm thấy, đây hết thảy sai đều là nàng tạo thành tư đồ linh nhi nội tâm tràn ngập ái náy. Hoàng Yến lạnh hừ một tiếng, quay người ra phòng bệnh. Tư đồ linh nhi sau khi ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng cho ăn Âu Dương húp cháo. Cứ việc Âu Dương hai tay là không có việc gì, nhưng tư đồ linh nhi kiên trì cho hắn ăn húp cháo. Âu Dương cũng rất hưởng thụ dạng này ngọt ngào. Dương khiết cũng đi theo ra, nàng cảm thấy nàng cần cùng Hoàng Yến nói một chút. Âu Dương, ngươi không muốn bởi vì ta mà dạng này theo mụ mụ ngươi nói chuyện, Dạng này sẽ để cho ta tại mụ mụ ngươi trước mặt rất khó làm." Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Âu Dương nói nói bất kể là ai, ta đều không cho phép bọn họ ở trước mặt ta khi dễ ngươi. Liền xem như mẹ ta cũng không được." Ánh mắt của hắn là như thế kiên định, còn người tựa như là ngôi sao một dạng lóe sáng. Tư Đồ Linh Nhi lại không dám nhìn tới Âu Dương ánh mắt. Âu Dương vì Tư Đồ Linh Nhi nỗ lực thật tại rất rất nhiều, cũng làm rất rất nhiều để Tư Đồ Linh Nhi cảm động sự tình. Nhưng là nàng nhưng thủy chung quên không la quân. Cái kia sạch sẽ mà thanh tú thiếu niên, bồi bạn nàng vượt qua toàn bộ thanh xuân thời kỳ. Liền xem như cách phía trên lại lâu, nàng nhắm mắt lại, liền phảng phất có thể trông thấy hắn sáng ngời con ngươi. Tại trở về trên đường, từ đồ linh nhi hướng lái xe Dương Khiết nói nói mẹ, hôm nay Âu Dương hỏi ta. Hỏi cái gì, Dương Khiết trái tim rung động một chút. Tư đồ linh nhi nhìn về phía kính chiếu hậu, nàng ánh mắt tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, nhưng bất kể thế nào hy vọng thủy chung đều là thất vọng nàng trầm mặc sau khi nói nói hắn hỏi ta hắn thành hiện tại cái dạng này ta còn có nguyện ý hay không gả cho hắn dương khiết đột nhiên phanh lại nàng hỏi tư đồ linh nhi nói nói vậy sao ngươi nói tư đồ linh nhi nhìn về phía dương khiết nàng hốc mắt bỗng nhiên đỏ nói nói mẹ ta thực không phải ghét bỏ hắn ta ta không biết trả lời như thế nào hắn ta sợ thương tổn hắn lòng tự trọng nếu như nằm ở nơi đó người là La Quân, coi như hắn từ đó tê liệt, ta cũng nguyện ý cả một đời tới chiếu cố hắn. Thế nhưng là mụ mụ, ta tìm không thấy hắn. Nàng nước mắt giống như cắt đứt quan hệ chân châu, không ngừng rơi xuống. Dương Khiết đương nhiên hiểu tư đồ Linh Nhi, nàng ôm ở tư đồ Linh Nhi, Linh Nhi, có mụ mụ tại, không ai có thể ép buộc ngươi làm ngươi không nguyện ý sự tình. Dương Khiết nhớ tới nàng và Hoàng Yến ở giữa trò chuyện, Hoàng Yến cũng lại yêu cầu nữ nhi của mình gả cho Âu Dương. Cái này hai mẹ con ngược lại là nghĩ đến cùng đi. Bằng tâm mà nói, Dương Khiết cũng là làm mẫu thân người. Nàng có thể hiểu được Hoàng Yến hận cùng thống khổ, nhưng là nàng vẫn là linh nhi mẫu thân a. Nàng không phải loại kia mang thành kiến người, Âu Dương đối nữ nhi của mình có ân. Nàng thật là không có đạo lý đến ghét bỏ Âu Dương đứa bé này. Huống hồ, các nàng đều có tiền, Âu Dương không có hai chân, cái này đều không phải là quá đại sự. Âu Dương là cao tài sinh không phải dựa vào hai chân ăn cơm nếu như nữ nhi trong lòng là thích âu dương nàng khẳng định sẽ chúc phúc các nàng thế nhưng là nữ nhi tâm lý rõ ràng chỉ có la quân báo ân phương thức có rất nhiều dương khiết không tán thành nữ nhi dùng chính nàng đến báo ân như thế tới nói nữ nhi nửa đời sau cũng sẽ không hạnh phúc mẹ ta đáp ứng hắn tư đồ linh nhi bỗng nhiên chống đỡ đứng người dậy nói ra không được dương khiết lập tức phản đối nàng lộ ra đến mức dị thường kiên quyết tư đồ linh nhi nói nói ta quyết định dương khiết biết nữ nhi tính tình rất lợi hại bướng bỉnh nàng trầm mặc sau khi nói nói tối thiểu ngươi bây giờ còn nhỏ nói chuyện cưới gả cũng còn chưa tới tuổi tác trước tiên đem đại học xong sau đó lại nói đi trước tiên có thể xử lý hôn lễ tư đồ linh nhi nói nói âu dương muốn là những thứ này ta thiếu hắn cần phải ta tận hết khả năng trả lại hắn mà lại mụ mụ ngươi không hiểu nếu như không có người kia Ta gả cho ai, không gả cho người nào, đây đều là không có quá lớn cái gọi là sự tình. Ta cũng biết, hắn không có khả năng cùng ta ở chung một chỗ. Bởi vì, hắn tương lai bản kế hoạch bên trong, cho tới bây giờ đều không có ta. Sự tình không phải ngươi muốn dạng này, Dương Khiết nói nói Linh Nhi, ta hy vọng ngươi có thể lý trí một chút. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc đi xuống, nàng không muốn nói thêm cái gì. Nhân sinh dù sao cũng phải hướng phía trước nhìn. Tư đồ Linh Nhi không như chính mình mãi mãi cũng xa vào tại như thế tưởng niệm cùng thương tổn trong nội tâm. Về sau, ngược lại là thuận lý thành trương bắt đầu chuẩn bị lên tư đồ Linh Nhi cùng Âu Dương hôn sự. Âu Dương tinh thần trạng thái biến rất tốt, có thể nói là tích cực, lạc quan, hướng lên. Cho dù là mất đi hai chân, khả năng đổi lấy tư đồ Linh Nhi tâm, cái này khiến Âu Dương cảm thấy rất giá trị. Hôn kỳ tại sau ba tháng, khi đó, Âu Dương trên cơ bản có thể chống quải trượng bước đi bên này sẽ cho hắn ấn lên tốt nhất trí năng chân giả. Tư đồ Linh Nhi lựa chọn tạm nghỉ học nửa năm, trong ba tháng này, tư đồ Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện bồi Âu Dương làm sự phục hồi. Âu Dương dần dần dựa vào hai cây quải trược, đã có thể chậm một chút bình thường bước đi. Hắn bị thương khôi phục rất không tệ. Một cái chớp mắt ấy, ba tháng trôi qua, cũng đã đến tháng 9 quang cảnh. Đây chính là trong vòng một năm nóng nhất thời điểm. Mà ngày mai là ngày 12 tháng 9, chính là Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương cử hành kết hôn buổi lễ thời gian. Hôn lễ là tại Khải Việt Đại khách sạn bên trong cử hành. Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn là hôm qua liền đến, Tư Đồ Linh Nhi muốn Tống Linh San tới làm phù dâu, Tống Linh San lại là cự tuyệt. Nàng không nguyện ý, đây là nàng tư thái, nàng không nguyện ý Tư Đồ Linh Nhi gả cho Âu Dương. Nhưng là nàng cũng không có tư cách phản đối. Ở buổi tối thời điểm Tống Linh San cùng đồng giai văn bồi tiếp từ Đồ Linh Nhi. Dương Khiết cũng tới, ngay tại khách sạn trong phòng, từ Đồ Linh Nhi mặc vào mỹ lệ mà trắng noan áo cưới, nàng là xinh đẹp như vậy, không dính vào một tia bụi mù. Âu Dương cũng không nhịn được chạy tới, hắn là tại một tên bảo tiêu cùng đi. Hộ về kia gọi là Mang chấn, Mang chấn chủ yếu vẫn là nâng Âu Dương, nhiều khi Âu Dương lại so với người bình thường mệt mỏi mau một chút, tân lang quan viên hôm nay là không thể tới gặp tân nương tử đồng giai văn không khỏi cười đùa nghịch nói nói ngày mai tân nương tử cũng là ngươi làm sao lại như thế không chịu nổi đâu âu dương cười tủm tỉm hắn trên dưới quanh người mỗi một cái lỗ chân lông đều là vui vẻ mà thư sướng tư đồ linh nhi nhìn thấy âu dương tới cũng là mỉm cười nàng đối âu dương nụ cười so trước kia nhiều một ít âu dương nhìn lấy tư đồ linh nhi không khỏi nghi người hắn thì thào nói nói Linh Nhi, ngươi thật đẹp. Đồng Giai Văn nói nói đó là đương nhiên, tiểu tử ngươi là dẫm nhầm cứt chó A. Âu Dương ha ha ngốc cười rộ lên. Dương khiết ở một bên không có làm sao nói, trong nội tâm nàng Thủy chung cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có tuân theo nữ nhi ý tứ. Vốn là, nàng cũng có qua lo lắng, nhưng nhìn đến Âu Dương thật sự là theo trong đầu yêu nữ nhi, nàng cũng liền dần dần tiếp nhận hiện thực này bất quá ngay tại trong phòng này một mảnh vui mừng sung sướng thời điểm cửa đột nhiên xuất hiện một nữ tử nữ tử này mặc lấy màu đen váy đầm xinh đẹp mà lãnh ngạo nàng nghiêng dựa vào cửa cười lạnh nói nói thật đúng là chỉ tu sửa người cười không ai nghĩ tới người cũ khóc a à. nàng thanh âm tràn ngập châm chọc cùng khinh thường nữ tử này không là người khác chính là trầm mặc nùng ngươi là ai âu dương bọn họ cũng không nhận ra trầm mặc nùng âu dương nghe ra trầm mặc nùng châm chọc Lập tức lạnh giọng chất vấn. Trầm Mặc Nùng khinh thường nhìn một chút Âu Dương, nói nói ngươi cũng gãy chân, quản chi chân ngươi là vì tư đồ linh nhi mà đứt, nhưng ngươi nếu thật là yêu nàng, làm sao nhịn tâm muốn nàng đến hầu hạ ngươi cả một đời. Ngươi, Âu Dương nhất thời mặt xanh một trận, bạch một trận, ngươi là cái gì đến người điên, Mang Chấn, đem nàng đuổi đi. Mang Chấn lập tức tới ngay Trầm Mặc Nùng trước mặt, hắn lạnh lùng nói nói nữ sĩ, mời ngươi rời đi trầm mặc nùng lạnh lùng nói nói người yên tâm, ta sẽ rời đi. Nàng sau đó nói với Tư Đồ Linh Nhi nếu như người muốn gặp La Quân, thì đi theo ta. Tư Đồ Linh Nhi thân thể mềm mại rung mạnh. La Quân hai chữ này tựa như là một cái ma chú, chỉ cần nhắc lên hai chữ này, ở đây mỗi người trong lòng cũng không có thể bình tĩnh. Dương Khiết cũng là thân thể chấn động. Mà Tống Linh san sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, nàng một mực lén gạt đi Linh Nhi, nhưng nàng lương tâm chỗ sâu cũng thời khắc tại thụ lấy vô cùng dày vò nàng thậm chí không biết la quân sống hay chết đồng giai văn lại là không biết trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh nàng chỉ là biết âu dương vì linh nhi mất đi hai chân nàng hỏi qua la quân nhưng tống linh san cùng tư đồ linh nhi đều nói la quân vân du tứ hải đi ai cũng không biết hắn ở đâu làm trầm mặc nùng nói ra la quân hai chữ về sau âu dương cũng là sắc mặt biến đổi lớn Tư Đồ Linh Nhi lập tức liền muốn đi theo ra, Âu Dương lập tức liền giữ chặt Tư Đồ Linh Nhi tay. Linh Nhi, ngươi không thể đi. Âu Dương mang theo cầu khẩn nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nhìn một chút Âu Dương, nàng trầm giọng nói: nói ta phải đi một chuyến. Chuyện gì? Chúng ta đều có thể đợi đến ngày mai hôn lễ sau khi hoàn thành, đến lúc đó ngươi lại đi, có thể sao? Âu Dương tránh thức cầu khẩn nói ra. Thật xin lỗi. Tư Đồ Linh Nhi cưỡng ép tránh ra Âu Dương tay sau đó cứ như vậy mang giày cao gót mặc lấy áo cưới đi ra ngoài nàng không quá thói quen mang giày cao gót chạy mấy bước liền đem giày cao gót vứt bỏ đi chân đất cùng đi theo dương khiết tống linh san đồng giai văn các nàng lập tức theo tới âu dương đối mang trấn nói nói đi mang ta đi mang ta đi hắn cuối cùng là táo bạo kêu đi ra mang trấn nói nói vâng trầm mặc nùng lái một xe jeep xe quân đội tư đồ Linh Nhi lên xe thời điểm có chút không tiện. Nàng lại cũng không để ý cùng, trực tiếp đem áo cưới váy đại lực xé rách ra. Sau đó, nàng thì lên quân xa. Trầm mặc nùng tiếp lấy thì nổ máy xe. Là quân bây giờ ở nơi nào? Tư đồ Linh Nhi lập tức liền hỏi hắn trở về. Trầm mặc nùng không có trả lời ngay tư đồ Linh Nhi, nàng lái xe rất lợi hại chuyên chú. Sau một lúc lâu, trầm mặc nùng nhẹ nói nói hắn chưa bao giờ từng rời đi Yến Kinh hắn một mực đang yến kinh, tư đồ linh nhi bị kinh ngạc, nàng theo rồi nói ra hắn điện thoại cũng đánh không thông, vì cái gì một mực muốn trốn tránh ta. Trầm mặc nùng nói nói cho nên đây chính là người muốn gả cho Âu Dương Lý do sao. Giọng nói của nàng cũng không tốt, lạnh lùng chất vấn. Tư đồ linh nhi nao nao, nàng nói không ra lời. Trầm mặc nùng cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này, nàng nói nói thực ta biết, hắn một chút đều không muốn người đi gặp hắn. Câu nói này nghe rất là lạnh nhạt vô tình. Cũng hung hăng đả kích đến tư đồ linh nhi tâm linh. Nàng thân thể run lẩy bẩy. Nhưng là tiếp đó, trầm mặc nùng lời nói lại làm cho tư đồ linh nhi sợ đến vỡ mật. Trầm mặc nùng nói nói nhưng là ta thân là hắn bằng hiếu, ta làm không được thì nhìn lấy hắn dạng này tiếc nuối đi chết. Ta biết, hắn không muốn để cho người thống khổ, nhưng ta càng không đành lòng hắn thống khổ như vậy đi chết. Cho dù chết, người cũng vĩnh viễn cũng không biết, hắn đến cùng vì ngươi làm qua cái gì. Tư đồ linh nhi nhất thời có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, run âm nói nói có ý tứ gì. Ngươi nói là quân muốn chết, hắn đến cùng làm sao. Trầm mặc nùng nói nói người bị trùng hoàng bắt đi về sau, trong đầu bên trong sợi tơ cổ trùng. Loại này cổ trùng dược thạch khó cứu, các loại phẫu thuật cũng không có cách nào trị liệu ngươi. Về sau vô vi đại sư vì ngươi tìm đến miêu cương cao thủ, bọn họ nghĩ ra biện pháp là chuyển di cổ trùng, la là quân làm cơ thể sống hắn đem đầu ngươi bên trong sợi tơ cổ trùng toàn bộ chuyển rời đến hắn trong đầu hiện tại trầm mặc nùng nói đến đây rốt cuộc nói không được nàng liền nói nói chờ ngươi đến liền biết tư đồ linh nhi triệt triệt để để trầm mặc đi xuống cái kia một cái chớp mắt nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ yến kinh cảnh đêm là như thế huy hoàng mà hùng vĩ phong nhi theo cửa sổ xe chỗ thổi tới nàng sợi tóc lung tung bay múa nước mắt muốn không kiêng nể gì cả dũng mãnh tiến ra, nhưng nàng đem đầu ngừng đến, nàng nỗ lực đem yếu giật suốt lai hơi nước bước về đi. Nàng nói với chính mình, nhất định muốn kiên cường, nàng không thể như vậy không có tiền đồ, không thể vốn là như vậy thuốc thiết. Như thế, hắn hội không thích. Nàng biết, nam hài tử đều không thích nữ hài tử luôn luôn khóc suốt mướt. Nàng ngón tay giữa giáp hung hăng bóp tiến lòng bàn tay trong thịt. Khu thứ bốn rất nhanh liền đến trầm mặc nùng xe tự nhiên là tiến quân thần tốc sau khi đậu xe xong trầm mặc nùng xuống xe tư đồ linh nhi ngơ ngác ngồi trên xe nàng không có lập tức xuống xe trầm mặc nùng cũng không có thúc giục tư đồ linh nhi sau một hồi khá lâu tư đồ linh nhi xuống xe tại trầm mặc nùng chỉ huy hạ rất nhanh các nàng liền đến đến cái kia tòa nhà trong phòng trong phòng ánh đèn là yếu đuối ta thì không đi vào trầm mặc nùng nói ra tư đồ linh nhi gật gật đầu trầm mặc nùng đem chìa khóa giao cho tư đồ linh nhi tư đồ linh nhi tay khẽ run trầm mặc nùng quay người rời đi như thế tràng cảnh nàng không dám nhìn tới tư đồ linh nhi đứng ở trước cửa nàng đợi rất lâu nàng thế mà có chút không dám đẩy ra cánh cửa này nàng sợ sợ thấy được nàng sợ hãi nhìn thấy tràng cảnh nàng sợ nàng sẽ không còn được gặp lại cái kia sáng ngời thiếu niên nhưng môn cuối cùng là phải mở ra làm môn chậm rãi đẩy ra thời điểm tư đồ linh nhi trông thấy người bên trong khi nàng nhìn thấy bên trong người kia thời điểm nàng nước mắt giống như vỡ đê hoàng hà kềm nén không được nữa chính mình trong phòng khách ánh đèn làm mờ nhạt truyền hình ngay tại để đó tom và jerry trên ghế salon nằm một người người kia đã ngủ người kia tại dạng này đại mùa hè bên trong quấn một tầng thật dày áo bông hắn lộ ở bên ngoài hai tay đã khô gầy như que củi da kia nếp gấp, giống như 80 lão quá bình thường. Trên mặt hắn, hai mắt đã thật sâu lõm đi xuống. Nếp nhăn như khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Đó đã không phải là sáng ngời thiếu niên, mà chính là một cái lão đầu sắp chết. Nhưng là khi nhìn đến hắn thứ nhất mắt thời điểm, từ đồ linh nhi liền biết, hắn cũng là la quân. Giống như là có một cây đao, hung hăng vào tư đồ linh nhi sâu trong tâm linh, là như thế đau nhức không thể cản. Nàng che miệng lại, không để ý hình tượng ngồi xuống. Nàng nước mắt, cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống. Tư đồ linh nhi, người chính là lang tâm cẩu phế. Tư đồ linh nhi ở trong lòng hung hăng chú chửi mình. Nàng áp lực tiếng khóc, cuối cùng vẫn là bừng tỉnh trên ghế salon ngủ la quân. La quân mở mắt ra liền thấy tư đồ linh nhi. Tại nhìn rõ ràng về sau, la quân không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng làm sao tới? La quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại là tại dạng này tràng cảnh bên trong cùng tư đổ Linh Nhi gặp mặt. Cái này hơn 3 tháng đến, là quân tình huống ngày càng xa suốt. Hắn hệ thống miễn dịch, còn có sinh lý cơ cấu đều đang nhanh chóng giải dạ yếu. Hắn ngay tại từng bước một hướng đi tử vong, trong thân thể khí huyết theo giải dạ yếu mà biến mất. Hắn đối với loại này sợi tơ cổ trùng không có một điểm biện pháp nào. Nếu không phải bản thân hắn tu luyện qua pháp lực, tế bào não khác hẳn với thường nhân giờ phút này não hạch sớm đã thất thủ, biến thành bại não. Tư đồ Linh Nhi đứng dậy, nàng đi vào La Quân trước mặt. Nàng quỳ gối ghế sofa bên cạnh, ôm La Quân chân, tê tâm liệt phế khóc lên. Bốn năm qua, chỗ có từng điểm từng điểm đều tại Tư đồ Linh Nhi trong đầu nổi lên. Một năm kia mùa hè, có hắn cùng đồng lão sư, còn có Linh San. Bọn họ đến tề nam du lịch, cái kia bác bất chờ tới tuyển tuyển nước, công viên phong cảnh, còn có phủ dung đường phố quả vặt, cùng Thái Sơn Vân Long bàn biển. Một năm kia 30 Tết, hắn tức hồn hển xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia rất nhiều ban đêm, nàng mỗi ngày đều ngủ được an ổn, bởi vì nàng biết, hắn đang bảo vệ nàng. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều rất nhiều, nghĩ tới hai người tương lai, nghĩ tới các nàng hội hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là về sau, đều biến, hắn tàn nhẫn cự tuyệt. Tư đồ linh nhi một lần coi là, hắn là cái tự tư người. Nàng cảm thấy, nàng không phải tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người. Thế nhưng là mỗi một lần, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, hắn lại đều là cái thứ nhất xuất hiện. Nàng lại cho rằng, hắn là ưa thích chính mình, chẳng qua là ưa thích, là đồ chơi, là phú hảo đối khất cái bố thí. Có thể đến giờ này khắc này, nàng trông thấy hắn vì chính mình, biến thành bộ dáng như vậy. Liền xem như sắp muốn chết, nhưng cũng kiên trì cái gì cũng không nói hắn còn phải xem lấy chính mình đi cùng âu dương kết hôn còn có cái gì dạng thích muốn so hắn thích tới thâm trầm đâu tư đồ linh nhi tại thời khắc này rốt cuộc biết nàng nắm giữ so tưởng tượng phải nhiều hơn nàng giờ phút này chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc lên linh nhi đừng khóc ta không sao la quân nhẹ nhàng nói ra hắn không thể gặp tư đồ linh nhi thương tâm như vậy hắn muốn tận khả năng đến an ủi nàng tư đồ linh nhi không để ý tới la quân nàng khóc rất lâu sau cùng mới chậm rãi bình phục lại về sau từ đồ linh nhi đứng dậy nàng tuyệt không ghét bỏ ôm chặt lấy la quân từ nay về sau người nào cũng đừng hòng đem ta từ trên người ngươi đuổi đi nàng vô cùng kiên định nói ra la quân ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi đúng lúc này bên ngoài tiếng bước chân truyền đến rất nhanh trầm mặc nùng liền mang theo dương khiết một đám người tới trầm mặc nùng không có đưa các nàng cản ở bên ngoài dù sao có nhiều vấn đề cũng là cần phải giải quyết làm tống linh san các nàng xem đến la quân bộ dáng như vậy thời điểm nhất thời qua một tiếng khóc giống lên đồng giai văn còn có dương khiết đều khóc lên chỉ có âu dương âu dương nhìn thấy từ đồ linh nhi cầm thật chặt la quân tay lúc hắn triệt để bạo tẩu người buông ra linh nhi âu dương phẫn nộ nói người cái này người quái gì người vì cái gì còn sống người vì cái gì còn không chết Giờ khắc này, Âu Dương chỗ có lễ phép, hàm dưỡng đều không có. Hắn bị phẫn nộ đã choáng váng đầu óc. Giờ khắc này, từ Đồ Linh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương. Tựa hồ là giờ khắc này lên, nàng mới nhận thức lại Âu Dương. Là quân tâm tính rất tốt, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình lúc này tình cảnh, từ đó cảm giác đến tự ti. Đời này của hắn, ngang dọc tiêu sái qua, đến giờ này khắc này, hắn tuy nhiên nhận mệnh, nhưng hắn vẫn không có đem âu dương loại người này để vào mắt nhưng là lúc này trầm mặc nùng lại là không vừa mắt nàng lạnh lùng nói nói âu dương đúng không nếu như ngươi liền tối thiểu tôn trọng đều học không được như vậy ta vẫn là mời ngươi lập tức rời đi nơi này đi âu dương hai mắt huyết hồng nói nói tôn trọng ngươi bảo ta làm sao tôn trọng ngươi để ta nhìn ta vị hôn thê theo khác nam nhân cùng một chỗ còn muốn ta đến tôn trọng hắn sao trầm mặc nùng đang muốn mở miệng nói chuyện từ Đồ Linh Nhi buông ra la quân, nàng đứng lên, nàng ánh mắt kiên nghị vô cùng, nàng nhìn về phía Âu Dương, nói nói Âu Dương, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi ở giữa lại không cái gì liên quan, ngươi cảm thấy ta có lỗi với ngươi cũng tốt, hay thay đổi cũng tốt, cũng không đáng kể, không có chút nào liên quan. Âu Dương giận nói Từ Đồ Linh Nhi, ngươi nói thế nào ra loại lời này, ta này đôi chân cũng là bởi vì ngươi mới không có ngươi lại còn nói về sau cùng ta không có chút nào liên quan tư đồ linh nhi nói nói vậy ngươi coi như ta là vong ân phụ nghĩa xúc sinh tốt nếu như ngươi đòi tiền có thể nhưng là hắn ta không có nửa điểm đồ vật có thể cho ngươi ta muốn nói chuyện đã nói xong mời ngươi đi đi âu dương giận không nhịn nổi hắn đột nhiên vung lên quải trượng hướng la quân đánh tới đều là ngươi tư đồ linh nhi cấp tốc ngăn ở âu dương trước mặt nàng hai tay hung hăng đẩy sau đó Âu Dương thì ngã trên mặt đất. Hắn đau hừ một tiếng, cái kia chân giả cũng rơi xuống ra. Tư Đồ Linh Nhi lại không có nhìn nhiều Âu Dương liếc một chút, nàng xoay người lại đến La Quân trước mặt, nhẹ nói nói ta dìu ngươi tiến gian phòng nghỉ ngơi. La Quân gật gật đầu, nói nói tốt. Tư Đồ Linh Nhi cùng La Quân trở về phòng, trầm mặc nùng vẫn lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Cái này tòa nhà rất nhanh lại an tĩnh lại. Tư Đồ Linh Nhi luôn luôn thiện lương, mềm lòng nhưng hôm nay nàng biểu hiện ra lạnh lùng cùng cứng rắn để thân thể vì mẫu thân dương khiết đều cảm thấy ngoài ý muốn có lẽ nàng thiện lương mềm yếu chỉ là bởi vì còn không người đụng phải nàng phòng tuyến cuối cùng khi nàng phòng tuyến cuối cùng bị đụng chạm lúc nàng cũng có thể làm được không lưu tình chút nào trong phòng ngủ từ đồ linh nhi đánh nước rửa chân cho la quân cẩn thận rửa chân cái này khiến la quân rất lợi hại không thích ứng linh nhi ta không có coi là chúng ta còn có thể gặp lại La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi tay dừng lại, nàng trầm mặc sau khi, lại tiếp tục cho La Quân rửa chân. Chẳng qua là khi nàng đụng chạm đến La Quân chân lúc, cái kia khô héo ra thịt để cho nàng nước mắt lần nữa rơi xuống. Ngươi liền định thật dạng này gạt ta cả một đời. Tư Đồ Linh Nhi một bên rơi lệ, vừa nói. La Quân nói nói dạng này cũng không có gì không tốt. Tư Đồ Linh Nhi nói nói ngươi vì ta làm nhiều như vậy, mà ta lại đến chết đều còn tại oán trách ngươi dạng này đáng giá không có thể ngươi sẽ không thống khổ như vậy la quân nói nói ngươi bây giờ biết đây hết thảy nếu như ngày đó ta đi ngươi làm sao bây giờ ngươi hội dễ chịu sao vì cái gì ngươi đến bây giờ cái dạng này ngươi còn đang suy nghĩ ta sẽ như thế nào tư đồ linh nhi khóc nói nói ngươi liền không thể nghĩ thêm đến chính ngươi sao la quân hơi hơi thở dài tư đồ linh nhi cho la quân tẩy xong chân về sau nàng thì phục thị la quân đến trên giường nằm xuống về sau nàng cũng muốn đi theo đến trên giường tới la quân giật mình nói nói ngươi làm cái gì vậy tư đồ linh nhi nói nói ngươi sống một ngày ta cùng ngươi một ngày chỉ cần ngươi cảm tử ta thì cùng đi với ngươi chết ta nói được thì làm được ngươi cái này la quân lắc đầu nói nói ta liền biết ngươi tính tình này cho nên ta mới không dám nói cho ngươi linh nhi Ngươi tuyệt đối đừng vì ta làm cái gì việc ngốc, ta nhìn thấy ngươi qua tốt, thì so cái gì đều thỏa mãn. Không cần ngươi quản ta, tư đồ linh nhi thật sự đến trên giường, nàng vẫn là ôm thật chặt la quân. Cái này đại mùa hè, còn tới một giường chăn lớn tử, cái này tuyệt đối không phải tư đồ linh nhi có thể chịu đựng được. La quân nói nói ngươi vẫn là khác đắp chăn, nhiều nóng a. À. Tư đồ linh nhi nói nói điểm ấy nóng hổi ngươi thừa nhận thống khổ đến so, tính là gì. La Quân nói nói ta đó là không có cách, người cái này cũng không cần tìm cho mình tội thụ A. À. Tư Đồ Linh Nhi nói nói ta không cần ngươi quản. Nàng quật cường lên, La Quân cũng là cầm nàng không có biện pháp nào. Tư Đồ Linh Nhi là thoát váy, trên người nàng chỉ mặc quần áo lót. Nhưng La Quân vẫn là xuyên rất nhiều, nhưng chính là Tư Đồ Linh Nhi dạng này ôm La Quân, La Quân cảm thấy mình huyết dịch tựa hồ có chút sôi trào. Thế mà, sinh ra phản ứng. La Quân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Trong đầu của hắn, linh quang thiểm hiện trong tích tắc. Tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt, đã muốn bắt được thứ gì, nhưng cũng nói không rõ, không nói rõ. Thân thể ta, rõ ràng đã giải dạ yếu. Lúc này đối với nữ nhân cũng sẽ không có phản ứng, có thể lại đột nhiên có phản ứng. Điều này nói rõ cái gì đâu. La Quân tỉ mỉ khổ tư lên. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tư đồ linh nhi thấy thế, không khỏi hỏi. La Quân có chút hưng phấn, nói nói nguyên lai là có thể làm được. Cái gì có thể làm được? Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân lập tức liền nói nói mấy ngày này, ta một mực đang ý đồ trị liệu chính mình, nhưng là sau cùng cũng không thành công, tại ta tưởng tượng bên trong, người và động vật trong thân thể đều ở một cái thần linh. Thần linh, có ý tứ gì? Tư Đồ Linh Nhi càng thêm mê mang. La Quân nói nói cái này thần linh cũng là tiến hóa hệ thống. Tiến hóa hệ thống? Tư Đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy có chút cái hiểu cái không. Tiến hóa hệ thống cũng là người và động vật, hội căn cứ ngoại giới hoàn cảnh, sau đó tới tiến hóa tự thân, từ đó đạt đến tới thích ứng hoàn cảnh mục đích. Tỷ như chúng ta tổ tiên tương truyền là theo vượn người tiến hóa mà đến. Cũng có nghiên cứu nói, nhân loại sớm nhất là một loại sinh vật biển, bởi vì sớm nhất thời điểm, bên trong thiên địa, khắp nơi đều là hải dương. Mà lại, nhân loại cũng có muốn muối ăn thói quen cái này bên trong, trọng yếu nhất hai chữ là tiến hóa. Là quần hưng phấn nói với tư đồ Linh Nhi lấy. Lúc này, quản chi hắn dung nhan không tại, khuôn mặt già nua. Có thể tư đồ Linh Nhi lại ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì đổi phế, nàng tựa hồ cảm thấy, hắn vẫn là như thế sáng ngời. Tư đồ Linh Nhi cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình vẫn luôn là sâu như vậy thích người nam nhân trước mắt này. Không phải là bởi vì hắn nhiều lần thủ hộ cùng cứu giúp, mà là bởi vì người khác cách cùng mị lực. La Quân trong đoạn thời gian này, hắn một mực không hề từ bỏ tự cứu. Hắn thông qua mấy năm này tri thức bù lại, lại đi nghiên cứu thuyết tiến hóa cùng thuyết tương đối. Mặt khác liên quan tới lượng tử quang học, lượng tử dây dưa, năm hạng không gian chờ một chút, đây đều là La Quân nghiên cứu đầu đề. Mà lần này, hắn cường điệu nghiên cứu là thuyết tiến hóa. La Quân nhìn một chút từ đồ linh nhi, nói nói người hiểu ta đang nói cái gì sao? Tư đồ Linh Nhi khắp khuôn mặt là mồ hôi, nàng thật là rất nóng. Bất quá lúc này nàng không có chú ý đến trên người mình nóng, mà là có chút hờn dỗi, nói nói xin nhờ, ta và ngươi cùng một chỗ sách, ta cũng không phải học cặn bã. Thuyết tiến hóa ta làm sao không biết. Là quần cười ha ha một tiếng. Hắn sau đó liền nói ách, tốt Linh Nhi, ngươi nhanh đi mặc quần áo vào, sau đó an vị ở một bên, ta thật tốt nói cho ngươi. Ta tựa hồ có cứu mình biện pháp. Tư đồ Linh Nhi trong đôi mắt đẹp nhất thời dần hiện ra lộ rõ trên mặt vui sướng, nàng ngoan ngoãn ân một tiếng, lập tức liền mặc váy, sau đó chuyển ra bên ngoài chăn. Thực nàng bản tính là ngượng ngùng, chỗ lấy làm như thế, chính là muốn nói cho La Quân, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, nàng cũng sẽ không ghét bỏ hắn. La Quân tự nhiên cũng hiểu tư đồ Linh Nhi ý tứ. Sau đó, La Quân liền nói người nhìn, thuyết tiến hóa bên trong đối rất nhiều giống loài đều làm giải thích chim chóc chảo là dùng đến bắt nhánh cây cánh là dùng đến bay nó toàn thân cao thấp đều là không có có dư thừa bộ phận đây là một loại chính xác tiến hóa chúng ta tổ tiên trước kia là sinh hoạt tại nguyên bắt đầu thời đại theo giống như con khỉ là cần cái đuôi nhưng về sau chúng ta cái đuôi dần dần biến hóa bởi vì chúng ta đã đi ra nguyên thủy thời đại làm chúng ta sau khi mặc quần áo vào trên thân nồng đậm lông tóc cũng theo không đây chính là ta muốn nói thân thể chúng ta bên trong có tiến hóa thần linh. Tư đồ linh nhi gật gật đầu, nói nói đây đều là lão sư nói qua. La quân mỉm cười, nói nói nhưng là, Đạt Huyên đang nghiên cứu tốt thuyết tiến hóa về sau, đã từng bị một vấn đề hoang mang thật lâu. Tư đồ linh nhi nói nói a, à, vấn đề gì? La quân nói nói đây là ta tại thư viện tra một chút tư liệu điều tra ra, Đạt Huyên đang nghiên cứu tốt thuyết tiến hóa về sau, hắn cảm thấy hết thảy giống loài đều có thể dùng thuyết tiến hóa đến giải thích nhưng là hắn lại bị khổng tước cho làm khó, hắn thì không hiểu, khổng tước cái đuôi là lấy làm gì. Tư đồ Linh Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng liền hiếu kỳ nói người kiểu nói này, thật đúng là. Các loại động vật mỗi cái bộ phận đều là có tác dụng, thế nhưng là khổng tước lớn lên đẹp như thế, lớn như vậy cái đuôi, là tới làm cái gì dùng. Là quân nói nói về sau, Đắc Huyên giải thích là, hùng khổng tước cái đuôi cũng là dùng để tìm phối ngẫu, là dùng đến đòi nữ hài tử ưa thích. Tư đồ Linh Nhi không khỏi buồn cười, nói nói thật giả ha. La Quân nói nói cái kia còn chỉ có lời giải thích này, có lẽ khổng tước loại này giống loài, đại não mạch kín cùng khác động vật khác biệt. Hùng khổng tước tiến hóa ra cái đuôi về sau, tiếp lấy lại cùng con mái khổng tước sinh sôi ra tiểu khổng tước. Sau đó tiểu khổng tước bên trong con mái khổng tước bởi vì gen quan hệ, cũng mọc ra xinh đẹp cái đuôi. Nhưng là, từ đầu đến cuối, cái đuôi đẹp mắt nhất vẫn là hùng khổng tước. Tư đồ Linh Nhi nói nói tốt a, à, người nói có chút đạo lý. Nàng đón đến, nói nói thế nhưng theo người trị liệu người bệnh có quan hệ gì. La Quân nói nói ta một mực đang luận chứng thuyết tiến hóa, nhưng là không có gì hiệu quả. Vừa mới ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai là có thể có thành tựu hiệu. Cái gì hiệu quả, Tư đồ Linh Nhi nói ra. Ách, La Quân lại là không tốt nói rõ với Tư đồ Linh Nhi. Bởi vì hắn vốn là cho là mình tất cả công năng đánh mất nhưng là hắn thế mà đối linh nhi có phản ứng sinh lý linh nhi ta mấy ngày nay muốn tiến hành một cái bế quan nếu như bế quan thành công ta có thể sẽ khỏi hẳn thậm chí so trước kia thân thể càng tốt hơn la quân nói nói ngươi về trước đi tư đồ linh nhi nói nói không được người bế quan ta thì ở bên ngoài trông coi ngươi ta cũng không đi đâu cả la quân nói nói ngươi cái này vậy ngươi cũng muốn theo mụ mụ ngươi nói rõ một chút đừng để nàng vì ngươi lo lắng Tư Đồ Linh Nhi nói nói vậy được. La Quân nói nói tốt, ta hiện tại muốn làm điểm khác sự tình. Hắn sau đó để Tư Đồ Linh Nhi đem điện thoại lấy tới. Tư Đồ Linh Nhi lập tức đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. La Quân cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Bên kia Trầm Mặc Nùng tiếp điện thoại lại tiếp rất lợi hại tâm thần bất định. Bởi vì nàng coi là La Quân là muốn đến hương sư vấn tội. Trầm Mặc Nùng nói nói người muốn chửi liền chửi đi, phản chính sự đã làm. Là quần nào nào, sau đó, hắn cười một tiếng, nói nói ta cái kia có như vậy thiếu thông minh, ngươi cũng là vì ta tốt. Ngạch, ngươi bây giờ có việc gì thế? Không có việc gì, làm sao? Trầm mặc nùng hỏi. Là quần nói nói ngươi có thể liên hệ với đại bá ta a. À? Gần nhất mấy lần, cũng không đánh thông hắn điện thoại. Trầm mặc nùng nói nói đại bá của ngươi vì bắt trùng hoàng, trong khoảng thời gian này một mực không ở trong nước. Bất quá có biện pháp liên hệ với hắn. La Quân nói nói tốt, cái kia có thể liên hệ với Vô Vi Đại sư a. Trầm Mặc Nùng nói nói vậy ta liên lạc không được, bất quá đại bá của ngươi liên hệ được. Tốt, theo đại bá ta nói, liền nói không cần phải để ý đến Trùng Hoàng. Ta đại khái có thể chính mình cứu chữa tốt chính mình. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng lập tức hưng phấn dị thường, người nói người có thể chính mình chữa trị xong chính mình. La Quân nói nói không sai, nhưng ta cần ta đại bá cùng Vô Vi Đại sư trợ giúp trầm mặc nùng nói nói tốt ta lập tức cho ngươi liên hệ thật có biện pháp có thể trị liệu tốt chính ngươi tư đồ linh nhi ở một bên cao hứng rất nhiều lại hơi nghi hoặc một chút nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tin la quân nói nói đương nhiên yên tâm đi ta cái kia có dễ dàng chết như vậy bất quá đây cũng là ngươi cho ta linh cảm tư đồ linh nhi càng là mờ mịt nói nói ta cho ngươi cái gì linh cảm la quân cười ha ha lại là không nói tư đồ linh nhi gặp la quân không nói cũng thì không hỏi tới nữa nàng vốn cũng không phải là cái thích bát quái người dù sao chỉ cần la quân không có việc gì là được sau đó tư đồ linh nhi thì đi ra bên ngoài cho mẫu thân dương khiết gọi điện thoại điện thoại rất nhanh liền thông dương khiết bên kia cũng không có nói chuyện trước một mảnh trầm mặc tư đồ linh nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải sau một hồi khá lâu Tư đồ Linh Nhi nghe được đầu bên kia điện thoại, mẫu thân khẽ thở dài một cái một hơi. Về sau, mẫu thân Dương Khiết liền nói Linh Nhi, hắn ngươi không cần lo lắng, chỗ có đằng sau sự tình, mẹ đều sẽ cho ngươi xử lý tốt. Nước mắt nhất thời kềm nén không được nữa theo tư đồ Linh Nhi trong hốc mắt chảy ra. Nàng coi là Mụ Mụ sẽ tức giận, hội trách cứ. Nhưng sau cùng, Mụ Mụ lại là đem chỗ có trách nhiệm đều ôm lấy tới. Dương Khiết còn nói thêm ta biết là quân chúng cổ độc. Mấy ngày này, mụ mụ tâm lý dày vò cũng không ít, ta thậm chí cũng không dám đi nghe ngóng hắn tin tức. Bởi vì ta sợ hắn đã không tại. Nàng hít sâu một hơi, còn nói thêm ngươi tốt nhất bồi tiếp hắn đi đến sau cùng một đoạn đường này đi. "Chỉ là Linh Nhi," đáp ứng mụ mụ, "không nên làm khó chính ngươi, được không?" Tư Đồ Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói nói ân, "Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ." Nàng sau đó còn nói thêm, "Mẹ, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta." vừa mới là quân nói hắn đã đã tìm được cứu chữa chính hắn biện pháp. Hắn đã gọi điện thoại cho đại bá của hắn, còn có một vị đại sư trước đưa cho hắn hộ pháp. Thật, Dương Khiết cũng không khỏi vui mừng. Thật, Tư Đồ Linh Nhi nói nói hắn không giống như là gạt ta, hắn nói với ta rất nhiều liên quan tới thuyết tiến hóa đồ, vật, tuy nhiên ta không biết rõ hắn độc cùng thuyết tiến hóa có quan hệ gì. Nhưng là hắn tựa như là thật tốt đến bí quyết. Dương Khiết nói nói thuyết tiến hóa Luyện võ nhân thần thông là chúng ta người bình thường khó có thể lý giải được, hy vọng hắn thật có thể cứu chữa tốt chính hắn đi. Tắt điện thoại về sau, Dương Khiết hơi khẽ thở phào một cái. Chi sau sự tình, nàng hội mời tư đồ lão gia tử ra mặt. Âu Dương người nhà cũng không phải là dễ nói chuyện, nàng cảm thấy chính nàng là không có cách nào ứng phó. Lúc này, chỉ có cường ngạnh một chút. Dương Khiết một mực không quá ưa thích Âu Dương, cái này không phải là bởi vì Âu Dương chân không có, âu dương chân là bởi vì chính mình nữ nhi mới không nàng không phải như thế không có cảm tình người âu dương một mực biểu hiện nho nhã lễ độ nhưng là dương khiết lại phát hiện âu dương tâm lý rất yếu đuối chiêm hữu dục cực mạnh đây là một cái rất lợi hại cực đoan cực đoan người yêu một người lúc có thể vì người yêu đi chết hận lên cũng có thể cầm lấy đao tử đem đâm chết loại người này cách là có một ít vặn vẹo hiện tại Dương Khiết ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Trong phòng ngủ, là quần nói với từ đồ Linh Nhi Linh Nhi, ta biết, người trước kia vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì ta không cùng với ngươi, đúng không? Từ đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói nói không sai. Ngươi nói ngươi là truy cầu khác biệt, nhưng ta luôn cảm thấy lý do này không quá đáng tin. Ta có thời gian còn nghĩ qua, ngươi có phải hay không đã người mang bệnh nan y. Nhưng nhìn ngươi võ công cao như vậy, cũng biết ý nghĩ này của mình quá cẩu huyết. Là quân cười khổ, nói nói sự thật thường thường so cố sự còn muốn cẩu huyết. Chuyện cho tới bây giờ, ta lừa gạt nữa lấy ngươi, cũng không có ý nghĩa gì. Tư Đồ Linh Nhi nói nói vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Là quân nói nói người còn nhớ rõ thi cấp 3 trước một lần sau. Ừm, Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc. Là quân nói nói ngày đó ta tiến phòng học, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta rất lợi hại ngạc nhiên, thậm chí còn chảy nước mắt. Tư đồ Linh Nhi đột nhiên liền nhớ lại đến. Tư đồ Linh Nhi nhớ tới thi cấp 3 trước ngày đó sớm tự học, khi đó, là quân nhìn thấy nàng loại kia ngạc nhiên là tuyệt đối làm bộ không ra. Chỉ là khi đó, tư đồ Linh Nhi tính tình lãnh đạm, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Đó là bởi vì chuyện gì phát sinh, tư đồ Linh Nhi lập tức hỏi. Là quân nói nói tiếp xuống ta nói cho người sự tình, khả năng nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng hết thảy đều là sự thật. Tư Đồ Linh Nhi nói, nói nói mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Nàng lời nói để La Quân cảm động, mặc kệ là một thế này vẫn là một đời kia, nàng đều luôn như vậy vô điều kiện tin tưởng mình. La Quân liền nói ta không phải cái thế giới này người, bình hành thế giới cái này lý luận ngươi hẳn nghe nói qua a. À. Tư Đồ Linh Nhi nói nói bình hành thế giới, nàng có chút chấn kinh nói nói ngươi lại ý nói ngươi đến từ bình hành thế giới. La Quân nói nói không sai, tại ta trong thế giới kia. La Quân tiếp xuống thì đơn giản miêu tả phía dưới hắn thế giới kia. Trong cái thế giới kia, thê tử của ta cũng là ngươi, tư đồ linh nhi. Chỉ bất quá, nàng cùng ngươi cũng có chút khác biệt. Nàng so ngươi muốn càng lãnh đạm, mà lại, nàng tu vi rất cao, học võ cũng rất nhanh. Ta trước hết nhất nhận biết nàng thời điểm, ta căn bản đánh không lại nàng. Về sau, la quân thì giảng hắn cùng tư đồ linh nhi tại một đời kia nhận biết còn có chung cam khổ còn có nàng bị khi nhục sau cùng bị thần đế thu làm đồ đệ hắn lại giảng linh nhi xả thân cứu giúp các loại tư đồ linh nhi nghe la quân kể rõ nàng ngây người thật lâu nàng đều chưa tỉnh hồn lại la quân nói nói cho nên ta tại nhìn thấy người thời điểm ta hội giật mình như vậy cùng hoan hỉ tư đồ linh nhi qua rất lâu rất lâu cũng mới chậm rãi lấy lại tinh thần nàng nói nói ta thật không nghĩ tới nguyên lai like là chuyện như thế. Nàng sau đó lại vui vẻ nói nói cái này chẳng phải là cũng là vận mệnh cùng nhân quả. Kiếp trước kiếp này, chúng ta vốn nên là một đôi. Mặc kệ ngươi làm sao trốn tránh, lấp lóe nhưng sau cùng ngươi cũng đổi không vận mệnh đường này. Là quần nào nào, Linh Nhi lời nói để hắn như có điều suy nghĩ lên. Tựa hồ, từ nơi sâu xa, vận mệnh thật sự là một sợi dây, vô luận như thế nào dễ dụa, cải biến, sau cùng đều vẫn là trốn không thể rời bỏ vận mệnh an bài. La Quân nói nói có lẽ thật sự là như thế đi. Hắn theo rồi nói ra tại một đời kia bên trong, Linh Nhi vì ta chịu khổ quá nhiều. Cho nên tại một thế này bên trong, ta đụng phải ngươi, vốn là ta là nghĩ đến muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng là về sau, ta nghĩ đến các loại thời gian của ta một đầy, ta liền muốn ly khai. Có thể khi đó, ngươi y nguyên tuổi trẻ, như thế tới nói, ngươi mà nói, ngược lại là một trận thống khổ. Tư đồ linh nhi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy hết thảy, cuối cùng là đều hiểu. Tất cả nghi hoặc, cũng đều xem như giải khai. Chỉ là ta không nghĩ tới là, một thế này bên trong, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến phía trên ngươi. Là quân nói nói nếu ta một mực không xuất hiện, đại khái ngươi cũng sẽ không như thế buồn rầu đi. Đương nhiên, thực cũng có thật nhiều phiền phức, là ta mang cho ngươi. Tựa như ngươi lần này bị trùng hoàng bắt đi, Trùng hoàng trên thực tế vẫn là muốn đối phó ta. Cho nên nói đến cùng, Linh Nhi, thật vẫn luôn là ta tại thiếu ngươi. Quản chi lần này cứu ngươi, cái này vốn là cần phải để ta làm. Đây là ta cho ngươi khổ. Những thứ này đều không trọng yếu. Tư Đồ Linh Nhi nắm chặt la quân tay, nàng nhẹ nói nói mặc kệ là ngươi cứu ta, vẫn là ngươi thiếu nợ ta. Có thể cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần ta có thể cùng với ngươi, vậy hắn cái gì cũng không đáng kể la quân không khỏi rất là cảm động hắn sau đó còn nói thêm thế nhưng là linh nhi ta cuối cùng vẫn là muốn rời đi nơi này bên kia linh nhi còn ngủ say tại quan tài thủy tinh bên trong ta không có khả năng mặc kệ nàng còn có bằng hữu của ta các nàng vì ta nỗ lực quá nhiều nếu ta không quay về các nàng sẽ rất phiền phức còn có bên kia có quá nhiều chuyện là ta không có khả năng buông xuống ta nhất định phải là muốn trở về mặc dù không sai trong thế giới này tràn ngập nhàn hạ nhưng là ta lại không thể yên tâm thoải mái đến hưởng thụ phần này nhàn hạ. Tư đồ Linh Nhi nói nói đến lúc đó rồi nói sau, không phải còn có thời gian 8 năm sao. Tóm lại, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính ta. Nhân sinh không nhất định là muốn thiên trường địa cửu, đã từng có được cũng là rất trọng yếu. La Quân nói nói ta chỉ cần vừa nghĩ tới, ngươi tại về sau dài như vậy năm tháng bên trong, cơ khổ một người, ta thì không có cách nào an tâm. Tư đồ Linh Nhi nói nói ai nha, người không muốn lão nghĩ nhiều như vậy. Người sống một đời, sinh tử vô thường, chúng ta trước qua tốt lúc này là được. Huống hồ, người muốn là một mực đối với ta như vậy, ta cho dù là theo Âu Dương kết hôn, người cho rằng ta về sau liền sẽ qua được rất vui vẻ, hạnh phúc sao. Là Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lại là không có suy nghĩ tầng này. Trần Lăng tại sao một ngày liền trở lại, hắn là cùng vô vi đại sư đồng thời trở về. Tư Đồ Linh Nhi vượt qua nàng vui vẻ nhất một ngày, bởi vì nàng tất cả không vui, u buồn, thương tâm đều đã bị khu trừ. Liền xem như giờ phút này chết đi, nàng cũng không có không tiếc nuối. Nàng rốt cuộc minh bạch La Quân tâm. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư sau khi trở về, trước tiên tới gặp La Quân. Cũng là buổi tối, La Quân trong phòng khách cùng Trần Lăng còn có Vô Vi đại sư gặp mặt. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy Trần Lăng về sau, hơi ửng đỏ mặt theo La Quân cùng một chỗ hô đại bá. Trần Lăng đối tư đồ Linh Nhi vẫn là rất lợi hại giải, tuy nhiên hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng tư đồ Linh Nhi chính thức gặp mặt. Trước đó gặp mặt, tư đồ Linh Nhi đều là tại trong hôn mê. Trần Lăng mỉm cười, nói nói hảo hài tử. Tư đồ Linh Nhi trong lòng nhất thời điềm điềm. Tư đồ Linh Nhi cũng theo Vô Vi đại sư Vân An, Vô Vi đại sư mặt mũi hiền lành cười một tiếng, nói nói nữ thí chủ tốt phúc tướng sau đó, Trần Lăng cùng vô vi đại sư thì cùng La Quân trò chuyện. Trần Lăng nói nói cái này trùng hoàng cực kỳ giảo hoạt, ta mấy lần truy tung, sau cùng đều vẫn là thất thủ. Hắn đón đến, nói nói nghe mặc nùng nói, người có biện pháp giải cổ độc, ta lập tức liền gấp trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô vi đại sư cũng nói thì liền kim bà bà cũng nói cái này sợi tơ cổ trùng không cách nào có thể giải, bần tăng ngược lại là rất muốn biết, Trần Tiểu Thí chủ ngươi có loại biện pháp nào đến giải cái này cổ độc? Là quần nói nói ta biện pháp cũng là nhập định, ta cái này biện pháp, thường nhân là dùng không, nhưng ta đối thân thể của mình giải, đối với ta não vực tinh thần càng là có nắm chắc. Ta có thể thôi miên chính ta, đồng thời lừa qua thân thể ta. Như thế tới nói, ta chính là muốn tại tuyệt đối trong nhập định, thôi miên thân thể, từ đó để thân thể bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa, phô vi đại sư cùng Trần Lăng ánh mắt đều là sáng lên hai người này đều là người thông minh cho nên la quân kiểu nói này bọn họ cũng liền nhòm ngó bên trong quan trọng phô vi đại sư nói nói loại tiến hóa này là phải đi qua năm tháng dài đằng đẵng chỉ sợ ta thể chất trong lòng ta rõ ràng đại sư ta hiện tại liền cần ngài cùng đại bá vì ta làm một chuyện la quân nói ra ồ sự tình gì trần tiểu thí chủ ngươi một mực nói chỉ cần là bần tăng có thể làm được bần tăng đoạn không từ chối nói ý Vô vi đại sư lập tức nói ra. Là quân nói nói ta phải lớn sư ngài cùng đại bá thay phiên dùng chân ngôn tẩy tủy thuật cho ta tẩy tủy, liên tục ba ngày, hai người thay phiên không thể ngừng. Vô vi đại sư nói nói cái này không có vấn đề. Trần Lăng nói nói ngươi là sợ thân thể ngươi hội chết thật phong, cho nên mới dùng loại biện pháp này duy trì bản năng thanh tình, đúng hay không? Là quân nói nói không sai, hiện tại là ta cùng thân thể ta làm sao cùng đánh cược trần lăng nói nói cái kia tốt la quân nói nói tìm trong suốt tủ lạnh cho ta ta muốn tại trong tủ lạnh nhập định trần lăng nói nói tốt tủ lạnh tư đồ linh nhi bị kinh ngạc la quân thì đối tư đồ linh nhi cười một tiếng nói nói yên tâm đi ta từ có chừng mực tư đồ linh nhi gặp la quân như thế chắc chắn nàng cũng liền không nói thêm cái gì trần lăng bên này lập tức liền vì la quân chuẩn bị tủ lạnh trầm mặc nùng còn có trầm kinh lược đều tới La Quân muốn làm là một kiện vô cùng kinh người sự tình, loại này kỳ nhân dị sự, là tuyệt đối phải nhớ quay đến quốc an cục trong hồ sơ. Mọi người ở đây chú mục bên trong, La Quân tại 10 giờ tối, chính thức tiến vào đại trong tủ lạnh. Sau đó, tủ lạnh đóng lại. Điện lưu kết nối, theo độ ấm thấp nhất vận hành. Lúc này, Trần Lăng cùng Vô Vi Đại Sư cũng bắt đầu vận dụng lên chân ngôn tẩy tủy Pháp đến cho La Quân tẩy tủy. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ đầy trời Phật âm, tựa như đại lôi âm tự bên trong, ngàn vạn hòa thượng cùng nhau đọc kinh văn. Là quân tiến vào trong tủ lạnh, hắn chỉ mặc một đầu đại quần đùi. Thân thể của hắn đại bộ phận lộ ở bên ngoài. Lúc này là quân đã là gầy chơ cả xương, da thịt già như 80 lão nhân. Tư đồ linh nhi bọn người lo lắng ở bên ngoài nhìn lấy. Thời gian tắc từng giây từng phút trôi qua. Là quân thủy chung nhắm mắt lại. Rất nhanh, là quân trên thân bắt đầu kết xương trắng trắng băng xương dày đặc tại hắn lông mày phía trên môi hắn bắt đầu đỏ bừng một ngày thời gian trôi qua la quân ở bên trong đã bị đông thành băng côn cái dạng này người bình thường sớm liền hẳn là chết tư đồ linh nhi cùng trầm mặc nùng ở bên ngoài lo lắng không được nhưng là các nàng cũng không dám nói lời nào sợ xấu đại sự ngày thứ hai thời điểm trầm kinh lược cùng trầm mặc nùng còn có tư đồ linh nhi ngạc nhiên phát hiện một việc cái kia chính là là quần trên thân băng xương đang biến hóa, biến hóa đến giống như kén tầm một dạng. Từng tầng từng tầng kén tầm đem la quân bao trùm. Qua hai canh giờ nữa, cũng đã không nhìn thấy la quân. La quân hoàn toàn bị quấn tiến kén tầm bên trong. Sự biến hóa này, để trầm mặc nùng các nàng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, đồng thời, trong lòng cũng sinh ra vô hạn hy vọng tới. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này, ở trong đó đột nhiên truyền tới một thanh âm thật thoải mái a à, một đầu trong suốt trắng như tuyết cánh tay vươn ra la quân nhất trưởng liền đem cái kia tủ lạnh cửa mở ra lúc này trần lăng cùng vô vi đại sư cũng liền đình chỉ chân môn thuật những kén tầm đó phá vỡ la quân theo trong tủ lạnh đi tới lúc này la quân đã là rực rỡ hẳn lên thân thể của hắn khôi phục lại sung mãn trạng thái dáng người so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn tốt hơn cánh tay hắn cùng thân thể bắp thịt trắng nõn mà đầy co giãn toàn thân cao thấp còn có một loại trẻ sơ sinh mùi thơm ngát tốt như vậy ra thịt đó là hiện đại nữ tính dùng bao nhiêu đồ trang điểm đều đổi không trở lại tư đồ linh nhi cùng trầm mặc nùng nhất thời lệ nóng doanh tròng trần lăng cùng vô vi đại sư nhìn nhau hai người đã cao hứng lại khiếp sợ bởi vì la quân thế mà thật thành công audio điện tử võ tấn bền làm sao làm được trần lăng cùng vô vi đại sư nhịn không được hỏi la quân la quân cười hắc hắc theo rồi nói ra đại bá đại sư chờ ta đi trước thay quần áo khác sau đó chúng ta vừa uống rượu một bên thật tốt trò chuyện trần lăng vỗ tay cười to nói nói tốt tốt là đến uống hai chén tư đồ linh nhi cao hứng thẳng rơi lệ cứ việc nàng không thích rơi nước mắt nhưng gần nhất luôn luôn để cho nàng không tự chủ được rơi lệ mà lần này nước mắt thì là vui vẻ nhất. Nàng cũng liền thừa dịp La Quân đi thay quần áo thời điểm, cho mẫu thân Dương Khiết gọi điện thoại, báo tin vui. Dương Khiết bên kia nghe được, tự nhiên cũng là vui xấu. Mặc kệ như thế nào, La Quân có thể đại nạn không chết, đây đều là vui vẻ sự tình. Đang dùng cơm thời điểm, từ Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng đều bồi ở một bên. Trầm Kinh Lược cũng vẫn bồi tiếp. La Quân đầu tiên kính mọi người một chén, cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Sau đó, hắn thì giải thích nói chuyện này nguyên lý cũng là tiến hóa, ta tại tuyệt đối đóng băng bên trong, lừa gạt mình não vực hệ thống. Ta để não vực hệ thống cảm giác được cái thế giới này, hoàn cảnh này bên trong có thật nhiều sợi tơ trùng cổ. Phải sống sót, nhất định phải tiêu diệt những thứ này trùng cổ. Sau đó ta não vực hệ thống bắt đầu tiến hóa, ta tại não vực hệ thống bên trong chế tạo quy tắc, mỗi một giờ để nó cảm giác qua 10 năm lâu. Sau đó, Ta náo vực hệ thống dường như thì đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, đệ nhất đệ nhất tiến hóa. Loại này che đậy não vực hệ thống biện pháp, cũng chỉ có giống ta các loại tu vi đến cảnh giới này, mới có thể đạt tới lấy giả làm giả cấp độ. Người bình thường là quả quyết làm không được. Trần Lăng nói nói cho nên, người bình thường muốn tiến hóa trăm năm sự tình, người có thể tại trong 3 ngày làm được. La là Quân nói nói không sai. Trầm Mặc nùng nói nói ta giống như có chút hiểu, bất luận cái gì giống loài, nhân loại trừ phi là tại tuyệt đối ác liệt hoàn cảnh hạ, mới không cách nào sinh tồn. Chỉ cần có một chút sinh tồn cơ hội, giống loài liền sẽ tiến hóa, thích ứng hoàn cảnh. Thiên nhiên khôn sống mống chết, sau cùng sống sót đều là có thể thích ứng hoàn cảnh. La Quân nói nói thật là đạo lý này, ta ý biết cường hãn một chút, cho nên khôn sống mống chết phía dưới, ta vẫn là thắng được. Trong cơ thể ta, trong não vực đã tự nhiên mà vậy sinh ra một loại nhầm vào sợi tơ trùng của kích thích tố, sau đó loại này kích thích tố liền đem sợi tơ trùng cổ hoàn toàn giết chết. Về sau, thân thể ta cơ năng liền bắt đầu khôi phục, ta đem chính mình tưởng tượng thành tầm cưng, sau đó thì có hiện tại niết bàn trọng sinh. Quả nhiên là thần kỳ kỹ, trầm kinh lược nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. La quân mỉm cười. Trên thực tế, ở chỗ này pháp lực bị giam cầm ở, nhưng là nếu như còn muốn tiếp tục cường đại, chúng ta tu luyện đường là có thể tại trên thân thể làm văn chương. Nói thí dụ như nước trong phim ảnh một chút siêu cấp biến dị anh hùng, đều là thuộc về tế bào biến dị. Người bình thường tế bào biến dị, hội mang đến tử vong. Mà chúng ta nếu là đạt tới lấy giả làm giả, để tế bào thân thể tiến hóa, đó là không thể tưởng tượng. Tỷ như ta nếu là trầm tĩnh lại, nói không chừng tại trải qua qua sau một khoảng thời gian, có thể mọc ra một hai cánh tới. Là quân chậm rãi mà nói nói ra. Trần Lăng bọn người nghe La Quân lời nói, liền đều là như có điều suy nghĩ là quân chính mình cũng có thật nhiều minh ngộ. Hắn tới này cái bình hành thế giới bên trong, quả thực là thu hoạch rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, lại vẫn là phải cảm giác tạ tinh chủ có thể cho hắn cơ hội lần này. Đã nhìn thấy Linh Nhi, lại gặp được mẫu thân, sau cùng còn cảm nhận được khó được tình thương của cha, cũng bù lại tri thức, hiểu thuyết tiến hóa sự ảo diệu. Bữa cơm này ăn rồi về sau, vô vị đại sư, còn có trầm mặc nùng, trầm kinh lược cũng liền rời đi trần lăng để la quân cho phụ mẫu gọi điện thoại trần thiên nhai phu thê đã trở lại đông giang đi dù sao liền la quân đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc như vậy trần thiên nhai phu thê cũng không có để trùng hoàng đến nhớ thương giá trị la quân gật đầu đáp ứng đồng thời la quân cũng để cho tư đồ linh nhi trở về một chuyến tư đồ linh nhi lại là có chút không nỡ cảm giác giống như buông lỏng tay la quân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa giống như la quân ôm tư đồ linh nhi mềm mại vòng eo tại nàng trên mũi phá một chút nói nói gái ngốc yên tâm đi những năm này ta cho tới bây giờ không có ở bên cạnh người biến mất qua huống chi là đến bây giờ tư đồ linh nhi nghĩ cũng phải nàng sau đó liền đem mới dùng di động cho la quân nói nói ngươi cầm ta điện thoại di động trước dùng đến đợi ngày mai ta cấp cho ngươi cái mới ta không cho phép ngươi để cho ta không liên lạc được la quân đáp ứng nói tốt 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 Tư Đồ Linh Nhi lúc này mới hài lòng rời đi. La Quân đưa đi Tư Đồ Linh Nhi về sau, mới lại cho Mẫu Thân gọi điện thoại. La Quân cùng phụ mẫu ở giữa cảm tình thủy chung là sinh ra biến hóa, Lâm Thiến trong lòng bọn họ chung quy là có một vướng mắc tại. Đây là không có cách nào tiêu trừ. Đây cũng là để La Quân dần dần cảm nhận được, bọn họ thực cũng không phải mình cha mẹ ruột. Cha mình là ma đế, Mẫu Thân mình đã chết, đây là vĩnh viễn không thể cải biến sự tình lâm thiến bên kia biết la quân không có việc gì về sau tự nhiên cũng là vui vẻ nhưng là lẫn nhau ở giữa nhưng lại tìm không thấy hắn để tài tới nói sau cùng la quân nói vài lời thì tắt điện thoại hắn cũng không có muốn về đông giang dự định ta trung quy là cái khách qua đường la quân âm thầm suy nghĩ đồng thời hắn lại có chút hoảng hốt như vậy trước mắt linh nhi cũng không phải ta tránh thức thê tử a la quân nghĩ thầm ở đây Linh Nhi cùng kia Linh Nhi ở giữa, còn có Lâm Thiến các nàng cùng ma đế giữa bọn hắn, cái này tựa hồ là một cái gà đẻ trứng, trứng sinh gà, vĩnh viễn cũng liên lụy không rõ ràng sự tình. Là quân dứt khoát cũng liền không lại nghĩ nhiều như vậy, trước mắt Linh Nhi, quả quyết cũng là không thể cô phụ. Ừm, là quân đúng lúc này, trong đầu Linh Quang nhất thiểm. Linh Nhi não hạch đã cho ta, đây là nàng thời gian dài hôn mê bất tỉnh trọng yếu nguyên nhân. Cũng là nàng một mực không thể thức tỉnh nguyên nhân trên đời này cũng tìm không được nữa giống như linh nhi não hạch trừ phi là ta tới thời điểm chẳng khác gì là ta não hạch chiếm cứ tiểu la quân não hạch như vậy nếu như cái này linh nhi não hạch phóng tới linh nhi trong đầu đi đây chẳng phải là la quân thầm nói cái này chẳng phải là linh nhi thì có thể cứu chẳng lẽ đây chính là thượng thiên cho ta cơ hội duy nhất cứu linh nhi cơ hội thế nhưng là là quân nói nói dạng này chẳng lẽ không phải là đối dưới mắt Linh Nhi quá mức tàn nhẫn sao? Còn có cha mẹ của nàng tương đương cũng là mất đi nữ nhi. Ta sao có thể vì chính mình thê tử, thì làm như thế? Không được, tuyệt đối không được. Là quân tại từ nơi sâu xa, tựa hồ rốt cuộc tìm được cứu Linh Nhi biện pháp. Cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Dạng này quá tàn nhẫn. Thế nhưng là, chẳng lẽ ta muốn vĩnh viễn nhìn ta thê tử ngủ say đi sao? La Quân trong lòng suy nghĩ. Nếu có hắn biện pháp, lấy thần đế bản lĩnh, sớm nên thì cứu chữa tốt Linh Nhi. Như vậy cái này đã nói lên, đây là biện pháp duy nhất. Giờ này khắc này, nghĩ đến cái này một tiết La Quân thống khổ không chịu nổi. Không thể, không thể, La Quân tâm lý cuối cùng vẫn hạ quyết định. Hắn đi tới nơi này, tước đoạt tiểu La Quân chủ thể ý thức, đây là hắn không có cách nào kháng cự nhưng điều này cũng làm cho Lâm Thiến Phu thê tràn ngập thống khổ. Như vậy chính mình thì tuyệt không thể lại chủ động tuyển chọn thương tổn Linh Nhi. La Quân thầm nghĩ, nhất định còn có hắn biện pháp. Nhất định còn có. La Quân về sau liền rời đi khu thứ 4, hắn lựa chọn một lần nữa trở lại trường học sinh hoạt. Tư đồ Linh Nhi cũng trở về tới trường học bên trong. Tống Linh San nhìn thấy La Quân khỏe mạnh hoàn hảo về sau, cũng lựa chọn trung thành chúc phúc La Quân cùng Linh Nhi đồng giai văn nhìn thấy la quân không có việc gì cũng liền an tâm trở lại đông giang tại về trường học trước một ngày la quân cùng dương khiết tư đồ tín nghĩa tư đồ viêm ăn một bữa cơm tại sau khi ăn xong la quân cùng dương khiết đơn độc tiến hành một lần nói chuyện dương khiết đầu tiên hỏi la quân các loại đến thời gian về sau là nhất định muốn về thế giới của mình sao la quân khẳng định gật đầu nói nói là nếu như buông xuống bên kia thế giới ta nghĩ ta cả đời này cũng sẽ không an tâm. Dương Khiết nói nói tốt a, à, ta đoán được ngươi là cái lựa chọn này. Nàng đón đến, nói nói ta cũng biết, ta không có khả năng ngăn cản đến Linh Nhi cùng với ngươi. Tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau, ta quản chẳng phải nhiều, các ngươi vui vẻ là được rồi. Cảm ơn a Di, La Quân nói ra. Dương Khiết bất đắc dĩ cười khổ, nói nói tốt, cứ như vậy đi. Dương Khiết cũng rốt cuộc minh bạch, nữ nhi gặp gỡ la quân, đây là nữ nhi kiếp cũng là nữ nhi duyên, đây là mệnh chung chú định. Nàng căn bản cải biến không cái gì. Trở lại đại học về sau, la quân cùng tư đồ linh nhi chính thức trở thành bạn bè trai gái. Bọn họ ngọt ngào cùng trường học hắn tình yêu cuồng nhiệt người yêu cũng không có cái gì hai loại. Cúp học đi du lịch, cùng đi căn tin ăn cơm. Cuối tuần đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hoặc cùng các bạn học cùng một chỗ đến cổ trấn thăm viếng các loại. Là Quân cũng quyết định dứt bỏ hắn hết thảy, tại có thể làm bạn Linh Nhi thời kỳ, thì thỏa thích làm bạn Linh Nhi. Về phần trùng hoàng, làm theo giống như là từ đó mai danh ẩn tích. Thời gian thì tại dạng này bình tĩnh lại, một năm qua đi một năm. Chỉ trước mắt, là Quân cùng tư đồ Linh Nhi đều đã tốt nghiệp đại học. Một năm này, là Quân cùng tư đồ Linh Nhi đều đã 22 tuổi. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ, vô luận là ra bây giờ ở địa phương nào, đều sẽ bị người coi như bích nhân. Tống Linh San tại chỉnh người sinh viên đại học nhai bên trong, vẫn luôn không có tình yêu tình báo. Cũng rất ít tại La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trung gian xuất hiện. Cái này khiến Tư Đồ Linh Nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn với Tống Linh San. Nhưng hai người hữu tình là không có biến hóa. Các nàng thủy chung là tốt nhất bản thân, là hết thảy ngoại lai vật chất đều không thể đánh bại bản thân. Mà Tư Đồ Linh Nhi quyết định cùng La Quân kết hôn. Là quân đáp ứng. Đã cùng một chỗ, như vậy hiện tại còn nói cái gì không theo Linh Nhi như thế nào, đều là không có ý nghĩa sự tình. Chẳng bằng, để Linh Nhi vui vẻ một chút. Kết hôn sự tình, cũng nhận được Dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa đồng ý. Thực bọn họ phản đối cũng không có tác dụng gì. Hôn lễ là tại Yến Kinh cử hành, là quân cùng tư đồ Linh Nhi về một chuyến Đông Giang, gặp qua Trần Thiên Nhai Phu Thê. Là quân cùng Trần Thiên Nhai giữa Phu Thê. Cái kia vấn đề vĩnh viễn tồn tại. Trần Thiên Nhai phu thê đối La Quân có đôi khi là rất hái tâm tình, có thời gian vừa hận. Bọn họ thủy chung đều tại thụ lấy loại này tra tấn, Vĩnh Viễn cũng vô pháp thoải mái. Cho nên, bọn họ tuy nhiên chúc phúc La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, nhưng lại quyết định không đến Yến Kinh tham gia hôn lễ. La Quân tỏ ra là đã hiểu, cái này hiển nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là tại lúc gần đi, nhiều đập mấy cái đầu. Hôn lễ tại Thủy Tinh Cung đại khách sạn Thịnh Đại Cử Hành. Một ngày này, khách mời tụ tập. Tống Linh San làm lên phù dâu, Đồng Giai Văn đã có cái hai tuổi tiểu nhi tử, nàng và lão công mang theo nhi tử cũng chạy tới. Là Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cho con trai của Đồng Giai Văn ngược lại là trước phong cái đại hồng bao. Là Quân hôn lễ bên này, Trần Lăng trở thành gia trưởng mới, hết thảy đều tại vì La Quân xử lý. phô Vi đại sư cũng đến đến đây chúc mừng, Trầm Kinh Lược trầm mặc nùng, còn có một số quan to quyền quý đều đến. Từ đồ ra bên này cũng tới rất nhiều bằng hữu, tiệc rượu bày chừng 100 bàn. Cứ việc, là quân bọn họ không phải rất nhớ này dạng long trọng, nhưng là sau cùng, cuộc hôn lễ này vẫn là bất đắc dĩ long trọng mà thịnh đại. 12 giờ trưa, khách sạn trong đại đường bố trí được vui mừng hớn hở. Ánh đèn lãng mạn, một bài hôm nay ta muốn gả cho người một mực đang lặp lại phát hình. Tư Đồ Linh Nhi lấy trắng như tuyết áo cưới, kéo La Quân tay, theo thảm đỏ phía trên chậm rãi hướng đi sân khấu lớn. Người chủ lễ kích tình rào rạt giải thích lấy, thí như hôm nay là cái vĩ lễ lớn, Tân Lang Tân Nương từ đó dắt tay vân vân. Hôn lễ tiến hành khúc cũng tại phát hình. La Quân phù rể là Triệu Anh Tuấn, mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, nhưng La Quân kết hôn thời gian, Triệu Anh Tuấn vẫn là không muốn ngàn dặm chạy tới. La Quân đối Triệu Anh Tuấn vẫn luôn có chiếu cố tăng thêm đồng giai văn bên kia cũng đối Triệu Anh Tuấn chiếu cố có thừa. Cho nên Triệu Anh Tuấn bây giờ sinh hoạt cũng còn là rất không tệ. Là Quân cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi bằng hữu của mình. Trần Diệu Giai, Hứa Đồng, còn có hứa tình tự nhiên cũng đều là đến. Trần Lăng cùng Vô Vi Đại Sư, còn có Trầm Kinh Lược, từ đồ viêm bọn người ngồi tại một cái trên mặt bàn, mọi người ngay tại vừa nói vừa cười. Bất quá đúng lúc này, Trầm mặc Nùng đi tới nàng tại trầm kinh lược bên tai nhẹ nói nói trầm cục, Âu Dương tới. Xảy ra chuyện gì, Trần Lăng theo miệng hỏi. Trầm kinh lược liền nói nói là Âu Dương tới. Trần Lăng khẽ nhíu mày, nói nói xem ra là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trầm kinh lược nói nói hôm nay là ngày vui, ta sắp xếp người đem hắn lấy đi. Trần Lăng nói nói các loại, hắn hít sâu một hơi, nói nói cái này Âu Dương, hắn tại ba năm trước đây, Trần đột nhiên khỏi hẳn, rất lợi hại hiển nhiên là cùng trùng hoàng có liên quan mấy năm này chúng ta đều đang quan sát hắn hắn hôm nay đã dám đến tự nhiên là có chút nắm chắc bình thường người chỉ sợ đuổi không đi hắn trầm kinh lược nói nói cho dù là trùng hoàng tự mình đến lại như thế nào trần lăng nói nói không nói những thứ này ta đi chiếu cố hắn đúng lúc này bên kia lối vào đã lên ồn ào cái kia âu dương một thân trắng như tuyết lễ phục giống như thịnh trang có mặt quý công tử hắn chậm rãi mà đến. Âu Dương thân hình rất cao, mang theo cực kỳ đen kính dâm, hắn giờ phút này mị lực bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Âu Dương một vừa đi tới, một bên vỗ tay, hắn mỉm cười, nói nói hôm nay thật sự là rất tốt đẹp thời gian A, à, 4 năm trước, Linh Nhi ngươi mặc vào áo cưới chuẩn bị muốn cùng ta kết hôn. Hôm nay, Linh Nhi ngươi lại mặc vào áo cưới, đáng tiếc, người phải lập gia đình đã có người khác. Hắn đón đến, nói nói 4 năm trước, các người nói chỉ tu sửa người cười, không thấy người cú khóc. như vậy giờ này khắc này, các người có ai còn nghĩ tới qua đã từng có cái kẻ ngu vì cứu tư đồ linh nhi ngươi bị người đánh gãy hai chân. thanh âm hắn nhàn nhạt nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. tư đồ linh nhi không khỏi bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới âu dương hội tại dạng này thời kỳ trước tới quấy rối. quốc an bên này vẫn luôn tại chú ý âu dương cũng đối âu dương làm phòng thủ cùng bố trí chỉ là không ai nghĩ đến âu dương thế mà nhanh như vậy thì đột phá phòng tuyến đồng thời thuận lợi đi tới nơi này cái trên sân khấu tốc độ của hắn nhanh vượt quá tưởng tượng lần này là âu dương tránh thức bộc lộ ra thực lực rất lợi hại hiển nhiên âu dương thật là theo trùng hoàng có liên quan không phải vậy lấy hắn gãy chân tình huống không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này gãy chân trọng sinh đây đã là quảng đại thần thông là quân đối Âu Dương tình huống tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng một mực đang quan sát Âu Dương. Bên này một mực không xuống tay với Âu Dương, thì là muốn thông qua Âu Dương tìm đến đến trùng hoàng. Là quân không nghĩ tới là, Âu Dương rốt cục kìm nén không được, xuất thủ. Hiện trường bên trong nhất thời ồn ào lên. Người chủ lễ hồ bảo an đến đuổi đi Âu Dương, nhưng là quân nhấc nhấc tay, nói nói không dùng. Hôm nay Âu Dương xuyên là trắng như tuyết lễ phục, mà La Quân là Âu phục màu đen. Hai người này, một đen một trắng, có phần có một ít số mệnh quyết đấu ý vị. La Quân xoa bóp từ đồ linh nhi tay, hắn mỉm cười, nói nói đừng sợ, có ta ở đây. Từ đồ linh nhi tâm nhất thời thì an định lại. La Quân tách mọi người đi ra, hắn mặt hướng Âu Dương, từ tốn nói cho nên hôm nay, ngươi là muốn đến báo thù, đến nhục nhã ta, đúng hay không? Âu Dương trong mắt lóe lên hẳn ý, nói nói không sai. Năm đó, ngươi đưa cho cho ta thống khổ, hôm nay ta phải tăng gấp bội thường trả lại cho ngươi. Âu Dương sau đó trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc, hắn nhất chỉ la quân sau lưng tư đổ linh nhi, nói nói còn có ngươi, tư đổ linh nhi, ta đem tâm can đều hận không thể móc ra cho ngươi. Có thể ngươi là thế nào đối với ta, cũng bởi vì hắn lợi hại hơn ta sao. Tốt, hôm nay ta thì hướng ngươi chứng minh, liền xem như vũ lực, ta cũng có thể thắng được hắn. Tư đồ linh nhi không nói gì, Lúc này, nàng thích hợp giữ yên lặng. Đột nhiên, một bóng người lướt đến trên sân khấu. Người đến chính là Trần Lăng. Đại bá, la quân hô một tiếng. Trần Lăng trong mắt lóe lên hàn ý, nói nói ta trần mỗ người cháu trai đại hôn, thế mà cũng dám có người tới quấy rối. Hừ, người chính là cái gọi là vệ quốc quân thần A. Âu Dương nói nói rất tốt, hôm nay ta thì liền ngươi cũng cùng nhau giáo huấn. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Trần Lăng trong mắt lóe lên hàn ý, nói nói giáo huấn ta. Cái này thật đúng là hắn lần đầu nghe được như thế không biết trời cao đất rộng lời nói. Trần Lăng chân chính tức giận. Đại bá, là quân nói nói để để ta giải quyết hắn đi. Ngài là trưởng bối, ngài cùng hắn động thủ, chẳng phải là khiến người ta nói xấu. Trần Lăng nói nói hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi không thích hợp động thủ. Là quân nhẹ nói nói đại bá, hắn hôm nay có chút tà môn, đại khái là đến trùng hoàng một chút tiến hóa thủ đoạn ta tâm lý nắm chắc vẫn là để ta tới đi hắn những lời này nói tốc độ nói cực nhanh chỉ có trần lăng nghe được la quân tuyệt đối tin tưởng đại bá có thể ứng phó âu dương vũ lực phía trên cho dù là chính mình cũng rất khó thắng qua đại bá nhưng là la quân biết chính mình hiểu thuyết tiến hóa như vậy trùng hoàng tuyệt đối là càng thêm hiểu trước đó trùng hoàng những cái kia thủ hạ cùng loại 12 đế là thuộc về đệ nhất sản phẩm. Trong lúc này đã qua nhiều năm như vậy, lúc này trùng hoàng sản phẩm chí ít đã là đời thứ ba. La Quân không muốn nhiều sinh chi tiết, cho nên hắn dứt khoát liền từ tự mình ra tay. Làm sao, các ngươi lầm bà lầm bầm là sợ, Âu Dương cười lạnh. La Quân mỉm cười, nói nói ta đến đùa với ngươi hai tay đi. Âu Dương nói nói tốt, ta hôm nay liền để tư đồ linh nhi nhìn lấy ngươi tại ta dưới lòng bàn chân cầu khẩn nói nhảm cái gì, động thủ đi, la quân nhướng mày. Giống, trong nháy mắt đó, Âu Dương đột nhiên hai mắt huyết hồng, quanh người hắn khí huyết du tẩu, toàn thân trên dưới phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm tới. Tựa như là vô số pháo trúc nổ tung. Khí huyết nhấp nhô, như xuân lôi nở rộ. Hắn y phục trong nháy mắt bị căng nứt ra, bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt toàn thân trở thành tam giác cơ. Âu Dương cất cao đến chừng ba thước, cả người hắn lớn mạnh ba vòng hai bên gia hỏa này lần này biến thân thật sự là không thể tưởng tượng lúc này quốc an cục đã cấp tốc khống chế lại khách sạn tình huống cũng sẽ không để nơi này bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài trong nháy mắt khách mời toàn bộ quá sợ hãi hiện trường cũng liền lên rối loạn tình huống này quá quỷ dị tư đồ linh nhi tống linh san còn có đồng giai văn phu phụ đều là thất sắc dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa mấy người cũng là sắc mặt thay đổi âu dương lực lượng hiện ra nổ tung kiểu tăng trưởng một cỗ hung hãn tuyệt luân khí thức từ trên người âu dương bạo phát đi ra tựa như là địa ngục ma vương đột nhiên xuất hiện tại nhân gian khủng hoảng như ôn dịch một dạng cấp tốc lan tràn ra ngoài sau đó âu dương nhất quyền hướng la quân từng đánh chết tới sơn băng địa liệt khí thế quyền ý như vạn phật quy tông lôi đình vạn quân đánh giết hướng la quân mặt ma vương xuất thế quân ma loạn vũ nhân gian đại kiếp Chính là giá trị lúc này, là quân đột nhiên hắc một tiếng, hắn cũng nhất quyền đối đụng tới. Cái này một cái chớp mắt, khí lưu dường như bị ngư lôi phá tan. Là quân quyền đầu giản dị tự nhiên, nhưng chính là một quyền này đi qua. Oanh, Âu Dương bạch 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 lui ra mấy bước, mặt đất kia sân khấu lập tức nổ bể ra tới. Âu Dương quỳ trên mặt đất, hắn bắp thịt trong nháy mắt héo rút. Âu Dương dáng người héo rút rất nhanh tựa như là đại bóng cao su bị rút đi không khí một dạng. Thân thể của hắn lập tức liền như da bọc xương một dạng, những cái kia nếp gấp nếp nhân phủ đầy hắn toàn thân cao thấp. Mà lại lúc này, Âu Dương lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Vì, vì cái gì, Âu Dương sau đó đã hôn mê. Nhanh, đem hắn mang đi, Trần Lăng cấp tốc phung tay lên, lập tức liền có người tới, cấp tốc đem Âu Dương mang đi. Cái kia một cái chớp mắt, ma vương buông xuống, quần ma loạn vũ. Mà la quân phong khinh vân đảm nhất quyền, lập tức trấn nhiếp quần ma. Đây quả thực là thần kỳ kỹ. Sau đó, hôn lễ thuận lợi cử hành. Tuy nhiên cái này bên trong có một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến trận này thịnh đại hôn lễ. Âu Dương đến tiếp sau tình huống, là quân cũng không có đi quản. Mà lại trầm mặc nùng bên này theo trầm kinh lược còn có Trần Lăng làm nghiêm trọng kiểm điểm. Cuộc hôn lễ này phía trên xuất hiện dạng này sự tình, Vốn là trầm mặc nùng thất trách. La Quân tại ban đêm thời điểm, liền tại bọn hắn phòng cưới bên trong, vượt qua đêm động phòng hoa trúc Cái này phòng cưới là Trần Lăng cho La Quân mua, hứa tình phụ trách sửa sang. La Quân thực không có bận tâm cái gì. Chuyện tình cảm cũng là như thế, Trần Thiên Nhai phu thê không có cách nào giải khai cái kia vấn đề. Nhưng Trần Lăng phu thê bên này, nhưng là đúng La Quân chân tâm đối đãi. Nhưng nếu sự tình là ra tại bọn họ con gái trên thân, chỉ sợ cũng không cách nào làm được dạng này một phần thản nhiên. Mỗi người lập trường đều là khác biệt, cho nên người nào cũng không cần đi xem nhẹ người nào, trách cứ người nào. Cái này tòa nhà phòng cưới là lầu đôi nhà trọ, cũng là yến kinh thành cấp cao tiểu khu bên trong, bảo an vấn đề đều làm rất tốt. Phòng cưới bên trong, khách mời đã hoàn toàn tán đi. Toàn bộ trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, khách mời tuy nhiên đi, nhưng không khí vui mừng nhưng vẫn là tiếp tục giữ lại tại gần đây tại chỉnh lý tin tức như có sai lầm mời ở đây hồi phục phòng cưới sửa sang phong cách là thuộc về hiện đại xa hoa phong cách vô luận là đồ dùng trong nhà vẫn là ghế sofa mộc sàn nhà chờ một chút toàn bộ đều lộ ra một loại cảm nhận tới dạng này ban đêm làm say lòng người tư đồ linh nhi mặc lấy màu đỏ áo dài nàng tư thái thướt tha bất luận nhìn thế nào đều giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm tới mà lại hôm nay tư đồ linh nhi phá lệ thẹn thùng cảnh ban đêm thâm trầm tư đồ linh nhi ngồi tại gương trước nàng ngay tại tháo trang sức tuy nhiên nàng không thích trang điểm nhưng hôm nay loại này ngày vui bên trong nàng vẫn là không thể ngoại lệ trang điểm la quân đứng sau lưng tư đồ linh nhi hắn yên tĩnh đứng vững tư đồ linh nhi nhìn lấy trong kính la quân khóe miệng nàng không thể tự giác liên lụy ra ngọt ngào nụ cười tới la quân liền nói ra linh nhi hôm nay là chúng ta ngày vui vốn là ta không nên nói một chút ủ rũ lời nói, nhưng là... Tư đồ Linh Nhi đang muốn mở miệng, nàng không muốn nghe những lời này. Nàng có thể đoán ra La Quân muốn nói gì lời nói tới. Nhưng La Quân đè lại tư đồ Linh Nhi bả vai, kiên trì đem muốn muốn nói chuyện nói ra, ta rất xin lỗi, không thể hứa hẹn ngươi cái kia một phần bình thường mà giản dị hạnh phúc. Không thể rất khẳng định cùng ngươi thiên trường địa cửu, bất quá ngươi yên tâm, ta hội hướng phương diện này nỗ lực. Cho dù tương lai, ta trở lại ta thế giới bên trong, có một ngày ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hoặc đem ngươi tiếp đi, hoặc ta thông qua hắn biện pháp tới tìm ngươi. Vô luận ta đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ không quên, ngươi là thê tử của ta. Tư đồ linh nhi hốc mắt nhất thời đỏ lên, nàng trọng trọng gật đầu. Sau đó, là quân cười một tiếng, nói ra, được rồi, hôm nay là vui vẻ thời gian, chúng ta không nói những thứ này không vui lời nói. Tư đồ linh nhi nói ra, đúng đấy, ngươi luôn luôn đùa ta khóc. Tư đồ Linh Nhi tháo trang sức hoàn tất về sau, thì đi tắm trước. Đây là đêm động phòng hoa trúc, nàng có thuộc về nàng nữ hải Nhi thẹn thùng. Hai người thay phiên sau khi tắm, liền trên giường ôm nhau. Tư đồ Linh Nhi đầu chăm chú chôn ở la quân giữa cổ, nàng hiển nhiên là đối lập tức sẽ đến một màn tràn ngập chờ mong cùng sợ hãi. Trong phòng ánh đèn là mông lung màu xanh lam cùng mờ nhạt sắc giao nhau, trên nóc nhà còn có tàn phá ngôi sao, đây đều là ánh đèn mang đến đặc thù thị giác hiệu quả, đây là phù hợp tất cả thiếu nữ liên quan tới lãng mạn chờ mong. La Quân cũng không có vội vã tiến hành bất kỳ động tác gì, hắn đối đãi Linh Nhi luôn luôn đều là cực yêu quý. Tựa như là bọn họ tại đại học cái này trong 4 năm, vô luận hắn người yêu như thế nào sớm một bước cùng giường, không đau nhức dòng người. Nhưng La Quân thủy chung chưa vượt qua cấm khu. Cuộc sống đại học là mỹ hảo, La Quân không muốn để cho tư đồ Linh Nhi phần này thuần khiết mỹ hảo biến phức tạp. Mà lại nam nhân vốn cũng thì không nên để nữ người bất ngờ mang thai dòng người chuyện này lại thế nào không đau nhức đối thân thể đều là một loại bị thương nam nhân đối với mình cần phải phụ trách đối với mình nữ nhân thì càng cần phải yêu quý phụ trách ta cùng một đời kia linh nhi thực kết hôn có mấy năm Là quân nói ra nhưng người biết không chúng ta vẫn luôn chưa từng xảy ra quan hệ tư đồ linh nhi hơi hơi ngẩn ngơ sau đó thì ngẩng đầu lên kỳ quái hỏi vì cái gì chẳng lẽ ngươi không được? Khổ khổ, La Quân không nghĩ tới tư đồ Linh Nhi phản ứng đầu tiên lại là cái này logic. Ngươi thật không được, tư đồ Linh Nhi lập tức mặt đỏ trứng, tiếp lấy rất quan tâm nói ra, cũng không cần chặt, chúng ta có thể chậm giải trị. Ta dựa vào, La Quân nói ra, ngươi cái này gái ngốc, muốn nơi đó đi. Khác có thể nhịn, nhưng là đến nghi vấn nam nhân phương diện này vấn đề, cái kia La Quân tuyệt đối là không thể nhịn. Ta mẹ nó không có vấn đề, la quân nói ra tư đồ linh nhi liền rất là kỳ quái nàng đồng thời ra mặt lại mỏng nói ra vậy tại sao nha cái kia có người bình thường giống như ngươi nói trở lại tư đồ linh nhi cũng là chính thường cô nương nhà tâm lý cái kia có thể không có một chút xấu bụng đây đại học thời kỳ la quân vẫn quy quy củ củ cái này để tư đồ linh nhi cảm thấy ra hỏa này có phải hay không phương diện nào có chút vấn đề la quân mang trong lòng yêu quý đây cũng không phải hắn không biết tán gái chi đạo cái gì. Như La Quân là chân chính phổ thông đại học sinh, không có trải qua những khắc cốt ghi tâm đó sự tình, tự nhiên là kìm nén không được. Muốn nói La Quân trước kia kinh lịch, đó là nhất đại tán gái cao thủ. La Quân trợn mắt chừng một cái, có chút im lặng. Hắn sau đó mới lên tiếng, nàng và ngươi vẫn còn có chút khác biệt, bởi vì tại sớm nhất thời điểm. Sau đó, La Quân liền đem cái kia Linh Nhi thân thế nói. Tại một đời kia bên trong, mụ mụ người bởi vì không có tìm được nàng, từ đó như vậy mất tích. Có lẽ là đã đã tìm được chân trời góc biển, đến cùng kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Phụ thân nàng đột nhiên không thấy nữ nhi cùng lão bà, cũng cứ thế biến mất. Cho nên, nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, là tại lão gia tử bên người lớn lên, cho nên nàng tính cách sau người quái gở nhiều, về sau uy gót merit về sau, nàng đôi nam nữ phương diện nào sự tình có chút sợ hãi cùng kháng cự, cho nên ta vẫn luôn không có ép buộc nàng. Nghĩ đến các loại đến ngày đó, đợi nàng chuẩn bị kỹ càng lại nói. La quân khe khẽ thở dài, nói ra, lại nơi đó sẽ biết, về sau phát sinh cái kia rất nhiều chuyện, dẫn đến nàng một mực tại ngủ say bên trong. Tư đồ linh nhi cũng liền nghiêm chỉnh lại, nàng nắm chặt la quân tay, nói ra, nàng nhất định có thể đủ tốt lên. La quân gật đầu, nói ra, ừm. Tư đồ linh nhi còn nói thêm, không biết vì cái gì, tuy nhiên ta chưa thấy qua nàng, nhưng là lại có một loại thân cận cảm giác. Tựa như ta cùng hắn thật là tốt tỉ muội một dạng. La Quân nói ra, thực, trên lý luận tới nói, người cùng hắn là vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt. Bởi vì đây là bình hành thế giới, người vốn cũng không nên biết nàng tồn tại. Ta tới nơi này, là thuộc về đặc thù nguyên nhân. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, người để ta biết, thế gian này kỳ diệu, xa không phải chúng ta có thể hiểu được hai người cứ như vậy hài lòng trò chuyện. Tư đồ Linh Nhi theo rồi nói ra, sau đó mấy năm này, ta không muốn tham gia công tác. Ta muốn người bồi tiếp ta, đi khắp chân trời góc biển. La Quân cười cười, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Tư đồ Linh Nhi lại nhịn không được giải thích nói, ta không phải muốn trộm người, chỉ là. Tư đồ Linh Nhi quan điểm là cho rằng, mặc kệ trong nhà có tiền nữa, nữ hài tử đều cần phải công tác nhưng nàng là cảm giác đến thời gian ngắn ngủi muốn cùng với la quân thời gian có thể lâu một chút ta hiểu la quân nói ra tư đồ linh nhi cũng liền thư thái cười một tiếng nàng nói tiếp ngươi nói nếu là ngươi đi tham gia công tác ngươi hội tuyển chọn làm cái gì la quân sờ mũi một cái nói ra đại khái là làm ăn đi ngươi muốn ta đi khung làm việc Cubico, làm một người lãnh đạo thụ ước thúc ta còn thực sự chịu không được ha ha người tuy nhiên võ công rất tốt, nhưng là người hội làm cái gì sinh ý a à? Tư đồ Linh Nhi cười không ngất hỏi. La Quân nói ra, xem nhẹ ta không phải, làm ăn, thiên thời địa lợi nhân hòa, sao có thể kiếm tiền, làm cái gì kiếm tiền, điểm ấy sức phán đoán ta vẫn là có. Ta tại một đời kia bên trong đã từng mở qua một cái quầy rượu, sinh ý có thể nóng nảy đây. Tư đồ Linh Nhi chủ động hôn xuống La Quân, nói ra, lão công người thật không tầm thường. Cái hôn này, nhưng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, rốt cuộc không dừng được. Mà tối nay, là quân không cần nhẫn nại cái gì, áp lực cái gì. Tối nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Một đêm đi qua, hai người triền miên mấy lần mới tận, bên trong tự nhiên là có nói không hết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Còn dám nói lão công người có vấn đề sao? La Quân buổi sáng trêu tức hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi bạch La Quân liếc một chút, cái nhìn kia phong tình lại là khó có thể bút mực miêu tả về sau tư đồ linh nhi muốn rời giường cho la quân nấu bữa sáng la quân đè lại tư đồ linh nhi nói ra ta đi người mệt mỏi ha ha tư đồ linh nhi cái này xấu hổ a à. giữa trưa thời điểm la quân bị trần lăng triệu hoán đi qua tư đồ linh nhi cũng lý giải la quân trên thân dù sao vẫn là có nhiệm vụ tư đồ linh nhi trước hết đi cùng tống linh san còn có đồng giai văn phu phụ tụ hợp lấy tụ hội đi là quân đi vào trước đó, công nghiệp viên nghiên cứu khoa học trong phòng. Cái này nghiên cứu khoa học trong phòng có Trần Lăng, Phô Vi đại sư, còn có Trầm Mặc Nùng cùng Trầm Kinh Lược. Âu Dương đang tiến hành truyền dịch, hắn đã bị các giáo sư chuyên gia cẩn thận nghiên cứu qua mấy lần, cũng đập các loại. Là quân đến thời điểm Trần Lăng có chút áy náy, nói ra, tiểu dương, hôm nay vốn không nên gọi ngươi, nhưng là sự tình có chút trọng yếu, cho nên là quân cười một tiếng, nói ra, đại bá. Ngài còn khách khí với ta. Trần Lăng liền thì cười ha ha một tiếng. Triệu giáo sư tiến lên đây vì mọi người giải thích, hắn nói ra, chúng ta căn cứ Âu Dương huyết dịch, tế bào, da thịt làm các loại nghiên cứu. Hắn tế bào tiến hóa khác hẳn với thường nhân, trên cơ bản, hắn toàn thân cao thấp tế bào đều là đi qua đặc thù tiến hóa. Dẫn đến hắn tế bào tiến hóa vật chất, đại khái cũng là bắt nguồn từ trùng hoàng trên thân một trồng đồ, vật chúng ta có thể đem loại vật này xưng là thần kỳ gen, cũng có thể gọi là vì virus. Người bình thường tiến hóa, cho dù là hoàn cảnh đại biến hóa, cũng là muốn đi qua năm tháng dài đằng đẵng cùng sinh sôi để đạt tới mục đích. Triệu giáo sư nói ra, trùng hoàng trong thân thể loại này gen virus, thật sự là thật đáng sợ. Có thể mọc lại thịt từ xương, người vô dụng, loại vi khuẩn này nếu như quảng bá ra ngoài, rất có thể, nhân loại tuần hoàn xuất hiện vấn đề lớn. Nói cách khác, quá nhiều người không chết, mà một đời mới người lại hội một mực sinh sôi loại này tuần tự đánh vỡ đó là cực kỳ đáng sợ không chết trần lăng nói ra triệu giáo sư người muốn không khỏi quá lạc quan làm sao lại không chết chỉ sợ cái này bên trong còn có một số đại tệ nạn là chúng ta còn không có phát hiện triệu giáo sư nói ra thủ trưởng ngươi nói cũng có đạo lý cho nên chúng ta nghiên cứu vẫn là muốn tiếp tục tiến hành la quân liền nói ra âu dương tiến hóa xác thực rất nhanh Bất quá, hắn cũng không biết là, hắn là tại tàn phá sinh mệnh mình. Hôm qua ta giao thủ với hắn lúc liền phát hiện vấn đề này, hắn coi như không tìm đến ta, cũng sống không quá một năm. Điểm này, triệu giáo sư các người có thể cường điệu nghiên cứu. Triệu giáo sư gật gật đầu. Về sau, Trần Lăng bọn người liền rời đi công nghiệp viên viện nghiên cứu. Trần Lăng hỏi La Quân, nói ra, hôm qua ta có thể cảm nhận được Âu Dương lực lượng 10 phần cường hãn, Ngươi là như thế nào một chiêu hóa giải hắn tiến hóa tế bào? Vấn đề này một mực khốn nhiễu mọi người tại đây, cho nên Trần Lăng cũng làm như chúng hỏi ra. La Quân cười một tiếng nói ra, đại bá người tựa hồ quên, ta tại tiến hóa bên trong huyết dịch biến thành trùng hoàng cổ trùng khắc tinh Âu Dương tiến hóa tế bào đụng phải ta máu tươi, tự nhiên là sẽ bị cấp tốc phá đi. Gần đây tại chỉnh lý tin tức như có sai lầm mời ở đây hồi phục. Nguyên lai like là quân tại một quyền kia bên trong, trực tiếp đem một máu tươi đánh vào đến Âu Dương huyết mạch bên trong. Cái này giống như là tại một cái đại bóng cao su phía trên, cắm vào một miệng nhỏ bé châm. Mặc cho đại bóng cao su lại cứng cỏi, nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khác biệt là, Âu Dương tiến hóa tế bào, héo rút đến còn nhanh hơn bóng cao su. Càng chuẩn xác nói, tựa như là động cơ bên trong xoắn nhập đinh ốc một dạng. Trung Hoàng tin tức vẫn là không có hạ lạc. Âu Dương tại một ngày sau đó, trực tiếp thì chết. Cho nên, Quốc An muốn từ trên người Âu Dương đào ra trùng hoàng vị trí, căn bản là ngâm nước nóng. Mà trùng hoàng đến cùng là thế nào gạt Quốc An, tại Quốc An mí mắt nội tình phía dưới cùng Âu Dương tiến hành giao thiệp, cái này thành một cái bí ẩn. Về phần trùng hoàng trên thân loại kia gen virus, triệu giáo sư bọn họ cũng đang tiến hành nghiên cứu. Bọn họ thí nghiệm qua mấy loại động vật, bao quát mãnh thú nhưng là những động vật này toàn bộ đều đang bị trồng trọt gen virus về sau một giờ, phát cuồng mà chết. Như vậy, cái này gen virus đến cùng là như thế trên cơ thể người trên thân còn sống sót, này cũng thành một cái bí ẩn. Đồng thời, triệu giáo sư bọn họ cũng tìm tử hình phạm nhân đến thí nghiệm. Không có ngoại lệ là, tử hình phạm nhân cũng tại sau một tiếng phát cuồng mà chết. Cái này cũng đã nói lên, loại này gen virus không phải đơn giản như vậy cấy ghép bên trong khẳng định vẫn có một ít ảo diệu. Trùng hoàng mấy năm này bên trong, tuy nhiên không lộ ra ngoài, nhưng lại một mực tại thông minh tiến hóa lấy. Cái này trùng hoàng một ngày không chết, quốc gia thì một ngày không thể an bình. Là quần nói cho tư đồ Linh Nhi liên quan tới Âu Dương đã chết sự tình. Tư đồ Linh Nhi sau khi biết, không khỏi một trận tinh thần chán nản. Tại tư đồ Linh Nhi tâm lý, thực nàng là biết chính nàng có lỗi với Âu Dương. Như không phải là bởi vì nàng, Âu Dương cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng là, nhân sinh cũng là như thế, rất nhiều ngẫu nhiên thành tựu sau cùng tất nhiên. Thật xin lỗi, là quân hướng từ Đồ Linh Nhi xin lỗi, nói ra, ta cũng không có muốn nhầm vào Âu Dương, cũng không có nghĩ qua muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là hắn đã bị trùng hoàng gen virus cải tạo, chúng ta bên này hoàn toàn vô lực hồi thiên. Ta minh bạch, tư đồ linh nhi đương nhiên sẽ không quái la quân. Âu Dương thân thể sau khi chết, sự kiện này cũng chưa chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Trong hôn lễ nhạc đềm cũng chỉ là một chút tin tức ngầm truyền đi, nhưng không ai coi là chuyện đáng kể. Thời gian liền lại một ngày một ngày trôi qua. Là quân cùng tư đồ linh nhi càng nhiều thời điểm, chính là như vậy khoái lạc còn sống, du lịch lấy. Bọn họ tại trong vòng một năm, cơ hồ đi khắp các nơi trên thế giới. Mỗi một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, đều lưu bọn hắn lại thân ảnh. Tại một năm sau, tư đồ Linh Nhi mang thai. Sau đó tư đồ Linh Nhi cùng La Quân thì đình chỉ du lịch, tư đồ Linh Nhi ở nhà chuyên tâm dưỡng thai. Dương Khiết cùng hứa tình cũng sẽ thường xuyên đến thăm hỏi tư đồ Linh Nhi. Lâm Thiến cũng dọn đến Yến Kinh đến chuyên môn chiếu cố tư đồ Linh Nhi. Tuy nhiên La Quân cùng Lâm Thiến giữa bọn hắn có ngăn cách, nhưng Lâm Thiến biết, tư đồ Linh Nhi trong bụng hài tử cũng tuyệt đối là bọn họ cháu trai ruột. Cái này cũng là bọn hắn một cái ký thác tinh thần la quân cũng sẽ thường xuyên bồi tiếp lâm thiến hắn theo lâm thiến giảng rất nhiều hắn tại thế giới kia sự tình cũng giảng trong cái thế giới này hắn khi còn bé rất nhiều chuyện bởi vì cái kia rất nhiều trí nhớ vẫn chưa tán đi a à. lâm thiến cũng dần dần bắt đầu lý giải cảm thấy la quân còn chính là nàng nhi tử trần thiên nhai hòa lâm xinh đẹp càng ngày càng bắt đầu lý giải tiếp nhận la quân thời gian là một loại độc dược có thể đem hết thảy đồ vật đều trở nên cảnh còn người mất nó mưu đoạt hết thảy mỹ hảo cùng sinh mệnh. Thời gian lại là một loại thuốc tốt, có thể đem rất nhiều hận cùng thống khổ dần dần ma diệt. Thời gian, bởi vì tồn tại mà vĩ đại. Bởi vì trôi qua mà vĩ đại. Như không thời gian tồn tại, mọi người vĩnh viễn không biết trân quý người bên cạnh. Mười tháng về sau, Từ Đồ Linh Nhi sinh một đứa con gái. Lục Cân Tám Lượng, là quân vì lấy tên Trần Nhất Ưng hắn hy vọng nữ nhi có thể làm một cái thành thật thủ tín người. Khi hắn nhìn lấy nữ nhi khi xuất hiện trên đời, sự kích động kia tâm tình là không lời nào có thể diễn tả được. Cũng hội khiến người ta cảm thấy sinh mệnh chi kỳ diệu. Trần Nhất ưm tại hai tháng thời điểm, mắc một trận nhánh khí quản viêm phổi, bất quá tại nằm viện một tuần sau cũng liền lành bệnh xuất viện. Tiểu nặc nặc khỏe mạnh trưởng thành tại thích hoàn cảnh bên trong. Chỉ chớp mắt, lại một năm qua đi, tiểu nặc nặc cũng liền một tuần tuổi mà la quân ở cái thế giới này thời gian cũng là càng lúc càng ngắn một loại nói không nên lời phiền muộn cùng nỗi buồn ly biệt tại nhiều nhiều thân nhân ở giữa tràn ngập tư đồ linh nhi cũng không tại la quân trước mặt biểu hiện ra ngoài càng sẽ không đi khuyên la quân lưu lại nàng biết chính mình càng khó qua càng khuyên hắn lưu lại hắn liền sẽ càng thống khổ càng khó làm thời gian quá nhanh theo la quân đến cái thế giới này cũng đã qua thập một năm đầu Hắn cảm tạ trời xanh, có thể làm cho hắn có dạng này nhàn hạ 20 năm. Hắn làm bạn thủ hộ tư đồ linh nhi 11 năm, đây là hắn lớn nhất đại thu hoạch cùng hạnh phúc. Hắn hưởng thụ được thân tình vần quanh cảm giác. Hắn nhân sinh tất cả tiếc nuối, toàn bộ đều ở nơi này đền bù lên. Tiểu Nặc Nặc nhu thuận đáng yêu, để La Quân cũng là rất nhiều không muốn. Hắn đối tư đồ linh nhi cùng tiểu Nặc Nặc tràn ngập vô hạn ái náy. Mà để Trần Lăng bên này đau đầu là trùng hoàng từ đầu đến cuối không có lại lộ diện qua. Lại chỉ chắc mắt, đã vượt qua một năm này, đến ngày 14 tháng 6. 12 năm trước ngày 15 tháng 6, La Quân đi vào cái thế giới này. Mà ngày mai sẽ là La Quân 20 năm kỳ đầy. La Quân đột nhiên tỉnh ngộ, này thời gian lại là qua tàn khốc như vậy mà thảm liệt, tại trong lúc lơ đáng, nhanh như vậy thì đã đến. Nhưng trùng hoàng bọn họ vẫn luôn còn không có bộ hoạch đáo. La Quân cũng không có đi tìm, hắn còn một tháng nữa thời gian. Trần Lăng bên này thay La Quân lấy rất vội vã, mà Tư Đồ Linh Nhi lại ở trong lòng thậm chí có chút chờ đợi, chờ đợi tìm không thấy Trùng Hoàng, như vậy La Quân cũng không cần trở về. La Quân vẫn luôn biểu hiện được rất tỉnh táo, hắn tựa hồ tuyệt không sốt ruột tìm tới Trùng Hoàng. Một ngày này, Trần Thiên Nhai, Lâm Thiến, Dương Khiết, Tư Đồ Tín Nghĩa, Tư Đồ Viêm, Trần Lăng, Hứa Tình, còn có Trần Diệu Giai hứa đồng đều đủ tụ tại La Quân trong nhà. Mọi người cùng nhau ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Tiểu nặc nặc cũng 2 tuổi, nàng ngây thơ cùng ngây thơ đem loại kia nỗi buồn ly biệt không khí đánh nát. La Quân nhìn lấy nữ nhi của mình, trong lòng cũng là ẩn ẩn đau. Nàng còn như thế nhỏ, nàng là đáng yêu như thế. Thế nhưng là nàng sau này trong đời, lại mất đi phụ thân thích. La Quân tại mấy năm này bên trong, không ngừng viết thư, hắn hết thảy viết 30 phong thư, theo thứ tự là tại tiểu nặc nặc 10 tuổi đến 40 tuổi tin. Mỗi một phong thư đều là chúc nặc nặc sinh nhật vui vẻ. Hắn nói liên miên lại nhảy viết rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, đem nàng khả năng gặp được vấn đề, phiền não toàn bộ đều viết vào. Cũng viết liên quan tới chính hắn rất nhiều chuyện, chờ chút, tin rất dài, 30 phong thư chung vào một chỗ, đều nhanh có thể chỉnh sửa thành sách. Vậy đại khái cũng là la quân duy nhất có thể vì nữ nhi làm sự tình. Đoàn viên bữa tiệc, là quân nâng chén. Hắn có quá nhiều cảm khái muốn nói. Hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường, ta tất cả thân nhân, đều ở nơi này. Cảm ơn, cảm ơn mọi người có thể xuất hiện tại ta trong cuộc sống. Là quân có chút nghẹn ngào, hắn nói ra, tại ta trong trí nhớ, ta sinh ra tới cũng là cô nhi, sư phụ ta thu dưỡng ta, mang theo ta tại trong núi lớn lớn lên. Ta 8 tuổi thời điểm, đã từng nhìn thấy mấy đầu tiểu cầu tại chó mụ mụ bên người khoái lạc chơi đùa. Người hỏi ta sư phụ, vì cái gì liền chó đều có mụ mụ, ba ba, mà ta lại không có. Sư phụ ta không có trả lời ta, chỉ là thở dài một hơi. Về sau, ta cũng muốn thông, trên đời này, cô nhi có rất nhiều, ta không phải một cái duy nhất. Nghĩ nhiều như vậy, có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Nhưng là, mặc kệ ta làm sao tự an ủi mình, không có cha mẹ đều là trong nội tâm của ta tiếc nuối. Ta cũng biết, nỗi tiếc nuối này, là vĩnh viễn không có cách nào đền bù ta lần thứ nhất tại thần vực bên trong nhìn thấy trung hoa đại đế lúc ta cảm thấy rất thân thiết mà vị tiền bối này cũng một mực đợi ta như con ruột mỗi có nguy nan hắn đều sẽ tận hết sức lực đến giải cứu ta trong lòng ta đã từng không chỉ một lần nghĩ tới nếu như hắn là phụ thân ta thì tốt biết bao la quân đón đến nhìn về phía trần lăng nói ra đại bá cám ơn ngài cám ơn ngài vẫn luôn đem làm con ruột đối đãi mấy năm này bên trong ngài liều mạng tìm kiếm trùng hoàng chính là sợ ta kết thúc không thành nhiệm vụ những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt trần lăng cũng không nhịn được gốc mắt ửng đỏ hắn cầm chén rượu lên ngửa cổ một cái uống một hơi cạn sạch rượu trong chén la quân vừa nhìn về phía trần thiên nhai hắn nói ra cha ngài biết không tại không có gặp ngài trước đó chỉ cần nâng lên phụ thân hai chữ ta đã cảm thấy đó là ta vĩnh viễn không cách nào phá vỡ ác mộng Ta hận qua, đau nhức qua, giận qua, muốn giết người qua. Ta không hiểu, vì cái gì hắn muốn đối với ta như vậy mụ mụ. Ta coi là, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng cảm nhận được tình thương của cha. Nhưng là, ngài cho ta cơ hội này. Cha, ta suy nghĩ nhiều ta chính là một người bình thường, mà ngài chính là ta ba ba. Trần Thiên Nhai hốc mắt cũng liền đỏ, hắn đứng dậy, nắm chặt la quân tay, nói ra, ngươi chính là nhi tử ta, ba ba có lỗi với ngươi. Sau đó, La Quân lại đối Lâm Thiến động tình nói ra, mẹ, ta tại không có gặp ngài thời điểm, ta rất nhiều lần đều đang nằm mơ, mộng thấy ngài đối với ta cười, quan tâm ta mặc ấm không ấm, ăn có được hay không. Ta hận chính ta, không có cách nào bảo hộ ngài. Càng hận hơn chính ta, không có cách nào mang ma đế đi. Đi nàng trước một phần xin lỗi, ta thân là con của người, lại cái gì đều không vì nàng đi làm. Ta coi là, ta vĩnh viễn không có máy gặp được ngài cảm ơn ngài, để cho ta có cơ hội này. Lâm Thiến nhất thời thống khổ nghẹn ngào. Sau cùng, là quân đi vào tư đổ Linh Nhi trước mặt. Ta cái gì cũng không cần ngươi nói. Tư đổ Linh Nhi đứng dậy, nàng ôm chặt lấy la quân, nói ra, ta cảm ơn ngươi, có thể đến ta thế giới bên trong đi chuyến này. 20 năm thời gian, ta càng cảm ơn ngươi làm bạn, bởi vì có ngươi, đời này ta hội vĩnh viễn hạnh phúc. La quân liền thì cái gì đều nói không được. Là Quân sau cùng cũng đối dương khiết cùng tư đồ tín nghĩa kể một ít lời nói, hắn nói ra, hồi đến ta thế giới về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm các ngươi, đem những cái kia kết cho giải khai, đây là ta nhất định phải vì nàng làm. Cái này nàng, dĩ nhiên chính là hôn mê tư đồ linh nhi. Sau cùng, là Quân nói với tư đồ viêm, lão gia tử, một đời kia bên trong, ta cuối cùng không thể bảo vệ được ngài. Một thế này bên trong, ngài có thể một mực an kiệt, Tôn Nhi cảm thấy cái này rất tốt. Trận này đoàn viên yến bên trong mang vô tận thương cảm. Mặc kệ là quân đến là vì cái gì, nhưng là quân nhân cách mị lực cuối cùng là chinh phục tất cả mọi người. Gần đây tại chỉnh lý tin tức, như có sai lầm mời ở đây hồi phục. Ban đêm thời điểm, trong phòng ngủ, từ đồ Linh Nhi có quắp tại La Quân trong ngực. Giữa vợ chồng, đến lúc này, ngược lại không có quá nói nhiều muốn nói. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nhớ được, ta tại đến thời điểm, làm Tử Y mấy lần nhắc nhở ta. Nàng nói, giống như hoang tưởng thật, không cần thiết không muốn mất phương hướng tại bình hành thế giới bên trong. Tư Đồ Linh Nhi yên lặng không nói lời nào. La Quân còn nói thêm, có thời gian, ta rất nhiều lần nằm mơ, mộng thấy ta thế giới kia, ta phi thiên độn địa, cùng người tranh đấu. Nhưng là nửa đêm tỉnh lại, cảm giác vậy thì thật là một giấc mộng, vậy quá hoang đường. Chỉ có ta hiện tại vị trí thế giới mới là chân thực ta thật hy vọng ở trong đó hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi trên đời nơi đó hội có cái gì tiên ma đâu tư đồ linh nhi đầu tựa vào la quân trước ngực nàng rất muốn nói để hắn lưu lại có thể nàng vĩnh viễn cũng nói không nên lời nếu như tương lai nữ nhi lớn lên hỏi ba ba la quân giọng nói nhất chuyển nói ra ta hội nói cho nàng ba ba của nàng là vĩ đại nhất anh hùng là mụ mụ anh hùng cũng là mụ mụ vĩnh viễn kiêu ngạo Tư Đồ Linh Nhi đánh gãy là quân lời nói. Là quân hốc mắt không khỏi ướt át, hắn ôm sát Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, cảm ơn ngươi. Mạt, hắn còn nói thêm, ta sau khi đi, nếu như khả năng lời nói, ngươi vẫn là muốn một lần nữa tìm ngươi. Ta hy vọng ngươi không muốn lão vô sở Ino in for omen. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể có như vậy một cái để cho ta động tâm người, ta tìm. La Quân trong lòng không khỏi cười khổ, hắn tự nhiên biết Tư Đồ Linh Nhi chỗ lấy nói như vậy, chỉ là vì để cho mình an tâm mà thôi. Đêm nay tại dạng này bình tĩnh tường và bầu không khí bên trong vượt qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ngược lại không có hoan ái, căn bản sẽ không có như thế tâm tình. Khi thời gian qua linh điểm tiếng chuông về sau, đến ngày 15 tháng 6. Tất cả tất cả thời gian điểm, tại thời khắc này phù hợp. Nói cách khác, tại La Quân trong thế giới kia đồng hồ bắt đầu đi. La Quân chỉnh một chút đã tại bình hành thế giới bên trong sinh hoạt 20 năm, 20 năm kỳ đầy, cùng La Quân chỗ thời gian điểm phù hợp. Sau đó, La Quân bỗng nhiên thì mở to mắt, hắn từ trên giường ngồi xuống. Làm sao, tư đồ linh nhi lập tức cũng liền ngồi xuống, nàng một đêm này lại sao có thể có thể ngủ tốt đâu. La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn nói với tư đồ linh nhi, thông đạo đã mở ra, là ta về ta thế giới kia thông đạo bọn họ rốt cuộc liên hệ với ta sóng điện não tư đồ linh nhi nhất thời sắc mặt trắng bệch nàng vô ý thức nắm chắc la quân la quân nói ra hiện tại chỉ cần ta chịu tự sát như vậy ta linh hồn sóng điện liền sẽ bị cỗ này thông đạo lực lượng mang về tư đồ linh nhi nói ra thế nhưng là người còn không tìm được trùng hoàng la quân nói ra trùng hoàng là không cần tìm bởi vì nó mục đích cũng là muốn đột phá cái thế giới này quy tắc hạn chế nó lúc này căn bản không có biện pháp đến hủy diệt cái thế giới này đột phá quy tắc nó duy nhất cơ hội cũng là mượn nhờ ta thông đạo trở về tư đồ linh nhi bị kinh ngạc nói ra ngươi ý là nó sẽ chủ động tới tìm ngươi la quân nói ra không sai tư đồ linh nhi nói ra vậy ngươi hội làm thế nào ngươi là muốn đưa nó bắt mang về nó hiển nhiên không phải là muốn đi chịu chết la quân nói ra cho nên ta cũng không biết nó cụ thể là định làm gì nhưng ta duy nhất biết là mấy ngày nay nó nhất định sẽ hành động la quân vừa dứt lời âm đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vang động trời động âm thanh nhanh như vậy liền đến la quân bị kinh ngạc hắn cấp tốc rời giường tư đồ linh nhi cũng đứng dậy theo trong phòng tư đồ viêm dương khiết tư đồ tín nghĩa bao quát trần lăng bọn họ đều ở nơi này phòng này là lầu đôi phòng trọ rất nhiều cho nên tất cả mọi người ở chỗ này tuyệt không ngại chen chúc tất cả mọi người bị dạng này chấn động âm thanh bừng tỉnh đề phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm mặc nùng thanh âm toàn bộ tiểu khu người đều đã cơ bản bị sớm chống rỗng lúc này tại tòa nhà lớn bên ngoài một tên hòa thượng đột nhiên thì xuất hiện tại tòa nhà lớn phía trước trầm mặc nùng cùng trầm kinh lược đã chuẩn bị kỹ càng phòng ngừa bạo lực cảnh sát đồng thời an bài tay bắn tỉa còn có các loại lợi hại vũ khí Bọn họ đồng dạng đoán được trùng hoàng có thể muốn mượn nhờ La Quân rời đi, sau đó thì sớm chuẩn bị sẵn sàng. La Quân cùng Trần Lăng còn có từ đồ viêm cùng một đám người nhà, toàn bộ đều cấp tốc ra khỏi phòng tử. Trong khu cư xá đèn đuốc sáng trưng, cái kia tăng nhân tuấn Mỹ vô cùng, lại không phải trùng hoàng là ai đâu. Trùng hoàng một thân màu trắng tăng y, giống như suốt trần tiên nhân, không dính vào trần thế một tia tầm thường. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chính là như lâm đại địch. Trần Lăng trong mắt nở rộ hàn quang, hắn chuẩn bị đã lâu, chính là vì giờ phút này. Trung Hoàng ánh mắt lại là chăm chú nhìn La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, thiên mệnh vương, ta nên chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục có thể trở lại ngươi vốn là thế giới. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi hôm nay đến, dù sao cũng nên không phải chuyên tới chúc mừng ta. Trung Hoàng nói ra, ta tới, là làm giao dịch. Giao dịch này, mặc kệ là đúng ngươi, đối với ta, vẫn là đối trần lăng ngươi, đều là có lợi. Há, nói nghe một chút, La Quân nói ra. Trung Hoàng nói ra, ta có thể đem chủ công thể não hạch giao cho ngươi, ngươi lấy về hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, ta một cái khác tiểu não hạch hội nhập thân vào tư đồ linh nhi trên thân. Hắn đón đến, nói ra, tư đồ linh nhi là trong lòng ngươi trí ái, nàng trong cái thế giới kia mất đi não hạch, vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Biện pháp duy nhất, cũng là để cái thế giới này tư đồ Linh Nhi não hạch cùng thân thể nàng dung hợp. Kể từ đó, hai đời Linh Nhi trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Người cũng sẽ không cần phiền não, mà trước mắt người tư đồ Linh Nhi cũng không cần lại có tách rời nỗi khổ. Đây là thiên ý mệnh bình tĩnh, người cảm thấy thế nào? Mà tại ta sau khi đi, Trần Lăng các người cũng có thể thở phào một hơi. Bình hành thế giới, lại không trùng hoàng. Tư đồ Linh Nhi thân thể run lên, nàng tâm động có thể cùng la quân cùng một chỗ mặc kệ muốn đi chỗ nào bên trong nàng đều nguyện ý sống chết có nhau trùng hoàng ra điều kiện để cho nàng lần nữa tràn ngập hy vọng nhưng là la quân lại lập tức trở về tuyệt trùng hoàng điều kiện ta không có khả năng đáp ứng người yêu cầu thứ nhất ngươi phải chết bởi vì ngươi nếu không chết đó là thế giới tai họa thứ hai vô luận là trước mắt linh nhi vẫn là một đời kia linh nhi các nàng đều là ta trí ái ta người nào cũng sẽ không hy sinh. Đây không phải hy sinh, mà chính là lẫn nhau cứu vãn. Trung Hoàng nói ra, trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, cái này cũng không tốt. La Quân nói ra, tùy ngươi nói thế nào đi. Trung Hoàng nói ra, bản tôn biết, ngươi đã từng thử qua nhân bản não hạch đi ra, nhưng là cái này đều khó có khả năng. Bởi vì hai đời Linh Nhi, nhất định phải là tuổi tác tương đương, không phải vậy lời nói, não hạch không có khả năng dung hợp. La Quân nói ra, ta nhìn chúng ta vẫn là bớt nói nhiều lời đi, hôm nay ngươi đã đến, cũng cũng đừng nghĩ đi. Ha ha ha, trùng hoàng nói ra, là quân, ngươi quá không biết lượng sức. Bản tôn có thể làm cho các người thế giới, liền xem như thiên đạo đều muốn kiêng kỵ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn đến cái thế giới này, ngược lại thì liền các ngươi đều thu thập không sao? La quân tự nhiên là biết trùng hoàng không thể coi thường, chỉ là la quân cũng rất kỳ quái. Tại không có pháp lực tình huống dưới, trùng hoàng đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa nổ súng trần lăng bỗng nhiên hạ lệnh hắn là tuyệt đối sát phạt quyết đoán chủ trầm mặc nùng bên này lập tức hạ lệnh sau đó trong nháy mắt viên đạn dày đặc như mưa bắn về phía trùng hoàng loại đạn này phần lớn đều là cao bạo đạn lực xuyên thấu phá lệ mạnh còn có tay bắn tỉa nhóm viên đạn đều là hướng trùng hoàng đầu đã bắn giết qua tới tại cường đại thân thể gặp lên loại này bắn giết đều là một con đường chết. Liền cũng tại lúc này, trùng hoàng đột nhiên bạo giống một tiếng, hình thể phát sinh cải biến. Oanh! Trùng hoàng rậm chân một cái, cái kia một cái chớp mắt, nó thân thể đột nhiên nhổ cao khoảng ba trường. Nó đầu trong nháy mắt biến thành màu đen huyết bồn đại khẩu, nó đầu thành quái thú bộ dáng, tựa như là đầu nhện. Khác biệt là, cái này đầu nhện khoảng chừng một cái bàn tròn tử lớn như vậy. Thân thể nó cũng sinh ra biến dị, lân phiến phủ đầy, mọc ra 8 cái chân tới. Mỗi một cái chân đều có dài 6 mét, to như vại nước. Cặp chân kia như màu đen sắt thép một dạng. Tất cả viên đạn đã bắn giết qua đến, lập tức lốp ba lốp bốp như lửa hoa bắn ra. Dạng này một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, tất cả mọi người muốn nhìn lên nó tồn tại. Đây là để người tuyệt vọng. Trầm Kinh Lược lập tức nói với Trầm Mặc Nùng, điều động khẩn cấp phương án, dùng oanh tạc đạn đến giải quyết nó. Trầm Mặc Nùng biết tình thế nghiêm trọng, không dám chế nói, lập tức điều động khẩn cấp phương án. Đối mặt dạng này ra hỏa, là quân cùng Trần Lăng đều cảm thấy tuyệt vọng. Thân thể mạnh hơn cũng đối phó không dạng này ra hỏa a. À. Cái kia Trùng Hoàng cao cao tại thượng, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, mặt hướng là quân cùng Trần Lăng nói ra, Yến Kinh là hoa hạ biểu tượng, nếu như bản tôn bây giờ rời đi nơi này, bốn chỗ rối loạn, hậu quả lại là cái gì? Quốc tế dư luận các ngươi chịu đựng được sao? Nếu như bản tôn năm thì mười họa tới một lần, các ngươi hoa hạ dân chúng còn có cảm giác an toàn sao? Trần Lăng lạnh giọng nói ra, người mạnh hơn, cũng có nhược điểm. Chúng ta nhất định có thể tìm ra ngươi nhược điểm, giết ngươi. Thiên đạo đều cầm bản tôn không thể làm gì, chỉ bằng các ngươi. Trung Hoàng cười lạnh, nó bỗng nhiên huy động cự trảo, thì tựa như tia chớp, bỗng nhiên hướng về la quân oanh sát mà đến nó cự trảo tựa như là một miệng trường mâu từ trên trời giáng xuống nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ la quân thân hình lóe lên cấp tốc tránh ra cự trảo kia lập tức cắm vào mặt đất 3 mét có thừa mà lại cái này cự chảo linh hoạt vô cùng cấp tốc phá vỡ bùn đất tiếp lấy tiếp tục đuổi giết la quân đồng thời trùng hoàng lại dùng hắn móng vuốt tới đối phó trần lăng trần lăng cũng chỉ có tránh né phần dương khiết tư đồ linh nhi các nàng toàn bộ cấp tốc trốn đến trong phòng. Trùng hoàng tốc độ càng nhanh, nó cũng hướng lầu đôi đuổi theo. Gia hỏa này cự chảo đột nhiên cắm vào cấm khu, cái kia lầu đôi cũng chịu đựng không được nó công kích, xà nhà cấp tốc đứt gãy. Toàn bộ lầu đôi cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Tư đồ linh nhi các nàng một đám người, chỉ có lập tức chạy ra lầu đôi tới. Giống, đúng lúc này, là quần hai mắt huyết hồng thân thể của hắn cũng bắt đầu nổ tung lên, hắn thân thể cất cao, trong nháy mắt thì cũng có cao 9 mét. Trên người hắn cũng mọc ra vảy màu hoàng kim tới. Giờ phút này La Quân, tựa như là bành trướng người khổng lồ xanh. Hắn y phục trên người toàn bộ vỡ vụn ra. Giống, La Quân xa vào đến một loại dã thú trạng thái. Hắn hô một chút, xông về phía Trùng Hoàng. Trùng Hoàng bị kinh ngạc, quay đầu về sau, cấp tốc cũng là cự trảo ám sát hướng La Quân là quân một mực tại nghiên cứu tiến hóa cái này thời gian 8 năm hắn chưa từng có buông tha cái này một bộ hình thể cũng không phải lần đầu tiên dùng hắn tự mình thí nghiệm qua rất nhiều lần bộ này hình thể chính là vì đối phó trùng hoàng hắn có thể đoán được trùng hoàng sẽ có dạng này một bộ hình thái chỉ là là quân bộ này hình thái cũng có nhược điểm đó chính là hắn hội ở vào phát cuồng trạng thái chính mình cũng không quá có thể khống chế ở chính mình hành vi oanh La quân cùng trùng hoàng chợt đánh nhau. Tình cảnh này để tại chỗ người nhất thời trợn mắt hốc mồm, có loại đang nhìn nước mảng lớn cảm giác. Âm âm, hai người điên cuồng đánh lẫn nhau, cấp tốc liền đem lầu đôi đập nện đến phân mảnh. Cũng may là người bên trong đã toàn bộ rút lui đi ra. Dương khiết các nàng lúc này nơi đó còn dám xem náo nhiệt, đều đã xa xa đi ra. La quân lúc này lực lượng cũng không so trùng hoàng yếu, hắn tuy nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái, nhưng giết người kỹ xảo lại là thâm nhập cốt tủy chỉ mấy hơi thở ở giữa la quân cũng đã đem trùng hoàng mấy cây cự trảo toàn bộ bẻ gãy đón lấy chỉ nghe la quân bạo giống một tiếng hắn nắm lên trùng hoàng một cái cự trảo sau đó hung hăng cắm vào trùng hoàng trong đầu trùng hoàng không thể tin nhìn về phía la quân máu tươi màu đen lập tức cuồng phun ra ngoài la quân đại thủ quấy mở trùng hoàng đầu theo nó trong đầu cấp tốc lấy ra một dạng sự vật vật kia sự tình cũng là trùng hoàng não hạch, cái này não hạch giống não heo, nhưng cũng cứng rắn vô cùng. Não hạch còn đang nhảy nhót, bên trong còn có như đom đóm một dạng quang mang lấp lóe. Đây chính là la quân muốn tìm não hạch. Hắn nắm ở trong tay, sau đó cấp tốc ngồi xếp bằng. Trong đầu huyết dịch càng ngày càng mãnh liệt, hắn sắp mất đi chỗ có lý trí. Sau cùng, oanh một chút, la quân cũng nhịn không được nữa, hắn cái mũi miệng phun máu tươi tung tóe tiếp lấy một chút đã hôn mê la quân chỉnh một chút hôn mê một ngày một đêm hắn khi tỉnh dậy đã là tại trần lăng trong biệt thự la quân nằm ở trên giường trên người hắn đã mặc một bộ bằng bông đồ ngủ tư đồ linh nhi thì canh giữ ở la quân bên người lúc này còn là đêm khuya tư đồ linh nhi đang ngủ gật la quân chống đỡ ngồi xuống hắn nắm chặt tư đồ linh nhi tay cười cười nói ra gái ngốc làm sao không trực tiếp trên giường ngủ. Tư đồ Linh Nhi lập tức giật mình tỉnh lại, nàng gặp La Quân không có việc gì, nhất thời đại hỷ. Nước mắt cũng nhịn không được nữa rớt xuống. Gái ngốc, người khóc cái gì, ta lại không sự tình. La Quân ngay lập tức đem tư đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực. La Quân thân thể một chút sự tình đều không có, hắn thân thể hiện tại cường hãn đạt được kỳ. La Quân sau khi tỉnh lại, Trần Lăng lập tức cũng liền đến. Tư Đồ Linh Nhi biết Trần Lăng cùng La Quân có lời muốn nói riêng, sau đó cũng liền thức thời ra ngoài. La Quân trong tay cầm một cái hộp thủy tinh, trong cái hộp này có làm lạnh công hiệu. Hắn các loại Tư Đồ Linh Nhi sau khi ra ngoài, liền nói ra, phương diện này cũng là tiểu dương ngươi muốn trùng hoàng não hạch. La Quân tiếp nhận hộp thủy tinh, hắn mở hộp ra, đã nhìn thấy bên trong não hạch vẫn còn đang hơi hơi nhảy lên, tựa như là tim đập một dạng. Bên trong y nguyên còn tản ra yêu kiểu ánh sáng bất quá ta rất hiếu kỳ người muốn như thế nào đem thứ này mang về trần lăng hỏi la quân nói ra trên thực tế ta cũng không rõ lắm ta hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được cũng là thông đạo đã mở ra nhưng cụ thể làm sao thao tác cũng không hiểu nhưng ta tin tưởng bên kia nhất định là có sắp xếp trần lăng nói ra chỉ mong đi hắn theo rồi nói ra người đánh tính toán khi nào thì đi la quân nói ra ta là còn muốn chờ lâu một chút thời gian nhưng là cũng sợ hội phức tạp mau chóng liền đi trần lăng trong mắt lóe lên không muốn nhưng là hắn cũng không có nói thêm cái gì đúng thân thể ngươi tiến hóa là chuyện gì xảy ra trần lăng hiếu kỳ hỏi hắn nói tiếp ta cùng sư phụ ta cũng thử qua như lời ngươi nói tiến hóa nhưng sau cùng đều không thành công đây rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề la quân nói ra đây đại khái là cơ duyên vấn đề đi cụ thể ta cũng giải thích không rõ ràng Trần Lăng nói ra, vậy được rồi. Về sau, là quân liền mang theo trùng hoàng não hạch, chuẩn bị muốn rời khỏi. Là quân một mình đợi trong phòng, hắn không có ý định theo bất luận kẻ nào cáo biệt. Như thế hội quá thương cảm. Hắn cũng không có theo Trần Lăng nói, sẽ lập tức đi. Cứ như vậy, im ắng rời đi, dạng này rất tốt. Là quân ngồi xếp bằng, hắn tiếp lấy thì bế tất cả sinh cơ. Cái này cùng cao tăng tỏa hóa, là đạo lý giống vậy đêm đã khuya chìm không bao lâu về sau la quân đầu đột nhiên trùng điệp rủ xuống hắn thân thể liền như vậy tử vong la quân sóng điện não tạo thành linh hồn cũng liền lập tức rời đi thân thể hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mình thân thể thì khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ đồng thời la quân có thể trông thấy thân thể trong não vực đã hình thành một cái màu đen lốc xoáy đây chính là thông đạo thế nhưng là khối này tinh thạch não hạch muốn thế nào mang đi đâu là quân linh hồn còn có thể miễn cưỡng bảo trì không rời, nhưng hắn lại kiếm không tầm thường khối này tinh thạch não hạch. Cũng chính là vào lúc này, cái kia màu đen lốc xoáy đột nhiên phóng đại, rất nhanh liền hình thành một cái to bằng vải nước thông đạo. Đồng thời, lối đi này bên trong phóng xuất ra một cỗ hấp lực tới. Viên kia tinh thạch não hạch đột nhiên tựa như là tiếp xúc đến liệt diễm ngọn nến, cấp tốc mềm mại thành một cỗ dịch thể. Cỗ này dịch thể sau cùng lại thành pha trộn khí thể. Về sau, cỗ này pha trộn khí thể liền bị kéo xuống màu đen lốc xoáy bên trong đi. La quân hơi hơi thở phào, quả nhiên hết thảy đều giải quyết. Hắn liền chuẩn bị cùng theo một lúc đi vào. Nhưng vào lúc này, đại môn kia đột nhiên mở ra. Tư đồ linh nhi xông tới, nàng sau khi đi vào, liền cũng liền gặp được màu đen lốc xoáy, cùng nổi bồng bình giữa không trung la quân. Đây vốn là không cách nào nhìn thấy, nhưng tư đồ linh nhi chính là trời sinh linh thể, sau đó nàng thấy rất rõ ràng la quân linh hồn quay đầu nhìn một chút tư đồ linh nhi sau đó hắn liền bị cuốn vào đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đi rất nhanh vòng xoáy màu đen liền bắt đầu tiêu tán tư đồ linh nhi lập tức liền biết nàng duy nhất đi theo la quân đi cơ hội đang ở trước mắt hôm qua chính là kiếp này lại không thể xem thời cơ sẽ nói thì chậm khi đó thì nhanh tư đồ linh nhi đột nhiên oanh một chút hung hăng đụng ở trên tường nàng là phía dưới nhẫn tâm tại chỗ liền liền đem chính mình đâm chết sau đó linh hồn nàng cũng cấp tốc bị cuốn vào đến cái kia màu đen lốc xoáy bên trong chỉ một lúc sau màu đen lốc xoáy thông đạo hoàn toàn biến mất bình hành thế giới bên trong hết thảy đem không vì người nhóm có biết hô giống như là làm một cái rất dài rất dài mộc là quần đột nhiên thì mở to mắt hắn lập tức liền trông thấy lam tử y cũng trông thấy tôn này vĩnh hằng bất biến pho tượng pho tượng chính là tinh chủ. Lam tử y vẫn là xinh đẹp như vậy mà xuất trần, nàng chính lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân khi nhìn đến Lam tử y cái này một cái chớp mắt, cảm thấy vừa xa lạ, nhưng lại rất thân thiết. Đây là rất kỳ quái một loại cảm giác. Lam tử y con ngươi như có một dòng thanh tuyền ở bên trong. La Quân, người cảm giác thế nào? Lam tử y hỏi. La Quân vẫy vẫy đầu, giờ khắc này, loại kia đã lâu lực lượng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Trong não vực, trong thân thể, pháp lực lao nhanh Ngang dọc ngàn dặm mười ngàn dặm, đều đã không nói chơi Chỉ là, hắn gục đầu xuống Nguyên lai, đây hết thảy, mới là chân thực Ta không sao, là quân nhìn về phía tinh chủ Tinh chủ trong tay nhiều một cái tinh hạch Cái kia tinh hạch chính là trùng hoàng não hạch vị trí Nhưng cùng lúc, tinh chủ trong tay còn có một cái não hạch tồn tại Giống nhau là sáng lóng lánh tồn tại cái kia não hạch tựa như là ngôi sao một dạng ừm la quân không khỏi có chút kỳ quái đây là tư đồ linh nhi não hạch lam tử y trầm giọng nói ra la quân nói ra linh nhi não hạch như thế nào ở đây lam tử y nói ra ta cùng tinh chủ chủ trì thông đạo đang chuẩn bị đóng lại thông đạo thời điểm tư đồ linh nhi tự sát chúng ta gặp nàng thân thể đã chết nếu không mang nàng tới cái này não hạch cũng theo đó tán cho nên dưới mắt ngược lại đến nơi đây là nàng đường ra duy nhất nàng là quân thân thể dung mạnh đồng thời cảm thấy đau lòng nàng làm sao ngốc như vậy làm tử y khe khẽ thở dài nói ra là quân người không cần khổ sở rất nhiều chuyện đều là mệnh chung chú định một thế này linh nhi chính là trời sinh linh thể lại là thiên mệnh giả nàng không có khả năng vẫn ngủ say đi mà nàng não hạch đã mất đây là duy nhất cứu tỉnh nàng biện pháp tinh chủ cùng ta đã sớm biết biện pháp này chỗ lấy không nói là bởi vì nếu là muốn nói với ngươi, ngươi ngược lại sẽ ngăn cản sự tình phát sinh như vậy, chẳng bằng thuận đương nhiên tốt. việc đã đến nước này, La Quân cũng thì không có gì để nói nhiều. hắn lập tức đứng dậy, hướng Tinh Chủ thở dài nói ra, Tinh Chủ phải chăng có cái này não hạch liền có thể lập tức cứu tỉnh Linh Nhi? Tinh Chủ nhìn về phía La Quân, hắn nói ra không thể. La Quân bị kinh ngạc nói ra vì sao? Tinh Chủ nói ra não hạch rời đi não vực, chẳng khác gì là đã đứt gãy. Nếu như muốn dung hợp, tiếp tục sinh trưởng, còn cần một vị thuốc. Thuốc gì? La Quân lập tức hỏi. Tinh chủ nói ra, cái này vị dược, cần một cái khác trời sinh linh thể người chỗ sinh ra máu và nước mắt. Này nước mắt, mới có thể một lần nữa dung hợp não hạch cùng não vực ở giữa thần kinh nguyên. Vậy ta muốn đi đâu tìm? La Quân lập tức hỏi đáp. Tinh chủ nói ra, cái kia máu và nước mắt cũng là bổn tọa muốn một vật, tại bổn tọa có chứa đại tác dụng. đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, bổn tọa tự sẽ cho ngươi đi lấy máu và nước mắt, nhưng bây giờ còn không phải lúc. hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá người yên tâm, tư đồ linh nhi não hạch, bổn tọa hội thích đáng ở, sẽ không để cho xảy ra vấn đề, chờ ngươi tìm về máu và nước mắt thời điểm, chính là tư đồ linh nhi bản tôn thức tỉnh ngày. chỉ là người ngày sau nhiệm vụ như có thất bại bỏ mình cái kia tư đồ linh nhi đại khái chỉ có một con đường chết. La quân liền cảm giác chính mình đầu vai trọng trách càng thêm nặng nề. Về sau, tình chủ còn nói thêm, người nhiệm vụ lần này, viên mãn hoàn thành, người khen thưởng. Dứt lời âm thời điểm, liền có hắc y tế đi đưa ra một bản phong cách cổ xưa sổ tay. Tay kia sách mặt ngoài không có cái gì, nhìn cũng rất cũ nát. Đây chính là tinh chủ hứa hẹn bản chép tay. Là quân biết tay này cái không thể coi thường, lập tức tiếp nhận về phần hứa hẹn làm cô nương bổn tỏa cũng sẽ làm đến tinh chủ sau khi nói xong nhân tiện nói là quân làm cô nương các người phía dưới đi nghỉ ngơi đi mời tinh chủ nhất định muốn thích đáng bảo vệ tốt linh nhi não hạch là quân nhịn không được nói ra tinh chủ nói ra người từ yên tâm là quân tâm lý lại làm sao có thể yên tâm hắn nhìn nhiều cái kia thuộc về linh nhi não hạch sau đó mới vạn bất đắc dĩ cùng lam tử y rời đi tinh nhất điện là quân nhiệm vụ chính thức hoàn thành hắn theo làm nhiệm vụ đến hoàn thành nhiệm vụ chỉ là qua một ngày thời gian trong vòng một ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng coi là thần tốc hắn tại vĩnh sinh phong vân bảng phía trên lần nữa nhảy lên thành là thứ nhất tên lan đình ngọc bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ lại là đều còn chưa có trở lại trở lại tinh nhất điện về sau lâm nhã tư cùng lâm nhã dung hai cái nhà đầu lập tức tới ngay phục thị Tại các nàng trong mắt, cũng chỉ là một ngày không có trông thấy La Quân A. Làm tử y tâm lý biết La Quân tâm tình tạm thời là khó có thể bình tĩnh, cho nên nàng cũng liền chỉ là để phân phó Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung đi cho La Quân làm chút ăn. La Quân trong phòng đợi một ngày, một ngày sau đó, hắn đem chỗ có tâm tư đều chuyển đổi tới. Bình hành thế giới bên trong hết thảy, có hắn quá nhiều không muốn. Nhưng là người còn sống đến hướng phía trước nhìn, Tổng xa vào tại đi qua Mỹ Hảo bên trong, đó cũng là là chuyện vô bổ. Cái này đúng như thế giới, càng tàn khốc hơn cùng khủng bố. Chính mình lại không thể đi hưởng thụ như thế nhàn hạ. Nhất định phải càng thêm nỗ lực, như thế mới có thể sinh tồn được. Là quân trước cùng Lam Tử Y tiến hành một lần nói chuyện. Trong sảnh, Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, chuyến đi này còn tốt đó chứ. Là quân nói ra, trận này sát kiếp tổng cộng vẫn chưa tới 5 năm ta đã ở chính giữa đi qua hơn 20 năm năm tháng. Có thời gian cảm giác mình đã không phải là một người trẻ tuổi. Trước kia, đối những cái kia tình tình yêu thích, nữ nhân còn có thật nhiều hứng thú. Hiện tại cảm giác tâm đều đi theo lão. Làm tử y vội ho một tiếng, nói ra, tiểu tử, ở trước mặt ta nói năm tháng lâu dài. Người thật sự là không biết tự lượng sức mình a à. Cô nãi nãi ta cũng còn không có cảm thấy lão, người cũng không cảm thấy ngại cùng ta đựng tang thương. Là quần nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên ha hả. Có cái gì cảm ngộ không có? Lam tử y hỏi. Là quần nói ra, cảm ngộ, đại khái là cảm thấy mình nhân sinh càng thêm viên mãn một chút đi. Trước kia mặc dù biết người có thể nỗ lực, nhưng là có một ít tiếc nuối, bất kể thế nào nỗ lực đều không thể đền bù phía trên. Nhưng bây giờ, ta đã không có những thứ này tiếc nuối. Lam tử y nói ra, vậy là tốt rồi. Nàng đón đến, nói ra, ta đại khái hai ngày nữa muốn đi. Đi nơi nào, là quân hỏi. Làm tử y nói ra, sát kiếp càng diễn càng liệt, tinh chủ thôi toán trong truyền thuyết tiên giới chi môn nhanh muốn mở ra. Hắn để cho ta đi dò tra chuyện này tiến triển. Tiên giới chi môn, là quân không khỏi bị kinh ngạc, hắn nói ra, cái này lại là cái gì quỷ. Làm tử y nói ra, trong truyền thuyết, có một đạo tiên giới chi môn, này tiên giới chi môn là một cái thông đạo, thông hướng thần vũ trụ bí một cái tinh cầu phía trên trên cái tinh cầu kia linh khí dư giả chính là tu tiên giả thiên đường còn có một loại truyền thuyết đó chính là chúng ta bên này tu luyện tới thái hư phía trên hư tiên cảnh liền có thể nhòm ngó tiên giới chi môn vinh lên tiên giới hư tiên cảnh là quân nói ra như thế nào chưa từng nghe nói qua loại cảnh giới này ngươi đến sao lam tử y cười một tiếng nói ra hư tiên cảnh ngươi tự nhiên là chưa nghe nói qua Thời cổ tu sĩ cảnh giới phân chia có thật nhiều, loạn thất bát tao không thống nhất. Về sau là thần đế đem cảnh giới một lần nữa phân chia, địa vị hắn ở nơi đó, cho nên về sau, chúng ta đều ngầm thừa nhận dựa theo thần đế chỗ phân chia cảnh giới đến phân biệt. Còn hư tiên cảnh ngươi vì cái gì chưa nghe nói qua, đó là bởi vì lúc đó thần đế còn không cách nào thăm dò đến hư tiên cảnh. Trên địa cầu, có thể nhìn trộm đến hư tiên cảnh người quá ít, cho nên cũng không có lưu truyền tới cái này thái hư phía trên cảnh giới là tiên giới lưu truyền tới cho nên phạm nhân cũng không biết cái này rất bình thường nàng sau đó cười một tiếng nói ra người hỏi ta có hay không đạt tới hư tiên cảnh có thể chuẩn xác nói cho ngươi ta đến sớm đạt hư tiên cảnh không chỉ là ta thì liền địa tàng vương bồ tát còn có thần đế trung hoa đại đế mấy người này đều đến hư tiên cảnh la quân nói ra vậy sao ngươi không có đi tiên giới lam tử y nói ra bởi vì tiên giới là truyền thuyết, còn có một cái truyền thuyết, tại thượng cổ thần ma sau đại chiến, tiên giới đại môn đã đóng lại. Cho nên chúng ta đến hư tiên cảnh, cũng không có cách nào tiến vào trong tiên giới đi. La Quân nói ra, cái này thật đúng là đầy đủ cầu huyết. Không phải, những cái này truyền thuyết đều là từ đâu nhi nghe tới a? À? Lam Tử Y nói ra, địa cầu thời gian tồn tại là nhân loại chúng ta không cách nào đoán được, nhưng lịch sử loài người trước mắt mới bao nhiêu năm, Tại địa cầu là minh mông biển lớn trước đó, trong nước cũng có sinh vật. Địa cầu trước đó trải qua bao nhiêu sinh diệt, những thứ này cũng là chúng ta không cách nào dò xét. Trên thực tế, lấy thời gian đến luận, ta xem như tuổi tác lớn, ta mới sống hơn một ngàn tuổi. Nhưng tại bên trong dòng sông thời gian, đây là không có ý nghĩa. Người bình thường, thọ mệnh không đến trăm năm, cái kia càng là nhỏ bé như hạt bụi. Chúng ta không thể nói, tại như vậy ức vạn vạn năm cuối cùng, liền không có vạn cổ cự đầu còn sống. Ngươi đừng nhìn ta ở địa cầu này trước mắt coi như nhân vật đứng đầu. Nhưng có lẽ chúng ta thật đến trong tiên giới đi, gặp gỡ những vạn cổ cự đầu đó, vậy liền giống ta nhìn ngươi một dạng cảm giác. Là quân nói ra, tốt ha, à, Người ngươi nói có đạo lý. Nhưng là ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, những cái này truyền thuyết từ chỗ nào đến. Làm tử y nói ra, ta đây nào biết, ta muốn biết là từ đâu đến, vậy liền gọi nghe nói mà không phải truyền thuyết la quân nói ra cho nên tinh chủ cho ngươi đi tìm kiếm chuyện này là bởi vì ngươi đã là hư tiên cảnh cho nên ngươi có thể chuẩn xác hơn thăm dò đến tiên giới chi môn đúng hay không lam tử y nói ra không sai la quân nói ra không phải người cái này thay tinh chủ làm việc là vì cái gì tinh chủ mục đích đến cùng là cái gì lam tử y nói ra lần này tiên giới chi môn mở ra khác biệt trước kia trước kia tiên giới chi môn truyền thuyết là để cho chúng ta trèo lên lên tiên giới. Nhưng lần này mở ra, là trong tiên giới người muốn tới địa cầu tới. Nàng đón đến, nói ra, dựa theo tinh chủ phỏng đoán, kẻ đến không thiệt. Bọn họ có thể muốn đem địa cầu tất cả tinh nguyên tàn phá bừa bãi trống không? Cho đến lúc đó, địa cầu đều muốn không tồn tại. Cho nên đây không phải ta muốn vì người nào làm việc sự tình, mà chính là, đây là toàn bộ địa cầu đại thế giới sự tình. La Quân nói ra, làm sao hiện tại tốt như cái gì đều đến nhắm ngay chúng ta. Những hư không chân thần đó muốn thay thế thiên đạo, tiên giới muốn đảo giống địa cầu. Lam tử y nói ra, cho nên ta mới nói, sát kiếp càng diễn càng liệt. La quân nói ra, như tiên giới thật sự là tại hắn tinh cầu bên trên, như vậy tiên giới vì cái gì cũng muốn ở thời điểm này đến chuyến cái này vũng nước đục. Đợi đến sát kiếp hoàn thành, chúng ta bên này cao thủ tiêu hao sạch sẽ về sau, bọn họ lại đến, chẳng phải là 10 phần chắc chín sao. Lam tử y nói ra, người nói ta nhóm cũng nghĩ qua, đại khái là bởi vì, một khi sát kiếp hoàn thành. Tiên giới chi môn cái thông đạo này liền sẽ triệt để bị quan bế đi. Đây là tiên giới sau cùng cơ hội. La quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn theo rồi nói ra, nếu là trong tiên giới thật là ngươi nói có rất nhiều vạn cổ cự đầu tồn tại, như vậy chúng ta bên này cũng không có sức chống cự nha. Ngươi cũng không chống đỡ được, Chúng ta có thể làm được cái gì? Lam Tử Y nói ra, tiên giới chi môn triệt để mở ra về sau, những linh khí đó cũng sẽ buông xuống tới địa cầu tới. Những linh khí này cũng sẽ ban ơn cho đến chúng ta. Tiên giới chi môn muốn mở ra trước, bọn họ lại tới. Trong lúc này lại bởi vì thời gian không ngang nhau, cho nên chúng ta còn có tu luyện cùng tiến bộ thời gian. Chuyện thế gian có nguyên nhân có quả, không có tiên giới tuyệt đối nghiền ép chúng ta cơ hội la quân nói ra càng ngày càng loạn lam tử y nói ra thế sự vãng vãng như thử từ kéo một cái động hai tiếp lấy kéo theo vạn vật thế giới đại chiến đánh lên chẳng phải là cũng là khắp nơi khai chiến sao nhưng theo lâu dài ánh mắt đến xem mỗi lần chiến tranh sau đó nhân loại ngược lại là tiến về phía trước bước tiên giới cùng chúng ta bên này sớm muộn có dạng này hảo kiếp giải quyết ngược lại chưa chắc là chuyện xấu hai ngày sau đó Lam Tử Y thì một mình rời đi chúng tinh điện. La Quân tiễn biệt Lam Tử Y. Lam Tử Y là tiêu sái mà phiêu giật phong, Là Quân cùng nàng ở giữa khoảng cách còn thực sự quá xa. Tại Lam Tử Y trước khi đi, Là Quân tướng tinh tay phải cái cho Lam Tử Y nhìn. Lam Tử Y lại là cự tuyệt, nàng nói ra, tay này cái ta là thay ngươi hướng tinh chủ muốn, tinh chủ yêu cầu ta không nên nhìn tay này cái, như thế hắn mới đáp ứng. Cho nên ta vẫn là không nhìn. Tại Lam Tử Y sau khi đi, La Quân bắt đầu chính thức tiến hành tu luyện. Chuyến này bình hành thế giới chuyến đi, hắn có quá nhiều đồ, vật gần muốn lĩnh ngộ. La Quân cũng không có vội vã nhìn tinh chủ bản chép tay, cái kia tinh chủ bản chép tay bị La Quân phóng tới phòng bị tu di bên trong. Đồng thời, hắn khâm điểm phía dưới chính mình đồ vật, pháp bảo. Pháp bảo trước mắt có nhân hoàng kính, đại la tiên đằng, còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng địa sát chi tinh. Ngoài ra còn có viên kia để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ hạt châu màu đen. Đều truyền hạt châu này là sơn hải châu, nhưng hắn cũng không xác định cái đồ chơi này đến cùng phải hay không đâu. Mặt khác có phòng bị tu di mấy viên, còn có một số nhân hoàng đan cùng tinh thạch. Về phần hoàng kim những vật này cũng không phải ít. La quân rất nhanh liền tế ra đại hắc đan. Địa sát chi tinh ngưng tụ thành đại hắc đan, đại hắc đan phía trên có la quân đối rất nhiều quy tắc lý giải, còn có tinh thần lĩnh ngộ cùng cảm động phương diện này là la quân công pháp đại thành. Đại hắc đan tại la quân trước mặt, hình thành có trường to bằng chậu rửa mặt tiểu cầu thể, nó trên không trung xoay chậm chậm. La quân tại trải qua bình hành thế giới lần này kinh lịch về sau, liền minh bạch thế gian huyền ảo đạo lý. Thế gian huyền ảo, huyền ảo tại thời gian phía trên, thời gian lực lượng là vô cùng. Nhưng là thời gian cũng là khống chế khó nhất cùng chạm đến. Mặt khác cũng là quy tắc lực lượng, quy tắc chế định về sau, có thể trở thành tạo hóa chi chủ. Sau cùng, hắn hiểu được lực lượng nơi phát ra, lực lượng nơi phát ra bắt nguồn từ khí. Không khí là nhân sinh lưu giữ căn bản, tinh khí thần là mặt người diện mạo, thể nội một hơi là sống lấy tiêu chí. Khí tuyệt mới có thể bỏ mình. Khí, cái này đại hắc đàn uyển chuyển như ý, cũng là một hơi tồn tại. Như thế nào đem khẩu khí này vận dụng tốt, liền có thể minh bạch trí cao chi cảnh. Người sau khi chết, linh hồn cũng là một hơi là quân nghĩ như vậy. Nhưng là, ta cái này đại hắc đan khí vẫn là quá yếu, ta nhất định phải hấp thu đến càng nhiều điện sát chi tinh mới được. Là quân âm thầm tính toán, cũng không nhất định phải toàn bộ đều là địa sát chi tinh, hắn tức giận cũng có thể tham ngộ pháp tắc, sau đó đến đại hắc đan bên trong. Ta thiên địa pháp tướng đại kim đan chỗ lấy lợi hại, cũng là bởi vì bao dung vạn vật, mà cái này đại hắc đan vẫn là có quá nhiều tính hạn chế. Là quân sau đó liền vận chuyển pháp lực bao trùm đại hắc đan hắn tri thức cùng đối quy tắc lý giải lần nữa dung nhập vào đại hắc đan bên trong. Tại chúng tinh điện bên trong, có khả năng tiếp xúc đến đồ, vật quá ít. Là quân bây giờ minh bạch rất nhiều thứ, nhưng là chúng tinh điện lại câu thúc hắn phát triển. Còn kém đồ, vật, kém quá nhiều đan dược, còn có các loại khí. Đồi núi tinh hồn, thủy chi tinh phách, tất cả khí, đều có thể dung nạp đến đại hắc đan bên trong. Chỉ cần ta có thể bao dung vạn vật, luôn có một ngày, đại hắc đan cũng lại biến thành đại kim đan. Đợi đến đại kim đan thành công ngưng luyện, liền là chân chính thiên địa pháp tướng." La Quân nói thầm, "Xem ra ta còn phải đi Thiên Châu một chuyến." La Quân sau đó thì thu đại hắc đan, đón lấy, hắn lại lấy ra tinh chủ bản chép tay. Tinh chủ bản chép tay 5 tháng đã đã lâu, nhưng trang giấy này là phong cách cổ xưa đặc thù trang giấy. Cho nên mặc kệ 5 tháng như thế nào ăn mòn, lại không thể ảnh hưởng căn bản Lật ra lần đầu tiên, liền thấy phía trên chỉ viết một chữ to. Mà lệnh La Quân có chút nhất cả chứng là, cái chữ này kỳ dị vặn vẹo, hắn chả cũng không nhận ra. Nhưng La Quân cũng sẽ không cảm thấy đây là tinh chủ tại lừa gạt hắn. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái chữ này. Lập tức, La Quân thì cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn võ đạo tinh khí theo chữ phía trên phát ra. Thật là nồng nặc khí tức, La Quân không khỏi sợ hãi thán phục. Tựa hồ, còn kém chút cái gì là quân vận pháp lực hướng chữ lớn phía trên vồ bắt mà đi. Hắc, một chảo phía dưới, cái chữ này lập tức liền rời đi quyển kia bản chép tay. Cái chữ này trên không trung bắt đầu vặn vẹo, mà lại rất nhanh, cái chữ này tản mát ra cuồn cuộn khói báo động tinh khí đi ra. Nồng đậm võ đạo tinh khí trong phòng ngủ phát ra. Cái chữ này trùng trùng điệp điệp, tựa hồ có thiên trọng sóng biển ẩn chứa bên trong. Cỗ này võ đạo tinh khí hiện ra thanh sắc, trên không trung biến hóa ra hơn ngàn điều khí lưu màu xanh. La quân không khỏi quá sợ hãi. Đây là cái gì kỳ quái đồ, vật, chẳng lẽ là yêu tinh hay sao? Ngay vào lúc này, tất cả tinh khí bắt đầu co vào. Trong nháy mắt, khí thể áp xúc thành một người. Chính là một đạo nhân. Đạo nhân này thì đứng trong phòng. La quân không khỏi thấy kỳ lạ, hỏi, ngươi là ai? Đạo nhân kia nhìn La Quân liếc một chút, đột nhiên trong mắt hung quang đại phóng đón lấy hắn đột nhiên xuất quyền oanh một đạo kim sắc đại quyền ấn mang theo nặng như núi nhạc bảo tạc lực lượng sông về phía la quân một quyền này lực lượng chừng một triệu đến cân bát trọng thiên lực lượng la quân không khỏi líu lưỡi hắn cũng không theo đạo nhân này chiến đấu lập tức mượn nhờ nhân hoàng kính đi vào đạo nhân sau lưng hàng phục la quân một chiêu liệt không đại thủ ấn cầm ra cái kia liệt không đại thủ ấn chính là địa sát chi tinh hình thành, trong nháy mắt, màu đen sát khí hình thành 10 triệu đạo kiếm khí. 10 triệu đạo kiếm khí lại lại tụ lại thành một đạo thủ ấn. Đạo này thủ ấn hư không mà ra, trực tiếp đem đạo nhân kia tóm lấy. Cùng lúc đó, đạo nhân nhất quyền thì đập nện tại phòng ngủ trên vách tường. Oanh! Cái kia trong vách tường tản mát ra một tầng kim quang, trực tiếp tương đạo người quyền lực thôn vệ đi vào. Không, vách tường lông tóc không tổn hao gì. La Quân thấy thế cũng là bị kinh ngạc, cái này chúng tinh điện công trình kiến trúc thế mà còn có bực này công hiệu. Phòng ngủ này bên trong đấu tranh không có chút nào kinh động đến người khác. La Quân tương đạo người bắt lấy, đạo nhân kia tại La Quân trong tay kịch liệt dẫy dụa lấy. La Quân lạnh giọng nói ra, người lại giấy dụa, không chịu thuần phục, ta liền đem người triệt để vỡ nát. Cái này vừa nói, đạo nhân lập tức liền trung thực rất nhiều. La Quân nói ra, người phải hiểu rõ, người ở trước mặt ta còn không có phản kháng bản sự, ta hiện tại có thể thả ngươi. Thả ngươi về sau, thật tốt đáp lời, không phải vậy lời nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đạo nhân gật gật đầu. La quân cũng liền thu liệt không đại thủ ấn. Đạo nhân cảnh giác nhìn về phía La quân. La quân liền nói ra, người rốt cuộc là ai? Nói người nói, bần đạo chính là võ tự tinh linh. Cái gì võ tự tinh linh? La quân không hiểu. Nói người nói, Thượng cổ đại năng viết thiên đạo quy tắc, sáng tạo các loại kiểu chữ. Bần đạo chính là một cái võ tự, một chữ. Ngươi nói là ngươi chính là một chữ. Là quần cảm thấy mình não động có chút không đủ dùng. Nói người nói, thượng cổ chữ không là phàm nhân chữ. Viết bần đạo người càng là dùng thiên đạo bút viết ra bần đạo. Bần đạo xuất hiện về sau, thế gian đại năng liền rốt cuộc không viết ra được võ tự tới. Thiên đạo bút ta ngược lại thật ra biết có một kiện pháp khí gọi là nhân hoàng bút. La quân nói ra, nói người nói, bần đạo cũng không biết nhân hoàng bút, chỉ biết là chỉ có thiên đạo bút mới có thể viết ra thượng cổ kiểu chữ ta thật quy tắc tới. Bần đạo tại tay này cái bên trong đã có hơn 8.000 năm, sau đó cũng liền dần dần sinh ra nhanh nhạy. Ta hiểu, La quân nói ra, phó tử có thể tính thành là một kiện pháp khí, ngươi là bên trong khí linh, đúng hay không? Đạo nhân gật gật đầu, nói ra, có thể nói như vậy. La Quân nói ra, hơn 8.000 năm, người làm sao yếu như vậy. Nói trên mặt người tránh qua sắc mặt giận dữ, nói ra, bần đạo từ sinh ra đến nay, thì bị phong ấn ở tay này cái bên trong. Uy lực căn bản còn chưa đi qua ngưng luyện, nếu để cho bần đạo đến thế tục giới, hoặc là trong tiên giới hấp thu võ đạo tinh khí, chính là 100 cái các hạ ngươi, cũng không phải bần đạo đối thủ. Như thế có thể khoác lác, La Quân có chút không tin. Nói người nói, bần đạo chính là võ đạo đế vị, thủ thiên địa chi phong, cái này há lại cùng ngươi nói đùa. Là quần còn người đảo một vòng, hắn cảm thấy mình tựa như là nhặt được một cái bảo bối. Bất quá muốn làm sao sử dụng bảo bối này, đó còn là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ta có thể mang ngươi đến tục trong thế giới đi, là quân nói ra. Đạo nhân không khỏi đại hỷ, nói ra, chuyện này là thật. Là quân nói ra, nhưng ngươi về sau muốn thần phục với ta nói người nói như vậy sao được bần đạo chính là võ đạo đế vị làm sao có thể đầy đủ hướng nhân loại thần phục la quân nói ra vậy được rồi ta thì bóp nát ngươi tốt đạo nhân lập tức chịu thua nói ra tốt ta thần phục với ngươi la quân không khỏi buồn bực nói ra võ tự tinh khí thần là bực nào lợi hại có vẻ như ngươi không quá có cốt khí a nói người nói võ tự bản thân là một gỗ không ai địch nổi chính khí nhưng là bần đạo cũng không tính là võ tự, mà chính là bên trong tinh linh. Bần đạo sinh ra nhanh nhạy về sau, thì có thất tình lục dục, cho nên cái này rất bình thường. Nhưng bần đạo chỉ cần phát động võ tự tinh thần ảo nghĩa thời điểm, liền sẽ quảng đi thất tình lục dục. Là quần nói ra, ta thế mà không biết ngươi nói là thật là giả. Bất quá ngươi nói thần phục với ta, ta chỉ sợ là nói miệng không bằng chứng. Vạn nhất ta mang ngươi đến thế tục giới, ngươi đạt được lực lượng, phản bội tại ta ta chẳng phải là bắt ngươi không thể làm gì. Nói người nói, chỉ cần ngươi có bản này bản chép tay tại, bần đạo quả quyết không dám phản bội. Bần đạo chính là một chữ, cần phải có an thân lập mệnh chỗ. Nếu là không có địa phương đợi, cỗ này khí liền sẽ tán ở hư không sâu xa. Thật, là quân bán tín bán nghi. Nói người nói, tự nhiên là thật, bần đạo sao lại lừa dối. Là quân nói ra, tốt, tạm thời tin tưởng ngươi trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tín nhiệm đạo nhân này, nhưng lúc này cũng không có khác biện pháp. Sau đó, là quân còn nói thêm, bản này bản chép tay, người biết bên trong nội dung sao? Không biết, nói người nói. Là quân cũng không nguyện ý mọi chuyện hoài nghi đạo nhân này, hắn nói tiếp. Vậy ngươi biết tiên giới chi môn sao? Không biết, nói người nói. Là quân ngược lại không ngoài ý muốn, người đạo nhân này bất quá là khí linh, vẫn là về sau mới sinh ra nhanh nhạy làm sao có thể biết những thượng cổ đó bí mật tốt người trở lại bản chép tay bên trong đi thôi la quân nói ra đạo nhân gật gật đầu chỉ gặp một đạo thanh quang tránh qua đạo nhân thì trở lại bản chép tay bên trong bản chép tay phía trên vốn là đã không có cái kia võ tự giờ phút này võ tự lại xuất hiện tại bản chép tay phía trên la quân thầm nghĩ tinh chủ rốt cuộc là ai hắn thế mà còn có thể dùng thiên đạo bút viết ra thượng cổ văn tự viết một chữ cũng là một kiện pháp khí, đây là cái gì dạng thần thông. Là quân càng phát giác tinh chủ cao thâm mà chắc. Sau đó, là quân lại lật đằng sau. Trang thứ hai chữ lại không còn là loại này thượng cổ văn tự. Cái này trang thứ hai phía trên là chữ nguyên thể. Ba nghìn thế giới, vị diện san sát, còn lại gặp thương hải tăng điền, gặp vạn vật điêu linh, gặp cây khô gặp mùa xuân, nhìn thấy đúng như tự mình. Như vậy, còn lại đến cùng là từ nơi đó đến cái này trang thứ hai phía trên thì viết những chữ này. Ngược lại không phải là tối nghĩa khó hiểu thể văn ngôn, viết rất trắng. Những chữ này hiển nhiên không phải dùng thiên đạo bút viết, chỉ là phổ thông ghi chép. Nhưng La quần y nguyên cảm giác được những chữ này thể hỗn hỗn độn độn. Hỗn độn bên trong, tựa hồ lại ẩn chứa rất nhiều quy tắc cùng ảo nghĩa. Những chữ này nếu như đơn độc lấy ra nhìn, lập tức sẽ cảm thấy bên trong có vô cùng hắc động vòng xoáy, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng sâu bao nhiêu ảo nghĩa là quân càng xem càng là kinh hãi tinh chủ rốt cuộc là ai mục đích khác thật chỉ là vì chế tạo chúng tinh điệt, vĩnh sinh bất tử sao là quân tiếp lấy lật ra trang thứ ba cái gì gọi là tiên giới bình thường người trong lòng tiên phiêu giật xuất trần còn lại thấy tiên giới tàn nhẫn tàn khốc càng sâu thế tục thế gian vốn không tiên giới trong tiên giới người cũng là theo địa cầu tới bọn họ vốn là địa cầu bên trong cao quý nhất chủng tộc từ lần thứ ba ngũ hành mở lại tiên giới chủng tộc rốt cuộc thành lập tiên giới thông đạo từ đó liền có tiên giới la quân nhìn đến đây trong lòng không khỏi rung mạnh nguyên lai like, tiên giới là thật tồn tại mà lại tinh chủ còn đi qua tiên giới tinh chủ đối tiên giới rất là dài như vậy tinh chủ tu vi đến cùng đến cảnh giới gì đâu la quân nhịn không được suy nghĩ vấn đề này la quân thầm nghĩ tinh chủ tồn tại Tựa như là một cái bên trong thiên địa khách qua đường, nhìn lấy thiên địa phát sinh thương hải tang điền biến hóa. Cho tới nay, Tinh chủ cũng không xuất thủ, mà hết lần này tới lần khác đến bây giờ, hắn mới bắt đầu đại thủ bút hành động. Hắn là muốn cứu vãn địa cầu, vẫn là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nếu là thật sự chỉ vì chế tạo chúng tinh điện, chính là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Cũng thế, hắn đã gặp thương hải tang điền biến hóa, cũng sẽ coi nhẹ bình thường người sinh tử. Tựa như là nhân loại nhìn con kiến hôi sinh diệt một dạng, chúng ta sẽ đi cứu vãn con kiến hôi sao? Sẽ không, là quân tâm đạo. Nhưng là, con kiến hôi cùng chúng ta cùng tại địa cầu, như là địa cầu đều muốn hủy. Chúng ta không cứu con kiến hôi, cũng muốn cứu cái này địa cầu. Là quân nghĩ lại lại nghĩ như thế. Tinh chủ mục đích, là quân đoán không nghĩ ra, hắn dứt khoát lại tiếp tục lật giấy. Thiên đạo bút viết thượng cổ văn tự, còn lại cầm trong tay thiên đạo bút, nắm giữ thượng cổ văn tự chi quy tắc cùng tinh túy. Thượng cổ văn tự cùng sở hữu 300 chữ, phân biệt đại biểu thiên đạo bên trong các loại quy tắc. 300 chữ đã sớm bị người khác sách viết ra, chỉ có võ tự vỡ vụn, còn lại liền bắt trước thượng cổ đại năng, đặc biệt viết võ một chữ này. La Quân nhìn lấy tinh chủ bản chép tay, trong đầu của hắn xuất hiện thế giới đã phát sinh đổi mới. Cái kia chính là tại thượng cổ lúc sau, trong trời đất này thần kỳ sự tình, nhiều vô số kể. Cái này thượng cổ, chưa hẳn cũng là hoa hạ trên dưới 5.000 năm. Trên dưới 5.000 năm, là phàm nhân lịch sử, mà thần lịch sử chưa ở chính giữa. Mà lại, thế giới bao la bất quá là một cái thế giới. Dựa theo tinh chủ thuyết Pháp, chính là 3.000 thế giới. Nhân loại không là lợi hại nhất chủng tộc, trong tiền giới mới thật sự là cao quý nhất chủng tộc. 3.000 thế giới, vì sao lại có nhiều như vậy vị diện thế giới? Là quần ngẫm lại, thầm nghĩ, vâng đại thần thông giả, nhưng có nhất hoa nhất thế giới thần thông. Như vậy nhiều như vậy vị diện thế giới xuất hiện, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là rất nhiều vị diện thế giới, chưa hẳn chính là chân thật tồn tại. Nhưng cũng không thể toàn bộ hư huyến, nhất định phải có đúng như ta, mới có hư giả ta. Không có chân thực, tại sao hư giả? La quân còn cảm nhận được tinh chủ mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa đại đạo quy tắc, mà lại bên trong khí tức hỗn hỗn độn độn, vô dục vô cầu cũng có thể nói là không có kẽ hở dạng này cảnh giới cho là quân cảm giác cũng là cao sơn ngưỡng chỉ là quân tiếp tục lật giấy bên trong thì y nguyên ghi chép rất nhiều sự tình đều là liên quan tới cái thế giới này sự tình ngoài ra còn có một chút thần thông công pháp bên trong có một môn thần thông công pháp liền gọi là đại lôi bởi vì phổ độ pháp cái kia đại lôi âm phổ độ pháp là có nhất tôn tượng phật cái này tượng phật mặt mũi hiền lành họa đến cực rất thật xem xét phía dưới cũng cảm giác được này tượng Phật chính là Phật khởi nguyên. Bất luận cái gì tội nhiệt, ta ác tại cái này tượng Phật trước đó, đều sẽ cảm giác đến hổ thẹn không thôi. Đại lôi bởi vì phổ độ Pháp ngược lại là không có những như đó gì tu luyện công Pháp, là quân hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Đón lấy, hắn nhìn thấy tượng Phật phía dưới có một ít kỳ quái chữ. Những chữ này vặn và vặn vẹo, tựa hồ lại là thượng cổ văn tự. Là quân hiển nhiên là cũng không nhận ra. Ừm la quân đột nhiên cảm thấy kỳ quái hắn có thể cảm giác ra những chữ này tựa hồ cũng có linh tính sau đó hắn lập tức vận chuyển pháp lực đi lên đứng lên la quân khẽ quát một tiếng sau đó những văn tự đó lập tức tung bay bay lên trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau biến thành một cỗ kim sắc quang hoa ánh sáng màu vàng óng này hướng về la quân trong não vực bay tới la quân vốn có thể cảm giác được không có gặp nguy hiểm cũng không có ngăn cản ánh sáng màu vàng óng này bay vào La Quân trong não vực, La Quân lập tức cũng cảm giác được trong não vực nhiều một đoạn âm tiết tin tức. Đoạn này âm tiết phát ra tiếng rất ảo diệu. Hắn kìm lòng không được dựa theo âm tiết phát ra tiếng, cùng lúc đó, hết sức chăm chú. Cỗ này kỳ diệu âm tiết tựa như là một loại nào đó thiên địa mật mã một dạng, tại phá giải lấy một loại nào đó quy tắc. Sau đó, tay kia ghi lại tượng Phật cũng cấp tốc biến hóa làm kim sắc quang hoa, lấp lóe tiến la quân trong não vực thì ra là thế la quân đột nhiên thì hiểu cái này đại lôi âm phổ độ pháp cái này đại lôi âm phổ độ phật có thể hấp thu tín ngưỡng sau đó hình thành tinh khiết nguyện lực sau đó lợi dụng nguyện lực kim quang phổ độ thế nhân nói đến tựa như là phổ độ thế nhân nhưng cũng có thể coi như là một môn tẩy não tà công có thể để bị tẩy não người triệt triệt để để cho mình sử dụng hơn nữa còn là một lòng vô tư phụng hiến loại kia lấy ra khống chế người cũng không tệ lắm nhưng là phương diện này tinh khiết nguyện lực còn vẫn là quá ít. Ta nhất định phải tìm rất nhiều rất nhiều người đến thành kính tín ngưỡng đại Lôi Âm Phổ Độ Phật, kể từ đó, môn công pháp này mới có thể càng thêm lợi hại. Nếu ta giờ phút này lấy đại Lôi Âm Phổ Độ pháp đến phổ độ người bình thường hoặc là thông thường cao thủ, ngược lại là đầy đủ. Nhưng nếu lấy ra giáo hóa lợi hại cao thủ, đối phương liền sẽ chẳng thèm mó tới. Nhưng tựa hồ còn có một loại khác biện pháp cái kia chính là làm cho đối phương chủ động mở mở tâm linh tới đón thụ ta phổ độ. La quân thầm nghĩ, làm sao tới gia tăng nguyện lực, đây là ta về sau muốn làm sự tình. Tóm lại này môn phổ độ pháp là cái thứ tốt. La quân lúc này cũng liền càng phát ra cảm giác được bản này tinh chủ bản chép tay bảo bối chỗ. Đây tuyệt đối là vô thượng côi bảo A. À. Sau đó, La quân tiếp tục lật giấy. Đằng sau vẫn là một chút tinh chủ tạp kỹ, nhưng trung gian còn nâng lên một việc cái kia chính là 3.000 đại đạo. 3.000 thế giới, mỗi cái thế giới đều có một đầu đại đạo. Mỗi một điều đại đạo tu luyện tới cực hạn, đều sẽ có được vô thượng thần thông. Tại ba 000 đại đạo bên trong, 30 người đứng đầu đạo thuật đều là kinh thiên động địa. Tỷ như đại phong ấn thuật, sắp xếp hạng 15. Còn có đại âm dương thuật, đại luật lệnh thuật, đại nguyện vọng thuật. Mà 3.000 đại đạo tổng cương chính là đại mệnh vận thuật, là quân sở sở lỗ mũi mình giờ khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được thiên mệnh chi vương bốn chữ này uy lực. Tựa hồ là trong lúc vô tình, rất nhiều đồ tốt đều đã sớm đưa đến trên tay mình. Thật đáng buồn là, chính mình còn hoàn toàn không phát huy ra bên trong uy lực A. Tinh chủ bản chép tay mặt trên còn có miêu tả, làm 3.000 đại đạo tại trên người một người toàn bộ tu luyện về sau, thế gian tất cả pháp tắc đều sẽ sụp đổ, cái kia chính là thế giới hủy diệt thời điểm. Thế giới hủy diệt, thiên địa ngũ suy, lúc này vĩnh sinh chi môn sẽ xuất hiện. Vĩnh sinh chi môn xuất hiện, chỉ cần đi vào vĩnh sinh chi môn, liền có thể đến vĩnh sinh. La quân nhìn trong lòng chấn kinh, bất quá phía trên tinh chủ cũng nói, theo không có người tu luyện qua vượt qua 30 loại đại đạo, cho nên cũng cơ bản không có khả năng có người tu thành 3.000 đại đạo. Khác, tinh chủ còn có miêu tả. Địa cầu hình thành thời điểm, khắp nơi một vùng biển minh mông, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên mặt biển hình thành vô biên hỗn độn chi khí. Tại hỗn độn chi khí bên trong, liền hình thành vô số pháp tắc cùng thế giới. Thế giới có ba nghìn, bởi vậy thì có ba nghìn đại đạo. Sau đó liền ngọn nguồn lưu truyền câu nói tiếp theo, đại đạo ba nghìn, đều có thể thành tiên. Ba nghìn cái số này, cùng suy cho cùng, cửu ngũ trí tôn đều là tại chu dịch bát quái bên trong có lấy đặc thù địa vị. Thượng cổ hoàng đế, chính là cửu cửu trí tôn, về sau bị thượng cổ đại năng đi bốn, sau đó mới thành cửu ngũ trí tôn đại mệnh vận thuật ta là được bảo núi một mực còn không biết a à. xem ra ta còn được thật tốt đến xem phía dưới cái này đại mệnh vận thuật la quân thầm nghĩ nói tinh chủ bản chép tay một trang cuối cùng hấp dẫn đến la quân chú ý lực bởi vì cái này một trang cuối cùng chính là ghi chép sơn hải châu truyền thuyết thế gian pháp bảo cho dù là tối cao thần khí đều chẳng qua là phàm nhân pháp bảo duy có đạo khí mới là chân chính tiên nhân pháp bảo muốn khởi động đạo khí cần có tiên giới thuần dương chi lực đạo khí phân là hạ phẩm trung phẩm cùng tuyệt phẩm một kiện hạ phẩm đạo khí tại tục thế giới bên trong liền có quấy thiên địa phong vân chi lực không sai tục thế giới bên trong không có tiên giới thuần dương chi lực cũng không cách nào mở ra đạo khí mà đạo khí muốn tại chân chính cao thủ trong tay mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực còn lại từng tại trong tiên giới mượn nhờ tạo hóa tiên lô chế tạo một kiện tuyệt phẩm đạo khí, tên là Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu nương theo còn lại hơn 3.000 năm, về sau, còn lại dần dần không hề dựa vào pháp bảo, liền đem Sơn Hải Châu vứt bỏ tại thế tục giới. Chẳng lẽ cái này hạt châu màu đen thật sự là Sơn Hải Châu? Là quân xuất ra hạt châu màu đen tử tế suy nghĩ. Còn có, tinh chủ bản chép tay bên trong ghi chép Sơn Hải Châu. Nhưng Sơn Hải Châu không phải là viên giác sao? chẳng lẽ tinh chủ cũng là viên giác, là quân hiếu kỳ tới cực điểm. Ta thế mà quên vấn tinh chủ có biết hay không núi này Hải Châu, thật sự là không nên. Cùng ta ở chỗ này làm sao cũng đoán đo không ra, chẳng bằng ta trực tiếp đến hỏi tinh chủ. Là quân nói thầm, thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, là quân cảm thấy tinh chủ tựa hồ cũng không phải là một cái khủng bố âm mưu ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là la quân cảm giác, tinh chủ trên thân thủy chung là mộng một tầng khăn che mặt bí ẩn đến cùng tinh chủ mục đích là cái gì, La quân cũng không thể nào có biết. Tinh chủ bản chép tay cũng chỉ có ghi chép nhiều như vậy, nhưng vẻn vẹn những thứ này, đối với La Quân tới nói, cũng là một món tiền của khổng lồ. Hắn tướng tinh tay phải cái thu nhận sử dụng đến phòng bị tu di bên trong. Thu tinh chủ bản chép tay về sau, La Quân đi một chuyến tinh nhất điện. Cầu mong gì khác gặp tinh chủ. Nhưng thủ hộ tinh nhất điện hắc y tế thì lại nói, tinh chủ không tại, nếu không phải là hồ chiến đại tế ti thông qua liên hệ nào đó thủ đoạn ai cũng không gặp được tinh chủ la quân không khỏi khẽ nhíu mày hắn lại là không muốn đi tìm kia cái gì hồ chiến đại tế ti tính toán tham không thấu từ từ sẽ đến đi la quân ám đạo sau đó la quân lại đến bỉ ngạn các bên ngoài đi đứng một lúc hắn cũng chỉ có thể dạng này nhìn bên trong nằm linh nhi phiền muộn hồi lâu sau la quân lại trở lại thính đảo hiên bên trong lúc này hắn bị quản chế tại chúng tinh điện lại là rất không tự do muốn rời khỏi nơi đây cũng là thật khó hắn bản thân căn bản là không thể rời bỏ sao hỏa trung quy là pháp lực có hạn tại thính đào hiên bên trong là quần đem chính mình quan trong phòng ngủ tiếp tục khổ tu tại bình hành thế giới bên trong hắn còn được đến một vật cái kia chính là thân thể tiến hóa có thể đem thân thể tiến hóa đến cơ hồ là bất tử chi thân tựa như là ma la như vậy cường hãn nhưng khác nhau là ma la là thật không chết nhưng la quân đầu y nguyên yếu ớt nếu như bị người đánh nhau vỡ đầu vẫn là một con đường chết nhưng ngay cả như vậy cũng là rất mạnh la quân bây giờ muốn tiến hóa đến bình hành thế giới tình trạng kia cũng là có thể chỉ bất quá hắn chả muốn làm một việc chuyện này cũng là triệt để luyện hóa trung hoàng khi hắn nghĩ như vậy thời điểm trong não vực đột nhiên thì truyền ra một loại hoảng sợ ý vị tới. Người thế mà biết, trùng hoàng thanh âm tránh thức hoảng sợ. Là quân liền ngồi xếp bằng cùng bên trong trùng hoàng câu thông lên. Theo ta bắt đầu tiến hóa về sau, ta liền biết ngươi mục đích. Ngươi làm nhiều như vậy hư chiêu, đơn giản thì là muốn sử dụng ta vừa đi vừa về đến cái thế giới này. Mà lại, Người ngày đó đến đây, cũng là cố ý muốn để ta giết chết. Bởi vì người sợ ta hội sinh nghi, Ngươi muốn để ta cảm thấy ngươi là thật đã chết. Dạng này ngươi liền có thể một mực tiềm phục tại ta trong đầu, chỉ cần ta tiếp tục tiến hóa, sớm muộn có một ngày, ngươi thì có thể chân chính chiếm cứ ta thân thể. Ngươi không chỉ là muốn về đến cái thế giới này, hơn nữa còn đối với ta thân thể có dục vọng. Kế hoạch này rất hoàn mỹ." La Quân nói ra. Trung Hoàng khiếp sợ không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, về sau, thanh âm hắn tràn ngập uể oải, nói ra: nhưng ta cuối cùng vẫn là bị ngươi lừa gạt, nguyên lai like ngươi hết thảy đều là có biết." La Quân nói ra, ta một mực không vạch trần, thậm chí không cần suy nghĩ vấn đề này, vì cũng là che giấu ngươi. Thuận lợi đem ngươi chủ thân bắt đến, sau đó mang về nơi này nộp lên nhiệm vụ lần này. Trung Hoàng nói ra, "Tốt, ngươi thắng." La Quân nói ra, "Hiện tại ta trong não vực, pháp lực cường thịnh. Lấy ngươi cái này một tia yếu ớt phó thân thể, căn bản ngăn cản không nổi ta tinh thần lực luyện hóa." Trung Hoàng cái này yếu ớt phó thân thể cũng không phải là hoàn toàn thuộc về tinh thần lực, dấu ấn tinh thần loại hình tồn tại. Nó bây giờ rất nhỏ yếu, chỉ có tại dung nhập la quân huyết nhục chi thân về sau, mới có thể dần dần đạt được tầm bổ, trở nên lớn mạnh. Cái này không giống như là tuyệt thế cao thủ tại la quân trong não vực buông xuống ấn ký, cao thủ một khi dẫn bạo ấn ký, liền có thể đem la quân não vực nổ qua nhão nhuệt. Trung Hoàng loại này tồn tại, vẫn là lấy cổ trùng hình thức tồn tại. Dù sao, nó chính là trùng hoàng. Nếu như là tại bình hành thế giới bên trong, là quân tự nhiên là cầm trùng hoàng loại này cổ trùng không thể làm gì. Nhưng bây giờ ở chỗ này, hắn trong não vực pháp lực cường thịnh đến như thiên địa từ trường cấp độ, từng giây từng phút liền có thể muốn trùng hoàng tánh mạng. Lúc này, trùng hoàng thanh âm tràn ngập hoảng sợ, gấp giọng nói ra, không muốn. Hắn nói tiếp, đây là ta được ăn cả ngã về không? Chủ công thân thể đến cái kia tinh chủ trên tay, tuyệt không tiếp tục xoay người cơ hội. La Quân lạnh lùng nói ra, ngươi đều muốn mưu đồ ta thân thể, chẳng lẽ ta còn cần cho ngươi xoay người cơ hội sao? Còn có, ta hỏi ngươi, người tại Linh Nhi não hạch bên trong đến cùng còn có hay không lưu lại phó thân thể? Trung Hoàng nói ra, tuyệt đối không có. La Quân nói ra, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Trung Hoàng nói ra, chỉ bằng cái kia não hạch tại tinh chủ trong tay, ngươi cho rằng, ta giấu giếm được tinh chủ sao? Và lại, ngưng luyện phó thân thể cũng không dễ dàng, Tư đồ linh nhi bất kể như thế nào, đều chỉ có thể thông qua não hạch trở về. Thành não hạch, nhất định phải qua tay tinh chủ, qua tay tinh chủ, liền không khả năng giấu giếm được. Cho nên, ta căn bản không có tất muốn làm như thế. Là quần nói ra, ta nhìn ngươi tại cái kia Âu Dương trên thân không phải cúng. Vậy căn bản không phải ta phó thân thể, chẳng qua là ta đem chính mình gen cho hắn tiêm vào một chút. Nếu thật là ta phó thân thể, cái kia có nhất quyền liền bị ngươi giải quyết đạo lý. Trung Hoàng nói ra. La Quân nói ra, về sau chúng ta thử, dùng ngươi gen virus đến chế tạo người khác, căn bản không được. Trung Hoàng nói ra, đương nhiên không được, ta 10 năm mới có nhất tinh hoa. Là cái kia nhất tinh hoa gen thành tựu Âu Dương, thế nhưng Âu Dương thân thể vẫn là quá yếu, cũng căn bản không phát huy ra tạo uy lực. La Quân nói ra, ngươi lời nói, ta không thể tin được. Trung Hoàng nói ra, người muốn như thế nào mới có thể tin tưởng. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy bên trong, người chỗ ngừng tụ tinh hoa đâu? Trung Hoàng nói ra, phần lớn đều tại chủ kia thân thể não hạch bên trong, còn có cũng thối luyện qua một chút biến đổi gen người. Tỷ như cái kia 12 đế, còn có phương bạch những người kia, đều là cho ta tinh hoa, như thế mới có thể thuận lợi sinh ra không phải bình thường tiến hóa. Nhưng mỗi người tiến hóa phương hướng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Tinh chủ muốn ta não hạch, Đơn giản không phải vì những tinh hoa đó vị trí Là quân nói ra Cho nên Thực ngươi vốn là tính toán đợi đến nơi đây về sau Thừa dịp ta tiến hóa Sau đó lớn mạnh ngươi tự thân Dạng này ngươi liền có thể trong lúc vô tình trưởng khống ta Trước đó tại bình hành thế giới bên trong Ngươi không có chiếm cứ ta thân thể Là bởi vì tại bình hành thế giới bên trong Ngươi vốn là thân thể thì cường đại Muốn ta thân thể căn bản vô dụng Và lại Ngươi như trưởng khống lấy ta não vực Một khi về tới đây liền sẽ bị tinh chủ phát hiện Trung Hoàng nói ra không sai, kế hoạch này ta chuẩn chuẩn bị thời gian rất lâu chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi sớm liền hiểu La Quân nói ra ta hỏi lại ngươi ngươi cùng ngươi chủ thân hiện tại đến cùng là quan hệ như thế nào Trung Hoàng nói ra chủ thân phía trên nắm giữ ta toàn bộ lực lượng phó thân thể là ta đến bình hành thế giới về sau mới bắt đầu ngưng luyện ta vóc người này nắm giữ ta toàn bộ trí nhớ còn có gen chỉ cần thời gian đầy đủ, ta cũng như thế có thể cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Ta đã sớm biết, ta hội có một ít khủng bố kiếp số, cho nên mới chuẩn bị vóc người này độ kiếp. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị ngươi biết thấu. Thiên đạo đối ngươi cũng vô cùng kiêng kỵ, cố ý đem ngươi đưa vào đến bình hành thế giới bên trong. Nhưng chiếu tình huống bây giờ đến xem, người tựa hồ cũng không gì hơn cái này đi. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi còn có cái gì đặc thù bản sự là ta không có phát hiện? Là quân ngẫm lại nói ra trung hoàng trầm mặc một cái chớp mắt nó nói ra bởi vì ta là theo địa hạch bên trong đến liền xem như thiên đạo cũng không biết ta lai lịch cùng bản nguyên tại thượng cổ lúc sau ta đã cường đại đến thiên làm khó dễ được ta cấp độ ta thọ mệnh có thể giữ thiên tề nếu không phải thiên đạo trần trọc sử dụng quỷ kế đem ta đưa vào đến thời không loạn lưu bên trong mất phương hướng lại để cho ta mất đi thân thể ta làm sao có thể có hôm nay ta bị vây ở bình hành thế giới bên trong về sau, liền muốn muốn ngóc đầu trở lại. Có thể thiên đạo lần nữa gian lận, vốn là ta đã làm thành ta muốn làm sự tình. Nhưng các ngươi thời gian sử dụng gian tác tệ, cho nên ta mới có hôm nay thê thảm. La Quân nói ra, người ý là, hiện tại ngươi đã không phải là bất tử chi thân. Trung Hoàng nói ra, đến nước này, còn nói gì không chết. La Quân nói ra, vậy ngươi lai lịch cùng bản nguyên đến cùng là thuộc về chỗ này. Trung Hoàng nói ra, ta, hắn đón đến, nói ra, thực ta cũng nói không rõ lắm. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ngươi vẫn là không quá muốn nói lời nói thật, không sao cả, ta cái này đưa ngươi bước đi ra, sau đó dùng khác thủ đoạn đến trị ngươi. Trung Hoàng đang muốn mở miệng, La Quân trong não vực pháp lực bành trướng lên. Bất quá một lát, La Quân há miệng ra, liền phun ra một đầu trong suốt sợi tơ tiểu trùng, hắn đem cái này sợi tơ tiểu trùng đặt ở lòng bàn tay liền còn nói thêm người đại khái còn không biết ta có một vật vật này gọi là huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong có đặc chế huyền hoàng dịch chỉ cần ta đưa ngươi để vào đến huyền hoàng dịch bên trong gột rửa ngươi liền sẽ niết bàn trọng sinh người bản chất lực lượng sẽ nhưng ngươi tất cả trí nhớ đều sẽ mất đi hắn sau khi nói xong liền đem sợi tơ tiểu trùng để vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong không muốn Trung Hoàng lập tức phát ra tinh thần ý niệm tới. Nó tinh thần ý niệm bên trong tràn ngập nói không nên lời hoảng sợ ý vị. Đại khái Trung Hoàng là thật không nghĩ tới, là quân thế mà còn có bực này sự vật. Là quân cười lạnh liên tục, nói ra, người có thể tiếp tục mạnh miệng, đại khái người thật cảm thấy ta là rất tốt lừa gạt. trùng Hoàng tràn ngập chấn kinh, nó không ngừng nói ra, làm sao có thể, người làm sao có thể nắm giữ bực này pháp bảo, chẳng lẽ thật sự là thiên ý. Thiên ý. Cái gì cầu thí thiên ý, đều là cái này lão tặc thiên an bài tốt. Trùng Hoàng nói càng về sau, đột nhiên táo bạo lên. Là quân yên tĩnh nhìn lấy cái này Trùng Hoàng tâm tình táo bạo, hồi lâu sau, hắn xoa ra tay chỉ, nói ra, xem ra, cái này bên trong thiên địa, vẫn là có người kiêng kỵ tồn tại nha. Trùng Hoàng nói ra, hạt giống này, trước kia là không tồn tại. Hiện tại đột nhiên có, rõ ràng cũng là chuẩn bị cho ta. Là quần đầu óc theo thường nhân khác biệt hắn có loại vô ý thức đảo ngược tư duy. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi là thành tinh nhân vật, trước núi Thái Sơn sụp đổ có thể mặt không đổi sắc. Nhưng ngươi hôm nay lại ở trước mặt ta, nhiều lần thất thố. Ngươi biểu hiện ra ngươi sợ cái này huyền hoàng dịch hột rửa, sẽ không phải là bởi vì ngươi vốn cũng không sợ, lại làm cho ta coi là đắc kế a. À. Trung Hoàng nói ra, chính là bởi vì ta là thành tinh người, ta sống nhiều năm như vậy, càng là không nỡ chết chủ công thân ở cái kia tinh chủ trên tay, sẽ bị hắn luyện hóa đến chúng tinh điện pháp trong trận, từ đó trí nhớ hoàn toàn biến mất, thành vì một kiện pháp khí. Đó là tuyệt không xoay người khả năng, cho nên ta mới càng phải chân quý ta vóc người này. Là quân nói ra, người nói thiên hoa loạn trụy, thật thật giả giả, ta thật là phân không phân rõ được. Ngươi là sống đến vạn năm lâu thượng cổ quái vật, ta đánh không lại ngươi. Ta nhìn ta vẫn là đưa ngươi đi giao cho tinh chủ đến xử lý, dạng này mới là không có sơ hở nào. Ngươi, trùng hoàng cũng là cảm nhận được la quân khó chơi. Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Trùng hoàng bất đắc dĩ nói ra. La quân nói ra, ta không muốn thế nào a à? Ngươi không có hảo ý, trôn giấu dã tâm. Một khi công thành về sau, càng là nhân gian đại địch, cho nên ta sao có thể để ngươi trưởng thành? Đã từng ta thật là muốn trưởng thành, bá tuyệt vũ nội, nhưng bây giờ ta đã không muốn. Trung Hoàng nói ra, cái kia tinh chủ tuy nhiên tinh thông thôi diễn chi thuật, nhưng hắn chỉ am hiểu thôi diễn đi qua, không am hiểu thôi diễn tương lai. Quá khứ là một tầng không thay đổi, tương lai lại là suy nghĩ bất định, tràn ngập biến số. Tăng thêm hắn lần này mở ra thông đạo, hao phí không ít lực lượng. Cho nên ta mới có thể may mắn sống sót, đây là ta duy nhất sống sót cơ hội, người nếu để cho ta sống sót, ta có thể hứa người rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì, là quân muốn chính là cái này kết quả. Trung Hoàng nói ra, ta có thể giúp ngươi luyện thành bất tử chi thân, liền xem như đầu bị tạc mở, một dạng đều có thể còn sống sót. La Quân nói ra, sau đó ngươi thì chiếm cứ ta thân thể, đúng không? Ta nhìn có ngốc như vậy. Trung Hoàng không khỏi nghẹn lời. La Quân nói ra, ngươi có thể cũng đừng nghĩ lại tiến ta não vực. Trung Hoàng nói ra, cái kia, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Giao cho tinh chủ A, à. La Quân nói ra trung hoàng nói ra trung hoàng lúc này là cầm la quân không có biện pháp nào nó rơi vào đường cùng nói ra ta có thể cho ngươi khác chỗ tốt nhưng ngươi ngươi hẳn phải biết ta không có khả năng thả ngươi đi ta nhất định phải trưởng khống ngươi không phải vậy lời nói lấy ngươi kiến thức cùng năng lực tương lai trưởng thành chẳng phải là ta tử kỳ cũng là thế giới bao la tai nạn cho nên ngươi đừng nghĩ lấy cho ta chỗ tốt ta liền có thể thả ngươi đi la quân nói ra ta cũng không cùng ngươi cây nấm, nếu như ngươi nói không nên lời đủ tốt chỗ cùng xử lý thích đáng ngươi biện pháp, như vậy hôm nay, ngươi tuyệt đối là không có kết cục tốt. Trùng Hoàng nghe vậy, không khỏi trầm mặc đi xuống. Nếu như ta cảm giác đến không cách nào trưởng khống ngươi, như vậy đưa ngươi đi gặp tinh chủ là ngươi kết quả duy nhất. Là Quân tiếp lấy còn nói thêm. Trùng Hoàng y nguyên trầm mặc. Thật lâu về sau, Trùng Hoàng hơi hơi thở dài, lại là nói không nên lời thê lương, nó nói ra, tốt a, à? ta cho ngươi biết, như thế nào có thể hoàn toàn trưởng khống ta. Ngươi vừa mới không phải học một môn đại lôi âm phổ độ pháp sao? Dùng đại lôi âm phổ độ pháp, ta đem tâm linh buông ra, hoàn toàn không phản kháng ngươi độ hóa. Như thế, về sau ta liền sẽ một lòng hướng về ngươi. Là quân tự nhiên nghĩ tới đại lôi âm phổ độ pháp, hắn nói ra, cái này đại lôi âm phổ độ pháp thật có thể độ hóa ngươi. Trung Hoàng nói ra, có thể hay không độ hóa, ngươi thử qua thì sẽ biết đây là không có cách nào làm bộ. là quân vội ho một tiếng nói ra trùng hợp như vậy vừa vặn ta liền phải đại lôi âm phổ độ pháp chẳng lẽ tinh chủ biết ngươi tồn tại không có khả năng trùng hoàng nói ra cái này đại lôi âm phổ độ pháp nơi tay ghi lại tồn tại ngàn năm lâu tinh chủ lợi hại hơn nữa cũng thôi toán không xuất thiên năm sau chi tiết là quân nghe vậy không khỏi gật đầu nói ra có đạo lý vậy xem ra thật đúng là trùng hợp Audio điện tử võ tấn bền. Trùng hoàng cỗ này phó thân thể nhỏ đến không có điên, dựa theo bình thường sinh vật tồn tại logic, như thế sinh vật nhỏ, rất không có khả năng tồn tại cái gì nhanh nhạy. Nhưng là, trùng hoàng bản thân liền là đại thần thông người. Hắn đã từng cũng là có cầm thiên sơn, co lại nhật nguyệt cao thủ. Cho nên tại hắn nỗ lực hạ, ngừng tụ ra như thế nhất tôn phó thân thể thế thì cũng chẳng có gì lạ. Đại thần thông giả, nhất hoa nhất thế giới, nhất niệm nhất thế giới. đừng nhìn thân thể nhỏ nhưng bên trong kết cấu không gian lại cũng không là mắt thường có khả năng nhìn thấy. la quân sau đó thì thi triển ra đại lôi âm phổ độ pháp liền gặp một đoàn kim quang theo la quân trong não vực bay ra sau đó chui vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong trung hoàng thân thể lập tức liền tắm rửa tại loại này kim dưới ánh sáng trung hoàng vóc người này bây giờ tuy nhiên tu vi bằng không nhưng lại ý chí lực cùng hướng đạo chi tâm lại là cực kiên định mà la quân đại lôi âm phổ độ pháp nhưng vẫn là nguyện lực mỏng manh cho nên độ hóa lên trùng hoàng đến cũng muốn phí chút công phu bất quá trùng hoàng thả mở tâm linh chỉ chốc lát về sau thân thể nó liền sinh ra biến hóa trên dưới quanh người giống như độ một tầng kim quang la quân trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm hắn có thể cảm giác được trùng hoàng đã bị độ hóa la quân sau đó thì thu hồi đại lôi âm phổ độ kim quang a di đà Phật, cái kia trùng hoàng lập tức thành kính phát ra một tiếng Phật ngâm. Là quân giám 100% khẳng định, trùng hoàng là bị độ hóa. Trùng hoàng trước đó lời nói không sai, có hay không bị độ hóa, là quân tâm lý hội rất rõ ràng. Cái này đại lôi âm phổ độ pháp quả thực là lợi hại, chỉ cần đối thủ một khi bị độ hóa, từ nay về sau liền sẽ khăng khăng một mực đi theo chủ nhân. Cái này so với cái gì bán hàng đa cấp tẩy não có thể lợi hại hơn nhiều mặc kệ trùng hoàng phát triển đến mức nào, hắn đều sẽ vĩnh viễn trung tâm. La quân vội ho một tiếng, nói ra, tiểu trùng tử, người bây giờ có cái gì muốn nói với ta? Bần tăng trước kia nghiệp chướng nặng nề, lần này muốn nhiều nói cảm ơn bạn điểm hóa, từ nay về sau, bần tăng hội dốc hết toàn lực trợ giúp đạo hiếu, dùng cái này đến rửa sạch bần tăng trước kia tội nghiệt. Tốt, tốt, rất tốt, La quân cười lên ha hả trong lòng của hắn không khỏi nghĩ, sớm biết đơn giản như vậy, lão tử cùng hắn phía cái này miệng công phu làm gì. Là quân trước đó là muốn qua dùng đại lôi âm phổ độ pháp đến độ hóa trùng hoàng, nhưng là cũng không xác định có thể thành công hay không. Cho nên không đến cuối cùng, cũng không tính dùng đại lôi bởi vì phổ độ pháp. Sau đó, là quân nói ra, người bây giờ nói cho ta biết, người bản nguyên cùng lai lịch đến cùng là cái gì. Trùng hoàng nói ra, vâng, bần tăng nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên không nên lại đối đạo hữu có bất kỳ dấu giếm nào hắn đón đến, nói ra, bần tăng theo địa hạch bên trong đến, cái kia địa hạch khoảng cách mặt đất có 4.000 cây số. Trên mặt đất hạch bên trong, bần tăng hấp thu tinh hoa mà sinh. Như con ruồi, con muỗi, chúng nó theo rác rưởi bên trong mọc ra. Bần tăng làm theo cùng bọn hắn có bản chất khác biệt. Toàn bộ địa cầu, chỗ có sinh vật đều là tương tự tăng trưởng. Nhưng bần tăng từ sinh ra đến nay, lại cũng chỉ có một đồng bạn. Người còn có một đồng bạn, là quân bị kinh ngạc. Trùng Hoàng nói ra, thiên địa phân âm dương, thư hùng, nam nữ. Bần tăng sinh ra tới về sau, tự nhiên cũng sẽ có phân âm dương, đạo hữu dùng cái gì như thế kỳ quái. La Quân nói ra, vậy là ngươi được cái. Trùng Hoàng nói ra, bần tăng vốn là thuộc về giống đực. La Quân nhất thời hơi có vẻ xấu hổ, xem ra chính mình nói nó là được cái là có chút không lễ phép. Tốt tại lúc này Trùng Hoàng đại thông đại ngộ, ngược lại không tức giận nhưng bần tăng cũng chưa gặp qua cái kia giống cái đồng bạn bởi vậy vì tiến hóa bần tăng chính mình trong thân thể tiến hóa ra một cái mẫu thể bởi vậy mới sinh ra cái kia rất nhiều ký sinh trùng trung hoàng nói ra la quân không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối tâm lý nói thầm ta dựa vào này bằng với là không có có lão bà sau đó chính mình lớn lên cái lão bà đi ra sau đó hình ảnh kia tựa hồ có chút quá đẹp không dám tưởng tượng vì cái gì thiên đạo thì đối phó ngươi lại không có đi đối phó người cái kia đồng bạn đâu. Là quần nghĩ đến cái gì, hỏi. Trùng hoàng nao nao, hắn theo rồi nói ra, a di đà Phật, bần tăng trước đó hám lợi đen lòng, tội ác ngập trời, một lòng muốn đến đại đạo, chứng vĩnh sinh, như thế mới có thể bị thiên đạo chế tài. Bây giờ nghĩ lại, bần tăng tự giác nghiệp chướng nặng nề, may mắn có ngày nói giám sát cùng đạo hữu độ hóa, không phải vậy bần tăng sẽ còn tiếp tục tại trong bể khổ trầm luân mà không biết. Khổ khổ. La Quân càng ngày càng cảm thấy cái này đại lôi âm phổ độ pháp như bức, có thể xương tẩy não đệ nhất thần khí A. Hắn gật gật đầu, nói ra, tốt A, à, người ý tứ ta hiểu. Đại khái là mẫu trùng không có người hư hỏng như vậy, cho nên cũng cũng không phải là một cái đại uy. Hắn đón đến, còn nói thêm, theo người nói như vậy, người trước kia là rất lợi hại tồn tại. Vậy người bây giờ trên thân, nhất định có không ít công pháp có thể cho ta, đúng không? Trung Hoàng nói ra, Bần tăng tại không bị thiên đạo trừng trị trước đó, thật là tập luyện 3.000 đại đạo bên trong thập loại thần thông. Theo thứ tự là đại phong ấn thuật, đại ngũ hành thuật, đại phá diệt thuật, đại địa liệt thuật, đại thiên vỡ thuật, đại số mệnh thuật, đại hỏa diễm thuật, đại bổn nguyên thuật, đại kiếm quang thuật, đại thiên nhãn thuật. Nhiều như vậy thần thông, là quân không khỏi líu lưỡi, mau mau, toàn bộ truyền thụ cho ta. Trung Hoàng nói ra, bần tăng trước mắt không cách nào truyền thụ cho đạo Hữu A vì cái gì a à, là quân sướng sờ. trung hoàng nói ra những thứ này thần thông đều không phải là có thể thông qua lời nói có thể thuật lại giống như đạo hữu người đại lôi âm phổ độ pháp một dạng nhất định phải có sức mạnh bản nguyên tồn tại sau đó người mới có thể tại hậu thiên bên trong thông qua bản nguyên đem tu thành nói một cách khác mỗi một loại thần thông cũng không thể có đồng thời hai người luyện thành mỗi một loại bản nguyên cũng là một hạt giống trừ phi người kia nguyện ý đem chính mình hạt giống cho đạo hữu người một khỏa không phải vậy không có khả năng đồng thời hai cá nhân tu luyện ra cùng một loại thần thông. Ta hiểu, là quân nói ra, tựa như là ta đại lôi âm phổ độ pháp, nhất định phải là ta dùng ta bản nguyên ngưng luyện ra kim sắc hạt giống, sau đó hắn người mới có thể tu luyện ra đại lôi âm phổ độ pháp tới. Nhưng là cứ như vậy, ta bản nguyên chi lực yếu, ta thần thông cũng muốn đi theo yếu đi xuống. Không sai, trùng hoàng nói ra, tu đạo giới bên trong, luôn luôn tàn khốc vô cùng có rất ít người hội nguyện ý đem bản nguyên thần thông giao cho người khác. Bởi vì cái này chẳng những hội suy yếu chính mình lực lượng, hơn nữa còn sẽ để cho khí vận bị tước đoạt. Là quân nói ra, người đừng nói, người không có vật gì tốt lưu cho ta. Trung Hoàng nói ra, đó cũng không phải, về sau bần tăng tục thế giới bên trong lưu một chút thần thông bản nguyên, trốn địa phương chỉ có bần tăng biết. Bần tăng tại tục thế giới bên trong còn có đếm mãi không hết tài phú, đến lúc đó cùng nhau toàn bộ giao cho đạo hiếu, dùng cái này đến rửa sạch bần tăng trên thân tội nghiệt. La quân tâm lập tức liền động, nói ra, tốt tốt tốt, như thế rất tốt. Hắn ngẫm lại, lại nói, người đối tiên giới có bao nhiêu giải. Trung Hoàng nói ra, bần tăng đã từng đi qua tiên giới, cái kia trong tiên giới, chính là tu đạo sĩ thiên hạ. La quân cảm thấy này cũng cũng không kỳ quái, nói ra, đến cùng là cái gì cấu tạo. Trung Hoàng nói ra, cái kia tiên giới vốn là một khỏa cùng địa cầu tương tự tinh cầu, nhưng là cách cách địa cầu vô cùng xa xôi, ước chừng có 1.400 năm ánh sáng xa như vậy. 1.400 năm ánh sáng, La Quân không khỏi líu lưỡi. 1.400 năm ánh sáng, đây là khái niệm gì? Tốc độ ánh sáng vận hành một năm là một năm ánh sáng. Ý tứ này chính là, làm theo địa cầu nhìn thấy cái kia tiên giới hành tinh lúc, tiên giới bộ dáng là 1.400 năm trước bộ dáng. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại muốn đến tinh cầu kia, muốn phi hành hơn 20 triệu năm. La Quân nói ra, người nói rõ ràng ra. Trung Hoàng nói ra, tinh cầu kia gọi là Kepler tinh cầu, theo địa cầu tương tự độ đạt tới 98%. Bất quá nó sau địa cầu sớm tồn tại 1.500 triệu năm. Lớn nhất bắt đầu thời điểm là Kepler tinh cầu bên trên giống loài phát hiện địa cầu, sau đó thông qua pháp lực đến tới địa cầu phía trên. Về sau, trên địa cầu tiên nhân lại đến Kepler tinh cầu bên trên. Trên địa cầu tiên nhân cũng không phải là thuần túy nhân loại, bọn họ là cao quý nhất chủng tộc. Bọn họ đến Kepler tinh cầu về sau, bằng vào vô thượng pháp lực đem Kepler tinh cầu chinh phục, đồng thời khai tông lập phái. Tại Kepler tinh cầu bên trên còn có rất nhiều nhân loại là bị các tiên nhân theo trên địa cầu dẫn đi. Khi đó địa cầu đã từng đóng băng qua một lần, là bởi vì tiên nhân ở giữa thần thông đại chiến rất nhiều nhân loại bị dẫn đi tại Kepler tinh cầu bên trên nhân loại thuộc địa toàn bộ đều là bị các tiên nhân nuôi nhốt bọn họ thờ phụng tiên nhân vì các tiên nhân cung cấp đại lượng nguyện lực mỗi một cái tiên đạo môn phái đằng sau đều có vô số cái thuộc địa những thứ này thuộc địa mọi người mỗi ngày muốn làm sự tình cũng là lao động sau đó tín ngưỡng cung cấp nguyện lực theo trên địa cầu mọi người chăn heo sau đó đem heo ăn hết một sạc đây là một cái đạo lý là quân nghe âm thầm kinh hãi đây thật là khủng bố từng tầng từng tầng chuỗi sinh vật A. Trung Hoàng nói ra, trong tiên giới, thuần dương tiên lực nồng đậm, bọn họ pháp lực mức độ là địa cầu phía trên không thể so sánh. Bất quá tiên giới chi môn mở rộng, một chút tiên nhân trên địa cầu cũng có thể thông qua tiên giới chi môn hấp thu thuần dương tiên lực. Nhưng loại này hấp thu, ít nhất là hư tiên cảnh cao thủ mới có thể hấp thu. Nói cách khác tiên nhân tới địa cầu phía trên, mức độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng liền xem như suy giảm, đối tại địa cầu người mà nói, cũng là rất khủng bố. Là quân có chút hiểu, hắn nói ra, Kepler tinh cầu cách cách địa cầu như thế xa, hai cái này thông đạo là thế nào khai thông. Trung Hoàng nói ra, đạo hữu người có chỗ không biết, tốc độ ánh sáng bị người địa cầu cho rằng là tốc độ nhanh nhất, nhưng là không phải vậy. Nhanh nhất chính là tư tưởng, người người tại sao hỏa, tư tưởng lại có thể trong nháy mắt đến địa cầu, tư tưởng chính là tinh thần lực. Làm tinh thần lực nồng đậm đến mức nhất định, liền có thể hình thành hư không nguyên thần các tiên nhân đến kepler tinh cầu cũng không phải là vượt qua khoảng cách mà là dựa vào loại biện pháp này xé rách thời gian không gian khoảng cách hắn đón đến nói ra lúc mới đầu các tiên nhân là dựa vào những kepler đó giống loài thông qua bọn họ náo vực tinh thần lực phá giải ra kepler tinh cầu vị trí như thế sau cùng mới vượt qua không gian khoảng cách đến kepler tinh cầu lại về sau mở ra tiên giới thông đạo lại là một chuyện khác cái kia Kepler tinh cầu giống loài lại là thế nào đến địa cầu đâu? La Quân không khỏi hỏi. Trung Hoàng nói ra, đạo hiếu, cái này, bần tăng cũng không rõ lắm đây. La Quân nói ra, nói như vậy lên, Kepler tinh cầu chỗ lấy bị các tiên nhân nô dịch, cũng là bởi vì bọn họ lòng hiếu kỳ, nếu là không phái vật loại đến đây, cũng liền không có chuyện này. Kepler tinh cầu sự tình tựa như là nước một chút phim khoa học viễn tưởng một dạng, người địa cầu nghiên cứu đến cùng cực nhàm chán, theo ngoại tinh nhân phát ra tín hiệu. Sau đó ngoại tinh nhân thu đến tín hiệu, bên kia lập tức nghĩ thầm, ngỏa tàu, ban đầu đến bên này còn có sinh vật A. Đi qua nhìn một chút, sau đó địa cầu cũng nhanh xong đời. Khác biệt là, trong phim ảnh người địa cầu luôn luôn có thể thủ vệ chỗ ở bóng, đánh lui ngoại tinh nhân. Mà tại trong hiện thực, Kepler tinh cầu triệt để bị tiên nhân cho nô dịch. Ước vạn sinh linh thì như là run dế bị tiên người nuôi nhốt lên. Vậy thật đúng là một loại nói không nên lời tàn khốc đây. Trung Hoàng chi thức mặt rất phong phú, là quân tâm lý cũng đã biết, chính mình chuyến này bình hành thế giới chuyến đi, tuyệt đối là thu hoạch phong phú. Tuy nhiên linh nhi theo chính mình tới, để nữ nhi ở bên kia không cách nào hưởng thụ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, nhưng cuối cùng, hai cái linh nhi dung hợp thành một cái, đây là tốt nhất kết cục. Về phần bình hành thế giới bên kia, chỉ hy vọng về sau pháp lực mình đến cái nào đó cảnh giới có thể tự do xuyên qua cái này hai thế giới đi. Linh Nhi có thể có cơ hội phục sinh, đây là một cái thu hoạch. Còn có chính mình đạt được tinh chủ bản chép tay, đây cũng là thu hoạch khổng lồ. Và lại, nhìn cái này trùng hoàng âm mưu sau cùng ngược lại cực đại thành tựu chính mình tu vi. Ách, tiểu trùng tử, từ nay về sau, người thì muốn tạo một cái mới. Trùng, cái kia trùng hoàng thân phận, là cũng không tiếp tục thuộc về ngươi. Là quân gian dạy trùng hoàng. Trùng Hoàng lập tức nói, đạo hữu nói rất chính xác, bần tăng nghiệp chướng nặng nề, trùng Hoàng tên, lại không thể dùng. Còn mời đạo hữu cho bần tăng ban thưởng cái pháp danh đi. La quân mò sờ cầm, nói ra, ta nhìn ngươi theo địa hạch bên trong đến, thiên sinh thiên dưỡng, linh khí vô hạn. Pháp danh thì kêu nhanh nhạy đi. Trùng Hoàng nghe lập tức đại hỉ, nói ra, cái này nhanh nhạy hai chữ quá tốt, bần tăng sau này sẽ là nhanh nhạy hòa thượng. La quân gật gật đầu, nói ra, tốt tốt tốt, thì kêu nhanh nhạy hòa thượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, không qua đạo hiếu, bần tăng một mực cũng không thân thể tồn tại, thủy chung lấy bộ này hình thể tồn tại, thật sự là không cách nào đạt được tiến bộ. Cái kia tại đối địch phía trên, thì không có biện pháp giúp trợ đạo hiếu. Muốn không đạo hiếu vẫn là trợ giúp bần tăng đến một bộ hình thể, như thế cũng tốt cùng đạo hiếu cùng một chỗ ngăn địch. Nếu là không có đại lôi âm phổ độ pháp, là quân lúc này khẳng định sẽ hoài nghi nhanh nhạy hòa thượng lại giáp tâm hại người. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không có cái lo lắng này. Đại lôi âm phổ độ kim quang đã triệt để gột rửa nhanh nhạy hòa thượng tâm linh, đây là tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phải nói, đại lôi âm phổ độ kim quang tại la quân trong não vực, đối thủ có hay không bị độ hóa, đó là nhất thanh nhị sở. Hội tồn tại độ hóa không, nhưng tuyệt sẽ không có bị độ hóa, sẽ còn phản bội. Đối mặt nhanh nhạy hòa thượng đưa ra yêu cầu, là quân tâm lý cũng đã biết, mạnh như vậy trợ thủ, mình nếu là một mực để nó làm nhất điều trùng, vậy thật đúng là có chút phung phí của trời. Hắn nói ra, người ý là, ta cho ngươi làm một cỗ nhục thân. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, a di đà Phật, bần tăng cũng không nhất định cần thân thể. Đạo hữu ngươi còn có cái gì pháp bảo không, bần tăng có thể chủ đạo đạo hữu ngươi pháp khí A. La quân nói ra, a à, ta còn có một số pháp khí, ngươi xem một chút cái kia thích hợp ngươi đến chủ đạo. Hắn nói xong cũng đem đại la tiên đằng, hắc ám mạn đồ la còn có người hoàng kính đều lấy ra nhanh nhạy hòa thượng lại là liếc thấy bên trong cái kia đại la tiên đằng hắn đại hỉ nói nói a di đà phật thiện tai thiện tai đạo hữu người thế mà còn có cái này cấp sinh vật hạt giống hạt giống này bên trong tràn ngập nồng đậm cây cối linh dịch bần tăng nếu là có thể cùng hạt giống này dung hợp lại cùng nhau lại trải qua một phen tu luyện về sau tấn thăng thành vì hạ phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí vậy cũng là có khả năng a La Quân nói ra, đạo khí. La Quân vốn là vẫn luôn coi là, thần khí thì là lợi hại nhất pháp khí. Nhưng ở nhìn tinh chủ bản chép tay về sau, mới biết được thần khí phía trên còn có đạo khí. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi vào ta cái này đại la tiên đằng bên trong tới đi. La Quân nói ra, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, còn muốn phiền phức đạo hữu vận dùng pháp lực trợ bần tăng một chút sức lực. La Quân không khỏi bật cười, vị này ngang dọc thiên cổ kiêu hùng, bây giờ cũng thật sự là rất thê thảm. Hắn lập tức liền vận dùng pháp lực đem nhanh nhạy hòa thượng theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong cầm ra tới. Tiếp lấy liền đem nhanh nhạy hòa thượng ném vào đến đại la tiên đằng hạt giống phía trên. Nhanh nhạy hòa thượng cũng không sao cả động tác, trực tiếp liền tiến vào đến hạt giống bên trong. La quân sau đó liền đem nhân hoàng kính, còn có hắc ám mạn đồ la thu lại. Hắn có thể cảm giác được nhanh nhạy cùng thượng tiến vào đến đại la tiên đằng bên trong, lập tức liền bắt đầu tham lam hấp thu lên đại la tiên đằng những thanh sắc đó linh dịch. Nhanh nhạy hòa thượng thân thể cấp tốc bắt đầu lớn mạnh, nó vốn là kim sắc, rất nhanh liền biến thành thanh sắc, cùng cái này đại la tiên đằng thành làm một thể. La quân có thể cảm giác được nhanh nhạy hòa thượng trên thân mọc ra rất nhiều sợi dễ, những thứ này sợi dễ thì cùng đại la tiên đằng dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, La quân đều nhìn không thấy nhanh nhạy hòa thượng thân thể. Hắn cùng đại la tiên đằng đã dung hợp thành một thể. La Quân liền thấy Đại La Tiên đằng hạt giống dần dần biến lớn, nó mọc ra sợi rễ, bốn đầu sợi rễ cắm dễ tại trên mặt đất, đón lấy, lại xuất hiện đầu cùng tay hình thể. Nhìn, tựa như là một cái thụ nhân. A Di Đà Phật, đạo hiếu, bần tăng bây giờ cùng hạt giống này dung hợp lại cùng nhau, ngày sau thì có vô hạn khả năng. Về sau liền càng thêm có thể thành đạo bản hiệu lực. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ngươi có thể cường đại đến mức nào? nhanh nhạy hòa thượng nói ra hạt giống này là cái thứ tốt, bất quá muốn cường đại lên, bần tăng còn cần đi tìm một môn thần thông bản nguyên. cái kia môn thần thông bản nguyên gọi là đại linh dịch thuật, chỉ cần bần tăng đạt được đại linh dịch thuật bản nguyên, về sau liền có thể đem hạt giống này cường hóa đến đạo khí cấp độ. là quần nói ra đại linh dịch thuật, ngươi biết ở nơi nào tìm a? À? nhanh nhạy hòa thượng nói ra bần tăng tất nhiên là biết, chỉ bất quá trước kia không ít đến luyện môn thần thông này mà thôi la quân nói ra tốt a à? hắn sau đó lại hỏi ta hạt giống này có chỗ đặc biệt gì vì sao ngươi tựa hồ phá lệ vừa ý nhanh nhạy hòa thượng nói ra đạo hữu ngươi chẳng lẽ không biết sao Là quân nhất thời có chút xấu hổ nói ra ta không rõ lắm theo trong tay người khác đoạt tới nhanh nhạy hòa thượng nói ra thì ra là thế hạt giống này có thể rơi xuống đạo hữu trên tay chính là thiện duyên cùng đạo hữu đối nghịch người đều chính là thập ác bất xá khụ khụ, la quân nói ra, người cái này logic, rất tốt sao. Nhanh nhạy hòa thượng nói tiếp, loại này tử chính là lâm mộc chi tinh hoa, hẳn là tinh thông thanh mộc đế hoàng công loại hình cao thủ ngưng luyện ra tới. Tuy nhiên bây giờ phẩm dai không cao lắm, nhưng tính dẻo là cực mạnh. Thanh mộc đế hoàng công, la quân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái kia côn lôn thánh hoàng phía đông tĩnh làm ra đến. Cũng rất không có khả năng đi, thánh hoàng phía đông tĩnh tuổi tác không đại, Đại khái là bởi vì Thanh Mộc Đế Hoàng công tu luyện giả cũng không chỉ có Thánh Hoàng cái này một người đi. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên tướng tinh tay phải cái lấy ra, đối cái kia võ tự vận dùng pháp lực. Lập tức, cái kia võ đạo tinh khí cuồn cuộn mà ra. Sau một lát, những tinh khí này thì hình thành đạo nhân kia. La Quân liền liền nói, ta hiện tại phải dùng Đại Lôi Âm phổ độ kim quang đến độ hóa ngươi, ngươi thả mở tâm linh, không nên chống cự ta độ hóa nếu không lời nói, đừng trách ta đưa ngươi diệt. Người tu đạo, phần lớn đều là xảo trá vô tình. Là quân tâm lý rất rõ ràng, cho nên cũng căn bản không quá tin tưởng đạo nhân này. Hắn cảm thấy vẫn là dùng đại lôi âm phổ độ pháp đến độ hóa, dạng này mới là bảo đảm nhất. Đạo nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt thay đổi. Thế nào, người không muốn, là quân lập tức sát ý bừng bừng, ép hỏi đạo nhân này. Đạo nhân bây giờ thực lực không đủ, nhưng cũng không dám, hắn lập tức nói, bần đạo cũng không có ý kiến. La quân nói ra, lúc này mới đúng. Sau đó, La quân thì thuận lợi đem đạo nhân này độ hóa. Về sau, người thì kêu võ đạo người đi, La quân nói ra. Cái này võ đạo người bị La quân độ hóa về sau, cũng là nhu thuận cực kỳ, liền nói ra, vâng, bần đạo về sau đều nghe đạo hữu an bài. Trở về đi, La quân phất phất tay. Sau đó đạo nhân này lập tức trở về đến tinh chủ bản chép tay bên trong. Tại vô biên vô hạn nơi sâu xa trong vũ trụ, Vây khốn thần đế một đoàn người vẫn thạch trận tuần hoàn qua lại, vẫn còn đang không ngừng công kích tới thần đế một đoàn người. Phá, ngay vào lúc này, thần đế trong mắt bộc phát ra thần quang. Tất cả mọi người pháp lực toàn bộ điên cuồng rót vào thần đế trong thân thể. Cái kia vẫn thạch trận vốn là Vây khốn Trung Hoa đại đế Trần Lăng, còn có thần đế một đoàn người thần đế bọn họ là rất khó đột phá. Nhưng là tại ma đế một đoàn người về sau, những người này lực lượng tăng cường rất nhiều. Thần đế một tiếng này phá uống sau khi ra ngoài, lập tức, hắn kim sắc thần thông hạt giống bộc phát ra vô cùng kim quang. Những kim quang này bốn phương tám hướng phá tràn ra đi, đồng thời làm 10 triệu điều kim quang. 10 triệu điều kim quang tựa như 10 triệu điều kim long một dạng. Những thứ này kim long sau cùng hội tụ thành 9 con thiên long mỗi một con thiên long mọc ra ngàn trượng, chiều rộng 100 trượng, chợt nhìn giống như ngọn thần sơn màu vàng óng. Chín con thiên long vây xung quanh mọi người, bố thành vô cực thiên long đại trận. Cái kia hư không vẫn thạch trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng ước vạn tấn, chúng nó đen nghiệt đánh giết tới. Màu đen vẫn thạch tiếp xúc đến thiên long đại trận, lập tức bị ngăn cản được. Phàm là tiếp xúc đến thiên long vẫn thạch trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra tới từng lớp từng lớp màu đen vẫn thạch bột phấn giống như cuồng mãnh thủy chiều hướng ra phía ngoài mãnh liệt bay tới, bên trong thiên địa, kim sắc cùng màu đen hình thành so sánh rõ ràng. Kim sắc thủy chiều cùng màu đen thủy chiều trên không trung mãnh liệt chém giết, giống như ức vạn quân đội lẫn nhau rào sát. Oanh! Suốt cục, tất cả vẫn thạch vỡ vụn, một cỗ màu đen thủy chiều bốn chỗ tán đi. Kim sắc thiên long gào thét liên tục, sau cùng rốt cục toàn bộ lại hóa thành kim quang, trở lại thần đế kim sắc hạt giống bên trong tập hợp mấy vị đại thần thông lực lượng, bọn họ rốt cuộc đem cái này khủng bố vẫn thạch trận phá vỡ. Đi, mọi người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, không lại trì hoãn. A-di-đà Phật, đám người này rời đi về sau, tại vẫn thạch trận ban đầu đến địa phương, một tên hòa thượng ở trong hư không hiển hiện ra. Hòa thượng chân đạp tường vân, hắn nhìn ngược lại rất trẻ trung, khuôn mặt cũng rất phổ thông, tựa như là thiên hạ hòa thượng đều như vậy. Hòa thượng lấy màu trắng tăng y, hắn ngâm một tiếng niệm Phật về sau, nói ra, tiên giới thế mà cũng quấy tiến đến, bần tăng cũng không tiện lại nhốt các ngươi. Hư vô trong vũ trụ phi hành, lại tiến hành trùng động khiêu dược, đây là cực tiêu hao nguyên khí. Thần đế bọn người thích xúc cường hãn, cũng mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Bất quá lúc này bọn họ cũng đã suy yếu đến mức nhất định. Đương nhiên, cái này suy yếu là tương đối mà nói, miểu sát giống là quân dạng này thực lực, còn không phải quá đại nạn đề cũng may mắn, cửu u thiên đế tạo hóa chi chu vẫn còn ở đó. Cho nên mọi người thì lấy tạo hóa chi chu trở về. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa, đều là có cửu oán tại thân. Nhưng lúc này, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn chân thành hợp tác. Bởi vì ai cũng không biết, hư không bên trong còn có cái gì cường địch. Tại một ngày sau đó, mọi người rốt cục trở lại thiên châu. Cửu U Thiên Đế cùng Ma Đế Trần Thiên Nhai lựa chọn trở lại Thánh Thành trong Thánh Điện thần đế cùng Trần Lăng làm theo trực tiếp đi Đại Khang. Còn vân hóa ảnh còn có tiêu giật, tự nhiên là một cái về trời cao tông, một cái về vũ hóa môn. Tại Thánh Thành trong thần điện, Tu La Đại Đế Trầm mặc Nhiên có cao thượng địa vị. Đại Hoàng Tử Lạc Thiên Tâm bái Trầm mặc Nhiên vì Đại Tế Ti. Thánh Thành tại một mảnh trong sa mạc, giống như màu trắng báu vật ngọc thạch. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời hừng hực. Thánh Thành một năm bốn mùa đều là khốc nhiệt vô cùng nhưng đến tối nhưng lại rét căm căm, nói nơi này là rét căm căm chi địa cũng rất là chuẩn xác. Ngoài thánh điện mặt quảng trường chừng 30.000 30 mét vuông, mỗi ngày sớm tối đều sẽ có vô số tín đổ đến đây quỷ bái thành kính cầu nguyện. Lúc này, tại thánh thành chiêu thiên môn trước, tạo hóa chi chu ẩm vang dừng lại. Đón lấy, lạc thiên tâm chỉ huy các hoàng tử, còn có thần tộc dòng chính, đã đông đảo hoàng kim tộc đại thần, cao thủ cùng nhau đi ra. Tại chiêu thiên môn trước, Lít nha lít nhít có hơn 3.000 thần tử, những thứ này thần tử đều là thần tộc nòng cốt tinh anh. Từng cái đều là quý tộc, cao thủ. Chỉ có những người này mới có tư cách đến đây chiêu thiên môn nghênh đón cửu u thiên đế trở về. Vân hóa ảnh cùng tiêu giật đã sớm rời đi. Mà cửu u thiên đế tại về trước khi đến, liền đã dùng ý niệm truyền thư biện pháp nói cho lạc thiên tâm, hắn lập tức liền muốn trở về. Sau đó cũng mới có trước mắt tình cảnh này cửu u thiên đế chỗ lấy làm như thế, tự nhiên cũng là có hắn dụng ý. Hắn biến mất quá dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, trong thần tộc lời đồn nổi lên bốn phía. Hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, hắn cửu u trở về. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại cửu u thiên đế cùng Trần Thiên Nhai đi ra tạo hóa chi chu về sau, tất cả mọi người quỳ đi xuống, cùng kêu lên hô to. Mà đại tế thì trầm mặc nhiên cũng chưa hề đi ra nghinh đón đường đường tu la đại đế sao có thể có thể quỳ nghinh cửu u thiên đế nhưng là nếu như hắn đi ra lại không quỳ vậy cũng ảnh hưởng đội hình quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng cửu u thiên đế uy nghiêm cho nên phương pháp tốt nhất cũng là hắn không ra cửu u thiên đế đi vào thánh điện vườn trong rừng lúc lạc thiên tâm một các hoàng tử theo ở phía sau cứ như vậy mọi người chen chúc mới đưa cửu u thiên đế cùng trần thiên nhai đón vào cửu U Thiên Đế trước tiên cũng là đến chính hắn chỗ ở Thánh Tâm trong điện. Lúc này, tất cả hoàng tử cùng người khác lui ra. Trần Thiên Nhai cũng được an bài thích đáng chỗ ở. Cửu U Thiên Đế tại Thánh Tâm trong điện nghe Lạc Thiên Tâm bẩm báo. Người nói tu la đại đế đến ta nơi này, cửu U Thiên Đế nghe vậy bị kinh ngạc, Lạc Thiên Tâm liền nói ra, không sai, phụ thân. Ngày sau khi đi, Thiên Châu bên trong ra một kiện đại sự. Cái đại sự gì, Cửu U Thiên Đế hỏi. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, đột nhiên xuất hiện một cái tên là chúng tinh điện tồn tại, cái này chúng tinh điện tinh chủ cường hãn vô cùng, pháp lực siêu quần. Trần Diệt Hàn, là quân, Lan Đình Ngọc những cái này thiên mệnh người toàn bộ bị bắt được chúng tinh điện bên trong vì tinh chủ làm việc. Tu La Đại Đế Đổ Đệ Lâm Phong cũng là thiên mệnh giả, hắn chính là vì tránh né chúng tinh điện đuổi bắt mới đến tìm Hải Nhi. Cửu U Thiên Đế nhìn nhiều lạc thiên tâm liếc một chút, nói ra, cho nên ngươi thì che chở tu la đại đế. Lạc thiên trong lòng tự nhủ nói, không sai. Cửu u thiên đế không khỏi cười to, nói ra, tốt, tốt tiểu tử, ngươi lại có gan này sắc. Không tệ, không hổ là ta là cửu u lớn nhất con trai của xuất sắc. Lạc thiên trong lòng tự nhủ nói, hài nhi sợ hãi, lúc đó làm xuống quyết định này, cũng rất là do dự. Chỉ là bởi vì phụ thân ngài sau khi đi, bên trong thần tộc đã xuất hiện một chút bất ổn dấu hiệu, hài nhi vì củng cố thần tộc địa vị cho nên mới thu nạp tu la đại đế dạng này cao thủ hài nhi cũng biết chúng tinh điện khó có thể trêu chọc nhưng là trước kia cái kia hiên chính hạo không dám tiếp nhận tu la đại đế hài nhi cảm thấy có nhiều thứ thật là muốn hiểm bên trong cầu bởi vậy suy nghĩ liên tục sau cùng thu lưu tu la đại đế cái này chúng tinh điện xuất hiện rất là quỷ dị cũng không biết cùng chúng ta bị vây ở hư không vẫn thạch trận có không liên quan Cửu U Thiên Đế đón đến, nói ra, ừm, chúng ta thần tộc từ trước đến nay đều là khiến người ta kiêng kỵ, nếu là liền cái Tu La Đại Đế đô không dám che chở, vậy còn gọi cái gì thần tộc? Sau đó, Cửu U Thiên Đế còn nói thêm, người đi mời Trầm Mặc Nhiên đến ngự hâm trong điện, liền nói ta muốn gặp hắn. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, vâng, phụ thân. Ngự hâm điện chính là trong thánh điện phòng tiếp khách, trong này bố trí hoa lệ mà lịch sự tao nhã mặt đất cửa hàng kim ti tuyến thảm Hồng phía trên là thần tộc một chút anh hùng phù điêu, tại ngự hâm trong điện, mâm đựng trái cây, còn có lưu ly chén dạ quang, mỹ tử đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trầm mặc nhiên tới trước, hắn toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn tú, chính là như vậy một cái nhìn giống người trẻ tuổi tồn tại, lại là không có mấy người dám khinh thường hắn. Cửu U Thiên Đế lấy tử kim thiêu bào, mang vương quan tiếp kiến trầm mặc nhiên. Bất kể như thế nào, cửu u thiên đế đều vẫn là rất xem trọng trầm mặc nhiên. Cái này thế giới bao la mới tứ đế, cửu u thiên đế tuy nhiên còn chưa bao giờ thấy qua trầm mặc nhiên. Nhưng là hắn lại là kiến thức đến thần đế, Trung Hoa đại đế còn có ma đế. Ba người kia, từng cái tu vi không kém hắn. Như vậy cái này tu la đại đế có thể cùng bọn hắn tịnh xưng tứ đế, tu vi đương nhiên sẽ không kém. Trầm tiên sinh, cửu u thiên đế sau khi đi vào, cười hô. Trầm mặc nhiên cũng liền đứng lên, hắn nhìn về phía cửu u thiên đế ôm quyền nói ra trầm mỗ gặp qua thiên đế hắn một không chắp tay hai không hành lễ chỉ là như thế liền ôm quyền cũng coi là thoáng yếu thế dù sao nơi này là cửu u thiên đế địa bàn cũng nên cho người ta một chút mặt mũi cửu u thiên đế tự nhiên cũng sẽ không đến chọn trầm mặc nhiên cái này lễ tiết đến cái này tu vi người người nào lại chịu hướng người nào yếu thế đâu hắn liền cười một tiếng nói ra Bản hoàng đã sớm nghe nói đại thiên tứ đế uy danh, cũng cùng thần đế, trung hoa đại đế còn có ma đế cũng đã có duyên phật. Bây giờ có thể nhìn thấy trầm tiên sinh, bản hoàng rất là vui vẻ. Ngài khách khí, trầm mặc nhiên mỉm cười, nói ra. Trầm tiên sinh, ngài là khách quý, mau mời ngồi. Cửu U thiên đế nói ra. Lạc thiên tâm cũng liền ở một bên tiếp khách. Ngồi xuống về sau, chủ và khách đều vui vẻ. Cửu U thiên đế nói ra, trầm tiên sinh ngài có thể tới chúng ta thần tộc, đây là chúng ta thần tộc vinh hạnh. Bản hoàng hy vọng trầm tiên sinh có thể một mực đợi tại thần tộc, bản hoàng cũng nhất định sẽ lấy khách quý chi lễ tướng đợi. Trầm mặc nhiên nhìn cửu u thiên đế liếc một chút. Trên thực tế, hai vị này bá chủ cũng đều là trong bóng tối giò xét. Sau khi đánh giá xong, lẫn nhau trong lòng đều hiện lên ra bốn chữ. Cái kia chính là thâm bất khả chắc. Hôm nay thiên hạ đã là sát kiếp nổi lên bốn phía muốn chiếm cứ một buổi chi vị, nhất định phải có cường hãn thực lực. Bây giờ cửu U Thiên Đế đã hợp tác với Trần Thiên Nhai. Nếu như còn có thể lôi kéo Trầm Mặc Nhiên, cửu U Thiên Đế liền cảm thấy mình thật sự là như có ngày trợ. Trầm Mặc Nhiên mỉm cười, hắn nói ra, trước đó ta đi đi tìm Hiên Chính Hảo, nhưng bị Hiên Chính Hảo cự tuyệt. Đại điện hạ đợi ta, cũng coi như có ân, cho nên Thiên Đế yên tâm, trận này đại kiếp, ta nguyện ý bồi thần tộc cùng một chỗ vượt qua. Hắn đón đến, Nói ra, bất quá ta cũng có một chút điều kiện." Cửu U Thiên Đế nói ra, mời nói. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta muốn ra ngoài lúc, còn mời Thiên Đế bên này không muốn hỏi đến. Đó là tự nhiên, Cửu U Thiên Đế nói ra, tiên sinh là bản hoàng khách quý, cũng không phải bản hoàng tù phạm. Tiên sinh muốn đi đâu, đi bao lâu thời gian, bản hoàng bên này tuyệt không qua hỏi đến. Trái lại, tiên sinh như có cần bản hoàng bên này trợ giúp, cứ mở miệng trầm mặc nhiên nói ra, đa tạ thiên đế. Hắn nói tiếp, còn có, tư nguyên cộng hưởng, tại ta có thể tình huống dưới, hội tận lực vì thần tộc cung cấp tư nguyên. Nhưng là có nhiều thứ, ta không muốn lấy ra thời điểm, còn mời. Tiên sinh yên tâm, cái này bản hoàng hiểu, cửu u thiên đế nói ra. Song phương xem như đạt thành vui sướng hợp tác. Cái này hợp tác, là rất thuận lý thành trương. Thần tộc rất cường đại, kiếp số tiến đến thời điểm, mọi người ôm nhau sưởi ấm, phù này hợp lợi ích quy tắc. Trầm mặc nhiên độc thân, đó cũng là lực lượng có hạn. Ta có biết thiên đế có cái thiên châu kế hoạch, là muốn dùng thiên châu tới lấy thay thế giới bao la, dùng cái này một lần nữa chế định quy tắc, lấy thiên đạo mà thay vào, thật sao? Trầm mặc nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra. Cửu u thiên đế khe khẽ thở dài, nói ra, thật là có kế hoạch này. Chỉ bất quá dưới mắt tình huống càng phát ra phức tạp, tùy tiện phát động kế hoạch này, ngược lại sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên việc này vẫn là muốn nặng dài thương nghị. Trầm Mặc Nhiên nói ra, kế hoạch này chỉ sợ là muốn mắc cạn. Cửu U Thiên Đế hơi kinh hãi, nói ra, chỉ giáo cho. Trầm Mặc Nhiên nói ra, bởi vì ta cảm giác được tiên giới chi môn đang đánh mở. Tiên giới chi môn, Cửu U Thiên Đế không khỏi hoảng sợ. Tiên giới chi môn bốn chữ này, chỉ có tại tu vi đạt tới tuyệt đỉnh người mới sẽ rung động. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện tiếp xúc đến rất nhiều đại đạo quy tắc, cũng có thể cảm nhận được tiên giới chi môn một chút manh mối." Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Thiên đế ngươi vừa trở về, còn không rõ ràng lắm. Ngươi tu vi cũng đến hư tiên cảnh, chờ ngươi ổn định lại tâm thần, hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được tiên giới chi môn." Cửu U Thiên Đế nói ra, "Nếu thật sự là như thế, thế mà không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu." Trầm Mặc Nhiên nói ra, tiên giới chi môn mở ra, nếu là thông đạo triệt để đả thông. Người ta liền có thể có cơ hội đăng lâm tiên giới. Hắn đón đến, nói ra, trong tiên giới không không thiếu thượng cổ đại năng cùng vạn cổ cự đầu, chúng ta tới đó, chỉ sợ cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể thì tính sao đâu, chúng ta không đi đâu bên trong, ở chỗ này mãi mãi cũng chỉ là cáo mượn oai hổ. Chỉ có tránh thức cường đại lên, mới tính được là phía trên không thẹn thiên địa. Chúng ta lại có thể lừa mình dối người. Cửu U Thiên Đế nói ra, phàm nhân có thể đăng lâm tiên giới, liền cũng coi là một bước thành tiên. Bản hoàng tự nhiên là không sợ đi, chỉ là cái này tiên giới chi môn đột nhiên muốn mở ra, trong này nhất định có việc muốn phát sinh a. À. Trầm Mặc Nhiên nói ra, tiên giới bên kia nghĩ như thế nào, ta còn không biết. Nhưng thế gian này luôn luôn đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống ngống chết. Người ta đều đã đến hư tiên cảnh, đợi cái kia tiên giới chi môn mở ra về sau, Thuần dương tiên khí rót vào tiến đến, chúng ta liền có thể hưởng cái này thuần dương tiên khí tư nhuận. Đến lúc đó, thực lực tăng trưởng tất nhiên là không thể so sánh nổi. Cửu U Thiên Đế nhãn tình sáng lên, nói ra, Trầm Tiên Sinh nói có lý. Chỉ là Thiên Châu kế hoạch. Trầm Mặc Nhiên nói ra, Thiên Châu kế hoạch, Thiên Đế ngươi cũng không cần đáng tiếc. Ngươi vốn là muốn tránh đi thiên đạo, bây giờ đã tiên giới chi môn mở ra, chúng ta đến lúc đó, đại không rời đi cái này địa cầu thiên đạo còn có thể tiên giới trói buộc chúng ta sao cửu u thiên đế nói ra thiên đạo cũng không phải là địa cầu mới đặc thù chỉ sợ là trong tiên giới thiên đạo hội càng thêm lợi hại bất quá cửu u thiên đế nói ra trầm tiên sinh ngươi nói cũng là có đạo lý tình huống trước mắt không rõ thiên châu kế hoạch thật là hẳn tạm thời mắc cạn chúng ta trước mắt trọng yếu nhất là thực lực phát triển thực lực trầm mặc nhiên nói ra đúng là nên như thế cái kia chúng tinh điện Đúng lúc này, Trần Thiên Nhai thanh âm truyền đến. Trần Thiên Nhai chậm chậm mà đến, nói ra, các người đừng quên, chúng tinh điện bên trong có nhiều cao thủ như vậy còn có thiên mệnh giả. Cái kia tinh chủ đến cùng là lưu giữ cái gì tâm, đây cũng là cần phải đề phòng. Trần Thiên Nhai, Trầm Mặc Nhiên trông thấy Trần Thiên Nhai, nhất thời bị kinh ngạc. Trần Thiên Nhai đối Trầm Mặc Nhiên mỉm cười, nói ra, nghĩ không ra, chúng ta nhiều năm lão bằng hiếu, hôm nay thế mà ở chỗ này gặp mặt. Trầm mặc nhiên ánh mắt lạnh đi xuống, hắn nói ra, lão bằng hữu ba chữ này, chúng ta còn thật chưa nói tới. Trần Thiên Nhai nói ra, trước kia chuyện xưa, thực đều không có gì tốt sách. Thế giới bao la bên trong hết thảy đều là thế tục giới sự tình. Người ta hôm nay đã sớm lúc này không giống ngày xưa, chẳng lẽ người còn nhớ mãi không quên những cái kia chuyện xưa. Trầm mặc nhiên năm đó ở thế giới bao la bên trong thống soái trầm môn. Nhưng Trần Thiên Nhai lại là thừa dịp trầm mặc nhiên không tại thời điểm, trực tiếp đem trầm trên cửa phía dưới toàn bộ chu sát. Đây là một môn huyết hải thâm cừu. Trầm Mặc Nhiên ngược lại không phải là đối trầm môn nhân sâu bao nhiêu cảm tình, nhưng một hơi này, hắn là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Trầm Mặc Nhiên trực tiếp đứng dậy, hắn nói ra, có nhân liền có quả, nhân quả không hiểu, trong nội tâm của ta không thông. Trần Thiên Nhai nói ra, muốn nói nhân quả, hết thảy bởi vì vẫn là theo ngươi nơi này lên. Chẳng lẽ ngươi quên Lúc trước ngươi là thế nào đối đãi Đường Gia Di? Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, Đường Gia Di khoản này thù, muốn báo cũng là Trần Lăng tới tìm ngươi báo. Ta cũng chính là thuận tiện giúp hắn xả giận a." Trầm Mặc Nhiên nói ra, giữa chúng ta không có gì để nói nhiều. "Động thủ đi." Trần Thiên Nhai nói ra, tuy nhiên ngươi đến hư tiên cảnh, có thể ngươi muốn thắng ta, ta chỉ sợ ngươi cũng còn không có bản sự này. Hai vị cửu u thiên đế vạn vạn không nghĩ đến hai người này vừa thấy mặt đã là như thế dương cung bạt kiếm, vội vàng nói, tất cả mọi người là chính mình người, và lại lúc này chúng ta không cần thiết vì những vật này, thương tổn lẫn nhau hòa khí. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, cửu u lão ca, việc này, người thật đúng là không quản được. Ta cùng hắn giá nhất giá đã nghẹn mấy chục năm, hôm nay thì cùng nhau giải quyết đi. Trầm mặc nhiên nói ra, đi. Hai người này động tác cũng nhanh, cấp tốc thân hình lóe lên, thì đi ra bên ngoài trong đình viện. Đón lấy, hai người này cũng cho cửu U Thiên Đế lưu mặt mũi, thì không tại cái này giới bên trong đánh, trực tiếp xông lên trong mây xanh. Phụ thân, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Thiên Tâm ở một bên hơi hơi thất sắc. Cửu U Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, trái tim, cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đấu pháp, đầy đủ ngươi học tập. Theo ta phía trên đi quan chiến lạc thiên tâm vạn không nghĩ tới phụ thân lại là loại ý nghĩ này ngay sau đó cũng yên lòng hai người cấp tốc cũng bay đến vân tiêu phía trên hai người này xa xa quan chiến trong tầng mây thiên sơn bạch tuyết trồng chất thì như ngọc long tuyết sơn giống nhau cường tráng xem bác gió vù vù đem trần thiên nhai cùng trầm mặc nhiên quần áo thổi đến bay phất phới trần thiên nhai cười lạnh một tiếng nói ra trầm mặc nhiên năm đó ngươi ức trần lăng chỉ vì trần lăng so ngươi thiện mà ta là Trần Lăng tà ác mặt, ta sẽ cho người biết, làm Trần Lăng ác lên đến thời điểm, người bất quá là cái hạng bét. Bớt nói nhiều lời, trầm mặc nhiên trong mắt lóe lên vô cùng hàn ý, hắn đột nhiên bạo giống một tiếng. Lập tức, vô cùng thiên ma theo hắn nghi tâm bên trong chui ra. Trong chớp mắt ấy, người đông tấp nập thiên ma chen chúc mà ra. Hết thảy có 5 triệu thiên ma tuôn ra, cái kia trong mây, cấp tốc biến thành màu đen thiên ma hải dương. Địa ngục xâm la, trầm mặc nhiên quát nói. Năm triệu thiên ma đem trần thiên nhai tầng tầng bao trùm, đồng thời toàn bộ phát ra một loại để người đau đầu chú ngữ. Cỗ này chú ngữ dung hợp lại cùng nhau lập tức liền hình thành u ám u minh địa ngục. Cái kia không chung trong nháy mắt hình thành cự đại tu la tràng, tu la tràng chừng 30 km. Chú ngữ hình thành một cỗ u ám sương mù màu đen đem trần thiên nhai vây lại. Những thứ này sương mù màu đen hướng trần thiên nhai trong thân thể chui vào. Trần Thiên Nhai lập tức liền cảm nhận được cái này xương mù màu đen vô cùng vô tận, mà lại bao hàm cực kỳ khủng bố, ăn mòn lực lượng. Cái này trong xương mù còn ẩn chứa rất nhiều đại đạo quy tắc. Vũ khí chính đang nhanh chóng phá giải lấy Trần Thiên Nhai tế bào thân thể kết cấu. Trầm Mặc Nhiên, người ẩn tàng nhiều năm, bây giờ quả nhiên lợi hại. Trần Thiên Nhai nói thầm. Sau đó, Trần Thiên Nhai lệ cười một tiếng, quát nói: Trầm Mặc Nhiên, người đại tự tại thiên ma quả nhiên lợi hại bất quá cái này còn không làm gì được ta. Sau đó, hắn đột nhiên pháp tướng trang nghiêm lên. Đại lôi âm thuật, Trần Thiên Nhai ngâm sướng chú ngữ, trong tay kết pháp ấn. Cấp tốc, những chú ngữ đó bay ra, thành làm một đạo đạo kim sắc phù lục, kim sắc phù lục chừng ngàn vạn đạo, đón lấy, những bùa chú này trên không trung hình thành lóa mắt kim quang. Vô cùng kim sắc quang hoa trong nháy mắt chấn thấu 3.000 cây số bên ngoài. Tựa như là lóa mắt mặt trời. Trần Thiên Nhai một tay cầm ra, hào quang màu vàng óng kia hóa thành tu di Phật đà. Na tu di Phật đà trên không trung xuất hiện, trọn vẹn giống như một tòa nguy nga đại sơn. Na tu di Phật đà chợt quát một tiếng, nhất thời, vô cùng cuồn cuộn uy nghiêm còn có thuần dương âm ba làm kinh sợ tới. Thuần dương âm ba cấp tốc liền đem 5 triệu thiên ma đánh sơ xác bao quát cái kia xương mù màu đen cũng bị chấn thành phấn vụn. Đại tử tại thiên ma vương, cho ta vồ bắt, trầm mặc nhiên bạo giống một tiếng, hắn hai mắt huyết hồng. Cái kia 5 triệu thiên ma lập tức ở không trung hình thành 10 đạo thiên ma vương, mỗi một vị thiên ma vương đều là cao có 300 trượng, chiều rộng 100 trượng. Bọn họ năm cái to lớn bàn tay cầm ra. Theo cái này năm cái to lớn bàn tay cầm ra, hắc sắc tử khí tựa như là biển động tiến đến, rời núi lấp biển đồng dạng đè ép hướng Na Tu Di Phật Đà. Oanh! Trong nháy mắt, Tu Di Phật Đà bị chấn thành phấn vụn. Lạc thiên tâm ở một bên nhìn đến giật mình không thôi, hắn đối bên người phụ thân nói ra, phụ thân, hai người này tu vi cùng nguyên khí, như thế nào khủng bố như thế. Hải Nhi nhìn cái này ma đế cũng bất quá là tầng 10 trung kỳ tu vi, Hải Nhi bây giờ cũng là tu vi như vậy, nhưng vì sao cùng hắn chênh lệch chênh lệch xa như vậy. Cửu U Thiên Đế nói ra, trái tim, người có chỗ không biết. Trần Thiên Nhai chỗ lấy còn tại tầng 10 trung kỳ, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú không bằng chúng ta mà là bởi vì hắn thái ất huyền kim chân kinh mỗi lần thăng một bước cần thiết nguyên khí quá mức to lớn hắn lấy tự thân câu thông thiên địa ở giữa huyền kim khí hắn tiến bộ muốn so với chúng ta khổ nhiều nhưng là hắn mỗi tiến lên trước một bước lực lượng tăng cường cũng là chúng ta không thể so sánh nếu như hắn thật đến hư tiên cảnh có thể nói tiên giới trở xuống tạm thời không người là đối thủ của hắn khủng bố như thế lạc thiên tâm không khỏi hoảng sợ Cửu U Thiên Đế nói ra, cái này mới tứ đế đều là bị Thiên Đạo Chính Phong Đại Đế, mỗi người đều có chính mình đặc thù tài hoa cùng bản sự, có thể đều không thể coi thường. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, cái kia lão tứ đế đâu? Cửu U Thiên Đế nói ra, lão tứ đế thành danh đã lâu, đoán chừng thắng đế, Hạo Thiên Đại Đế, còn có Thiên Long Đại Đế đâu đã nhập tiên giới? Trường Sinh Đại Đế là bây giờ duy vừa xuất hiện, không biết hắn vì cái gì không có đi tiên giới lạc thiên trong lòng tự nhủ nói cái này có thể khó mà nói có lẽ trường sinh đại đế lưu ở nhân gian bất quá là nhất tôn nguyên thần đâu cửu u thiên đế nói ra giờ này khác này trầm mặc nhiên cùng trần thiên nhai chiến đấu càng thêm kịch liệt thiên ma tâm chú trầm mặc nhiên lần nữa hét lớn một tiếng một sát na kia thập tôn thiên ma vương bỗng nhiên quấn quít lấy nhau cấp tốc hình thành một hạt màu đen hạt giống loại kia tử bị trầm mặc nhiên bắn ra đi cấp tốc thì hướng Trần Thiên Nhai mi tâm bay đi. Trần Thiên Nhai tâm đạo, ừm. Hắn trực tiếp bắn ra thái ất huyền kim chém tới. Một đạo lôi quang lao nhanh mà ra, nhưng lại trực tiếp chạm không. Một giây sau, cái kia màu đen hạt giống ảnh đến một chút tại Trần Thiên Nhai trên không nổ tung, màu đen mưa rào tầm tã đổ xuống đi. Trần Thiên Nhai cấp tốc thi triển ra thái ất kim quang bao bọc tới. Cái kia màu đen mưa to lại là trực tiếp thông qua thái ất kim quang bao bọc mưa to sau cùng lại hình thành hắc sắc tử khí, nồng đậm hắc sắc tử khí vây quanh Trần Thiên Nhai. Hắc sắc tử khí bên trong có gan đến từ cửu u địa ngục rét lạnh khí tức, cỗ khí tức này cuộn trào, cuồn cuộn, nhưng lại âm u. Vô số tử vong quy tắc lộ ra mà ra. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai trong não vực bỗng nhiên tâm ma bất ngờ bộc phát. Tâm ma đã là thiên ma. Một cỗ bén nhọn hàn ý trực tiếp xông vào Trần Thiên Nhai chán đỉnh. Đón lấy, vô số bén nhọn hàn ý mang theo tử vong quy tắc tại hắn trong não vực tán loạn. Trần Thiên Nhai trước mắt xuất hiện rất nhiều huyến cảnh, toàn bộ đều là hắn giết qua người, những người kia khuôn mặt dữ tợn, cực kỳ kinh khủng. Buồn cười, cái này điểm tâm ma năng đầy đủ dao động ta. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng. Hắn cấp tốc vận công, liền đem những thứ này tâm ma toàn bộ trần áp xuống dưới. Trong chốc lát, Trần Thiên Nhai trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là lúc này, trầm mặc nhiên đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiên Nhai trước mặt. Trần Thiên Nhai cấp tốc nhất trưởng bổ ra. Trầm mặc nhiên thân hình lóe lên, đón lấy, 10 cái trầm mặc nhiên thì xuất hiện. 10 cái trầm mặc nhiên bao bọc vây quanh Trần Thiên Nhai. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Trần Thiên Nhai cười lạnh liên tục, hắn đột nhiên vận ra 10 ngụm thái ất huyền kim kiếm tới. Kiếm quang bên trong ẩn chứa vô cùng lôi điện chịu uy. Trong nháy mắt, 10 kiếm đồng thời chém về phía 10 cái trầm mặc nhiên vô cùng lôi điện cùng trời uy dung hợp lại cùng nhau, hạo nhiên kiếm ý oanh sát mà xuống, đồng thời ẩn chứa cuồn cuộn đại đạo pháp tắc. Cái này thái ất huyền kim kiếm khí, quả nhiên là thiên hạ vô song hung kiếm. Cửu u thiên đế ở một bên nhìn không khỏi líu lưỡi. Mười đạo thái ất huyền kim kiếm khí trong nháy mắt liền đem 10 cái trầm mặc nhiên chém giết thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Nhai trung quanh xuất hiện 100 cái trầm mặc nhiên. Trần Thiên Nhai không khỏi hơi biến sắc ta chính là trong lòng ngươi chi ma, người vĩnh viễn cũng chảm bất diệt. Một trăm cái trầm mặc nhiên đồng thời mở miệng. Trần Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên ma tâm chú, ma đạo mở rộng, một trăm cái trầm mặc nhiên đồng thời chợt quát một tiếng, đón lấy, bọn họ cùng nhau thi triển pháp ấn. Mỗi một cái trầm mặc nhiên đều kết xuất một loại khác biệt pháp ấn tới. Về sau, mỗi miệng người bên trong phun ra một đạo kiếm khí màu đen đến. Một trăm đạo kiếm khí màu đen, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo một loại tử vong quy tắc. Tử khí mãnh liệt tràn ngập, phương viên trăm dặm trong nháy mắt đều trở nên u ám một mảnh. Chu diệt, trầm mặc nhiên lại quát một tiếng. Một trăm đạo kiếm khí màu đen tia chớp chém tới Trần Thiên Nhai. Cái này một trăm đạo kiếm khí màu đen đồng thời hình thành kiếm trận. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo tử vong quy tắc, ăn mòn lực cùng lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Trần Thiên Nhai tuy nhiên thân thể cường hãn vô cùng, nhưng hắn cũng cảm giác được loại này kiếm khí lợi hại. Cho dù hắn có thể chống đỡ ở loại này kiếm khí, thân thể cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đồng dạng pháp lực cùng pháp bảo, đã căn bản ngăn cản không nổi loại kiếm khí màu đen này. Trong lúc nguy cấp, Trần Thiên Nhai cũng thi triển ra tuyệt chiêu. Thái ất huyền kim thiên lôi chảm, Trần Thiên Nhai hai tay cấp tốc kết pháp ấn, hắn trong nghi tâm xông ra một đạo điện quang. Cái này đạo điện quang trong một chớp mắt sông hơn ngàn mét trên không, hình thành to lớn điện quang buộc. Sau đó, thập đạo thiên lôi tia chớp trùng sát xuống tới. Cái này thập đạo thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi tráng kiện như 10 người vây kín. Bên trong thiên địa, trong nháy mắt tất cả đều là lôi đình điện quang tán loạn, hiện trường đã là một mảnh lôi điện hải dương. Vô cùng lôi điện pháp tắc tại điện quang bên trong tán loạn. Ầm ầm, những ngày này lôi trực tiếp liền đem 100 cái trầm mặc nhiên cùng những màu đen đó kiếm khí, từ khí thối luyện thành điện quang. Phương viên trăm giảm tử khí toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thuần dương lôi điện khí tức tràn ngập trên không trung. Sau đó, Trần Thiên Nhai lần nữa cùng trầm mặc nhiên chính diện tương đối. Hai người cái này vài cái giao thủ, cũng coi là thăm dò ra lẫn nhau sâu cạn. Trong lòng bọn họ cũng liền minh bạch, lẫn nhau tạm thời đều không cách nào giết chết đối phương tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, muốn đem đối phương giết chết, cái này quá khó khăn. Liền cũng tại lúc này, cửu U Thiên Đế cùng Lạc Thiên Tâm bay tới, xuất hiện tại giữa hai người. Cửu U Thiên Đế cười ha ha một tiếng, nói ra, Trầm Tiên Sinh cùng Trần Lão Đệ đều là đương thời nhân kiệt, hôm nay xem ra muốn phân ra thắng bại là rất khó. Bản Hoàng nhìn không như hôm nay tới đây thôi đi, tiếp tục đánh xuống, cũng là không có ý nghĩa, các ngươi nói có đúng không? Trần Thiên Nhai cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta như lưu tại nơi này, xem ra Trầm Mặc Nhiên ngươi là không sẽ thỏa hiệp. Ta cùng cửu u lão ca quen biết một trận, cũng không cho hắn khó xử. Ta lúc này đi, hắn sau khi nói xong, thân thể tựa như một đạo điện quang, trong nháy mắt xông ra ngoài ngàn mét. Trần Thiên Nhai tính tình cũng là như thế, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, lại muốn không liền đi. Hắn là tuyệt sẽ không có cái gì dây dưa dài dòng. Đại Khang cảnh nội Trần Lăng cùng thần đế cùng phía Đông Tĩnh buông xuống đến Đại Khang Hoàng Thành trong Hoàng Cung. Hiên Chính Hạo lập tức ra nghinh tiếp, hắn đem ba người trước dẫn tới trong Ngự Thư Phòng. Nghĩ không ra thủ lĩnh cùng môn chủ còn có phía Đông Tĩnh, các người thế mà đã thoát khốn đi ra. Hiên Chính Hạo xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo là lão bằng hiếu, bạn bè cũ. Hắn mỉm cười nói ra, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này cũng là làm đến phong sinh thủy khởi a. Hiên chính hạo cũng cười một tiếng, nói ra, loạn thế tiến đến, cũng nên lưu lại chúng ta nổi bật một khoản mới tốt. Ta cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm. Hắn đón đến, nói ra, vả lại, vận dụng một quốc gia lực lượng đến thu thập tư nguyên, lúc đó càng thêm làm ít công to. Trần Lăng nói ra, người luôn luôn đều là lớn nhất chủ ý. Hiên chính hạo nói ra, ta canh cổng chủ ngươi cùng thủ lĩnh giống như nguyên khí tổn hại một chút, Ta chỗ này có một ít không tệ đan dược trước cho các ngươi khôi phục nguyên khí. Hắn sau khi nói xong, liền đem một cái phòng bị tu di xuất ra, sau đó vứt cho Trần Lăng. Trần Lăng tiếp nhận, hắn nói ra, có lòng, bất quá chúng ta chính mình cũng có thật nhiều đan dược, chỉ là cái này nguyên khí khôi phục, cuối cùng vẫn là muốn tĩnh tu một chút thời gian. Hiên Chính Hạo nói ra, mặc kệ như thế nào, đây là ta tâm ý. Trần Lăng nói ra, vậy liền ta từ chối thì bất kính phía đông tĩnh ở một bên lại là bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, cũng không nói lời nào. Nàng chính đang âm thầm khôi phục nguyên khí. Bây giờ phía đông tĩnh, toàn thân áo trắng, mộc mạc thanh nhã, giống như suốt trần tiên tử. Đúng lúc này, thần đế nói ra, hiên chính hạo, chúng ta bị nhốt sau khi đi vào, bên này phát sinh những chuyện gì. Hiên chính hạo nghe vậy cũng liền nghiêm mặt nói ra, thật là phát sinh một ít chuyện. Về sau, hiên chính hạo liền đem Trần Thiên Nhai bọn họ công kích, cùng chúng tinh điện bắt đông đảo thiên mệnh giả sự tình nói hết ra. Hiên chính hạo sau khi nói xong, thần đế cùng Trần Lăng nhìn nhau. Trần Lăng nói ra, chúng tinh điện thủ pháp, cùng năm đó thủ lĩnh ngài thủ pháp ngược lại là không có sai biệt. Hiên chính hạo nói ra, theo môn chủ các người bị nhốt, đến chúng tinh điện xuất thủ, hai chuyện này trung gian, nhất định có chỗ liên quan. Trần Lăng nói ra, người nói không sai, bây giờ chúng tinh điện đã hoàn thành muốn làm sự tình, cho nên chúng ta mới lại thoát khốn. Hắn đón đến, nói ra, nói cách khác, chúng ta thoát khốn còn cũng không phải là bởi vì chúng ta tự cứu thành công, mà là bởi vì đối phương có ý thả chúng ta. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, đây đại khái là bởi vì tiên giới chi môn đang đánh mở. Sự tình lên biến số, cho nên đối phương mới sẽ làm ra cái này biến động. Không phải vậy lời nói, trong lúc nhất thời, các người y nguyên không cách nào rời đi vẫn thạch trận. Trần Lăng nhìn nhiều hiên chính hạo, cười cười, nói ra, nghĩ không ra người cũng biết tiên giới chi môn. Hiên chính hạo nói ra, ta trong khoảng thời gian này khổ tu, đã nhanh muốn sở đến hư tiên chi cảnh cánh cửa. Thần đế trong mắt có tang thương chi sắc, nói ra, trận này vô lượng sát kiếp, so với năm đó đại khí vận, mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Vốn là ta coi là cái này hư không chân thần liền xem như một kiếp, không nghĩ tới còn sẽ dính dấp đến trong truyền thuyết tiên giới trần lăng cười nhạt một tiếng nói ra trùng hợp loạn thế là chúng ta bất hạnh cũng là chúng ta chuyện may mắn thần đế nói ra có lẽ đi hiên chính hạo làm theo nói ra như vậy thủ lĩnh sau đó ngài định làm gì thần đế ngẫm lại nói ra tiên giới chi môn mở ra về sau ta muốn đi tiên giới đi một chuyến mặt khác ta cảm nhận được bỉ ngạn các vị trí y theo như lời ngươi nói cái này bỉ ngạn các đại khái cũng là tại chúng tinh điện bên trong ta muốn đi đem bỉ ngạn các mang về. Cái kia bỉ ngạn các bên trong còn có tư đồ linh nhi, thần đế không có khả năng buông xuống tư đồ linh nhi mặc kệ. Trần Lăng lập tức liền nói ra, thủ lĩnh, cái này chúng tinh điện không thể coi thường. Ngài nếu muốn đi, không ngại trước chờ mấy ngày, các loại chúng ta thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, lại đi. Phía đông tĩnh nói ra, chúng tinh điện khốn lăng ca lâu như vậy, bút chướng này cũng là đến cùng bọn hắn thật tốt tính toán. Hiên chính hạo cười một tiếng, nói ra, tuy nhiên ta không tán thành các ngươi làm như thế, nhưng ta biết, các ngươi quyết định muốn làm sự tình, ai cũng ngăn không được. Ta không chủ trương chiến đấu, nhưng là thủ lĩnh cùng môn chủ các ngươi muốn làm sự tình, ta vô điều kiện đi theo. Cho nên đi chúng tình điện sự kiện này, tính ta một người. Trần Lăng tiếu cười, nói ra, bây giờ ngươi tu vi cũng đã công tham tạo hóa, đi cũng không sao. Vậy liền cùng một chỗ giết đến tận chúng tinh điện, liền nhìn xem cái này chúng tinh điện bên trong đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. A-di-đà Phật, ngay vào lúc này, một tên hòa thượng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ nghe âm, nhưng không thấy người. Nhưng thanh âm này lại là tại mỗi người bên tai ở giữa vang lên. Người nào, thần đế bọn người lập tức quát nói. Bọn họ sắc mặt cũng hơi hơi biến. Hòa thượng này thanh âm đến quá đột ngột, mà lại bọn họ những đại thần này thông người đối mặt hòa thượng này, lại là căn bản cảm giác không ra chỗ. đây là rất không thể tưởng tượng sự tình, nhưng lại thật sự phát sinh. a à, di đà phật, bần tăng viên giác cùng các vị thí chủ hữu lễ, hòa thượng kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. chúng pháp chi thần, mọi người nhất thời kinh hãi. thần đế lập tức đứng lên, hắn thần niệm liếc nhìn bốn phía, theo rồi nói ra, pháp thần đã đến, gì không hiện thân gặp mặt. bần tăng người cũng tương lai, chỉ là ý niệm đến đây a. À. Viên giác nói tiếp, chư vị thi chủ, bần tăng lần này là muốn khuyên nhủ các vị, vẫn là đừng đi tấn công chúng tinh điện đến tốt. Vì cái gì, thần đế nói ra. Viên giác nói ra, cái kia từ đồ linh nhi chỉ có tại chúng tinh điện bên trong, tại tinh chủ trợ giúp hạ mới có thể khôi phục. Đây là một, cho nên, bị ngạn các tuyệt đối không thể lấy đi. Và lại, chư vị thi chủ mặc dù là thần thông quảng đại hạng người, nhưng cuối cùng bởi vì là không gian hạn chế, không thể nhòm mó tiên giới đại đạo cho nên chư vị thi chủ cho dù hợp lực, cũng không thể chiến thắng chúng tinh điện, đây là hai. Viên giác đón đến, còn nói thêm, tiên giới chi môn mở ra, trần thế ở giữa, hạo kiếp buông xuống. Chúng tinh điện cũng không phải là địch nhân, đây là ba. Pháp thần cùng chúng tinh điện, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thần đế trầm giọng hỏi. Viên giác nói ra, a di đà Phật, như thế nào Phật giáo? Phật chính là cảm giác tính, không phải người, người người đều có cảm giác tính không phải là cảm giác tính cũng là người, nhân tính có thể xấu, cảm giác tính vô sinh vô diệt. Tức cảm giác tức lộ ra, tức chứng tức bụi che. Vô chứng không hiện, chứng niết bàn, có tin không chứng người mặc dù không rơi ác quả, lại ở bởi vì ở quả ở đọc ở tâm, như là sinh diệt không được niết bàn. Về sau, viên giác liền triệt để rời đi. Cái này pháp thần, thủy chung là chưa có nói rõ hắn cùng chúng tinh biện quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, Hắn cùng chúng tinh điện là tuyệt đối có không thể chia cắt quan hệ. Người người đều có cảm giác tính, lại không phải là cảm giác tính cũng là người. Hiên Chính Hạo trầm ngâm nói, cái này pháp thần quả nhiên là đánh cho một tay tốt lời nói sắc bén. Viên Giác lưu lại đoạn này kệ ngữ, nhìn như nói rất nhiều, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ như lại cũng không nói gì. Nhưng chính như đại đạo một dạng, là có thể tưởng tượng, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ có thể sở đến nhưng lại vĩnh viễn khó có thể đến. Trần Lăng bọn người lâm vào trầm tư. Thần Đế cuối cùng vẫn là bỏ đi tấn công chúng tinh điện ý nghĩ, hắn cho rằng viên giác lời nói có chút là đúng. Tuy nhiên bọn họ tự nhận thần thông quảng đại, nhưng lại bị cực hạn tại không gian bên trong. Tiên giới mới thật sự là tranh hùng chi địa. Về sau, Thần Đế cùng Trần Lăng còn có phía Đông Tĩnh rời đi Đại Khang. Đây là một cái đại tranh chi thế, mỗi một vị thần thông giả đều đang cố gắng cầu sinh mỗi người đều là sinh mệnh mình bên trong nhân vật chính vô luận bọn họ lựa chọn phụ thuộc người nào vẫn là muốn đoạt lấy vật gì cứu cơ sở đều là vì chính mình lợi ích liền xem như trần lăng hắn cũng sẽ không đi vây quanh la quân đảo quanh hết thảy đều đến cân nhắc la quân lợi ích hắn đồng dạng có hắn việc của mình muốn làm thần đế thì lại càng không cần phải nói hắn bây giờ có cao hơn truy cầu đã từ đồ linh nhi cũng nhận được thích đáng xử trí như vậy hắn thì lại không lo lắng Thần đế duy trì thiên đạo, nắm nhận thiên đạo ý chí, nhưng hắn càng hướng tới là đại chỗ của đạo. Tựa như là truy cầu tận cùng vũ trụ một dạng, tận cùng vũ trụ ở nơi nào, hắn không biết. Nhưng một mực truy cầu đi xuống, có lẽ có một ngày, hội thăm viếng đến đại đạo cuối cùng ảo nghĩa đâu. Phía Đông Tĩnh thì là cùng Trần Lăng phu sướng phụ tùy. Trần Lăng đã từng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng bây giờ, có thể bạn tại Trần Lăng bên người, lại cũng chỉ có phía Đông Tĩnh. Đây là thần cùng bình thường ở giữa khác nhau. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một ngày này, thiên châu bên trong, tại thánh thành trong thánh điện trầm mặc nhiên ngay tại tu hành. Hắn đột nhiên tại linh đài chỗ cảm giác được thượng giới hàng lâm xuống nồng đậm thuần dương tiên lực. Chỉ có hư tiên cảnh cao thủ mới có thể cảm nhận được thuần dương tiên lực. Trầm mặc nhiên lập tức vận công hấp thu cái này một cỗ bành trướng thuần dương tiên lực, thuần dương tiên lực vận chuyển tới trầm mặc nhiên toàn thân cao thấp giờ này khắc này, trầm mặc nhiên công lực đại tăng. Đồng thời, cửu U Thiên Đế, phân Hóa Ảnh, Tiêu Giật, Trần Lăng, bọn họ những cao thủ này cũng toàn bộ đều cảm nhận được khủng bố thuần dương tiên lực. Hư tiên cảnh đám cao thủ này nhóm, thực lực rốt cục theo các phàm nhân kéo ra to lớn khoảng cách. Nhưng là, ai cũng không biết tiên giới chi môn mở ra, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đây cũng là Lam Tử Y muốn muốn biết rõ ràng một việc. Thời gian là tháng 7 hạ tuần. Tần Lâm, Lâm Phong, còn có Trần Diệt Hàn, Lan Đình Ngọc bọn họ những người này cũng đều lần lượt trở về giao nhiệm vụ. Là Quân cùng Tần Lâm còn có Lâm Phong gặp gỡ, tất nhiên là cao hứng không thôi, bên trong nâng cốc môn hoan, lại là không cần nhiều lời sự tình. Lần này Vĩnh Sinh Phong vân bảng lần nữa đổi mới, liền lại có 6 tên thiên mệnh giả bị xóa tên. Đầu người cũng bị treo ở trên quảng trường. Có thời gian nhìn, cái này chúng tinh điện tựa hồ dịu dàng thắm thiết nhưng là chúng tinh điện quy tắc lại giống như đại đạo quy tắc một dạng cẩn thận tỉ mỉ lại tàn khốc vô tình lan đình ngọc tu vi càng ngày càng tinh thuần khủng bố hắn tại chúng tinh điện đoán luyện như cá gặp nước mà lại tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi lại lấy được một chút pháp bảo la quân cùng lan đình ngọc ở giữa sớm muộn muốn có một trận chiến đây là không thể tránh né cho nên la quân đối lan đình ngọc là phá lệ chú ý ba ngày sau đó la quân tiếp vào nhiệm vụ mới vẫn là một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên muốn là quân tiến về hải ngoại tiên sơn vì Minh Nguyệt Tiên Tôn trúc thọ. Mặt trên còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn một chút tình huống giới thiệu. Nguyên lai, ở trên trời châu ở nước ngoài còn có một đại môn phái, chính là Minh Nguyệt Cung. Cái này Minh Nguyệt Cung Minh Nguyệt Tiên Tôn nguyên bản chính là vũ hóa môn bên trong đệ tử đắc ý. Tại 800 năm trước, lúc đó Minh Nguyệt Tiên Tôn còn gọi làm tiêu Minh Nguyệt, lúc đó trưởng giáo cũng không phải tiêu giật. Minh Nguyệt tiên tôn đến một kiện trí bảo, nàng trở lại môn phái về sau. Môn phái trưởng lão bức bách Minh Nguyệt tiên tôn đem trí bảo nộp lên. Minh Nguyệt tiên tôn không nguyện ý giao, đến một lần vừa đi, sau cùng Minh Nguyệt tiên tôn dưới cơn nóng giận, phản bội sư môn mà ra. Về sau, Minh Nguyệt tiên tôn tại ở nước ngoài thành lập Minh Nguyệt cung, thu môn đồ khắp nơi. Minh Nguyệt cung bây giờ uy danh cùng thực lực, đã không tại vũ hóa môn cùng trời cao tông phía dưới. Chỉ là Minh Nguyệt Cung tại phía xa ở nước ngoài, cho nên cũng không phải là rộng như vậy làm người biết rõ. Càng kinh khủng một việc chính là, Minh Nguyệt Tiên Tôn là đột nhiên mới xuất hiện. Trước đó nàng rời đi Thiên Châu trăm năm lâu, lần này trở về, hiển lộ qua mấy lần thần thông, đã bị ẩn ẩn tôn làm Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Đây cũng là lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn một nghìn đại thọ kinh động rất nhiều môn phái cao thủ nguyên nhân. Giờ phút này Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thọ Minh Nguyệt Tiên Tôn chuẩn bị một môn thần thông cùng một món pháp bảo. Thần thông chính là Đại Thôn Phệ Thuật, pháp bảo là tạo hóa toái phiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn ý là, tại tiệc mừng thọ phía trên làm chút tặng thưởng đi ra. Để thế hệ trẻ tuổi, tầng người phía dưới thanh niên tài tuấn nhóm tỉ thí một phen. Nhổ đến thứ nhất người, thì người đoạt giải hai kiện đồ vật. Vô luận là Đại Thôn Phệ Thuật vẫn là tạo hóa toái phiến, tuyệt đối đều là đại thủ bút. Đại thôn phệ thuật chính là 3.000 đại đạo bên trong, bài danh 30 vị trí đầu tuyệt đỉnh thần thông. Mà tạo hóa toái phiến nghe nói là lần trước vũ trụ sinh diệt thời điểm, lưu lại phía dưới toái phiến. Bên trong bao hàm pháp tắc cùng lực lượng là không thể đo lường. Minh Nguyệt Tiên tôn loại cao thủ này, xuất thủ tuyệt đối đại khí. Mà chúng tinh điện nhiệm vụ liền để cho la quân cầm lại tạo hóa toái phiến. Còn đại thôn phệ thuật làm theo chưa nói cùng. Nói cách khác, la quân nhiệm vụ lần này, hắn mình có thể đạt được đại thôn vệ thuật môn thần thông này. Hắn chỉ cần đem tạo hóa mảnh vụn bên trên giao nộp là đủ. La quân theo tần lâm, lâm phong bọn họ bái biệt về sau, lập tức liền xuất phát tiến về Thiên Châu. Cái này trời tháng bảy khí đã là khốc nhiệt khó nhịn. La quân là được an bài đáp xuống đại khang cảnh nội. Hắn nghĩ đến còn muốn về trước thiếu uy phủ một chuyến đây. Minh Nguyệt tiên tôn đại thọ là tại sau một tháng, địa điểm ngược lại là dễ tìm là quân bay qua cần 5 ngày thời gian, cho nên hắn bây giờ còn có trống không thời gian. Nhiệm vụ lần này thời gian là 2 tháng. Lần này đi hải ngoại tiên sơn, là quân quyết định mang nhiều một chút trợ thủ. Hắn cũng không cần đi dựa vào hiên chính hạo, liền mang theo hồ lão hồ trường xuân, còn có trịnh lão trịnh thiên liệt. Hai người này tu vi đều là cửu trọng thiên trung kỳ, cho nên vẫn là có thể giúp được một tay. Về phần đi đại khang hoàng thành, là quân cũng không sợ gặp hiên chính hạo hắn đối hiên chính hạo là không có gì ái náy. Mà lại bây giờ, là quân lại nhìn hiên chính hạo, đã không giống như kiểu trước đây cảm thấy hắn là cao sơn ngưỡng chỉ. Là quân cũng không sợ hiên chính hạo hội động thủ với hắn, bởi vì có Trung Hoa đại đế cái này một mối liên hệ tại. Hiên chính hạo làm sao cũng sẽ không xuống tay với chính mình, cũng không có ra tay lý do. Tại đi đại khang hoàng thành trên đường, là quân khống chế hắc liên ngai vàng, hắn một bên bay, một bên cùng nhanh nhạy hòa thượng nói chuyện phiếm. Nhanh nhạy hòa thượng lúc này giống như một cái mầm hạt đậu một dạng tại la quân trên đầu đợi, giao giá phía trên là một cái đầu tiểu hình dáng. Người đại linh dịch thuật thần thông bản nguyên ở nơi nào A? À? Còn có người hắn thần thông bản nguyên, la quân thì hỏi nhanh nhạy hòa thượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, vậy cũng không tại ngày này châu bên trong A, à, có nhiều thứ còn tại thế giới bao la bên trong, còn có dấu ở hắn trong thế giới. Đạo hữu người bây giờ còn không thể xé rách không gian, cho nên bần tăng cũng không có cách nào mang ngươi tới a à. Là quân phiền muộn vô cùng, nói ra, xé rách không gian giới hạn, cái này phải tới lúc nào mới có thể làm đến. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, vậy ít nhất phải ngươi đến tầng 10 mới được. Là quân nói ra, ta trước đó nhìn cửu trọng thiên cao thủ, đều là hung mãnh vô song tồn tại. Thậm chí nhìn có chút thật thần cũng mới cửu trọng thiên tu vi, còn có thể đến tới hư không, thông qua hư không truyền đạt nguyên thần xuống tới làm sao ta hiện tại đến cửu trọng thiên, đột nhiên phát hiện cái này cửu trọng thiên cũng không được đâu. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu người có chỗ không biết, những cửu trọng thiên đó thật thần đều là có chút pháp bảo. Còn có, bọn họ cái gọi là hư không, đều là tại địa cầu phụ cận, căn bản không tính tới vũ trụ. Cho nên hù dọa một chút người vẫn được, gặp gỡ chân chính cao thủ, căn bản chính là cái rắm Hắn sau khi nói xong, còn nói thêm, A-di-đà-phật, bần tăng nói to ngữ, sai lầm sai lầm a à. là quân nghĩ cũng phải lúc đó kia cái gì thông tí tiên vương nguyên thần đều bị bát trọng thiên lâm hảo hiên tiền bối đánh bại bây giờ suy nghĩ một chút cũng khó trách khó trách ma đế bọn họ đối mặt thông tí tiên vương dạng này người giết bọn hắn thì theo giết chó một dạng đơn giản cái này bên trong tranh lệch quá lớn vậy người bây giờ không có đại linh dịch thuật người làm sao tăng cường thực lực ngươi là quân hỏi nhanh nhạy hòa thượng nói ra ta muốn tìm rừng già rậm rạp, đi hấp thu một ít cây cối linh khí. Nhưng loại này hấp thu, đều là mặt ngoài đồ, vật, mà lại cũng ít. Nếu như đạt được đại linh dịch thuật, liền có thể hấp thu đến cây cối nội bộ linh dịch tinh hoa, đó là không thể so sánh nổi. Người cái này đại linh dịch thuật cùng đại thôn vệ thuật so ra đâu? La Quân hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái kia đại thôn vệ thuật thế nhưng là cái một môn lợi hại thần thông, có thể đem rất nhiều công kích, cương khí đều chuyển thành nguyên khí cung cấp hấp thu. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều, người muốn nói đại linh dịch thuật cùng đại thôn vệ thuật so ra, người nào lợi hại hơn. Cái này cũng khó mà nói, đại đạo ba nghìn, đều có thể thành tiên. Pháp không hai pháp, chỉ để ý dùng người. Đại linh dịch thuật dùng tốt, cũng có thể thông thiên triệt địa. Mà đại thôn vệ thuật dùng tốt, càng là có thể hải nạp bách xuyên. Sau đó, nhanh nhạy hòa thượng tiếp tục nói, nhưng nói trở lại, đại thôn phệ thuật vẫn là muốn so đại linh dịch thuật cao hơn một phẩm cấp. Là quân tức giận nói ra, người nói thẳng tốt nhất một câu không phải. Nhanh nhạy hòa thượng cười hắc hắc. Là quân còn nói thêm, đúng, vì cái gì ta đại mệnh vận thuật không cần thần thông bản nguyên. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng thật tại không nghĩ tới, đạo hữu người thế mà lại có đại mệnh vận thuật. Phải biết đại mệnh vận thuật chính là 3.000 đại đạo tổng cương. Bần tăng năm đó đối môn thần thông này cũng là mong mà không được, môn thần thông này, bần tăng nghiên cứu qua, cũng không có thần thông bản nguyên, nhưng cũng không phải người nào đều có thể luyện. Nói cách khác, vận mệnh không phải người nào đều có thể trưởng khống, đạo hữu ngươi chỗ lấy có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật, đại khái là bởi vì ngươi là thế giới bao la bên trong thiên mệnh chi vương đi. La Quân nói ra, cái này đại mệnh vận thuật thi triển ra, chỗ tiêu hao nguyên khí quá kinh khủng. Ta bây giờ căn bản không thi triển ra được. Mà lại, giống như cũng không có lợi hại như vậy nha. Ta từng tại tràn ngập ngũ hành nguyên tố địa phương dùng qua hai lần đại mệnh vận thuật. Lần thứ hai thi triển đại mệnh vận thuật lúc còn bị người cho phá. Đại mệnh vận thuật vì ba nghìn đại đạo Tổng Cương, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút buồn bực, tựa hồ môn thuật pháp này có chút nói không thực. La Quân thật buồn bực là, hắn có Sơn Hải Châu, huyền hoàng thần cốc hạt giống, còn có đại mệnh vận thuật bực này pháp bảo, thuật pháp nhưng là giống như không có một dạng bị hắn tránh thức phát huy ra uy lực đây quả thực là có được bảo sơn mà không biết sử dụng a đi đi ra bên ngoài vẫn là cái quỷ nghèo nhanh nhạy hòa thượng nói ra đại mệnh vận thuật còn bị phá vậy thật đúng là kỳ quái làm sao bị phá la quân liền đem lúc đó cùng phó thanh trúc nhất chiến nói ra nhanh nhạy hòa thượng sau khi nghe xong lập tức vỗ án tán dương đạo hữu cái này phó thanh trúc quả nhiên là bất thế gia thiên tài a à. thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra lợi dụng ngươi đại mệnh vận thuật quy tắc đưa ngươi cũng trói buộc tiến đến nhanh nhạy hòa thượng nói ra thứ này cũng ngang với là ngươi là tam quân thống soái phía dưới tướng lãnh đột nhiên bước thoái vị để ngươi cũng muốn tuân thủ tướng lệnh ngươi bất đắc dĩ chỉ có nghe chi la quân nói ra ngươi nói đạo lý này ta hiểu ta hiện tại cũng là buồn bực cái này đại mệnh vận thuật uy danh như thế chi thịnh như thế nào hội dễ dàng như vậy bị phá. Nhanh nhạy hòa thượng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, vận mệnh nhất là vô thường, cái này đại mệnh vận thuật chỗ lấy vì ba nghìn đại đạo chi tổng cương, cũng là bởi vì vận mệnh có thể vỡ vụn hết thảy thần thông. Bần tăng đối đại mệnh vận thuật giải cũng không nhiều, nhưng bần tăng muốn đến, đại mệnh vận thuật tại đạo hữu trên tay chỗ lấy còn hiển hiện không ra uy lực, là bởi vì đạo hữu người đối đại mệnh vận thuật còn không có hoàn toàn giải đi. Hắn đón đến, nói ra, muốn không đạo hữu người đem đại mệnh vận thuật truyền thụ cho bần tăng bần tăng đến tham tường một phen nhìn có thể hay không tìm ra bên trong ảo diệu đến la quân nói ra không có vấn đề hắn rất nhanh liền đem đại mệnh vận thuật truyền thụ cho nhanh nhạy hòa thượng nhanh nhạy hòa thượng lĩnh ngộ chừng một giờ hắn một mực trầm mặc đột nhiên như thể hồ quán đính nói ra cái này đại mệnh vận thuật nguyên lai còn chưa hoàn chỉnh không hoàn chỉnh la quân bị kinh ngạc hắn nói ra như thế nào không hoàn chỉnh nếu là không hoàn chỉnh, ta lại như thế nào có thể thi triển đi ra? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, không phải đại mệnh vận thuật không hoàn chỉnh, mà là đạo bạn ngươi muốn trước hết học hội tiểu túc mệnh thuật, đại số mệnh thuật. Trước hiểu số mệnh, sau đó mới có thể hiểu được vận mệnh chi chân lý A. Dạng này, là Quân nói ra, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng trước kia tập luyện quá lớn số mệnh thuật, lúc đó đã cảm thấy kém chút gì. Bây giờ nhìn thấy cái này đại mệnh vận thuật, rốt cục mới hiểu cái này ba bộ thuật pháp, nguyên lai mới có thể tổ thành chân chính đại mệnh vận thuật. La Quân nói ra, như vậy xem ra, ta hiện tại muốn làm vẫn là tìm được tiểu túc mệnh thuật cùng đại số mệnh thuật. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đầu tiên, đạo hữu người còn phải đạt tới có thể xuyên toa vị diện không gian bản sự A. La Quân vô cớ đau đầu. Cái kia tiểu túc mệnh thuật, ta biết một người biết môn thần thông này. La Quân trong lòng là nhớ đến, lúc trước trình kiến hoa liền sẽ tiểu túc mệnh thuật trình kiến hoa là muốn dùng tiểu túc mệnh thuật đến tước đoạt chính mình mệnh cách đáng tiếc về sau thất bại có đại ca lâm phong cái tầng quan hệ này tại chính mình đi tìm trình kiến hoa muốn tiểu túc mệnh thuật muốn đến nên vấn đề không lớn bất quá cái này cũng nói không chính xác là quần cùng trình kiến hoa từ trước đến nay đều là không đúng lắm bàn chỉ sợ đến lúc đó còn có chút gút mắc có thể bất kể như thế nào La Quân cảm thấy mình đều phải đem tiểu túc mệnh thuật đem tới tay. La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng trong lúc nói chuyện, đã qua mấy trăm dặm lộ trình. Sau đó, cái kia đại khang hoàng thành đã ở trong tầm mắt. La Quân cũng không có lại lớn khỏe mạnh trên hoàng thành hư không phi hành. Đại khang hoàng thành cấm lệnh, hắn vẫn là muốn tuân thủ. Hắn cũng không có thần đế cùng Trung Hoa đại đế bản sự kia cùng mặt mũi. La Quân ở bên ngoài rơi xuống đất, về sau thì thuận lợi vào thành. Vào thành về sau, chuyện thứ nhất cũng là về thiếu uy phủ. Thiếu uy phủ bên trong, nhiếp Nghị Nương đem xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng một mực đợi tại thiếu uy phủ bên trong, bọn họ thời gian qua được cũng là hài lòng. Là quân lúc đi vào đợi, còn không nhìn thấy Nghị Nương, ba đồ trước hết bay ra ngoài. Lúc này ba đồ đã giải đến thần tuấn phi phàm, 10 phần một đầu đại tiên hạc, cũng tuyệt đối có thể có người phi hành. Ba đồ đối la quân thân không được, nó còn muốn đứng tại la quân trên vai, cái này có thể hù đến la quân. Bởi vì con hàng này hiện tại cao hơn la quân trọn vẹn hơn hai lần. Tiểu gia hỏa, bộ dạng như thế nhanh, la quân thấy thế không khỏi kinh ngạc. Hắn nghe Kiều Ngưng nói qua, ba đồ muốn lớn lên, ít nhất phải thời gian một năm. Vừa mới qua đi hơn nửa năm A. À. Liền cũng tại lúc này, nhiếp mị nương theo ra đón. Nhiếp mị nương một thân màu đen váy dài, tao nhã mà mỹ lệ. Nàng mỉm cười, nói ra, đây cũng là bởi vì hồ lão cùng trịnh lão bọn họ cho tiểu gia hỏa này không ít đan dược ăn, nó mới bộ dạng như thế nhanh đây. La quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo ba đồ chơi đùa một hồi, tiếp lấy thì tiến trong phòng khách. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng lập tức đi ra gặp nhau. Hai người gặp La Quân liền phải quỳ lại, La Quân vội vàng ngăn cản, nói ra, Hồ Lão, Trịnh Lão, các người cùng ta cũng không cần khách khí như vậy, chúng ta về sau đều là người một nhà. Trong mắt ta, khi các ngươi là trưởng giả, các ngươi cho ta hành lý quỳ xuống, ta sợ giảm thọ A. Là quân hữu lễ có tiết, cũng tuyệt đối khiêm cung. Đây càng để Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt đối là quân khăng khăng một mực. Phen này gặp mặt, nhưng đều là vui sướng, bầu không khí cũng là hòa hợp. Nhiếp mị nương lần nữa hỏi Kiều Ngưng, là quân lại là cũng không biết Kiều Ngưng đến cùng đến đó cái này khiến La Quân có chút tinh thần chán nản. La Quân cũng không có ý định tại thiếu uy phủ mỏi mòn chờ đợi, dù sao thời gian quý giá. Chỉ là chỉ chốc lát về sau, thì có trong cung thái giám đến đây, nói người nào thánh thượng truyền triệu thiếu uy tướng quân. La Quân cũng không thể không đi gặp thánh thượng, nhiếp mị nương bọn họ tại trong hoàng thành, vẫn là nhờ có hoàng thượng che chở đây. La Quân trực tiếp đi theo công công vào cung yết kiến thánh thượng. Tại ngự thư phòng bên ngoài, La Quân lần nữa nhìn thấy Thường lão. Lần trước gặp mặt, Thường lão lại là đem La Quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Thường lão lần này cũng rất khách khí, nói ra, lão nô gặp qua thiếu uy tướng quân. Thiếu uy đem trong quân mời, hoàng thượng đã tại chờ tướng quân. La Quân đối Thường lão cũng không dám kiêu căng, nói ra, đa tạ Thường lão. Sau đó, La Quân thì tiến trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, hiên chính hạo đầu đội tử kim quan, người mặc minh hoàng áo choàng hắn đang xem lấy đạo đức kinh. La quân đi vào, một gối quỳ xuống, nói, mà tướng tham kiến hoàng thượng. Hiên chính hạo buông xuống đạo đức kinh, hắn hướng La quân mỉm cười, nói ra, La quân, không cần đa lễ, ngồi đi. La quân nói ra, đa tạ hoàng thượng. Như thế về sau, hắn liền ở một bên vào chỗ. Hiên chính hạo nói ra, người mấy lần gặp nạn, chấm đều đối người tránh mà không thấy. Duy chỉ có hôm nay ngươi không có chuyện gì muốn nhờ, chấm lại chủ động cho gọi. Chắc hẳn trong lòng ngươi, đã có chút khinh thường chấm làm người A. À. Là La quân nói ra, mà tướng không dám. Hắn sau đó cũng liền cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng, ngài cùng Lam tử y bày mưu tính kế, là trưởng quản ván cờ người. Ta mặc dù là cái này bên trong quân cờ, nhưng cũng không trở thành lờ mờ vô tri loạn sinh căm hận. Đây không phải một cái thành thục người cần phải có cảnh giới. Cho nên hoàng thượng lo lắng, hoàn toàn là lo ngại. Hiên chính hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, là quân, người quả nhiên không sai. Là quân cũng liền cười một tiếng. Hiên chính hạo nói ra, chấm hôm nay ước ngươi đến đây, cũng không khác sự tình. Cùng ngươi ân cũng tốt, thù cũng tốt, đây đều là một số việc nhỏ. Chấm cũng không cần thiết để lấy lòng ngươi. Hắn đón đến, nói ra, chấm là phải nói cho ngươi một việc, thần đế, còn có môn chủ bọn họ cùng ma đế, toàn bộ đều theo vẫn thạch trong trận đã thoát khốn mà lại bây giờ, tiên giới chi môn đã hoàn toàn mở ra. Vô lượng sát kiếp xem như bị đẩy lên điểm cao nhất, người thân là thế giới bao la thiên mệnh chi vương, tránh cũng không thể tránh. Cho nên tương lai hết thảy, chính ngươi nên cẩn thận cùng suy nghĩ. Là quân đầu tiên là đại hỷ, nói ra, lăng tiền bối bọn họ thoát khốn, đây thật là quá tốt. Có thể ma đế cũng thoát khốn, hiên chính hạo nói ra, cái này đối với ngươi mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Là quân nói ra, nên đến, luôn luôn tránh không khỏi. Hiên chính hạo cười một tiếng, nói ra, tốt, người có loại này khí phách, không hổ là thiên mệnh chi vương. La quân tại Hoàng Cung cũng không có đợi bao lâu, về sau liền liền rời đi. Hiên chính hạo cũng thật là không có chuyện gì tìm La Quân. Nhưng La Quân cũng không biết là, tại La Quân rời đi về sau. Hiên chính hạo trong ngựa thư phòng xuất hiện trường sinh đại đế đế huyền nguyên thần. La Quân rời đi Hoàng Cung về sau, phía ngoài hoàng cung lại có một người đang chờ đợi La Quân. Người kia chính là thiên trì các Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên là trong xe ngựa chờ đợi La Quân, La Quân trực tiếp thì lên xe ngựa. Lúc này Tô Yên Nhiên một thân quần dài trắng, yêu nhã rung động lòng người, như xuất trần tiên tử. Thiên trì các tin tức quả nhiên linh thông, La Quân cười một tiếng. Toàn bộ trong xe, đều tràn ngập Tô Yên Nhiên mùi thơm. Loại mùi thơm này cũng không phải tới từ son phấn thơm, mà chính là nàng mùi thơm cơ thể. Loại mùi thơm này, làm say lòng người. Tô Yên Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, thiên chỉ các tin tức tuy nhiên linh thông, nhưng cũng linh thông không tới địa cầu bên ngoài địa phương. Hiện tại chúng ta muốn gặp được ngươi, thật đúng là có chút độ khó khăn. Cho nên người cái này chợt vừa về đến, chúng ta làm sao cũng muốn tận dụng mọi thứ tới gặp phía trên ngươi một mặt. Là quần sờ mũi một cái, nói ra, muốn đến người muốn gặp ta, khẳng định không phải là bởi vì tư nhân giao tình đi. Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên sẽ không là thuần túy bởi vì tư nhân giao tình, nhưng là chúng ta công sự nói qua về sau, lại bàn về quan hệ cá nhân. La Quân nói ra, chẳng lẽ lại thiên trì các cảm thấy cùng ta trước đó làm ăn quá mức lỗ vốn, cho nên hiện tại muốn ta về hoàn thần đan. Tô Yên Nhiên nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. Tuy nhiên thiên Chỉ các luôn luôn không làm làm ăn lỗ vốn. Nhưng là, đã việc đã đến nước này cái kia lại đòi hỏi thần đan cũng không có cái gì ý tứ la quân nói ra tính toán ra các ngươi tại ta chỗ này đạt được chỗ tốt xa so với ta tại các ngươi cái kia bên trong đạt được chỗ tốt là hơn rất nhiều cho nên các ngươi làm sao cũng không tính được lỗ vốn tô yên nhiên nói ra một mã thì một mã nàng đón đến nói ra sự tình phát sinh biến hóa là chúng ta người nào đều không có dự liệu được nhưng lúc này chúng ta cũng xác thực không cần theo người cái này bên trong đạt được liên quan tới hoàng thượng một ít chuyện. La quân nói ra, cái này không thể trách ta, chúng tinh điện xuất thủ, đây là ta cũng không thể làm gì sự tình. Lại nói, các ngươi đã hợp tác với hoàng thượng, cho nên ta liền càng thêm dư thừa. Tô Yên Nhiên nói ra, mặc kệ như thế nào, chuyện này đều cần một cái trước sau vẹn toàn. Chúng ta trong các nhầm vào ngươi sự tình, truyền ra hai loại thanh âm. Loại thứ nhất là muốn tìm ngươi tính sổ sách, để ngươi bồi thường tổn thất. La Quân không khỏi có chút im lặng, nói ra, loại lời này cũng nói ra, các ngươi thiên chỉ các dù sao cũng là trường sinh đại đế danh hào, cái này cũng quá hẹp hỏi đi. Tô Yên Nhiên nói ra, đại đế luôn luôn mặc kệ trong các sinh ý, ngươi loại chuyện nhỏ nhặt này, đại đế càng sẽ không hỏi đến. Nhưng là ngươi không có thể phủ nhận, chuyện này, tuy nhiên ngươi có phần ngoài nguyên nhân, nhưng ngươi vẫn là thuộc về trái với điều ước. La Quân nói ra, ai nói ta trái với điều ước. Nếu như ta có hoàng thượng một số tin tức ngầm cùng bí mật, một dạng có thể tiếp tục truyền lại cho ngươi nhóm. Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, là quân, người phải biết, người không phải muốn cùng ta bàn giao cái gì. Ta đại biểu sau lưng là thiên trì các, bây giờ người căn bản không có bao nhiêu thời gian đợi tại đại khang, người biết tin tức, so với chúng ta tình báo nhân viên lấy tới còn thiếu. Là quân nói ra, đây cũng là không thể đối kháng, không phải ta mong muốn hắn đón đến, nói ra, vậy các người thiên chỉ các ý là. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên chỉ các cao tầng hy vọng người có thể đáp ứng là thiên ao các làm ba chuyện. La Quân nói ra, nói đùa cái gì, muốn ta đi loạn giết người phóng hỏa, ta chẳng lẽ cũng đáp ứng. Nhất định không vi phạm đạo nghĩa, người đủ khả năng sự tình. Tô Yên Nhiên nói ra, sự tình gì, La Quân hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, người đây không cần phải lo lắng, lúc này không có cái gì chuyện cụ thể muốn ngươi làm. Đây là thiên chỉ các muốn ngươi một cái hứa hẹn, bọn họ đánh bạc tương lai ngươi mà thôi. La Quân nói ra, vậy ta cũng mặc kệ. Tô Yên Nhiên cười khổ, nói ra, La Quân, ngươi sẽ để cho ta rất khó làm. Bởi vì ngươi cái này đơn là sinh ý là ta tại giật dây. La Quân nói ra, ngươi giúp bọn hắn giấy ta không ít đồ tốt, cho nên, ngươi cũng không thua thiệt thiên chỉ các cái gì. Tô Yên Nhiên nói ra, lời nói không phải nói như vậy thiên trì các quy tắc xâm nghiêm một mã thì một mã là quân có chút không vui nói ra tôi yên nhiên nói thế nào chúng ta cũng coi là lão bằng hiếu ta đối với ngươi như vậy trong lòng ngươi là rõ ràng ta cái này luôn cùng ngươi cò kè mặc cả cũng không có ý nghĩa ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta biết các ngươi lần này thiên trì các phòng tuyến cuối cùng là cái gì ta nếu là không nghe theo lại sẽ như thế nào trong lòng ta càng rõ ràng là bây giờ ta là chúng tinh điện người, mà lại, Trung Hoa Đại Đế cũng thoát khốn. Ta tuy nhiên địch không ít người, nhưng bằng hữu cũng không ít. Nếu là cân nhắc lợi hại, thiên trì các lại hội làm thế nào? Tô Yên Nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, là quân, lấy bằng hữu thân phận tới nói, ta căn bản không giống để ý tới chuyện này. Nhưng ta là thiên trì các người, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ. Lúc trước chúng ta tìm ngươi, thực cũng là coi trọng người mạng cách. Ngươi có không ít bản sự, có một câu ngươi không có nói sai. Ngươi địch rất nhiều người, nhưng bằng hữu cũng nhiều. Thiên trì các cũng không trở thành nguyên nhân quan trọng vì 10 cái thần đan thì cùng ngươi kết thù. Đây cũng là hôm nay ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì trên người ngươi có nhiều như vậy liên lụy, thiên trì các sẽ không đối ngươi như thế dịu dàng thắm thiết. Là quân nói ra, nói cho cùng, đều là sinh ý. Tô Yên Nhiên nói ra, ta cũng liền trực tiếp nói cho ngươi phòng tuyến cuối cùng, người ít nhất phải đáp ứng cho chúng ta làm một việc. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, tương lai người không thể cự tuyệt. La Quân nói ra, đạo nghĩa tiêu chuẩn này, tại trong lòng mỗi người đều là không giống nhau. Tô Yên Nhiên nói ra, nắm chặt chữ này, một điểm ý nghĩa đều không có. Tốt, ta đáp ứng, La Quân nói ra. Sau đó, hắn còn nói thêm, không có việc gì lời nói, ta có thể đi thôi. Hắn đúng là có chút tức giận hắn đối xử mọi người luôn luôn lấy thành đối tôi yên nhiên càng nhưng nói là móc tim móc phổi nhưng tôi yên nhiên lại nhiều lần đem người làm ăn thủ đoạn dùng ở trên người hắn điều này thực để người sinh khí tôi yên nhiên đột nhiên giữ chặt la quân tay tay nàng rét lạnh mềm mại la quân hơi hơi ngẩn ngơ hắn quay đầu nhìn về phía tôi yên nhiên nói làm sao tôi yên nhiên buông tay ra nàng tràn ngập áy náy nói ra thật xin lỗi la quân ta có tà thân bất do kỷ La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, minh bạch. Sau đó, La Quân rời đi tội yên nhiên xe ngựa. La Quân là cái rộng rãi người, cũng sẽ không bởi vậy thật cùng tội yên nhiên tức giận. Chỉ là lúc sau, hắn sẽ không lại đối tội yên nhiên như vậy thành khẩn. Thiên trì các sự tình, cũng coi là như vậy có một kết thúc. Trên thực tế, thiên trì các chỗ lấy có thể phát triển đến như thế lớn mạnh, bọn họ khẳng định là có chính mình một bộ lối buôn bán. Đối với La Quân, bọn họ chỗ lấy chịu dốc hết vốn liếng, cái này giống như là phong đầu một dạng. Thiên chỉ các là thiên sứ đầu tư người, La Quân là cái tuyệt đối tiềm lực cổ. Mà lúc này, La Quân tại Đại Khang bên này đã không có tác dụng. Thiên chỉ các lại không muốn mất hết vốn liếng. Như vậy lúc này, nếu như bọn hắn đến theo La Quân đòi hỏi tổn thất, nói thí dụ như thường hoàn thần đan, đây chính là rất không có phong độ. Cái kia có thiên sứ đầu tư thất bại, còn tìm người muốn về đầu tư khoản tiền đạo lý sau đó lúc này thiên trì các qua đoạn mua la quân tương lai đến tương lai la quân nếu thật là trở thành thông thiên triệt địa nhân vật như vậy bọn họ thì nhảy ra trái lại nếu như la quân phát nhai chết vậy chuyện này cũng coi như đây chính là thiên trì các dự định tôi yên nhiên tuy nhiên cùng la quân có quan hệ cá nhân nhưng loại này quan hệ cá nhân cũng là ở thiên trì các giám thị phía dưới tôi yên nhiên nếu như không tận tâm tận lực như vậy nàng về sau ở thiên trì các thời gian liền sẽ rất khó chịu. Đây là La Quân không có thông cảm tôi yên nhiên khó xử. La Quân trở lại thiếu uy phủ bên trong. Một ngày này, hắn không có muốn quá nhiều chuyện, cũng là cùng nhiếp mị nương ôn chuyện, cùng ba đồ đùa với chơi. La Quân cũng không muốn mang theo ba đồ rời đi, tuy nhiên ba đồ có thể có người. Nhưng ba đồ tốc độ còn không bằng La Quân đây. Và lại, ba đồ lực lượng bằng không. La quân nếu là cùng người công giết, ba đồ theo quá nguy hiểm. Ngược lại, cái này thiếu uy phủ ngược lại là một phương an vui thiên đường. Như vậy ba đồ lưu tại thiếu uy phủ mới là tốt nhất. Bây giờ đại khang đã sớm không hề dựa vào trời cao tông. Đại khang hoàng đế hiên chính hạo cùng trường sinh đại đế hợp tác, lại có thiên chỉ các hỗ trợ. Đại khang đã trở thành có thể cùng các đại tiên môn tông phái địa vị ngang nhau tồn tại thậm chí là đã có một ít viễn cổ thật thần đều đến cùng hiên chính hạo hợp tác. Là quân tại thiếu uy phủ đợi một ngày, về sau liền rời đi. Hắn mang đi hồ trường xuân cùng trịnh thiên liệt. Ba người có thể thay phiên phi hành, một người bay thời điểm, có ngoài hai người thì giấu ở phòng bị tu di bên trong. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng La Quân vẫn là quyết định đi trước gặp một lần trình kiến hoa. Tiểu túc mệnh thuật tập luyện hoàn thành, có trợ giúp La Quân khắc sâu hơn lý giải đại mệnh vận thuật sự ảo diệu. La Quân trong lòng cũng biết, Thánh Thành bây giờ có cửu U Thiên Đế trở về, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Lúc trước cửu U Thiên Đế một đoàn người tấn công Đại Khang, hắn ở giữa lúc làm không ít chuyện. Mà lại, mà Đế cũng còn có thể đợi tại Thánh Thành bên trong. Nhưng La Quân quyết định còn là muốn đi một chuyến, nhìn xem có cơ hội hay không nhìn thấy Trình Kiến Hoa, muốn tới tiểu túc mệnh thuật cầu phú quý trong nguy hiểm, nguy cơ cũng là cơ hội. Thời gian đối với tại La Quân tới nói, cũng không có như vậy dư giả. Theo tiên giới chi môn mở ra, hắn tu vi vẫn là như thế lúng ta lúng túng, hắn nhất định phải lấy điểm gấp. Tại đi thánh thành trên đường, La Quân đi qua vài miếng rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Sau đó hắn liền để nhanh nhạy hòa thượng đi xuống hấp thu thụ một linh khí. Nhanh nhạy hòa thượng đại hỷ, hắn đối loại này cây cối linh khí là phi thường hoan hỷ là quân ba người thì ở trên không chờ đợi, nhanh nhạy hòa thượng thân thể giống như một cái mầm hạt đậu, nhưng hắn rơi vào vào trong rừng cây về sau, lập tức liền bắt đầu sinh trường. Trong chốc lát, một khỏa đại thụ che trời sinh trường. Nhanh nhạy hòa thượng sở biến thành đại thụ tiếp tục sinh trưởng hơn nữa còn mọc ra vô số xúc tu. Xúc tu có trăm ngàn vạn điều, thủ cao tiệm dần dần cũng dài đến chừng một ngàn trượng cao độ. Đây là một màn kỳ quan, tựa như là một cái xanh thiên trụ trực tiếp thẳng nhập đến vân tiêu. Cái kia trăm ngàn vạn điều xanh biết xúc tu không ngừng tăng trưởng, mỗi một cây xúc tu tráng kiện như cá voi, mọc ra 300 cây số. Cái này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy rất nhanh liền bị nhanh nhạy hòa thượng biến thành đại thụ toàn bộ che đại kín. Là quân bọn người nhìn nhìn mà than thở. Hồ Trường Xuân nói ra, thiếu chủ, cái này nhanh nhạy thượng sư lại có thần thông như thế, thật sự là khủng bố. Trịnh Thiên Liệt nói ra, đúng vậy a à, bực này biến hóa quả nhiên là nhìn mà than thở la quân trong lòng cũng có loại ngày chó cảm giác cái này đại la tiên đằng thế mà có thể có uy lực như thế nhìn trước khi đến tại trên tay mình thật đúng là có điểm phung phí của trời la quân thật buồn bực là hắn biết mình trên tay bảo bối đều là đỉnh phong nhưng mình cầm lấy lại một điểm uy lực cũng không có phát huy ra cái này khiến hắn luôn có loại cầm lấy ức vạn đô la mỹ thẻ vàng nhưng là không biết mật mã cảm giác mỗi ngày còn trải qua kham khổ sinh hoạt, nhưng hắn hướng tới là loại kia đại phú đại quý A. Đại ước sau một tiếng, nhanh nhạy hòa thượng rốt cục thu hồi tất cả xúc tu, sau cùng dần dần trở thành một quả đậu đỏ mầm. Đậu đỏ mầm bay lên không trung vừa bay, sau đó liền đến la quân trên đầu. La quân bọn người hướng xuống mặt nhìn qua, mọi người đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mẹ nó. Lúc này phía dưới rậm rạp rừng rậm nguyên thủy đã là một mảnh khô héo, tựa như là kinh lịch tận thế hỏa hoạt, không có một khỏa còn sống cây non. Cái này, cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi, là quân đối nhanh nhạy hòa thượng nói ra. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, a di đà Phật, sai lầm sai lầm. Bần tăng bây giờ muốn phải lớn mạnh, chỉ có cái này thô thiển biện pháp. Nếu là tập được đại linh dịch thuật, liền có thể trực tiếp hấp thu linh dịch. Từ đó không thương tổn cây này thân gỗ thân thể, nhưng bây giờ lại là thương tổn cây cối đem bản thân, linh dịch lại là không có hấp thu đến. Hắn đón đến, nói ra, đạo hữu yên tâm, những thứ này cây cối căn bản không có thương tới, về sau hội lần nữa sinh trưởng. Chỉ là, muốn lại như vậy tươi tốt, ít nhất cũng phải 10 năm công phu. La Quân nói ra, vạn vật có linh, ngươi làm như vậy, trung quy là không tốt. Vẫn là muốn tận lực thiếu tạo giết hại thì tốt hơn. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu nói là, bần tăng về sau nhất định chú ý. La Quân nói ra, vậy ngươi lần này hấp thu, đối ngươi tu vi có cái gì trợ giúp không có. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức hưng phấn, nói ra, ha ha, cái kia liền trợ giúp lớn. Bây giờ Đại La Tiên đằng nội bộ linh khí rồi rào, lực lượng so trước đó mạnh không chỉ một lần. Bần Tăng cũng còn có thể thi triển ra một số trận pháp tới. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, cả đám liền tiếp theo đi đường. Hồ Trường Xuân phụ trách phi hành la quân cùng trịnh thiên liệt tại phòng bị tu di bên trong nghỉ ngơi la quân nghĩ đến cái gì lại đem cái kia võ đạo người cho triệu hoán đi ra võ đạo người tại la quân trước mặt thi lễ nói ra bần đạo gặp qua đạo hiếu trịnh thiên liệt ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại là không nghĩ tới la quân có cái này rất nhiều thủ đoạn la quân liền cũng liền hướng trịnh thiên liệt giải thích một chút võ đạo người tồn tại sau đó la quân hướng võ đạo người nói bây giờ chúng ta đã đến tục trong thế giới, người dự định như thế nào tăng lên thực lực ngươi? Võ đạo người đang muốn mở miệng, nhanh nhạy hòa thượng liền nói ra, ta ngược lại thật ra biết nên như thế nào đem võ đạo người thực lực phát huy đến cực hạn. La quân nói ra, ồ, oh. nhanh nhạy hòa thượng nói ra, võ đạo người chính là thượng cổ văn tự, do thiên đạo bút chỗ sách viết ra, có nhanh nhạy chi khí. Thiên hạ võ đạo chi khí, cùng võ đạo người đồng xuất một mạch nếu là đến chiến trường sát phạt chi địa, hoặc là gặp được tuyệt đỉnh cao thủ phát ra võ đạo khí tức, đều có thể từ võ đạo người hấp thu tiến đến. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là, võ đạo người dù sao chỉ là võ, không phải là võ đạo. Cho nên trung quy là đơn bạc một số. Đạo hữu người không phải có một cái tu luyện bản mệnh đại hắc đan sao? Bần tăng nhìn người đại hắc đan bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo lý cùng quy tắc. Nếu là đem võ đạo người dung nhập vào đại hắc đan bên trong, chính là gia tăng võ đạo quy tắc. Như thế mới có thể đem võ đạo người uy lực hoàn toàn phát huy ra. Võ đạo người nao nao, hắn nói ra, nếu là bần đạo dung hợp đối đạo hữu có lợi, bần đạo nguyện ý. Là Quân nói ra, vậy làm sao tốt, người đã là có nhanh nhạy. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đại hắc đan bên trong, một dạng có võ đạo nhân sinh tồn dư địa. Hắn cũng có thể cùng đạo hữu người quy tắc dung hợp, đây là lẫn nhau đều có chỗ tốt là quân sau đó thì thế ra cái viên kia đại hắc đan. Võ đạo người gặp đại hắc đan, lại là đại hỷ, nói ra, trong này đạo lý thâm ảo mà cuồn cuộn, bần đạo nếu là có thể đi vào lĩnh hội, nhất định là tốt không được. Là quân gặp võ đạo người chân tâm ưa thích, liền nói ra, tức là như thế, vậy ngươi thì hòa tan vào tới đi. Phó đạo người lập tức liền thân hình phiêu tán, hóa thành nồng đậm võ đạo kim quang, về sau, kim quang này thì dung nhập vào đại hắc đan bên trong. Trong chấp nhóm này, La Quân lập tức cảm giác được Đại Hắc Đan bên trong dung nhập cuồn cuộn võ đạo tinh thần. Loại tinh thần này cùng chính hắn lĩnh ngộ võ đạo tinh thần là khác biệt. Cỗ này võ đạo tinh thần đã trở thành thực chất khí, đem nói thành là võ đạo chi tổng cương tuyệt không quá phận. Toàn bộ Đại Hắc Đan khí chất sinh ra biến hóa, thêm ra một loại tiến bộ dũng mãnh tinh thần. Hiện tại còn chỉ có thể cảm giác ra một chút biến hóa. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, các loại đạo hữu ngươi trong chiến đấu hấp thu võ đạo chiến lực về sau, loại biến hóa này liền sẽ càng thêm nhô lên. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thực còn có một chuyện là đạo hữu ngươi bây giờ cần muốn cân nhắc. Nhanh nhạy hòa thượng sau đó còn nói thêm. La Quân nói ra, sự tình gì? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi là muốn đi cho trăng sáng tiên tôn mừng thọ, mừng thọ cái kia có tay không đi. Ngươi đến mang theo quà mừng tiến đến A đạo hữu ngươi không phải là danh môn đại phái, nếu là còn không có đem ra được quà mừng. Bần tăng chỉ sợ đạo hữu căn bản liền sẽ không được mời đến phòng khách chính bên trong chúc thọ. Như vậy đến lúc đó, thì liền đi so đấu cơ hội đều không có. Ta dựa vào, là quân vỗ xuống đầu mình, nói ra, ta thế mà quên trọng yếu như vậy một việc. Trang sáng tiên tôn một nghìn đại thọ, đây là lễ lớn. Nhiều người như vậy đi chúc thọ, ta nếu không cầm chấn được lễ vật, chỉ sợ là liền bên trong còn không thể nào vào được. Cái kia còn nói gì đi tranh giành khen thưởng. Cái này tinh chủ cũng thật sự là keo kiệt, để cho ta đi mừng thọ, thế mà không chuẩn bị cho ta lễ vật. Là quân phiền muộn vô cùng. Là quân bắt đầu vắt óc tìm mưu kế muốn chính mình có thể cho cái kia trang sáng tiên tôn đưa lễ vật gì. Đưa kim ngân tài bảo, vậy khẳng định không được, chính mình điểm ấy đan dược, đối phương khẳng định cũng chướng mắt. Đem đại la tiên đằng đưa đi, cái kia còn miễn cưỡng được chỉ là đại la tiên đằng tại minh nguyệt tiên tôn trong mắt, cũng chưa chắc đến cỡ nào sáng chói Nhưng cái này đại la tiên đằng bây giờ đối với mình tới nói, lại là không thể thiếu. Chẳng lẽ muốn đem nhân hoàng kính đưa ra ngoài, là quân ám đạo, là quân cũng không nỡ đưa ra nhân hoàng kính, mà lại, nhân hoàng kính cũng chưa chắc so đại la tiên đằng lợi hại. Đây là đem chính mình tâm can bảo bối đưa ra ngoài, đối với mình tới nói là đại thủ bút nhưng đoán chừng đối trang sáng tiên tôn nhân vật như vậy tới nói, cái này lễ mừng thọ cũng là bình thường giống như. La quân liền hỏi trịnh thiên liệt, nói ra, trịnh lão, người có không có có đề nghị gì hay? Trịnh thiên liệt cùng Hồ Trường Xuân là đều nghe La quân nói lần chúc thọ này sự tình, trịnh thiên liệt cũng biết trang sáng tiên tôn. Hắn cười khổ nói, trang sáng tiên tôn uy danh ta là biết, chúng ta lão chủ nhân tử Ngọc Tán nhân năm đó thanh thế dày đặc nhất thời điểm, cũng theo trang sáng tiên tôn không thể so sánh nổi. Bây giờ trăng sáng tiên tôn bế quan trăm năm mà ra, cũng hẳn là cảm giác được tiên giới chi môn mở ra. Nàng Tu Vi, được vinh dự thiên châu đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không quá đáng. Cho nên, dạng này người muốn cho nàng đưa lễ vật gì để cho nàng vui vẻ, cái này ta còn thực sự là không có cái này kinh nghiệm. Thiên châu đệ nhất nhân, là quân nói ra, trước đó trên thiên bảng, cửu U Thiên Đế mới là xếp hàng thứ nhất. Trịnh Thiên Liệt nói ra, cửu U Thiên Đế thật là lợi hại, nhưng ngày này bảng bài danh có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân đều chẳng thèm ngó tới so như vân thiên tông tạo hóa chân nhân còn có vũ hóa môn tiêu linh những người này cũng không biết ở nơi nào có lẽ đều đến sớm tiên giới đi còn trăng sáng tiên tôn tại phía xa ở nước ngoài cho nên cũng không bài danh đi vào nhanh nhạy hòa thượng đang vừa nói đạo hữu thực ngươi không cần nghĩ đến muốn đưa pháp bảo gì đến trăng sáng tiên tôn loại cảnh giới này trướng mắt ngươi những thứ này pháp bảo mừng thọ nha, nặng tại một cái hỉ khí. Người muốn tặng đồ, có thể tại minh nguyệt tiên tôn yêu thích phía trên động đầu óc. Cái kia trang sáng tiên tôn không phải cũng có cửu nhân sao? Tỷ như nàng đã từng cùng vũ hóa môn không phải liền là náo rất không thoải mái a. À. Chúng ta có thể đi điều tra thêm, năm đó vũ hóa môn đến cùng là nuốt trang sáng tiên tôn cái gì pháp khí. Dù sao chúng ta có thể theo vũ hóa môn bên này vào tay. Là quần nhịn không được cười cười, nói ra, ta kém chút quên, cái này đại la tiên đằng cũng là theo vũ hóa môn trong tay cướp tới. Nhanh nhạy hòa thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, cho nên, chúng ta lại đi tìm một chút vũ hóa môn suối quẩy, cũng không có gì. La quần sờ mũi một cái, nói ra, ta mới cửu trọng thiên sơ kỳ, tuy nói đứng sau lưng chúng tinh điện. Chúng tinh điện cũng là bá đạo, nhưng tránh thức hành sự lên, gặp nguy hiểm. Cái giám đều không trông cậy được vào, để cho ta như thế tùy tiện đi tìm vũ hóa môn suối quẩy, cái này vẫn còn có chút mạo hiểm. Mấu chốt là, tựa hồ cũng không quá có lời. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, mặc dù nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng tùy tiện chịu chết là không có lời. Cho nên chúng ta vẫn là muốn nghĩ cách, hắn theo rồi nói ra, bần tăng thông qua đại la tiên đằng linh khí ngưng luyện ra một môn linh thai quyết, có thể tương đạo bản người khí tức ẩn tàng ở. Cho dù là trang sáng tiên tôn dạng này cao thủ, cũng rất khó phát giác được người vị trí cụ thể. Mặc kệ người bị bọn họ làm sao khóa chặt, chỉ cần bần tăng thi triển ra linh thai quyết, lập tức liền có thể đem bọn họ tinh thần khóa chặt che đậy lại. Là quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, có bực này thần diệu. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng trước kia dựa vào linh thai quyết, tránh thoát không ít sinh tử đại kiếp. Cái này linh thai quyết cũng là vừa rồi tại hấp thu linh mục chi khí sau mới ngưng luyện thành công. Là quân lòng tin nhất thời tăng nhiều, nói ra, có bực này pháp quyết, chúng ta hành sự thì thuận lợi hơn nếu là ta còn có thể thay đổi dung nhan cái kia há không phải liền là càng thêm không chê vào đâu được nhanh nhạy hòa thượng nói ra vốn là bần tăng là còn có một môn thuật pháp gọi là chuyển thế luân chuyển thuật loại kia thuật pháp liền có thể cải biến dung nhan liền nhân mạng cách đều có thể làm ra ngoài đang thay đổi lấy chuyển thế luân chuyển thuật phối hợp linh thai quyết coi như là xuất hiện ở tuyệt đỉnh thù người trước mặt đó cũng là không hề có một chút vấn đề hắn đón đến nói ra chỉ tiếc hiện tại bần tăng không có cách nào ngưng luyện thành chuyển thế luân chuyển thuật bởi vì còn thiếu một mực thần thông bản nguyên. La quân nói ra hắc hắc ta nhớ tới ta bên này còn có một số thế giới bao la kỹ thuật điểm cao mặt nạ đều là căn cứ mà ta hình đến thiết kế ta lại nhiều đặt mua một số y phục đến lúc đó liền có thể phối hợp ngươi linh thai quyết đến sử dụng nhanh nhạy hòa thượng nói ra bất quá cái này hồ lão cùng trịnh lão bọn họ đâu La quân nói ra như vậy cũng tốt xử lý, hồ lão cùng trịnh lão về sau thì tận lực giấu ở phòng bị tu di bên trong. Có người linh thai quyết khóa chặt, cần phải không có vấn đề gì. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, vậy cũng được. Như vậy thương lượng bình tĩnh về sau, là quân thì trong lòng có so đo. Tại còn chưa tới gần thánh thành thời điểm, là quân thì tiến hành nạp lại giả trang, thay đổi hắn y phục. Lại đeo lên điểm cao mặt nạ, nhanh nhạy hòa thượng thi triển ra linh thai quyết vì la quân ẩn tàng ở bản thân khí tức. Kể từ đó, la quân tựa như là đổi một người một dạng. Hắn tìm cho mình cái thân phận mới, cái kia chính là lang thang tán tu ngọc diện thư sinh lạnh tu. Tại 10 giờ phi hành thuật về sau, la quân đến kiến trúc rộng rãi trắng như tuyết thánh thành. Thánh thành bên trong, một mảnh phồn vinh. Lúc này chính là đang lúc hoàng hôn, hỏa hồng trời chiều ở chân trời, mây hồng quay chung quanh, chân trời giống như lên trùng thiên đại như lửa. Đây là phi thường hùng vĩ mỹ lệ quang cảnh. Thánh thành bên trong, tràn ngập dị vực khác phong tình. Xa lát nước bách tính, phần lớn đều là thờ phụng thánh thành, thờ phụng thần tộc, thờ phụng thiên đế. Cửu U Thiên Đế tại Sa Lát trong nước bày ra qua không ít lần thần tích. Sa Lát quốc hoàng thất đối thánh thành cũng bảo trì tuyệt đối tôn kính. Cửu U Thiên Đế thần tộc thực lực cường đại vô cùng, nếu như thần tộc muốn đem xa lát nước diệt quốc hoặc là chiếm thành của mình, vậy cũng là đang lúc trở tay sự tình. Nhưng cửu U Thiên Đế cũng không có làm như thế, chưa để xa lát nước vì thần tộc cung phụng, cùng hấp thu bọn họ tín ngưỡng bên ngoài. Cửu U Thiên Đế mệnh lệnh tất cả thần tộc không được tại xa lát trong nước làm sằng làm bậy, như làm trái phản cấm lệnh, giết không tha. Điều này cũng làm cho xa lát quốc hoàng thất xuất phát từ nội tâm tôn kính thần tộc. Dù sao, cái thế giới này yêu ma đông đảo, nếu không có thần tộc vì chỗ dựa, xa lát nước cũng không có dạng này nhàn nhã cuộc sống an giật. Thánh thành bên trong, những dân chúng kia phần lớn đều là trên đầu quấn màu trắng ha đa. Ven đường tiểu hài tử tránh sau lưng phụ nữ, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài hiếu kỳ nhìn lấy. Trên đường cửa hàng san sát, bán đủ loại đồ, vật đều có. Là quân mục tiêu cũng là đi thánh điện tìm trình kiến hoa. Nhưng là muốn đi vào đến trong thánh điện, cũng rất là không dễ dàng. Là quân nghĩ biện pháp, hắn tới trước thánh điện chiêu thiên môn bên ngoài. Sau đó dùng một số không tệ ngưng tuyết đan cùng cái kia giữ cửa thị vệ giao dịch. Nói là phiền phức hỗ trợ dẫn tiến thị vệ trưởng cổ trời cao. Thị vệ kia cũng biết ngưng tuyết đan chỗ tốt, liền nói có thể giúp một tay dẫn tiến, nhưng là thị vệ trưởng có gặp hay không, cái kia còn đến khác nói. Là quân nói ra, mời nói với thị vệ trưởng, là đại tế ti cố nhân. Thị vệ kia nói ra, tốt đại khái là lần giải thích này thật có tác dụng chỉ một lúc sau cổ trời cao thật đi ra la quân quyết định không giấu giếm cổ trời cao hắn trước đem điểm cao mặt nạ lấy xuống sau đó cùng cổ trời cao gặp nhau cổ trường không nhìn thấy la quân lúc hơi hơi kinh ngạc la quân danh hào ở trên trời châu vẫn là không có danh tiếng gì cửu u thiên đế cũng không có để ý nhiều la quân cửu u thiên đế đối la quân ấn tượng còn là tới từ ma đế trần thiên nhai hắn có biết đạo nhất chúc Trần Thiên Nhai cùng La Quân ở giữa cầu huyết sự tình. Nhưng Trần Thiên Nhai hiển nhiên sẽ không nguyện ý cùng cửu U Thiên Đế nói loại này ra môn chuyện xấu. Cổ trường không trước đó dẫn kiến La Quân gặp Đại Tế Ti Lúc, hắn chả không biết La Quân. Thế nhưng là về sau, chuyện này hắn bẩm báo Đại Hoàng tử Lạc Thiên Tâm. Về sau lại tra một phen, cũng liền đối La Quân thân phận có một ít nhận biết. Bất quá, Lạc Thiên Tâm biết là La Quân tới qua về sau, hắn cũng không có nói thêm cái gì dù sao, là quân thiên mệnh chi vương mệnh cách cũng còn không có rộng như vậy làm người biết rõ. Lạc thiên tâm cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Các đại nhân vật trong mắt, hiển nhiên đều còn không có la quân vị trí. Đây là la quân tu vi gây ra, nếu là Trần Thiên Nhai đến đây, lạc thiên tâm bọn họ khẳng định đã sớm kinh động. Cổ trường không nhìn thấy la quân, liền mỉm cười, nói ra, Trần Huynh Đệ, làm sao ngươi tới? La quân nói ra, cổ huynh, Ta muốn gặp một người, còn hy vọng ngươi có thể thay thông báo một tiếng." Cổ Trường không nói ra, "Trần huynh đệ, ngươi muốn gặp người nào?" "Đại tế ti." La Quân nói ra, "Ta muốn gặp Đại tế ti bên người Trình Kiến Hoa." Cổ Trường không hơi hơi ngoài ý muốn, có điều hắn không nói gì, chỉ là nói, "Được." Cổ Trường không dẫn La Quân đi vào thánh điện, La Quân lại là không chịu, hắn nói ra, "Ta chờ ở bên ngoài liền tốt." Cái kia bên trong thánh điện trận pháp khủng bố. La quân sau khi đi vào, lập tức pháp lực hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tuy nhiên bên trong có trầm mặc nhiên tại, nhưng trầm mặc nhiên chưa hẳn liền sẽ bảo vệ mình. Mà lại vạn nhất cùng Trần Thiên Nhai chính diện gặp, cũng là không tốt lắm. La quân trên thân linh thai quyết vẫn còn, cho nên cho dù là Trần Thiên Nhai, cũng vô pháp cảm ứng được chính mình tới. Lần này gặp mặt, La quân là bốc lên nguy hiểm rất lớn nhưng vì đại mệnh vận thuật sự ảo diệu hắn nhất định phải gặp trình kiến hoa lần trước la quân cùng tần lâm dám vào đi đó là dựa vào đối trầm mặc nhiên tín nhiệm nhưng lần này trầm mặc nhiên cũng không nói muốn thấy mình cổ trường không gặp la quân không chịu đi vào cũng đã biết hắn lo lắng hắn chỉ cười một tiếng nhưng cũng không miễn cưỡng theo sau đó xoay người thì tiến trong thánh điện cổ trường không cũng không phải là trước tiên đi gặp trình kiến hoa mà chính là trực tiếp đi gặp đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm. Lạc Thiên Tâm nghe được La Quân muốn gặp Trình Kiến Hoa, hắn có chút kỳ quái. trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, người đi tìm Trình Kiến Hoa đi, vấn đề này đừng rêu sao. Cổ trường không nói ra, vâng, điện hạ. Chuyện này có chút kỳ quặc, Lạc Thiên hội một mực chú ý, nhưng lại sẽ không bởi vậy đi kinh động cửu U Thiên Đế. La Quân cũng là không có cách nào mới triển lộ ra chân dung, bởi vì cái này trong thánh điện canh phòng nghiêm ngặt, hắn muốn đi vào căn bản không có khả năng. Vì nhìn thấy trình kiến hoa, còn nhất định phải thông qua cổ trường không. Cổ trường không chắc chắn sẽ không để ý tới một người xa lạ. La quân chờ ở bên ngoài ước chừng 10 phút đồng hồ, sau 10 phút trình kiến hoa liền đi ra. Trình kiến hoa sau khi đi ra, La quân hơi khẽ thở phào một cái. Trình kiến hoa mặc lấy màu trắng áo choàng nhìn tiên phong đạo cốt xem xét vẫn là một mặt chính khí, nhưng La Quân tâm lý rõ ràng, người này là đã đến vô sỉ tuyệt đỉnh cảnh giới. La Quân cũng không hiểu rõ, vì cái gì trình kiến hoa hội một mực cam tâm đợi tại đại ca lâm phong bên người. Này cũng khiến ta kinh nha, La Quân người thế mà lại đến đơn độc tìm ta. Trình kiến hoa nhìn thấy La Quân về sau, cười nhạt một tiếng, nói ra. Tới tìm ngươi, không có khác sự tình. La Quân nói ra, ta đại ca nhắc nhở ta tới gặp ngươi một mặt, Hắn không phải ngốc bạch điềm, tự nhiên cũng biết cổ trường không có thể sẽ đi nói cho thánh điện cao tầng. Lúc này, hai người trò chuyện không chừng nghe tại thánh điện cao tầng giám trong mắt. Trình kiến hoa cũng là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, cho nên La Quân không có chút nào lo lắng hắn hội không hiểu chính mình ám chỉ. Trình kiến hoa nghe được La Quân nhắc lên Lâm Phong, hắn thần sắc lập tức nghiêm nghị, đã không còn trước đó tản mạn. La Quân đem tình cảnh này thu tại trong mắt, hắn hơi hơi kinh ngạc nghĩ thầm chỉnh kiến hoa trong lòng vẫn là chân tôn kính đại ca loại này chi tiết lừa gạt không người la quân nói ra ở nước ngoài trang sáng tiên tôn một tháng sau một nghìn đại thọ đến lúc đó hội có thật nhiều tiên đạo môn phái còn có một số tán tu đều sẽ đi cho trang sáng tiên tôn mừng thọ đại ca đạt được chúng tinh điện nhiệm vụ chính là muốn cho trang sáng tiên tôn mừng thọ thắng được trang sáng tiên tôn ưng thuận một số lễ vật cái kia lễ vật là tạo hóa toái phiến cùng đại thôn phệ thuật đại ca bây giờ đã vội vã tiến đến ở nước ngoài hắn hy vọng ngươi cũng có thể theo qua đi giúp một chút la quân đón đến nói ra chính ta có nhiệm vụ tại thân mà lại tinh chủ đã quy định giữa chúng ta không được giúp lẫn nhau cho nên hắn để cho ta tới tìm ngươi trình kiến hoa nói ra đây là chuyện lớn phong ca phân phó ta tự nhiên muốn nghe ta lập tức liền trở về cùng trầm tiên sinh bẩm báo chỉ là ta như thế nào theo phong ca tụ hợp La Quân nói ra, ngươi một mực tiến về Bắc Hải, đến lúc đó đại ca tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Trình Kiến Hoa như có điều suy nghĩ nhìn một chút La Quân, sau đó liền nói, "Tốt." La Quân nói ra, "Ta đi trước, các ngươi xử tình, ta không lẫn vào." Trình Kiến Hoa nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân liền trực tiếp bay đi. Điện hạ, muốn hay không cản lại hắn? Thánh điện Tú Ngọc trong các, Cổ Trường không cùng Lạc Thiên Tâm nhìn lên trước mặt một mặt gương đồng cái kia trên gương đồng hiện ra la quân bay đi hình ảnh. Này gương đồng gọi là thiên nhãn kính, chính là cửu u thiên đế dùng pháp khí cùng đại pháp lực chế tạo ra tới. Thánh thành bên trong chỗ có địa phương, đều có thể thông qua từ trường ở phía trên hiển hóa ra ngoài. Đương nhiên, như đối phương phát giác được, cũng có thể dùng pháp lực che đậy lại. Nhưng là la quân cùng trình kiến hoa là đều không phát hiện được. Không dùng, lạc thiên tâm nói ra. Cổ trường không nói ra, điện hạ, Ngài cho rằng La Quân thật chỉ là đến đây truyền lời sao?" Lạc Thiên Tâm nói ra, bản điện cũng không rõ ràng, nhưng là bất kể như thế nào, thánh thành bên trong chuyện phát sinh, đều không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Bên này, bản điện sẽ an bài người theo dõi La Quân, cũng sẽ an bài người theo dõi Trình Kiến Hoa. "Hắn, ngươi không cần quan tâm." "Vâng," Cổ Trường không nói ra. Lạc Thiên Tâm sắp xếp người theo dõi La Quân, La Quân ra thánh thành về sau, lập tức chui đến trong một rừng cây cao thủ kia tại theo sát phía sau thế nhưng là la quân vừa vào rừng cây tựa như trâu đất xuống biển sau đó cái này theo dõi